Chương 61, Tô Giao nghe thấy cục phó vương im lặng mấy giây, lòng chợt chùng xuống, tự hỏi không biết có phải đã kết thúc, Trần Ngân Hà thật sự là một tên bí á y vặn vẹo tâm lý sao? Tô Giao cao mày, có phải không đạt tiêu chuẩn không? Cục phó vương dừng một lúc lâu, sau đó mới lặng lẽ tiết lộ kết quả kiểm tra, người ta lợi hại như vậy, làm sao có thể không đạt tiêu chuẩn, đạt điểm tối đa? Tô Giao, tuyệt vời, ngay cả khi chính cô, cũng chỉ đạt hơn 80 là điểm tối đa cho các bài thi trong cục trước giờ chưa bao giờ đến 90, được bác sĩ tâm lý nói tâm lý hoàn toàn bình thường. Tô Giao, tôi nói rồi mà, anh ấy rất ổn, rất khỏe mạnh, vừa nhiệt tình rộng rãi lại hoạt bát đáng yêu. Anh ấy mới tới Vân Giang nửa năm, chúng tôi trong cục từ trên xuống dưới bao gồm cả chú bảo vệ và dì lao công không một người nào không thích anh ấy. Đạt điểm tối đa, tuyệt vời, cục phó vương cắt ngang lời khen của Tô Giao, chính vì tối đa điểm nên mới có vấn đề lớn. Tô Giao cầm điện thoại bước đến bên cửa sổ, ý ông là gì cục phó vương cậu ấy đang kiểm soát điểm có nghĩa là cậu ấy không có ý định tiết lộ trạng thái tinh thần của mình cho người khác biết ngoài ra người của tôi phát hiện ra cậu ấy thường đột nhiên ngồi dậy khỏi giường vào ban đêm cũng không bật đèn quay lưng về phía cửa cúi đầu hai tay di chuyển đây không phải là một vấn đề lớn sao trong lòng tô giao cả kinh trước giờ cô chưa nghe nói trần ngân hà nửa đêm thức dậy còn làm ra hành động quái dị như vậy đây không phải là điều mà một người bình thường sẽ làm Cô không khỏi nghĩ đến việc Trần Ngân Hà xin nghỉ phép, nhốt mình ở nhà rồi đuổi Hứa Gia Hải ra ngoài, chẳng lẽ anh biết mình buổi tối sẽ bị ai? Không muốn bị Hứa Gia Hải hay bất kỳ ai nhìn thấy, vì vậy anh đã khép mình lại. Cục phó vương thở dài, lát nữa tôi sẽ nói với Khương cục các người, yêu cầu ông ấy chú ý hơn đến sức khỏe tâm lý của cháu trai quý giá của mình. Bác sĩ tâm lý của cục các cô có năng lực không? Tô giao thì thào, có năng lực. Nhưng vấn đề của Trần Ngân Hà là gặp bác sĩ tâm lý hay không gặp bác sĩ tâm lý, nếu anh sẵn sàng đối mặt với vấn đề của chính mình, anh sẽ không thể đạt điểm trọn vẹn. Anh có tiền, anh có thể thuê bác sĩ tâm lý giỏi nhất ở Vân Giang bất cứ lúc nào, nhưng anh đã không làm, thậm chí còn không đề cập đến những vấn đề của mình với bất kỳ ai xung quanh, kể cả hứa gia hải. Sau khi cúp máy với cục phó vương, Tô Giao suy nghĩ rất lâu, đầu tháng 12 này Trần Ngân Hà mới đuổi hứa gia hải đi trong mấy ngày qua chuyện chưa từng xảy ra trước đây, có nghĩa là anh sẽ không phát tán vào những thời điểm khác, mà chỉ trong thời gian này. Trong quá khứ của anh chắc hẳn có điều gì đó đã tác động sâu sắc đến anh vào đầu tháng 12 của năm. Tô Giao nhìn thời gian đoán rằng đám ngô thanh đào hẳn đã đến phòng bệnh của Trần Ngân Hà, vì vậy cô gọi điện đến. Cô muốn phán đoán trạng thái của Trần Ngân Hà. Ngô Thanh Đào, alo, chị Tô, bây giờ tụi em đang ở phòng bệnh của đội phó Trần, đội phó Trần gọi cho tụi em một đống đồ ăn ngon, bao gồm cả rượu sâm panh nữa tô dao mọi người đi thăm bệnh nhân hay là đi part ti vậy ngô thanh đào cười ngay ngô vài tiếng không phải đội phó trần đau lòng cho chúng ta sao tô dao đứng bên cửa sổ dùng tay moi kẻ khung cửa sổ trên bệ cửa anh ấy bây giờ thế nào rồi có bình thường không bình thường à giống như ở trong văn phòng thường ngày vậy sao vậy chị tô ngô thanh đào đang nói chuyện cảm thấy có một bóng đen đột nhiên tụ lại trên đầu mình đội nhìn thấy đội phó trần ngăn mình lại Ngô Thanh Đào đột ngột cu một đường, rượu lâu năm uống cũng khá ngon ạ. À. Tô Giao, không phải xăm panh sao? Ngô Thanh Đào nhìn Trần Ngân Hà, không biết đối phương có ý gì, tại sao lại cùng cô ấy nghe điện thoại lại không nói một lời. Tô Giao, Đào, say rồi à? Ngô Thanh Đào, à, không không không. Trần Ngân Hà nhận điện thoại di động từ trong tay Ngô Thanh Đào, đi ra khỏi phòng bệnh, đứng ở một nơi yên tĩnh trong hành lang, alo, là tôi. Đã mấy ngày nay Tô Giao không đến bệnh viện thăm Trần Ngân Hà, đem uy chát và điện thoại của anh kéo vào danh sách đen. Đây là lần đầu tiên giao lưu giữa hai người sau sự cố cưỡng hôn. Nghĩ đến việc bị anh lừa dối, bị anh đè lên giường, bị anh đối xử thô lỗ như vậy và còn làm đau cô, phá hủy tưởng tượng nhẹ nhàng trong sáng và lãng mạn về nụ hôn đầu trong tâm trí cô, cô tức giận đến phát trung muốn dập máy. Nhưng khi nghĩ đến những gì cục phó vương nói, anh thường ngồi dậy vào nửa đêm, ngây ngốc không biết anh đang làm gì, cô lo lắng anh thực sự gặp trắc rối lo lắng người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn anh tô dao rối rắm đến mức suýt nhéo ngón tay đến chảy máu cuối cùng cũng không cút điện thoại nhưng cũng không nói gì trần ngân hà dựa vào bức tường hành lang thế mà thậm chí cũng không ngại bức tường đó bị bẩn anh khẽ cúi đầu bắt chéo chân dài áp chặt ống nghe điện thoại vào tai cảm thấy cho dù cô không nói chỉ cần nghe hơi thở của cô dường như đã đủ sau khi im lặng một lúc trần ngân hà lên tiếng trước gần đây em bận việc gì vậy Tinh lực của Tô Giao chia làm hai phần, một phần xử lý vụ án đường khang dân, một phần là ứng phó cảnh sát Nam An tới điều tra Trần Ngân Hà. Tô Giao chọn trước một nửa nói, tôi đang bận phá án. Trần Ngân Hà ừ một tiếng, nhìn xuống bóng của mình trên mặt đất, em có nhớ tôi không? Dường như anh chưa chuẩn bị nghe câu trả lời của cô, tự mình nói, tôi nhớ em. Giọng người đàn ông vừa thấp vừa trầm, mang theo tự tính, giống như mặt biển vào ban đêm, nghe có vẻ rất bình lặng, nhưng thủy triều đen tối đang dâng trào như thể nó có thể xuyên thủng tuyến phòng thủ bất cứ lúc nào nhấn chìm người ta khiến người ta run sợ tô dao cảm thấy bên tai sát ống nghe điện thoại bị một luồng điện mạnh kẹp chặt không lâu sau nửa người cô tê dại cảm giác xa lạ và mất kiểm soát này không khỏi khiến cô nhớ đến nụ hôn đêm đó cô gãi gãi tai nhưng không nén được cảm giác khó tả nên dứt khoát cúp máy trần ngân hà nghe thấy tiếng cúp điện thoại cả hành lang trở nên yên tĩnh dường như cả thế giới đều yên lặng anh đứng trong hành lang một lúc chạm vào môi mình không bao giờ hối hận vì sự bốc đồng của khoảnh khắc đó một lúc sau trần ngân hà quay lại phòng ném điện thoại cho ngô thanh đào và tự rót cho mình một ly sâm panh lớn trong khi đường chu không nhìn thấy tô giao trở lại phòng trực tắm rửa sạch sẽ mặc đồ ngủ rồi nằm trên giường lúc này đây không phải là giờ đi ngủ bình thường của cô cô không thể làm gì khác ngoài việc ngủ khi rảnh rỗi sẽ nghĩ đến bộ dáng trần ngân hà nửa đêm phát tán giật mình cô lăn qua lộn lại cuối cùng cũng ngồi dậy mặc lại quần áo rồi lái xe đến bệnh viện. Cô ngồi trong xe đến 2 giờ sáng, ước tính thời gian Trần Ngân Hà phát tán giống như Cục Phó Vương nói mới xuống xe. Vừa bước vào khu nằm viện, cô đã nhìn thấy vợ chồng Khương Cục cũng tới, theo sau là Hứa Gia Hải, sau lưng Hứa Gia Hải là Chu Tiểu Nhiên. Lớp trang điểm đậm của cô ấy còn chưa kịp tẩy trang, ngoài ra còn có hai người giống như bác sĩ tâm lý, một do Khương Cục đưa đến và người còn lại do Hứa Gia Hải đưa đến. Đường Chu cũng không nhàn rỗi, anh ta mang theo vài chuyên gia khoa tâm thần của bệnh viện họ cộng thêm ba năm y tá trẻ đẹp đến chăm sóc ngoài ra có những người do cục phó vương phái tới mà tô giao không biết một nhóm người đều đang chạy đến phòng bệnh của trần ngân hà không có một thang máy nào bị chặn phải cần hai thang máy mới đủ tô giao chật vật chen vào trong cuối cùng cũng tới kịp trước cô từ thang máy bước ra chặn bước chân của mọi người trước khi đến mọi người đã nói với anh ấy chưa đã được sự đồng ý của anh ấy chưa khương cục Người lớn tuổi và uy nghiêm nhất lên tiếng trước, tới xem cậu ấy còn cần nói với cậu ấy sao, nói cho cậu ấy biết khẳng định đêm nay cậu ấy nhất định sẽ không ngủ, sẽ cố gắng hết sức che giấu tình trạng của mình, đây làm sao có thể đúng bệnh mà hốt thuốc được, vì vậy ông trực tiếp đưa bác sĩ tâm lý đến, nhưng không ngờ những người khác cũng nghĩ như vậy, dẫn đến hàng đống người. Người nhà bệnh nhân ở phòng khác đi ngang qua nhìn thấy trận chiến này, liền nhìn người canh cửa của Trần Ngân Hà là cảnh sát, không khỏi nhỏ giọng nói thầm người ở phòng này là ai vậy tâm lý có bệnh thì vào bệnh viện tâm thần đi chứ sao lại ở đây thật đáng sợ thấy những người này nhìn mình chằm chằm người nhà bệnh nhân vội vàng xoay người rời đi đây là điều mà tô giao đang lo lắng cô không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng phát bệnh của trần ngân hà cô sợ những người khác sẽ coi anh như một con quái vật hoặc một người ngoài hành tinh hai cảnh sát từ nam an đang canh giữ cửa phòng đi tới từ cách họ cau mày biết rằng tình trạng của trần ngân hà không tốt lắm qua lớp kính trên cửa phòng bệnh, Tô Giao nhìn thấy Trần Ngân Hà ngồi ở mép giường, cúi đầu, hai tay có tiết tấu mà nhích tới nhích lui, nhưng thân thể lại bất động, có vẻ hơi có vấn đề thần kinh. Trong phòng chỉ có đèn ngủ bật sáng, bóng anh phản chiếu trên tường, theo nhất cử nhất động của anh. Trái tim Tô Giao mềm nhũng, cô chợt thấy hối hận, lẽ ra cô không nên bỏ mặt anh nhiều ngày như vậy, để anh một mình trong phòng bơ vơ. Khương Cục vỗ vai Tô Giao, nặng nề nói, để bác sĩ vào xem xét rồi can thiệp kịp thời. Hứa Gia Hải, tôi có quen một bác sĩ tâm lý giỏi, sẽ giúp cậu ấy chuyển đến bệnh viện khác. Nhìn thấy Trần Ngân Hà như vậy Chu Tiểu Nhiên khóc, trên mặt đã loang lỗ phấn mắt và kẻ mắt, anh Ngân nhất định sẽ khỏi bệnh. Khương Cục đẩy cửa phòng ra với vẻ mặt nặng nề tâm sự, nghe thấy tiếng động, người ngồi bên giường dừng động tác, quay đầu lại, chỉ thấy anh cầm trên tay chiếc khăn quàng cổ đang một nửa, có chút ngơ ngác nhìn đám người đột nhiên xông vào phòng, giữa lông mày lộ ra một tia không kiên nhẫn vì bị quấy rầy. Mọi người! anh chỉ đang khăn quàng cổ, ánh mắt trong veo, không có triệu chứng điên rồ nào cả. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, hứa gia hải tới trước mặt mắng, cậu mẹ nó đầu óc có bệnh à, nửa đêm còn ở đây đang khăn quàng cổ, đóng phim ma à. Trần Ngân Hà nhìn tô dao ở giữa đám đông, trầm giọng nói một câu, hạ sốt rồi, hứa gia hải, đang khăn quàng cổ sao cậu không bật đèn lên xem đường kim mũi chỉ. Trần Ngân Hà cầm chiếc khăn đến đầu giường, khôi phục vẻ cao ngạo, tôi có thể đang nó ngay cả khi nhắm mắt. Đường Chu bước tới để kiểm tra tình trạng thể chất của Trần Ngân Hà, sau khi xác nhận không có gì liền ra dấu ok với mọi người, mang theo bác sĩ tâm lý và các y tá xinh đẹp đi ra ngoài. Không khí trong phòng trở nên thoải mái, Chu Tiểu Nhiên nhìn hai cuốn mật thư tự mình mua được đặt trên mép giường, không dám lên tiếng hỏi. Hứa Gia Hải bắt đầu trêu chọc Trần Ngân Hà, cậu đang khăn quàng cổ cho tôi sao, màu đen nữa, tôi thích, bản thân Trần Ngân Hà cũng không muốn để ý đến anh ta phu nhân khương cục đổ món canh gà ra cho trần ngân hà nhân tiện trao đổi vài câu về kỹ năng đang với anh tô giao đứng ở cửa phòng không đi vào trần ngân hà trông vẫn bình thường nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn anh muốn đang khăn quàng cổ sao ban ngày không đang nhất quyết là ban đêm chẳng lẽ buổi tối anh không ngủ sao hay là sợ có chuyện gì đó không kiểm soát được sẽ xảy ra trong lúc ngủ cho nên không dám ngủ trần ngân hà bưng một chén canh gà đến cho tô giao sợ cô còn giận không dám nói lời nào anh thổi canh gà rồi đưa cho cô. Tô Giao nhướng mắt nhìn Trần Ngân Hà, trong tròng trắng mắt có rất nhiều tơ máu, quần thâm cũng nặng nề, đồng tử vừa đen vời tối. Nhìn thấy cô nhận chén canh, hai mắt kia không khỏi sáng lên, như là thụ sủng nhược kinh. Anh nhìn cô như một đứa trẻ đã làm sai chuyện, trên mặt không có chút bốc đồng và giữ tận khi đè cô lên giường rồi cưỡng hôn, đừng giận nữa, được không? Tô Giao nhìn thấy cả căn phòng đầy ấp người, xấu hổ nói chuyện của họ, đặt chén canh lên bàn ăn nhỏ rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Trần Ngân Hà đi theo sau tô Giao, sợ cô tức giận bỏ chạy nên anh không dám lại gần cô quá, cách ở giữa một, hai mét. đến cuối hành lang, tô Giao dừng lại, với năng lực của anh sẽ không thể không biết bộ kiểm tra đó đạt điểm tối đa mới càng đáng nghi. Tại sao phải khống chế điểm? Trần Ngân Hà, không có khống chế điểm, tôi vốn là một người hoàn hảo, một người đàn ông hoàn hảo, anh chỉ không thích để lộ khuyết điểm của mình cho mọi người xem cho người ta nghiên cứu tô giao trong lòng cười lạnh một tiếng người đàn ông này sao có thể xấu hổ như vậy nói mình là một người đàn ông hoàng mỹ vậy mà lại đè người ta xuống giường cưỡng hôn trần ngân hà mấy ngày nay em không đến gặp tôi còn đem uy chát và điện thoại của tôi vào danh sách đen tô giao vẻ mặt trầm xuống biết sai ở đâu chưa trần ngân hà rủ mắt biết tô giao không ngờ đồ chó có lớp da mặt dày hơn cả bức tường thành này lại thừa nhận sai lầm của mình nhanh chóng như vậy Trước việc đối phương có thái độ thừa nhận sai lầm của mình, giọng điệu của cô dịu đi rất nhiều, nói sai ở đâu. Trần Ngân Hà, sai lúc hôn em không đủ dịu dàng, làm đau em. Tô Giao, không đúng. Trần Ngân Hà, sai là thời gian hôn quá ngắn, nên hôn lâu một chút. Tô Giao, khi ngước mắt lên đối mặt với một đôi mắt cười như không cười, cô biết anh không hề hối cãi, vừa rồi bộ dáng ba ba ủy khuất chỉ sợ cũng là đang giả vờ. Cô quá đơn thuần, quá tốt bụng, đã bị người này lừa dối rất nhiều lần vậy mà cô vẫn muốn tin anh người đàn ông tiến lên nửa bước nhốt cô vào giữa bệ cửa sổ và cơ thể anh nhìn xuống cô thanh âm trầm thấp khàn khàn tôi không hối hận nếu lại một lần nữa tôi vẫn sẽ lựa chọn ôm và hôn em không phải tôi không kiểm soát được mà là thể xác và linh hồn tôi đã chọn em chúng không nằm trong sự kiểm soát của tôi chúng chỉ biết yêu em thôi ban đêm đem giọng nói của người đàn ông phá lệ trong trẻo và êm tai từng chữ như gõ vào nơi mềm yếu nhất của trái tim người ta, tô dao sững sờ, đầu óc trống rỗng hơn 10 giây. Một luồng gió lạnh từ khe cửa sổ thổi vào, làm hạ nhiệt đầu óc nóng rực của tô dao. Người đàn ông này là hóa thân của Hồ Ly Tinh, luôn là người quyến rũ nhất, miệng ngọt như mật, có thể dụ dỗ người ta đến đầu óc choáng váng, không biết hôm nay là hôm nào. Người đàn ông khẽ cúi xuống, nhìn môi cô dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên môi cô, nghẹn ngào nói, còn đau không? Tô Giao bị ép đến bệ cửa sổ vẫn duy trì tư thế ngẩng cao đầu, phần sau đầu cô gần như áp vào kính cửa sổ, cô không thể cúi đầu xuống, một khi cúi đầu xuống sẽ chạm vào cầm anh, anh đang dựa quá gần cô. Người đàn ông nhìn chầm chầm vào môi cô, nhẹ nhàng cúi đầu, nếu còn đau, tôi thổi cho em nhé. Mặt Tô dao nóng lên, vừa thẹn vừa giận, không cần. Người đàn ông thôi nhìn chầm chầm vào môi cô, dùng chấp mũi anh cọ sát vành tai cô, anh cất giọng nhẹ nhàng trầm thấp, mấy ngày nay em không ở đây, mỗi khi nghĩ đến nụ hôn đó, tôi lại cảm thấy rất gần em, tự như đã chiếm hữu em rồi. Hai chữ chiếm hữu thật sự quá sắc tình, khiến người ta liên tưởng đến nhiều hình ảnh không phù hợp cho trẻ em, mặt tô dao lập tức thiêu đốt lên, gương mặt nháy mắt ửng đỏ, cô giơ tay định đánh anh, bị anh nắm lấy cổ tay, cô mới nhận ra cơ thể mình thật yếu ớt. Người đàn ông nhạy cảm với sự khác lạ của cô, không buông tha cho cô, anh thở vào tai cô như muốn trả thù, chỗ này mềm mại không? Tô Giao vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức đột ngột nhất chân lên, hạ một đòn ngay giữa quần anh, lại phóng đảng, cho anh phóng đảng không thể đứng dậy này. Cô dơ chân không chút nhân nhượng, người đàn ông kêu a à một tiếng, nhìn cực kỳ đau đớn, đáng tiếc anh chỉ đau ở dưới người nhưng miệng không đau, chính em không xong rồi. Tô Giao thoát khỏi sự giam cầm của Trần Ngân Hà, tránh ra khỏi cửa sổ, người tôi đánh là anh, làm sao biến thành bản thân tôi không xong được. Trần Ngân Hà, thứ em phá hủy là tính phúc của em đấy tô giao, hạnh phúc, tính phúc. Cô phản ứng lại, phá hủy thì phá hủy, trên đời có nhiều đàn ông như vậy, tôi còn sợ không tìm được người thứ hai à. Sau một chút đau đớn ban đầu, thân dưới đỡ đau hơn nhiều, Trần Ngân Hà thông thả ung dung sửa sang lại cổ áo ngủ, trên đời này đàn ông rất nhiều, nhưng em sẽ không tìm được người có tiền lại còn đẹp trai giống như tôi đâu. Tô giao, tự luyến. Trần Ngân Hà cong môi cười, tôi nói không đúng sao, vào giữa đêm đông lúc 2 giờ sáng, bầu trời cao và xa không phải là một màu đen tuyền mà là một màu xanh đen rất đẹp và rất quý phái trên bầu trời có những vì sao rải rác đẹp đến làm người ta nao lòng nhưng khi người đàn ông trước mặt đứng trước cửa sổ cảnh đẹp giữa trời và đất liền trở thành cảnh sắc như thể chúng sinh ra để làm nền anh tồn tại tô dao ngoảnh mặt nhìn trần ngân hà rất không phục hét lớn đúng vậy anh nói đều đúng ai bảo người ta đẹp trai vốn có lòng tự luyến tư bản không đó không thể gọi là tự luyến được gọi là hiểu biết toàn diện và đúng đắn về bản thân, anh. Một chiếc bình hoa cao quý và đẹp đẽ, thoạt nhìn rất có giá trị. Tô Giao không khỏi nghĩ đến Minh Nguyệt, nghĩ đến lời cô ta nói, anh nói anh ở bên cạnh cô ta trọn một năm, cả năm đó, cô ta và anh như hình với bóng, cùng nhau ăn, cùng nhau thưởng hoa, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau mặc những bộ đồ đẹp nhất tham dự những buổi tụ hội. Tô Giao xoay người rời đi, bước chân nặng trĩu, cộc cộc cộc, khí thế bước đi dẫm lên núi sông. Sau khi đi xong một hành lang dài, Tô Giao bình tĩnh lại bắt đầu suy nghĩ về điều luôn khiến cô khó hiểu. Trần Ngân Hà kể rằng mỗi lần Minh Nguyệt ngỏ lời với anh mà anh không đồng ý, cô ta liền đánh anh, đánh khắp người bị thương. Vì họ chưa bao giờ có mối quan hệ thân mật, làm thế nào Trần Ngân Hà có được sự tín nhiệm của Minh Nguyệt. Người có thân phận như Minh Nguyệt, biết người ở Hắc Bạch Đạo đều nhìn chằm chằm vào cô ta, Trần Ngân Hà là bị cô ta tóm cổ trên đường, không biết nền tảng, thậm chí còn không muốn ngủ với cô ta làm sao cô ta có thể tín nhiệm anh, để anh có cơ hội tiếp xúc với những bí mật hàng đầu của tập đoàn. Tô Giao nhớ trước khi Minh Nguyệt bị bắt, cô ta đã nói Trần Ngân Hà và cô ta là cùng một loại người, đều là người có tâm lý vặn vẹo và bí ái y bò ra khỏi địa ngục giống nhau. Lúc đó cô còn mắng mỏ cô ta, nói anh không đến từ địa ngục, mà là từ trên trời hạ phàm xuống. Khi đến gần cửa phòng bệnh, Tô Giao dừng lại, quay đầu nhìn Trần Ngân Hà, làm thế nào anh có được sự tín nhiệm của Minh Nguyệt. Trần Ngân Hà dường như không nghĩ Tô Giao sẽ hỏi một câu hỏi như vậy, ngẩn ra một chút, rất nhanh công môi dưới, cười đến mãn nhãn phóng khoáng, vì sắc đẹp mà không lưng không phải rất bình thường sao, Minh Nguyệt là người, là người đều sẽ bị sắc đẹp mê hoặc thôi. Tô Giao nghĩ vì Trần Ngân Hà mà mình đã lừa cảnh sát giấu điện thoại của Minh Nguyệt, cảm thấy lời nói của anh không phải là không có lý chút nào. Cô gần như quên Trần Ngân Hà còn có biệt danh là ái phi hại nước. Tô Giao không vào phòng của Trần Ngân Hà, quay lại ấn thang máy đi xuống thang máy vừa dừng ở tầng này trần ngân hà chưa kịp giữ tô dao thì cửa thang máy đã mở ra đang đứng trong thang máy tô dao nghe thấy trần ngân hà hỏi cô ngày mai mấy giờ sẽ đến gặp anh cô nhấn nút đóng cửa không đến sợ bị chó cắn trần ngân hà ngăn cánh cửa đang chuẩn bị đóng lại lần sau tôi sẽ không cắn em nữa tô dao biết rồi anh thích liếm trần ngân hà tốt lắm sau khi được anh hôn một lần đã có thể hiểu được lòng anh cướp lời của anh cô quả thật là người phụ nữ của anh Tối hôm sau sau khi tan sở, Tô Dao ra khỏi cổng cục cảnh sát. Vào giữa đến đầu tháng 12, thời tiết đã rất lạnh, cô mặc một chiếc áo khoác đen kiểu lông vũ, đội một chiếc mũ bóng chày màu đen, kéo vành mũ xuống mức thấp nhất, lại đeo khẩu trang đen, đem mình bọc kín mít, đến ba mẹ đều nhận không ra. Cô đi dạo phố một hồi, rẽ vào một ngõ tứ tung con hẻm nhỏ, đi thêm vài con đường nữa mới bước vào một cửa hàng sửa chữa điện thoại di động rất kín đáo. Ông chủ ở đây là một cao thủ ẩn giật từng là hacker, bị bắt bỏ tù mấy năm, rất nhiều người hát bạch đạo biết đến nơi này. Chỉ cần trong sản phẩm điện tử có những hoạt động mờ ám, chuyện riêng tư không thích hợp để người khác nhìn thấy, tìm đến anh ta là không sai. Tô Giao đẩy cửa vào, thấy trong cửa hàng không có ai, cô từ trong túi lấy ra một chiếc túi đựng vật chứng trong suốt, bên trong lấy ra chiếc điện thoại di động màu trắng. Tôi sơ ý rơi xuống nước, có thể khôi phục lại được không? Chủ cửa hàng là người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi tướng mạo vạm vỡ, đang chơi trò chơi thay trang phục của các thiếu nữ. Nghe vậy, anh ta đặt điện thoại di động xuống xem thử, e rằng không đơn giản là rơi xuống nước đâu. Thật vậy, rơi vào dung dịch formalin có tính ăn mòn. Tô Giao hạ giọng, hỏi là có thể khôi phục được hay không? Chủ quán kiểm tra kỹ càng, khó, nhưng có thể thử xem, để ở đây trước đã, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng cô đừng ông hy vọng gì. Tô Giao gật đầu, được, vậy anh bắt đầu đi. Nói xong kéo ghế ngồi xuống, như là dựng trại chủ cửa hàng mỉm cười điện thoại di động của cô có thứ gì không yên tâm như vậy còn phải tận mắt nhìn thấy tô dao nhướng mắt quy tắc cũ anh không được tò mò đồ của khách nếu không đừng muốn bản hiệu cửa hàng của anh nữa cô đến đây là vì bảo mật nếu không cô sẽ đi gặp cung dương của bộ phận kỹ thuật tay nghề của cung dương cũng không tệ hơn người trước mặt chủ tiệm từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp dụng cụ nhỏ vậy thì cô phải đợi thêm một lát sau một tiếng chủ nhân lắp lại điện thoại di động đã tháo rời, không được, không sửa được. Một khách hàng khác đến ở ngoài cửa hàng, Tô Giao lấy lại điện thoại di động bỏ vào túi đựng vật chứng, ấn vành mũ xuống, buổi tối tôi lại đến. Tô Giao lại đến lúc 8 giờ tối, chủ tiệm bất đắc dĩ đưa điện thoại của mình cho Tô Giao, giúp tôi chơi một lát. Trong lúc chờ đợi, Tô Giao giúp chủ tiệm chơi trò thay trang phục, còn thỉnh thoảng bị chủ tiệm ghét bỏ vì gu thẩm mỹ kém của cô, không phối đồ dễ thương như anh ta. Hai tiếng sau, Chủ quán gọi cho tô giao, điện thoại di động không mở được, cũng may thời gian ngâm không lâu, có thể khôi phục một số dữ liệu, nhưng không nhiều lắm. Cô có USB không? Tôi sao chép lại cho cô? Tô giao đưa USB cho chủ cửa hàng, tận mắt nhìn anh ta sao chép, phá hủy bản gốc đi, tiêu hủy sạch sẽ, ngay cả thần thánh cũng không khôi phục được. Chủ tiệm, yên tâm, chủ tiệm làm xong, đưa USB cho tô giao, tô giao trả rất nhiều tiền, cầm USB rời đi. Cô bỏ USB vào túi quần, thay vì quay lại cục, cô tìm một nơi hẻo lánh không có camera, kết nối điện thoại di động và mở dữ liệu trong USB. Dữ liệu phục hồi không nhiều, chỉ có một số thứ trong album, có khoảng 20 hoặc 30 bức ảnh, một số bức không thể mở được. Có một video dài 3 phút 20 giây, khung cảnh của video là ở trong nhà lúc ban đêm, căn nhà được trang trí sang trọng và một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu hồng đậm đứng ở giữa, ánh sáng trong phòng không sáng không tối tô dao có thể nhìn rõ mặt người đàn ông liếc mắt một cái tô dao đã nhận ra chính là trần ngân hà cô hít một hơi thật sâu cố gắng kìm nén nhịp tim đập nhanh của mình sau khi xác nhận lại không có ai hoặc camera xung quanh cô đeo tai nghe nhấp vào nút phát video đoạn video chỉ dài ba phút hai mươi giây nhưng giống như xem một bộ phim điện ảnh dài vậy sau khi đoạn video kết thúc cả thế giới đều yên lặng tô dao run rẩy đứng tại chỗ tay chân lạnh ngắt che mặt khóc ngày hôm sau Tôi Giao tự xin nghỉ phép 10 ngày với lý do phép năm sắp hết hạn không dùng đến thì thật lãng phí, nói sẽ đi du lịch. Tô Giao dọn dẹp bàn làm việc của mình, sắp xếp công việc của mọi người trong văn phòng, 10 ngày nữa tôi không ở đây mọi người phải tự giác, tốt nhất là không được đến muộn và về sớm. Đại vu điểm danh giúp em, tiểu vu cười nói, quá tốt, anh của em khẳng định không nợ điểm danh em đâu, đại vu vào một quả cầu giấy ném vào đầu tiểu vu, người đầu tiên phải nhớ là chú đấy ngô thanh đào lấy ra một túi thạch trái cây từ trong ngăn kéo chia sẻ với mọi người chị tô chị định chơi ở đâu vậy nhớ mang đặc sản địa phương về cho tụi em nhé đồ ăn ngon thì tốt nhất thạch trái cây của ngô thanh đào là vị trái cây các vị xáo trộn với nhau tô giao lấy được vị đào cô mở thạch ra cắn một miếng tùy tiện nói ra một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng trong nước tây á ngô thanh đào mỉm cười tây á tuyệt lắm ạ à. đó là bờ biển có rất nhiều hải sản cà phê vỏ trai còn có các loại trái cây, dừa, dừa đường, bánh dừa này. Tô Giao vừa ăn thạch vừa ném vỏ vào thùng rác, biết rồi. Đến lúc đó chỉ cần mua một ít từ tao bao rồi mang đến đây. Ngô Thanh Đào lại hỏi, vậy chị đã mua áo tắm chưa, các loại váy áo để chụp ảnh bên bờ biển gì đó nữa? Ảnh chụp chị nhất định phải đăng trong nhóm cho tụi em xem đấy. Tô Giao, chị đi để giải sầu, không chụp ảnh. Nói xong đi ra ngoài. Cô đặt vé tàu cao tốc đến thành phố Nam An lúc 2 giờ rưỡi chiều nay, buổi tối đã có thể đến được đó. Tô Giao trở về ký túc xá thu dọn hành lý, thành phố Nam An cách Vân Giang khoảng 1.000 km, ở phía bắc Vân Giang, nhiệt độ ở đó tương đối thấp, hiện tại đã gần 10 độ. Tô Giao lấy quần áo đang phơi trên ban công, bao gồm cả chiếc áo khoác màu xám nhạt mà Trần Ngân Hà ném ở bệnh viện tâm thần trên đường Khang Dân kia. Áo khoác là chất liệu cashmere nguyên chất, không thể giặt bằng nước, sau khi cô giặt với nước sợi vải trở nên hơi xoăn, không còn đứng phong như khi Trần Ngân Hà mặt. Tô Giao gấp áo khoác cho vào ba lô lớn. Vụ án bệnh viện tâm thần số 44 đường Khang Dân đã kết thúc, Tô Giao đã nộp đầy đủ tài liệu cần nộp, không lâu nữa tòa sẽ tuyên án tử hình đối với Lưu Kiến Dân và Miêu Kim Nguyên. Tô Giao thu dọn hành lý, thấy vẫn còn thời gian, nghĩ lúc trước đã đáp ứng cuộc hẹn của Phạm Hà, liền lái xe tới. Cô không thể để bản thân nhàn rỗi, chỉ cần nhàn rỗi hình ảnh trong video trên điện thoại di động của Minh Nguyệt sẽ hiện lên trong đầu cô, tim cô liền đau nhói. Phạm Hà đã dọn dẹp căn nhà mới mua, được bài trí theo kiểu phòng tân hôn. Tô Giao có chút lo lắng Phạm Hà không thể thoát ra khỏi cái bóng tiểu phong bị sát hại, đi vào cửa thay giày, định nói gì đó để khuyên nhủ. Trạng thái của Phạm Hà trông rất bình thường, cô ta rót nước cho Tô Giao, hỏi cô có lạnh không, trên mặt luôn nở một nụ cười ngượng ngùng lại điềm tĩnh. Tô Giao nhận lấy ly nước, cảm ơn, hôm nay nắng rất tốt, không lạnh. Phạm Hà bóc một quả quyết cho tô dao mà cô ta đã đặc biệt mua khi biết tô dao đến đây, chị thử xem, ngọt lắm đấy. Tô dao cầm lấy nếm thử, quay đầu nhìn quanh nhà, nhà rất đẹp. Phạm Hà mỉm cười, tấm màn lớn bằng sa mỏng màu đỏ rực sau lưng làm cô gái như một cô dâu e thẹn, cảm ơn cảnh sát tô. Tô Giao ở cùng Phạm Hà một lúc, chủ yếu là nói về công việc và cuộc sống, nhưng Phạm Hà chưa một lần nhắc tới Tiểu Phong. Tô Giao ra khỏi nhà Phạm Hà, trên đường trở về thành phố gọi điện thoại đến đồn công an thuộc khu vực quản lý của Phạm Hà, yêu cầu họ chú ý hơn đến tình trạng của Phạm Hà. Nhờ bác sĩ tâm lý của khu vực can thiệp và sắp xếp một nữ cảnh sát đến thăm Phạm Hà thường xuyên. Sau khi mất đi người yêu, Phạm Hà quá bình tĩnh, loại bình tĩnh đó rất dị thường, giống như một khúc dạo đầu của một cơn bão. Tô Giao lái xe đi qua một con đường quen thuộc, phía trước không xa là bệnh viện Đồng Nhã. Cô đậu xe ở bãi đậu xe của bệnh viện, lên lầu đến phòng bệnh của Trần Ngân Hà, hai cảnh sát từ Nam An đã không còn ở cửa phòng. Tô Giao nhìn vào qua tấm kính trên cửa, không có ai trong phòng, khăn trải giường và chăn được xếp ngay ngắn. Thất thượng đang đập quả ốc chó còn bác hạ đang đập quả hồ đào, chúng lại tranh cãi với nhau, như thể đang tranh cãi xem chủ nhân thích ốc chó hay hồ đào hơn. Trần Ngân Hà không có ở đây, Tô Giao cũng không đi vào, xoay người đi xuống lầu, ở dưới lầu gặp được đường Chu đường chu nói trần ngân hà đang phơi nắng trong khu vườn nhỏ phía sau tòa nhà nằm viện bảo tô giao nhất định phải đi qua nhìn xem tô giao cảm thấy đường chu có chút kỳ quái tại sao phải nói cô nhất định đi xem có phải tâm trạng của trần ngân hà không được tốt sau khi đường chu rời đi tô giao đi vòng quanh tòa nhà nằm viện đi thẳng đến khu vườn nhỏ là bệnh viện tư nhân tốt nhất và đắt nhất thành phố vân giang hoa viên của bệnh viện đồng nhã cũng rất đắt đỏ mùa này cũng có thể tạo ra trăm hoa đua nở nhiều loài hoa không rõ nguồn gốc khác nhau được xếp thành một nhóm lộng lẫy, Tô Giao dừng lại trước một bụi hoa và nhìn thấy Trần Ngân Hà đang dựa vào đình hóng gió, bên cạnh là hai cô y tá trẻ trung xinh đẹp, anh mặc một chiếc áo lông vũ màu đen, bên trong là bộ đồ ngủ mà cô mua cho, áo lông vũ không kéo khóa, cúc áo ngủ lại lỏng lẻo, rộ ra một mảng nhỏ xương quai xanh sắc bén, làn da dưới ánh mặt trời trắng đến dọa người, anh lười biếng nhìn như không có xương, môi hơi mím lại, thoải mái nheo mắt nhìn ánh mặt trời. Không biết anh đã nói gì với người ta, chọc cô y tá đỏ mặt che miệng cười, tô dao. Cô còn tưởng anh tâm trạng không tốt, không phải khá tốt sao, còn có tâm trạng chọc tiểu cô nương vui vẻ kia kìa, tô dao xoay người định rời đi, lại nghe thấy một cô y tá lớn tiếng hỏi, sau này thì sao, hai người có ở bên nhau không? Tô dao không khỏi dừng lại, núp sau bụi hoa, vẫn tai lắng nghe vài câu, giọng người đàn ông cà lơ phất phơ, cô ấy khăng khăng muốn làm bạn gái tôi nhưng tôi không đồng ý tôi giao nghe ra đây là chuyện hôm anh tổ chức sinh nhật cho cô ở thôn liễu hà đã nói còn có ý đồ dùng mỹ nhân kế mê hoặc tôi tôi là đàn ông thiếu kiên định như vậy sao trần ngân hà ngắt một bông hoa hồng phấn bên cạnh nghịch ngợm khi tôi hôn mê cô ấy ngủ dưới sàn nhà trước cửa phòng bệnh canh giữ tôi suốt đêm gặp được nguy hiểm sẽ che chắn cho tôi trước tiên còn vì tôi mà đấu tay đôi với người phụ nữ khác chỉ vài ngày trước cô ấy cô ấy thế mà cô y tá sốt ruột muốn biết chuyện sau vội vàng hỏi làm sao rốt cuộc có chuyện gì mau nói cho tôi biết đi trần ngân hà gỡ một cánh hoa hồng đặt lên môi thần sắc trông rất buồn rầu bộ dáng ủy khuất khi bị người khác bắt nạt cô ấy còn cưỡng hôn tôi nữa cô y tá che miệng kinh hô trời ạ à, cô ấy thật hoang dã là nữ cảnh sát trước kia luôn chạy đến bệnh viện của chúng tôi sao sao mấy ngày gần đây tôi không thấy cô ấy nữa trần ngân hà gỡ cánh hoa hồng ném xuống đất những người không biết đều cho rằng anh đang chôn những bông hoa thậm chí giọng điệu của anh còn trở nên u oán dù sao cô ấy đối với tôi cũng là cường thủ hào đoạt sợ tôi tức giận nên không dám tới mỗi ngày chỉ dám dỗ dành tôi trên uy chát cô y tá không khỏi lo lắng theo vậy anh định tha thứ cho cô ấy không trần ngân hà nhíu mày dáng vẻ nhìn rất rối rắm xem cô ấy yêu tôi đến chết đi sống lại nếu cô ấy biểu hiện tốt tôi vẫn sẵn lòng cho cô ấy một cơ hội tôi giao đột nhiên cảm thấy có chút tăng sông, thiếu chút nữa một hơi cũng không thở nổi mà ngất ngay tại chỗ. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của anh, cô gần như nghi ngờ trí nhớ của mình nhầm, lấy điện thoại di động ra xác nhận một chút. Trần Ngân Hà vẫn đang yên lặng nằm trong danh sách đen của cô. Cô đã từng nhìn thấy vô số kẻ tình nghi thích đổi trắng thay đen, nhưng cô chưa từng thấy một kẻ lật lọng hoàn toàn như anh. Anh phải da mặt dậy đến mức nào mới có thể đắp ra một tấm da bò như vậy. Cô có linh cảm, không, cô có thể chắc chắn câu chuyện cô cường thủ hào đoạt với anh sẽ lan truyền khắp bệnh viện. Về sau sau này cô đến đây, người khác sẽ nói thầm sau lưng cô, là cô chính là cô, cô gái hoang dã. Tô Giao suýt bị Trần Ngân Hà chọc cười, anh chính là có bản lĩnh này, có thể làm cho cô khóc, làm cho cô cười. Tô Giao đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, cô đi tới một chỗ cạnh góc khuất nắng, dựa vào tường, nhìn xuống những bóng đen lớn tản ra từ khu vườn nhỏ bên cạnh chân mình. Hình ảnh trong video lại bắt đầu hiện lên trong đầu cô, là hình ảnh được lấy từ camera giám sát, địa điểm là nơi Minh Nguyệt ở. Bên trong có vài ngọn đèn nhỏ, bên ngoài cửa sổ tối đen như mực, đồng hồ trên tường hiển thị 2 giờ sáng. Trần Ngân Hà bước vào trong máy quay, bước chân có vẻ rất thông thả, lại mang theo loại khẩn trương không thể chờ đợi được. Trên khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, đôi mắt vô hồn, đen kịt và trống rỗng, giống như một xác chết không có linh hồn. Anh tìm thấy con mèo con đang ngủ trên ghế sofa, đứng một bên nhìn nó vài giây, bất động, đoạn phim dường như đông cứng lại. Anh bất ngờ đưa tay ra túng lấy con mèo con, như là tâm lý có vấn đề mà bóp chặt cổ con mèo. Con mèo con đầu tiên phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, nhưng rất nhanh sau đó nó thậm chí không thể phát ra âm thanh, bốn móng vuốt của nó vô ích cào vào khoảng không, đôi mắt tròn mở to nhất, trong mắt màu nâu nhạt gần như muốn từ trong hốc mắt lăn ra ngoài, nhìn sinh vật nhỏ bé này dãy dụa, thống khổ gào thét co giật trong tay hai mắt anh đỏ bừng lỗ hổng trong mắt được thay thế bằng cảm giác khoái lạc khổng lồ khóe môi cong lên quái dị trong đoạn phim anh trông giống như một con quái vật thực sự anh dừng lại khi con mèo con trút hơi thở cuối cùng có vẻ như anh sắp buông tha cho nó nhưng ngay giây tiếp theo anh lại rút ra một con dao trong túi đâm vào bụng con mèo con máu chảy dọc theo cổ tay anh và thân thể mèo con xuống sàn tiếng tách tách của máu tươi đập xuống sàn nghe như tiếng quỷ gọi sau khi ghế chốc tàn bạo, anh xách theo xác con mèo con, quay người lại một cách máy móc, dẫm lên vết máu trên mặt đất và từ từ bước ra khỏi máy quay, anh đã nghe theo tiếng gọi của quỷ dữ, bước chân vào địa ngục Trần Gian. Đoạn phim dài 3 phút 20 giây này khắc trên cơ thể Tô Dao như một hình xăm, mỗi lần nhớ lại đều là lòng đau nhói. Tô Dao dựa vào tường, trốn ở nơi khuất nắng, đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt. Không phải cô muốn khóc, mà là nước mắt cứ tuôn rơi không kiểm soát được. Cô nhớ tới dáng vẻ của anh khi bước vào máy quay, anh không giống như đang giả vờ, dù là một diễn viên giỏi đến đâu cũng không thể khiến anh rơi vào trạng thái cực kỳ điên cuồng trong bình tĩnh. Bất cứ ai xem đoạn video này đều sẽ nghĩ rằng anh là tên bí ái tâm lý vặn vẹo khiến người ta sợn tóc gáy. Cô chỉ cảm thấy đau khổ, một nỗi buồn rất lớn trào lên tận đáy lòng, cô muốn lao vào đoạn phim đó và ông anh thật chặt. Tô dao lau nước mắt, bước ra khỏi tường, liếc nhìn Trần Ngân Hà qua bụi hoa, anh vẫn đứng chỗ cũ, ánh mặt trời không nghiêng không lệch chiếu vào anh, chiếu sáng toàn bộ con người anh như thể sẽ phát sáng lên. Những người như vậy đáng lẽ phải từ trên trời hạ phàm xuống, không bao giờ có thể bò ra từ địa ngục. Tô Dao không gọi Trần Ngân Hà, vì sợ anh nhìn thấy cô khóc và cười nhạo cô như đứa mít ướt. Cô đến bãi đậu xe, ngồi ở bên trong một lúc. Hôm nay cô lái xe của Trần Ngân Hà, dầu thơm trong xe vẫn luôn là anh chọn, mùi hoa đào phả vào khoang mũi rất nhẹ, tự như nắng xuân rực rỡ so với cảnh máu tanh lúc 2 giờ sáng kia hoàn toàn không giống nhau. Thấy sắp đến giờ, Tô Giao khởi động xe, chuẩn bị quay lại cục lấy hành lý và bắt chuyến tàu cao tốc đi Nam An lúc 2 giờ rưỡi chiều. Cô muốn tìm ra sự thật của đoạn video đó. Sau khi Trần Ngân Hà phơi nắng xong, anh được hai y tá hộ tống trở lại phòng bệnh, thấy chiếc Bentley của anh biến mất ở cổng khu nằm viện. Chiếc xe này chỉ có hai chìa khóa, một chìa khóa cho anh và một chìa khóa cho Tô Giao. Anh không lái khẳng định chính là Tô Giao cô y tá nhìn thấy trần ngân hà đang nhìn chằm chằm vào một chiếc ô tô đang lái ra liền tò mò hỏi là người anh quen sao trần ngân hà chiếc xe đó là của tôi cô y tá nhỏ người trong xe là ai vậy có phải là cô gái hoang dã kia không chắc cô ấy nhớ tôi không thể chịu đựng được nữa nên bỏ công việc ngày thường để đến gặp tôi chiếc xe đã khuất bóng trần ngân hà vẫn đang quan sát tới lại không nói với tôi các cô nói xem có bao nhiêu thâm tình chứ bây giờ nói không chừng đang nhớ tôi nhớ đến khóc nhẹ cho xem. 6 giờ rưỡi tối, tôi giao xuống tàu ở ga xe lửa Nam An. Nam An lạnh hơn Vân Giang rất nhiều. Vừa bước ra khỏi cổng ga xe lửa, gió lạnh thổi thẳng vào cổ áo người ta, những vũng nước trên mặt đất đã đóng băng bị người đi đường giẫm nát, như thể có mạng nhện trên mặt đất. Tô Giao rụt cổ vì lạnh, ngay lập tức hắt hơi hai cái, nước trong nước mũi cũng đông cứng lại. Bên cạnh ga xe lửa là một chợ đầu mối quần áo, giày dép và mũ nón rất lớn, Tô Giao mua tạm hai bộ quần áo giữ nhiệt, rồi mua cho mình một chiếc mũ len, một chiếc khăn quàng cổ dày và một đôi găng tay. Cô xin nghỉ tổng cộng 10 ngày, sẽ ở lại Nam An trong khoảng thời gian này. 10 ngày có lẽ không đủ để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Trần Ngân Hà. Tô Giao ra khỏi chợ đầu mối, bắt xe, như kế hoạch ban đầu đến nhà khách gần cục cảnh sát thành phố Nam An. Người lái xe là một thanh niên khoảng ngoài 20 anh ta rất biết ăn nói và dí dỏm, vừa lái xe vừa bắt chuyện, tôi nghe giọng cô chắc là không phải là người địa phương phải không? Tô Giao lắc đầu, không, tôi đến đây đi công tác, tài xế, có thể ở trong nhà khách của Cục Cảnh sát thành phố, chỉ sợ không phải là người bình thường đi. Tô Giao cười cười, không trả lời câu hỏi, tài xế rất sáng suốt không hỏi nhiều, anh ta giới thiệu phong tục tập quán địa phương của Nam An một cách rất sôi nổi. Cô đi công tác có thể tận dụng cơ hội để đi chơi ở đây xem. Tô Giao nhìn những con phố và tòa nhà liên tục lướt qua bên ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên cô đến thành phố này, nhưng cô cảm thấy rất thân thiết, nghĩ rằng đây là nơi mà Trần Ngân Hà đã sống 20 năm, không khỏi cảm thấy khao khát hơn một chút, và cũng có một chút gì đó không thể giải thích được cảm giác thuộc về. Đèn lồng cổ kính, đèn nê ông dần dần bật sáng, chiếu lên kính cửa sổ những ánh sáng đủ màu. Thành phố Nam An phồn hoa hơn Vân Giang rất nhiều, trong trung tâm thành phố có rất nhiều nhà cao tầng, dường như có nhiều hơn một trung tâm trung tâm mỗi khu đều rất náo nhiệt tiếng người và tiếng còi xe đang xen vào nhau tài xế hùng hồn nói nam an chúng tôi có nhiều chỗ chơi lắm có công viên điêu khắc băng lớn nhất nước có thể ngắm băng trượt tuyết còn có thể leo núi những ngôi chùa trên núi rất tâm linh cầu nhân duyên cầu tài vận cầu sức khỏe bình an đều rất linh nghiệm đấy tài xế liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và nói nền giáo dục của chúng tôi ở nam an cũng rất tốt năm ngoái các nhà vô địch về khoa học và nghệ thuật tự do của tỉnh chúng tôi đều ở Nam An. Cô có thấy trường học phía trước không, là trường trung học cơ sở số 1, trường trung học cơ sở tốt nhất trong thành phố. Tô Giao nhìn theo tầm mắt tài xế nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn học sinh mặc đồng phục học sinh mùa đông màu xanh đậm, từng nhóm từng nhóm đi ra khỏi cổng trường. Qua cánh cổng mở có thể nhìn thấy sân bóng rổ, thiếu niên khí phách không sợ lạnh chỉ mặc áo thun ngắn tay nhảy lên ném bóng vào rổ cô như nhìn thấy thời niên thiếu thanh xuân của Trần Ngân Hà. Tô Giao, tôi có một người bạn tốt nghiệp ở trường này. Khi đọc hồ sơ của Trần Ngân Hà nửa năm trước, cô không để ý xem anh tốt nghiệp trường cấp 2 nào, nhưng cô biết một người thông minh và xuất sắc như anh chắc chắn sẽ đi học trường tốt nhất. Cục cảnh sát thành phố cách đó không xa, chỉ mất vài phút lái xe từ trường trung học cơ sở số 1 Nam An. Tô Giao trả tiền xe, xách ba lô xuống xe, cô xin nghỉ phép đến đây, không tính là công việc trước tiên đã xin khương cục gọi trước cho cục phó vương nói muốn biết thêm về chuyện nằm vùng của trần ngân hà lúc này cục cảnh sát thành phố nam an đã tan làm không ngừng có cảnh sát tan làm đi ra khỏi cục cũng có xe cảnh sát ra vào trần ngân hà đã làm việc tại đây sau khi tốt nghiệp đại học công an tính ra đã được năm sáu năm anh cũng thường xuyên ra vào cổng này một cảnh sát hình sự trẻ tuổi chừng hai mươi chạy ra khỏi cổng vừa nhìn thấy tô dao liền vội vàng chạy về phía cô xin chào chị là đội trưởng tô đến từ vân giang phải không tô giao gật đầu người cảnh sát hình sự đưa tay ra bắt tay tô giao xin chào em tên là tiền du cục phó vương yêu cầu em phụ trách tiếp đãi chị người thanh niên tuổi không lớn có đôi mắt to có thần sáng như tuyết chưa từng thấy nữ đội trưởng đội cảnh sát hình sự nào trẻ đẹp như vậy nhất thời không biết phải cắm mắt vào đâu chị ngồi xe lâu chắc đã mệt rồi em đưa chị đến nhà khách nghỉ ngơi phòng đã dọn dẹp rồi có thể vào ở bất cứ lúc nào tiền du đưa tay giúp tô giao sách hành lý nhưng tô giao nói không cần chuyện này không xem như là chuyện công việc cho nên cậu không cần khách sáo như vậy đâu tiền vu cười thành thật lộ ra một hàm răng trắng em không khách sáo với chị chỉ là em có chút kích động tô giao cười tôi không tới đây để khảo sát công việc của cậu như lãnh đạo cấp trên kích động cái gì tiền du vừa nói vừa hăng hái đưa tô giao đến nhà khách bây giờ chị là lãnh đạo của đội trưởng trần lãnh đạo của đội trưởng trần chính là lãnh đạo của em tô giao Trước kia cậu là cấp dưới của Trần Ngân Hà. Tiền Du vội vàng gật đầu, "Vâng, cho nên cục phó vương mới giao cho em phụ trách tiếp đãi chị." Tiền Du giúp Tô giao lấy thẻ phòng rồi đưa cô tới cửa phòng, "Cục đã tan làm rồi, hôm nay chị hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai em sẽ dẫn chị đến đội đặc nhiệm chống tội phạm xã hội đen tìm hiểu tình hình." Trở lại phòng đóng cửa lại, Tô giao đi tắm, thay đồ ngủ, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Từ đây có thể nhìn thấy cả thành phố Nam An và cục cảnh sát Nam An cơ hồ đã giỏi theo trần ngân hà từ thời niên thiếu đến thanh niên tô giao đang nằm trên giường thì bị tin nhắn của ngô thanh đào oanh tạc chị tô chị tô chị đến tây á chưa sao em chưa thấy chị đăng lên vòng bạn bè của chị mau chụp ảnh đẹp rồi cho tụi em du lịch trên mây một chút đi ạ à. chị tô chị tô tây á có nhiều đồ ăn ngon không có loại cá gì còn có tin nhắn của chu tiểu nhiên đi biển chơi sao không nói cho tôi biết một tiếng tôi có một đống váy đẹp có thể cho cô thuê với giá rẻ đây muốn không 20 đồng một chiếc, 10 chiếc giảm 10%, gửi qua bưu điện cho cô. Sao không thấy cô đăng ảnh, hay là căn bản cô không đi Tây Á, nói đi, trốn anh ngân của tôi cùng người đàn ông nào đi Tây Á. Để ngăn chặn miệng của những người này, Tô Giao đã lên mạng tìm kiếm một vài bức ảnh phong cảnh của Tây Á và đăng lên vòng bạn bè, giả vờ rằng cô đang đi du lịch. Sáng hôm sau, Tô Giao đến cổng cục cảnh sát thành phố Nam An, so với tiền du nghiêm túc đi làm còn sớm hơn. Tô Giao theo tiền du đến đội đặc nhiệm chống tội phạm xã hội đen, trong thâm tâm cô biết rõ mình chỉ là lãnh đạo đương nhiệm của Trần Ngân Hà, không phải thành viên của đội đặc nhiệm, họ sẽ không để cô biết những bí mật quá cốt lõi. Việc tiêu diệt một tập đoàn xã hội đen si là quá lớn cũng quá phức tạp, mục đích của Tô Giao không phải tìm hiểu những điều này, mục đích của cô chỉ là Trần Ngân Hà, cô muốn tìm con mèo mà Minh Nguyệt nuôi ở nhà. Mặc dù tận mắt chứng kiến cảnh Trần Ngân Hà tra tấn và ghế chết con mèo, nhìn thấy một vũng máu lớn trên mặt đất chảy xuống, cô vẫn muốn tin rằng con mèo vẫn còn sống, và nó còn sống khỏe mạnh trong một góc nào đó của thành phố Nam An. Tô Giao xem một loạt ảnh do đội đặc nhiệm đưa cho cô, tìm thấy một vài bức từ nhà của Minh Nguyệt. Quả thực, gia đình Minh Nguyệt bảo vệ cô ta rất tốt, thậm chí lực lượng đặc nhiệm còn không có bất kỳ bức ảnh nào của Minh Nguyệt trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Bức duy nhất là do họa sĩ vẽ chân dung theo mô tả của người khác. Tô Giao cầm tấm ảnh của Minh Nguyệt lên xem, thật kinh ngạc, rõ ràng là hai người có ngũ quan hoàn toàn khác nhau, nhưng khí chất lại giống hệt nhau. Bề ngoài thanh thuần quyến rũ, nội tâm lại tàn nhẫn như trắng rết. Tô Giao đặt bức ảnh của Minh Nguyệt sang một bên, cầm bức ảnh tiếp theo lên, chỉ vào một con mèo con trong góc và hỏi nhân viên đi cùng bên cạnh. Bức ảnh này được chụp ở nhà sơ tuyết sao, trước khi gia đình cô ta gặp nạn ư. Người nhân viên đi cùng đáp, đúng vậy, vào thời điểm đó đội trưởng Trần vừa đi vào nằm vùng không lâu. Con mèo trong bức ảnh chính là con trên tay của Trần Ngân Hà, một con mèo rác đôn xinh đẹp. Bộ lông của con mèo này rất đặc biệt, nó có màu trắng hồng, bốn bàn chân có màu xám nhạt, giống như đang đeo găng tay. Vì vậy, Tô Giao trong nháy mắt đã nhận ra nó, có bản điện tử của bức ảnh này không, có thể gửi cho tôi một bức được không? Người nhân viên đi cùng thấy đó là một bức ảnh trong nhà không liên quan, ảnh chụp không có người, cũng không có bất luận thông tin mấu chốt nào, liền đưa cho Tô Giao một tấm. Tô Giao ra khỏi cục cảnh sát thành phố Nam An, bắt taxi đến nơi ở ban đầu của Minh Nguyệt, biệt thự nằm ở ngoại thành, diện tích lớn, nhìn từ bề ngoài có thể thấy được vô cùng xa hoa, cánh cổng đã bị cảnh sát phong tỏa, Tô Giao từ hàng rào đi vào, vòng qua một bể bơi khổng lồ, một khu vườn đầy hoa, lại đi qua một hành lang dài mới đến được phòng khách, phòng khách bị khóa bằng xích sắt, Tô Giao đi vòng ra phía sau, dẫm lên cửa sổ ban công rồi nhảy vào. Cô nhanh chóng tìm ra nơi mà Trần Ngân Hà và con mèo nhỏ ở cùng nhau trong video, phòng khách ở tầng một gần ban công. Cách bài trí của ngôi nhà tương tự như trong video, vết máu của mèo con trên mặt đất đã biến mất từ lâu, không tìm thấy dấu vết của quá khứ. Tô Giao đứng ở nơi Trần Ngân Hà đã đứng, tưởng tượng rằng nếu là cô, cô không ghế con mèo con, nhưng cô sẽ đặt nó ở đâu sau khi mang nó đi. Vào thời điểm đó, anh ở với Minh Nguyệt cả ngày, sẽ không để nó dưới mí mắt anh cũng sẽ không đi xem nó thường xuyên vì lý do an toàn và rất có thể nó được thả sau khi được băng bó vết thương để tránh bị minh nguyệt phát hiện anh phải tìm cách đưa chú mèo con đi thật xa mèo rác đôn rất quý và đặc biệt xinh đẹp rất dễ được người ta nhặt và nuôi ở nhà khi chúng đi lang thang bên ngoài toàn bộ thành phố nam an rộng lớn như vậy mèo con sẽ ở đâu trần ngân hà thà mạo hiểm trước sự nghi ngờ của đội đặc nhiệm cũng phải phá hủy điện thoại di động của minh nguyệt chính là không muốn người ta phát hiện video anh hành hạ mèo con đến chết. Điều này cho thấy anh không có cách nào để chứng minh sự vô tội của mình, anh không biết con mèo con đang ở đâu và liệu nó có còn sống hay không. Tô Giao nghiêm túc nghĩ, để tìm được con mèo con, cô phải tìm ra cách Trần Ngân Hà đưa mèo con ra ngoài. Anh vừa mới bị Minh Nguyệt cướp trên đường không lâu, Minh Nguyệt chắc chắn sẽ không yên tâm, sẽ không cho anh ra khỏi nhà. Anh sẽ chữa trị vết thương cho mèo con rồi đưa lên ô tô đi ngang qua gần biệt thự ô tô riêng quá lộ liễu, tốt nhất là xe chở hàng. Đây là khu biệt thự, chỉ có hai loại hàng hóa cần chuyển, nguyên liệu nấu ăn và chuyển phát nhanh. Tô Giao dự định điều tra theo hướng này trước, giả thiết khi cho rằng con mèo con vẫn còn sống. Đã sáu ngày trôi qua kể từ khi anh nhìn thấy Tô Giao lái xe ra khỏi khu nằm viện, Trần Ngân Hà chưa bao giờ gặp lại Tô Giao. Cuối cùng anh không thể ở lại phòng bệnh lâu hơn, nên đã xuất viện sớm. Chu Tiểu Nhiên hôm nay nghỉ phép, lái xe của hứa gia hải đến đón trần ngân hà từ bệnh viện anh ngân chu tiểu nhiên quay lại nhìn trần ngân hà đang ngồi ở hàng ghế sau lúc chờ đèn đỏ anh muốn ăn cơm trước hay về nhà trước trần ngân hà đi cục cảnh sát thành phố chu tiểu nhiên anh vừa mới xuất viện đã đi làm trần ngân hà gật đầu nhìn khung cảnh không ngừng lùi về sau bên ngoài cửa sổ tôi thích đi làm ít nhất thì anh cũng có thể nhìn thấy cô mỗi ngày cho dù có chọc cô tức giận cũng tốt hơn là không nhìn thấy cô chỉ cần nhìn thấy cô mỗi ngày anh sẽ có đủ tự tin để dỗ dành cô thật tốt. Chu Tiểu Nhiên biết tô Giao đi du lịch, cô cho rằng Trần Ngân Hà cũng biết, nên không nói nhiều. Khi đến cục, Trần Ngân Hà bước vào tòa nhà văn phòng, nhìn thấy hai cảnh sát đến từ thành phố Nam An phụ trách điều tra anh đi ra, có vẻ như họ sắp trở về Nam An. Hai người đi tới trước mặt Trần Ngâm Hà, đội phó Trần mấy ngày trước đã quấy rầy anh rồi. Trần Ngân Hà đầy tâm tư muốn nhìn thấy tô Giao, vì vậy anh thẳng nhiên nói, được rồi. Một người trong số đó chức vị cao hơn một chút do dự, sau một lúc anh ta vẫn hỏi, đội phó Trần, điện thoại di động của Minh Nguyệt có thực sự bị mất ở hiện trường vụ án đường Khang Dân không? Trần Ngân Hà khựng lại, có ý gì, bàn giao Minh Nguyệt và vật chứng cho đội đặc nhiệm chống tội phạm xã hội đen ở Nam An không bao gồm điện thoại di động của cô ta ư? Điều tra viên trả lời, vâng, anh không biết à, thấy Trần Ngân Hà thực sự không biết, điều tra viên Su Tan nghi ngờ Trần Ngân Hà giấu điện thoại, gật đầu chào anh hẹn gặp lại đội phó trần trần ngân hà không đi thang máy mà lên bằng cầu thang anh phải tự di chuyển để duy trì sự bình tĩnh ngoài mặt của mình đến cửa văn phòng trần ngân hà đẩy cửa đi vào ngô thanh đào phát hiện trần ngân hà trước tiên kinh ngạc hô lên đội phó trần anh xuất viện rồi trần ngân hà bước về chỗ ngồi nhìn vị trí tô giao đối diện bàn làm việc của cô rất sạch sẽ đã mấy ngày nay không dùng đến trần ngân hà cau mày đào chị tô của cô đâu ngô thanh đào rất ngạc nhiên chị Tô đã xin nghỉ phép năm để đi du lịch rồi à, bây giờ chị ấy đang ở Tây Á, không phải có đăng lên vòng bạn bè sao, đội phó Trần Anh không biết à. Trần Ngân Hà thật sự không biết, anh đã bị Tô Giao kéo vào danh sách đen từ lâu, không liên lạc được với cô, cũng không xem được vòng bạn bè của cô. Thường ngày Hứa Gia Hải đến bệnh viện thăm anh anh mới có thể mượn điện thoại di động của Hứa Gia Hải để xem động thái của Tô Giao, đồng thời yêu cầu Hứa Gia Hải gọi cho Tô Giao để nghe giọng nói của cô. Hứa gia hải gần đây đang theo đuổi một người phụ nữ, vì trọng sắc khinh bạn mà anh đã không gặp cậu ta trong nhiều ngày, không có cơ hội nhìn thấy vòng bạn bè của tô giao, cũng không biết hướng đi của cô. Anh tưởng cô chỉ giận một chút nên tránh gặp anh, nhưng không ngờ cô lại trốn tránh xa như vậy. Trần Ngân Hà ánh mắt trầm xuống, cô ấy tự mình đi. Ngô Thanh Đào cảm nhận được điều gì đó liền vội vàng nói, đương nhiên, chị Tô nhất định sẽ không đi với những người đàn ông khác, chị ấy tự đi, em có thể chắc chắn chị ấy tự mình đi giang bất phạm nói đúng vậy hôm qua em có gọi cho chị tô không nghe thấy người đàn ông nào bên cạnh chị ấy cả ngay khi trần ngân hà đưa tay ra ngô thanh đào thần kỳ ý thức được vội vàng gọi điện cho tô giao không đợi điện thoại được kết nối liền đưa cho trần ngân hà thành thật mà nói lúc này cô ấy về phe đội phó trần nhà mình tình huống trước mắt chính là chị tô của cô đang trốn đội phó trần đi chơi cũng may chị tô đi chơi một mình và không đi cùng người đàn ông nào khác nếu không đội phó trần nhà cô đã không điên lên trên người đội phó Trần vẫn còn mùi thuốc khử trùng chanh chỉ có ở bệnh viện đồng nhã. Vừa thấy là anh đã ghé qua ngay mà không hề về nhà sau khi xuất viện. Cuộc gọi được kết nối, giọng nói của tô giao phát ra từ ống nghe. Đào, có chuyện gì vậy? Ngô Thanh Đào yếu ớt đáp, không, không có chuyện gì. Em chỉ hơi nhớ chị một chút thôi. Cái đó, Tây Á có vui không ạ? À? Giọng tô giao mang theo một loại không kiên nhẫn vì bị quấy rầy. Ngoại trừ công việc, những thứ khác em đừng gọi cho chị, chị bận lắm ngô thanh đào liếc nhìn trần ngân hà nói vào điện thoại chị tô chị không phải đi du lịch sao sao còn bận như vậy nơi này có bán kẹo hồ lô này trong điện thoại ngô thanh đào truyền đến một giọng nam trong sáng có muốn tới ăn không đội trưởng tô thích ăn vị sơn tra vị dâu tây hay vị hạch đào ngô thanh đào sao lại có giọng đàn ông bọn họ còn ngọt ngào cùng nhau ăn kẹo hồ lô nữa ở tây á ăn kẹo hồ lô sao lại có một loại tình thú thế nhỉ Ngô Thanh Đào không dám nhìn sắc mặt Trần Ngân Hà nữa, lắp bắp nói vào điện thoại, "Tô, chị Tô, chị đi chơi với người khác à?" Tô giao lười nói nhiều với Ngô Thanh Đào, "Có chuyện gì không, chị cúp máy đây, lần sau đừng gọi cho chị khi không có việc gì, đợi chị quay lại sẽ đánh gãy chân em." Nhìn điện thoại tút một tiếng cắt đứt, Ngô Thanh Đào thật cẩn thận nói, "Đội phó Trần, em nghi ngờ chị Tô hoàn toàn không phải đi tây á, chắc là chị ấy đi chấp hành nhiệm vụ bí mật." vì cần giữ bí mật nên mới bịa ra chuyện đến tây á đi du lịch trần ngân hà nhẹ nhàng câu môi dưới khóe môi hơi nhếch lên nhìn qua như đang cười những ánh mắt và giọng điệu lại lạnh lùng lời này mà cô cũng tin ngô thanh đào lắc đầu đương nhiên cô ấy không tin tô giao đã đăng ảnh lên vòng bạn bè cho thấy rằng cô thực sự đang ở tây á theo thói quen trước đây của tô giao cho dù ra ngoài thực hiện một nhiệm vụ bí mật cô cũng sẽ để lại một câu đi công tác vài ngày sau đó liền rời đi cô sẽ không bao giờ phí tâm lừa dối bọn họ như thế này cô không có nhiều thời gian để rảnh rỗi hơn nữa vừa rồi có giọng nói của một người đàn ông có vẻ đặc biệt nhiệt tình trông không giống như cô đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật nào cả trần ngân hà đi đến phòng làm việc nhỏ đóng cửa lại đi đến bên cửa sổ rồi châm một điếu thuốc lúc nãy ở dưới lầu khi hai điều tra viên hỏi anh về điện thoại di động của minh nguyệt anh biết rằng nó đang nằm trong tay tô dao Người duy nhất có thể giấu điện thoại di động tại hiện trường vụ án của bệnh viện tâm thần đường Khang Dân là Tô Giao, không ai khác có thể. Tốt nhất là chiếc điện thoại mà anh nằm trong dung dịch formalin không bao giờ có thể khôi phục được. Vạn nhất cô xem được video bên trong, cô chắc chắn sẽ xem anh như một con quái vật, một kẻ bí ái. Cô sẽ cảm thấy buồn nôn, sợ hãi và bỏ chạy khỏi anh. Anh không dám nghĩ tiếp nữa. Anh sẽ làm gì nếu cô bắt đầu chán ghét anh đây? Trần Ngân Hà hít một hơi nhưng anh thậm chí không nhận thấy bàn tay đang cầm điếu thuốc đang hơi run. Cô bỏ chạy còn rủ người đàn ông khác đi du lịch cùng ở Tây Á, chắc hẳn cô đã xem đoạn video và định vứt bỏ anh để bắt đầu một mối quan hệ mới. Nếu lúc này anh đọc những tin nhắn chưa đọc trên uy chát liền sẽ không có suy nghĩ này. Tiền Du đã gửi cho anh một số tin nhắn, trong đó có một số bức ảnh của Tô Giao tại Cục Cảnh sát thành phố Nam An. Tô Giao cầm lấy một mớ kẹo hộ lô dâu mà Tiền Du mua cho cô, lần sau đừng tiêu tiền nữa, nếu tôi muốn ăn sẽ tự mua kẹo hồ lô quá ngọt và béo cô không thích lắm lại không thể phụ lòng hiếu khách của tiền du đành phải thử một viên trong ánh mắt mong đợi của đối phương ngọt đến mức đau răng ngon lắm đúng không tiền du chỉ vào biển hiệu bán kẹo hồ lô đội trưởng trần lúc trước cũng rất thích ăn kẹo hồ lô của tiệm này thích nhất chính là vị dâu trên tay chị ngại vị sơn tra chua tôi giao lại ăn thêm một viên thế mà cảm thấy hương vị không tồi mua giúp tôi thêm nữa đi lát nữa tôi mang về nhà khách ăn. Tiền du vui vẻ đi mua 5 cây, chờ khi chị trở về Vân Giang em lại mua tiếp, mua 10 cây cho vào túi đá, để chị mang về cho đội trưởng Trần. Tô Giao nghĩ đó là một ý kiến hay, định sẽ làm như vậy. Sau khi ăn trưa, Tô Giao trở lại nhà khách nghỉ ngơi một lát. Lúc này đã là ngày thứ sáu cô đến Nam An, đã hơn nửa thời gian trôi qua, cô thử nhiều biện pháp nhưng vẫn không tìm được con mèo. Tô Giao không bỏ cuộc, cô tin vào bản thân, cũng nguyện ý tin tưởng Trần Ngân Hà, cô nhất định có thể tìm thấy con mèo đó. Tô Giao chỉ dành cho mình thời gian 20 phút nghỉ ngơi, chuẩn bị nghỉ ngơi rồi sẽ đến trại tạm giam gặp Minh Nguyệt xem có thể từ miệng cô ta moi được chút thông tin gì không. Trước khi đi ra ngoài, Tô Giao lấy trong tủ ra chiếc áo khoác màu xám nhạt của Trần Ngân Hà mang từ Vân Giang ra mặt vào. Cô cao một M7, còn Trần Ngân Hà cao một M88, quần áo mặc ở trên người cô rất rộng, cô học theo như trong các tạp chí thời trang, đem cổ tay áo sáng lên, rất ấm ấm hơn cả chiếc áo khoác lông vũ cô mặc, vừa đủ để chống chọi với thời tiết lạnh giá ở thành phố Nam An. Cô đến rất vội, không mang theo mỹ phẩm gì, chủ yếu là cô không có, cây son duy nhất cô cũng không biết đã vứt ở đâu. Tô Giao đến trung tâm mua sắm gần đó trước, mua một thỏi son màu hồng bánh đậu, rồi đến tiệm làm tóc gội đầu trước khi đến trại tạm giam. Minh Nguyệt được đưa ra ngoài, mặc bộ quần áo đồng phục xanh xám của trại giam, với một con số màu trắng rất lớn được ghim trước ngực mất đi lớp dưỡng ẩm của mỹ phẩm đắt tiền và mỹ phẩm y tế da cô ta bắt đầu mất nước và sần sùi môi lộ ra màu than chì không khỏe mạnh da mặt vẫn trắng nhưng không hề có sức sống mái tóc dài đen bóng ban đầu được cắt thành tóc ngắn ngang tai trông hơi khô và xoăn nhìn thấy tô dao mặc áo khoác của trần ngân hà còn gội đầu và tô son minh nguyệt cười chế nhạo cô đặc biệt từ vân gian đến để chê cười tôi sao nói cho cùng cô vẫn để tâm đến việc tôi ở bên anh ấy trong một năm đó nếu không cô sẽ không ăn mặc đặc biệt và sẽ không giễu võ dương oai trước mặt tôi như một tên hề tôi giao ngước mắt lên nhìn minh nguyệt kế hoạch của cô là gì cô luôn cảm thấy những người như minh nguyệt không nên chết giữa chừng trong hoàn cảnh bình thường nên là bốt lớn và sống đến đại kết cục rồi chết mới đúng tôi có thể có kế hoạch gì đợi chết thôi minh nguyệt mỉm cười tiếc rằng trước khi chết tôi không kéo được anh ấy theo anh ấy có đi cùng cô không sao tôi không thấy anh ấy minh nguyệt nói chuyện hung hăng cắn môi mình dùng máu rỉ ra làm sông môi để làm cho khí sắc của mình trông tốt hơn, lại dùng tay sửa sang tóc một chút, cẩn thận kéo phần tóc gãy từ trán ra sau tai. Lần đầu tiên Tô Giao nhìn thấy loại người tàn nhẫn dùng máu của mình làm sông môi, đừng phí tâm tư, anh ấy không đến. Minh Nguyệt lập tức trở nên thiếu hứng thú, ngã người ra ghế vừa nghịch móng tay vừa nói, từ Vân Giang đến Nam An tổng cộng một nghìn dặm. Cô đã đi qua hàng nghìn dặm e rằng không phải chỉ để chê cười tôi, nói đi, tại sao? Trước khi Tô Giao kịp nói, mắt Minh Nguyệt đã sáng lên, cô đã xem video đó rồi phải không? Ha ha ha, chắc cô đã xem rồi, Minh Nguyệt cuối cùng cũng tìm được điều thú vị cho bản thân, nhìn chằm chầm vào mặt Tô Giao và nói, tôi đã nói rồi, anh ấy cũng là loại người giống như tôi, bây giờ cô tin tôi chưa? Tô Giao biết mọi nơi trong trại giam đều có camera, còn có một cảnh sát đứng bên cạnh trông coi, giống như Minh Nguyệt là một tên trọng phạm, thông tin tiếp khách của cô ta sẽ được nghiên cứu nhiều lần. Tô Giao giả vờ khó hiểu, tôi không hiểu cô đang nói gì cả. Minh Nguyệt dự đoán Tô Giao sẽ không thừa nhận điều đó, mỉm cười nói, cô hẳn đã đến ngôi nhà mà tôi sống cùng anh ấy, cô đã nhìn thấy những loài hoa độc nhất trong vườn rồi. Mùa xuân chúng tôi sẽ ngồi trước hoa và uống trà, bên kia còn có hồ bơi lớn, vào mùa hè anh ấy sẽ đi bơi hàng tuần, chỉ mặc một chiếc quần bơi, còn mùa đông, chúng tôi sẽ đắp người tuyết và dùng cà trốt làm mũi cho người tuyết, anh ấy thích ăn cà trốt nhất. Tô Giao bình tĩnh, trần ngân hà ghét rất nhiều đồ ăn và cà rốt là cái đầu tiên ngại độ tinh khiết màu cam của cà rốt quá cao trông không đảm bảo ngại quá cứng khi cắn vào phát ra tiếng răng rắc giống như tạo ra âm thanh khiếm nhã khi ăn chói tai khó nghe ngại nó có mùi đất không khác gì ăn buồn ngược lại bản thân cô rất thích ăn cà rốt mỗi lần nhà ăn của cục có cà rốt đều phải lấy hai khẩu phần ăn lúc này trần ngân hà không muốn ngồi cùng bàn với cô ngại âm thanh cô cắn cà rốt quá ồn ào hại đôi tai cao quý của anh Tô giao mỉm cười cô đang nói dối anh ấy sẽ không đắp người tuyết với cô anh ấy ghét cà rốt nhất minh nguyệt bị nghi ngờ quả nhiên bị chọc giận liều mạng chứng minh mình không nói dối anh ấy thích ăn cà rốt của nông trại sơn giả là những củ tươi nhất mà người nông dân đào ra khỏi đất và gửi trực tiếp đến đó mỗi ngày Tô giao nhận được thông tin cô muốn dự định đến trang trại sơn giả để xem nếu cô đoán đúng nếu may mắn con mèo con được nuôi dưỡng trong trang trại mà không cần chuẩn bị thấy tô Giao không phản bác nữa minh nguyệt nghĩ mình đã thắng vẻ mặt tự mãn cô căn bản không hiểu anh ấy chút nào người như anh ấy mới là trời sinh một đôi với tôi tô Giao đứng dậy sửa áo khoác trên người có một điều trần ngân hạ nói đúng minh nguyệt cô thực sự là một người đa tình chỉ cần cô không phải là người đa tình có lẽ cô đã thừa hưởng cơ ngơi của cha mẹ và trở thành một chị đại xã hội đen rồi mấy từ chị đại xã hội đen vừa nham hiểm vừa xấu, khó nghe hơn nhiều so với đại tiểu thư xã hội đen. Minh Nguyệt tức giận đứng dậy khỏi ghế, bị nhân viên trông coi bên cạnh ấn xuống. Tô Giao đi ra cửa quay lại nhìn Minh Nguyệt, yêu một người thật sự không phải là kéo người ấy từ trần gian xuống địa ngục rồi trở thành ác quỷ như chính mình đâu. Minh Nguyệt bật cười, cái gì gọi là tôi kéo, đó bản chất của anh ấy, thân thể và linh hồn của anh ấy chính là bí ái. E. Chẳng lẽ là tôi bẻ tay anh ấy để anh ấy hành hạ mèo con sao? Tô Giao không nói chuyện, mở cửa đi ra ngoài. Cô kiểm tra trang trại có tên là Sơn Giả, nó ở bên cạnh một cơ sở trồng rau ở ngoại ô. Tô Giao mượn xe của tiền du lái đến trang trại Sơn Giả. Sau một tiếng rưỡi lái xe, Tô Giao xuống xe, đi vào trang trại trước mặt cô. Trang trại rất lớn, nhãn hiệu rất nổi tiếng, nghe nói Tô Giao đến đây mua rau, nhưng bọn họ không tiếp đón cô, chúng tôi chỉ cung cấp cho khách hàng quen thuộc, không phải khách hàng cá nhân, nếu cô muốn mua rau, cô có thể đến chỗ bên cạnh rau ở đó rẻ lắm, một củ cà rốt chỉ có một, hai tệ thôi. Tô Giao hỏi người bác gái trồng rau trước mặt, vậy bên này bao nhiêu tiền một cân? Bác gái liếc nhìn chiếc xe vô xoa ẩn có giá chưa tới 20 vạn mà Tô Giao đậu ven đường, trận mắt ngay ngốc, chúng tôi không bán theo cân, mà bán bằng cây nguyên chất tự nhiên, ngay cả một chiếc lá dính bùn đã một tệ, 60 tệ một củ. Tô Giao trước giờ chưa nghe cà rốt nào đắt như vậy, các người đi cướp luôn đi. Bác gái, cướp cũng không cướp cô, chuyên cướp những người có tiền thôi, tô giao chịu đựng lòng đau, tôi mua không được sao, tôi mua 10 củ, bây giờ có thể cho tôi vào trang trại được không? Nói xong, cô lấy trong túi ra 100 tệ, bí mật nhét vào tay bác gái, được không, chị? Bác gái vội vàng đút tiền vào túi, được rồi được rồi, xem miệng cô ngọt như vậy nên đưa cô vào xem việc đời, xem người có tiền xa xỉ ngông cuồng như thế nào. Tô Giao, chính vì sự xa xỉ ngông cuồng của bọn họ mà mọi người mới có thể cướp của người giàu giúp đỡ người nghèo đấy chiếc vòng của chị làm bằng vàng sao, đẹp quá, rất hợp với khí chất danh giá của chị. Bác gái được khen toàn thân thoải mái, thấy tô dao có thể nói chuyện, không còn nghĩ keo kiệt với cô nữa, vừa đi vừa giới thiệu, nhìn thấy chiếc xe đậu trước mặt không? Nó đặc biệt dùng để chở cà rốt. Trên xe có một cửa trần luôn mở để cà rốt có thể hấp thụ không khí trong lành và giữ được hương vị tươi ngon nhất. Tô Giao dừng lại trước xe, càng ngày càng chắc chắn Trần Ngân Hà đã dùng xe vận chuyển cà rốt để đưa mèo con ra ngoài cửa sổ trần này quả thật là nó được thiết kế riêng cho anh. Sau một số lần dò hỏi, Tô Giao cuối cùng đã tìm được người lái xe nông trại đã giao cà rốt đến nhà Minh Nguyệt cách đây 2, 3 năm. Trần Ngân Hà đã đặt một chuyến bay từ Vân Giang đến Tây Á, chuyến bay này sẽ được khởi hành vào ban đêm. Cái gì, bảo tôi đưa cậu ra sân bay Á. Hứa Gia Hải vừa tan làm về, định đi tắm và xịt chút nước hoa ra ngoài hẹn hò, cậu muốn về Nam An. Hứa Gia Hải một bên thay giày một bên nói về ăn Tết không phải sớm quá sao? Trần Ngân Hà, không phải, tôi đi Tây Á. Hứa Gia Hải nhớ những bức ảnh phong cảnh Tây Á mà anh ta đã nhìn thấy trong vòng bạn bè của Tô Giao, cậu định đi tìm đội trưởng Tô sao? Trần Ngân Hà sắc mặt trầm xuống ngồi trên ghế sofa, tôi đi Bắc Giang. Hứa Gia Hải sửng sốt, cái gì? Không thể nào, đội trưởng Tô không phải loại người như vậy, cô ấy là một cô gái tốt, kể cả khi cô ấy có người đàn ông khác cũng sẽ nói trước với cậu rõ ràng, sẽ không một bên trêu đùa cậu một bên chân đạp hai thuyền. Cô ấy có thể chạy đến Tây Á mà không nói một lời, còn có gì cô ấy không thể làm được. Trần Ngân Hà nói, tôi phải mau đi xem, cái con yêu tinh nam đó rốt cuộc tốt hơn tôi chỗ nào. Hứa Gia Hải nhìn vào chiếc vali màu đen khổng lồ gần như có thể chứa thi thể của hai người lớn trên tay của Trần Ngân Hà, cậu bình tĩnh một chút, đừng manh động, đưa tôi ra sân bay, Trần Ngân Hà đứng dậy khỏi ghế sofa, kéo vali lên, hai giờ nữa có chuyến bay. Hứa Gia Hải chỉ có thể thay đôi giày vừa đổi lại, cầm chìa khóa đi ra ngoài cùng Trần Ngân Hà, cậu thực sự phải học hỏi tôi đấy, hãy luôn mở to mắt, không có người này thì người khác. Hai người bước vào thang máy, Trần Ngân Hà ấn vào bãi đậu xe ở tầng 1, muộn rồi, tôi đã là người của cô ấy rồi. Hứa Gia Hải giật mình, không phải cậu vẫn luôn ở trong bệnh viện sao, sao đã thành người của cô ấy rồi, hai người đã ngủ với nhau ở trên giường bệnh sao, cậu mẹ nó đã không lên tiếng thì thôi một khi đã làm phải khiến người ta trầm trồ đấy đờm, không sợ nữa đêm đường chu đi kiểm tra phòng sao. Trần Ngân Hà quay đầu liếc nhìn Hứa Gia Hải, bộ não của cậu cả ngày đều là loại chất thải màu vàng gì vậy? Hứa Gia Hải, cậu nói cậu đã là người của cô ấy rồi, còn không phải ý này sao? Trần Ngân Hà kéo vali bước ra khỏi thang máy. Cô ấy cưỡng hôn tôi, hôn xong rồi bỏ chạy. Hứa Gia Hải, sao tôi nhớ rõ là cậu cưỡng hôn người ta mà? Trần Ngân Hà, cậu nhớ lầm rồi. Hứa Gia Hải, không có gì để nói, cậu thật trâu bò. Hứa gia hải lái xe đưa Trần Ngân Hà đến sân bay, sau khi về đến nhà liền gọi cho Tô Giao. Anh ta tin tưởng nhân phẩm của Tô Giao hơn là cái miệng nói phép của Trần Ngân Hà. Alo, đội trưởng Tô, ở Tây Á chơi vui không? Tô Giao đứng ở cửa phố ăn vặt Nam An, khá tốt, tôi vừa mới đi lặng một lúc. Hứa gia hải, cô ở một mình à? Tô Giao cảm thấy câu hỏi của hứa gia hải không thể giải thích được, sao vậy chủ nhiệm hứa, có vấn đề gì anh cứ nói thẳng. Hứa gia hải, Trần Ngân Hà đi Tây Á tìm cô rồi, nói đi bắc giang tô giao anh ta lên máy bay lúc nào vừa rồi còn mang theo một chiếc vali đựng để xác chết bởi vì giọng điệu của tô giao quá mức kinh ngạc hứa gia hải không khỏi có chút nghi ngờ đội trưởng tô cô sẽ không thật tô giao sau khi cúp máy hứa gia hải cô nhanh chóng đưa trần ngân hà ra khỏi danh sách đen gọi điện thoại qua một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ ống nghe xin chào số máy quý khách vừa gọi hiện đã bị tắt tô giao cất điện thoại Trần Ngân Hà đã lên mấy chiếc máy bay. Trần Ngân Hà ngồi trên máy bay với một chiếc chăn mỏng, dựa vào lưng ghế, nhìn chầm chầm vào khoảng không trước mặt. Khi không có ai xung quanh, anh không có đối tượng để nói hưu nói vượng, cả người liền trở nên trầm lặng. Tiếp viên hàng không đi qua mấy lần muốn hỏi anh cần gì, nhưng vừa thấy mặt của anh liền không dám tiến lên quấy rầy. Trần Ngân Hà đã tính toán trong lòng rằng những khách sạn nổi tiếng nhất ở Tây Á là những khách sạn nào, tuy các điểm vui chơi rộng lớn nhưng địa điểm ăn uống thì có hạn ngày nào anh cũng đi canh, rồi có thể gặp được cô thôi. Sau khi gặp mặt, cô có phải sẽ sợ anh không, giống như nhìn một tên bí ái y tâm lý vặn vẹo, còn tên đàn ông ở bên cô, nếu cô dám có ấn tượng tốt về hắn ta. Trần Ngân Hà không thể nghĩ ra anh sẽ làm gì, chuyến bay kéo dài 3 tiếng đồng hồ rất nhanh đã đến, Trần Ngân Hà kéo vali rời sân bay và bắt taxi về khách sạn bên bờ biển, anh xuống xe, nhận phòng, cất vali, thay quần áo rồi xuống lầu chuẩn bị đến khu vực chợ đêm gần khách sạn nếu may mắn có thể gặp cô hôm nay chắc cô đang cùng nhau chia sẻ kẹo hồ lô với tên đàn ông khác trần ngân hà bước xuống lầu lại xoay người quay lại khách sạn kéo rèm cửa kín mít anh không thể ra ngoài nếu gặp được cô mà cô chán ghét và ghê tởm anh thì sao anh thà chết còn hơn bị cô nhìn bằng đôi mắt đó trần ngân hà tắt hết đèn trong phòng không để lại đèn bàn hay đèn ngủ cả không gian trong phút chốc chìm vào bóng tối chỉ trong hoàn cảnh như vậy anh mới cảm thấy an toàn, và ngay khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương, cửa kính hay thậm chí là bề mặt phản chiếu của bộ đồ ăn, anh cũng sẽ cảm thấy mình ghê tởm. Anh nhìn bàn tay mình trong bóng tối, cảm giác ấm áp đầy lông lá từ hơn 20 năm trước dường như không hề tiêu tan, nó bám chặt lấy anh như một bóng ma lưu luyến, khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Anh ngồi trong bóng tối 3 tiếng đồng hồ, rạng sáng 2 giờ mới nằm trên giường và nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Trần Ngân Hà tỉnh dậy, ngồi trên giường một lúc, cầm điện thoại lên kiểm tra thời gian, phát hiện điện thoại vẫn chưa mở, anh không nhớ đến việc bật nó lên. Tô Giao đã đem uy chát và điện thoại của anh kéo vào danh sách đen thì anh đã không còn mong đợi gì, mở hay không mở đều giống nhau. Trần Ngân Hà mở điện thoại, ngay sau đó nó rung lên, hứa gia hải gọi cho anh năm lần và gửi hơn chục tin nhắn, hỏi anh tại sao không báo an toàn khi đến nơi, có phải anh đã chết trên đường rồi không? Trần Ngân Hà không chú ý đến hứa gia hải, nhìn thấy tên của tô giao trong cuộc gọi nhở của mình từ tiểu mít ướt trong ghi chú của anh dành cho cô đặc biệt bắt mắt cô đã gọi cho anh tổng cộng hai mươi lần từ khi anh lên máy bay cho đến trước khi anh tỉnh dậy điện thoại lại đột nhiên rung lên nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên tiểu mít ướt trần ngân hà rung tay một cái điện thoại rơi xuống đất ở trên mặt đất rung lên ong 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 chấn động một hồi anh không dám cúp điện thoại của cô chờ điện thoại tự động cúp anh mới dám nhấc điện thoại trên mặt đất lên tắt nguồn trần ngân hà nhét điện thoại dưới gối xuống giường đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ vừa đánh răng vừa nhìn cái gối bên này nhìn nửa ngày cũng không biết mình đang nhìn cái gì muốn mở máy sao nếu mở máy nếu cô ấy đề nghị gặp mặt thì sao bây giờ anh không dám gặp cô trần ngân hà ở trong phòng khách sạn cả ngày buổi tối chuẩn bị đặt chuyến bay trở về vân giang lại phải mở máy hứa gia hải có lẽ không muốn quan tâm đến anh nữa không gọi cho anh một cuộc chu tiểu nhiên đã gọi một cuộc còn lại 30 cuộc gọi nhở đều là của Tô Giao. Anh giả vờ như không nhìn thấy, như thể chỉ cần anh không nhìn thấy anh không cần phải đối mặt với cô. Lúc định đặt vé máy bay, anh phát hiện đã có người đặt trước cho mình, nhưng thay vì quay lại Vân Giang thì lại từ Tây Á đến Nam An. Trần Ngân Hà gọi cho hứa Gia Hải, nói, tại sao cậu lại đặt vé đi Nam An cho tôi? Tôi mẹ nó rảnh quá đặt vé cho cậu, chịu mở điện thoại rồi à? Hứa Gia Hải đã liên lạc với Tô Giao và biết rằng cô hiện đang ở Nam An, anh ta luôn muốn nói với Trần Ngân Hà rằng anh đã đến nhầm chỗ, cô không ở Tây Á, nhưng điện thoại di động của người này luôn tắt. Hứa Gia Hải cố ý hỏi, đã bắt được Giang Phu chưa, nhét vào vali chưa, thấy không phải Hứa Gia Hải đặt vé máy bay, Trần Ngân Hà không lưu tình cút điện thoại, điện thoại lại rung lên, cái tên tiểu mít ướt lóe lên như một lời nhắc nhở. Trần Ngân Hà đặt điện thoại lên bàn, bấm loa ngoài rồi chạy ra cửa sổ trốn, như thể tránh xa điện thoại sẽ an toàn hơn. Tiếng hét của người phụ nữ phát ra từ ống nghe, Trần Ngân Hà, anh mẹ nó có bệnh tâm thần phải không? Trần Ngân Hà nghĩ, cô đã xem video rồi nên mới gọi anh là tâm thần. Tô dai lại rống lên, chuyến bay đến Nam An lúc 7 giờ tối, nếu không kịp thì đừng tới nữa. Trần Ngân Hà từ không trung hét vào điện thoại di động, sao lại là Nam An? Không phải cô đang gặp tên đàn ông hoang dã ở Tây Á sao? Tô giao cả ngày lẫn đêm đều không liên lạc được với Trần Ngân Hà, mở máy một lần giữa chừng không nhận điện thoại của cô lại tắt máy, lúc này mới có thể nói chuyện với cô, cô tức giận đến mức muốn bay đến Tây Á để bóp chết anh, không cần cô bay qua bây giờ, chỉ cần bóp chết anh ở sân bay Nam An, đúng lúc dùng chiếc vali khổng lồ của anh đựng xác đôi gian phu dâm phụ nhét anh vào đó luôn, tôi sẽ đợi anh ở sân bay Nam An, tôi Dao lại trống lên, Nam An lạnh lắm, mặc thêm, quên đi, đừng mặc, vừa xuống máy bay liền đông chết đi, đỡ phải để cô ra tay. Một lát sau Tô Giao ra khỏi nhà khách của cục cảnh sát và bắt taxi đến sân bay Nam An. Đến sân bay mới 6 giờ 40 phút, máy bay của Chen Xin đã đến lúc 12 giờ. Tô Giao không đi đâu, chỉ đợi đón ở sảnh sân bay. Hơn 5 giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tô Giao nghe thấy tiếng thông báo chuyến bay đến, bước đến cửa an ninh nhìn chầm chầm lối ra. Trần Ngân Hà cao ráo, diện mạo lại xuất chúng nên rất dễ được tìm thấy trong đám đông. Tô Giao nhìn chầm chầm một lúc lâu, khi gần như tất cả hành khách trên chuyến bay đều đi ra, cô vẫn không thấy Trần Ngân Hà đâu. Cô định hỏi một nhân viên thì cuối cùng nhìn thấy Trần Ngân Hà đang kéo một chiếc vali to màu đen đi ra ngoài. Trong anh có vẻ miễn cưỡng, như thể anh không đến nơi mà anh đã sống hơn 20 năm, mà là một đầm rồng hang hổ đáng sợ nào đó. Tô Giao hét lớn, Trần Ngân Hà, anh sợ đến mức giật mình một cái, kéo vali theo phản xạ có điều kiện định quay người bỏ chạy, nhưng bị nhân viên công tác chặn lại, thưa ngài, đây là lối ra. Trần Ngân Hà căn cứ tiếng hét của Tô Giao vừa rồi ước lượng nơi cô đang đứng, chạy theo hướng ngược lại ngay khi ra khỏi lối ra. Tô Giao không biết Trần Ngân Hà đang làm gì, nghi ngờ anh như có một kịch bản khó giải thích nào đó phải trốn thoát khỏi tiểu kiều thế. Cô cất bước đuổi theo, hét lên, dừng lại, đừng chạy. Cô đã quen với việc đuổi theo kẻ tình nghi, tiếng gầm của cô rất uy nghiêm khiến bất cứ ai không định chạy đều bị cô dọa cho chạy. Có một đại ca đầu trọc từng vào cục cảnh sát sợ đến mức trung lên, không dám nhúc nhích, cho đến khi thấy tô dao đuổi ra ngoài mới dám cử động. Trần Ngân Hà không thể chạy nhanh khi kéo theo vali của mình, vì vậy anh đã trốn trong toilet nam khi nhìn thấy nó. Tô Giao càng tức giận, đứng ở cửa toilet hét lên, anh đang trốn cái gì? Tô Giao, ra ngoài. Trần Ngân Hà, tôi không. Tô Giao, lăn ra đây cho lão tử. Trần Ngân Hà, tôi không. Tô Giao đến mà chưa ăn tối, cô quá đói muốn nhanh đưa Trần Ngân Hà về ăn cái gì nên quàng khăn lên mắt bước vào toilet nam. Sau khi đánh giá vị trí của Trần Ngân Hà liền nắm lấy cổ áo anh, đi. Trần Ngân Hà sống sờ sờ bị lôi ra khỏi toilet, anh chưa bao giờ xấu hổ như vậy trong 29 năm cuộc đời của mình. Xung quanh là một nhóm người xem náo nhiệt, không biết là cảnh sát bắt trộm, hay vợ bắt chồng lừa tình. Tô Giao tránh đám đông, nắm lấy cổ áo Trần Ngân Hà ấn mạnh vào tường, mở mắt ra. Trần Ngân Hà nhắm mắt không chịu mở, chết cũng không muốn nhìn Tô Giao. Tô Giao, tôi đếm đến đến ba, một, Trần Ngân Hà cuối cùng cũng mở mắt ra, đối mặt với một đôi mắt tức giận, anh hận không thể nhắm lại. Tô Giao không biết người này đột nhiên trở nên điên cuồng gì, nên phải hung hăng uy hiếp anh, còn dám nhắm mắt lại tôi móc hai tròng mắt anh ra cho sói ăn. Tô Giao buông Trần Ngân Hà ra, thấy anh lại muốn chạy, dám chạy một bước tôi đánh gãy chân anh cho hổ ăn. Trần Ngân Hà không dám nhúc nhích, không dám nhắm mắt cũng không dám nói, tư thế hoàn toàn chờ bị xử lý kéo theo cái vali mà anh dùng để vận chuyển thi thể đi theo tôi, tô dao xoay người rời đi, liền nghe thấy người phía sau kéo vali theo sau, bảo anh mặc dày hơn, anh liền mặc như này sao? Nhiệt độ trung bình hàng năm của Tây Á là 26 độ, rất ấm ngay cả vào mùa đông, Trần Ngân Hà vừa xuống máy bay, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Nhiệt độ hôm nay ở thành phố Nam An là 10 độ, anh mặc như vậy ở sân bay còn ổn, nhưng ra ngoài sẽ chết cống. Trần Ngân Hà bực bội theo sau tô dao, Lúc em gọi cho tôi là 6 giờ rưỡi, chuyến bay lúc 7 giờ, nên tôi không có thời gian mua quần áo. Tô Giao nhìn xuống chiếc vali to đùng trên tay Trần Ngân Hà, bên trong anh không có quần áo sao, anh từ Vân Giang khỏa thân đi Tây Á à. Trần Ngân Hà, vốn dĩ có mặc một chiếc áo lông và áo khoác, lúc xuống máy bay quá nóng nên tôi đã cởi ra ném đi rồi. Tô Giao biết quần áo của Trần Ngân Hà không hề rẻ. Một chiếc áo lông đã ít nhất là vài nghìn, chưa kể là một cái áo khoác, nói ném liền ném, đồ phá gia. Trước hành vi bất chấp cái chết của Trần Ngân Hà trong một hai ngày qua, Tô Giao giận dữ chế nhạo, không mang theo quần áo trong vali, không phải trong đó chứa các loại công cụ phanh thay đó chứ. Nghe thấy người đàn ông phía sau cô nhất thời không nói lời nào, cô quay đầu lại nhìn anh, anh nói chuyện không phải rất giỏi sao, sao không nói gì. Trần Ngân Hà cục mắt xuống, em vừa nói chuyện với tôi rất âm dương quái khí. Tô Giao, tôi mẹ nó, tôi còn chưa hỏi anh, anh đi Tây Á bắt gian gì, định bắt gian ai. Trần Ngân Hà, tôi nghe thấy Ngô Thanh Đào gọi cho em, các người còn ngọt ngào cùng ăn kẹo hồ lô nữa. Điện thoại tô giao vang lên, tiền du gọi tới, nghe nói Trần Ngân Hà tới nên kích động lái xe đến đây đón, đội trưởng tô, em đang ở bãi đậu xe sân bay, hai người đang ở đâu? Tô giao, cậu không cần phải vào tìm, chúng tôi sẽ tìm cậu. Sau khi cúp điện thoại, thấy Trần Ngân Hà nhìn mình chầm chầm, tô giao, điện thoại của Giang Phu đấy. Tiền Du đứng ở bên cạnh xe, đã lâu chưa được gặp lãnh đạo vội vàng chào hỏi, đội trưởng Trần, em rất nhớ anh. So với sự nhiệt tình của cậu ta, ánh mắt của đội trưởng Trần nhà cậu như muốn lột sạch cậu vậy. Tiền Du ở yên tại chỗ, không dám nhúc nhích, hoàn toàn không biết rằng mình đã bị hiểu nhầm với Giang Phu. Tô Giao liếc mắt nhìn Trần Ngân Hà, lại muốn đánh người, không có việc gì hù dọa trẻ con làm gì. Trần Ngân Hà đưa vali cho Tiền Du, Tiền Du cất vào cốc xe, tò mò nói, đội trưởng Trần, anh mang bao nhiêu đồ theo vậy, sao lại nặng như vậy? tô dao, búa lớn, cưa máy, dao chặt xương. Dụng cụ phân chia xác, tiền du, tô dao không ngồi cùng hàng ghế sau với Trần Ngân Hà, cô ngồi trên ghế lái phụ. Khi đến thành phố quen thuộc, Trần Ngân Hà không nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ngồi chéo phía sau tô dao và không ngừng nhìn cô chầm chầm. Qua quan sát dọc đường, anh phát hiện tô dao không nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét và ghê tởm như nhìn quái vật, anh đoán chắc cô chưa xem đoạn video đó, nếu không cô sẽ không muốn gặp lại anh ngay sau khi đến nhà khách của cục cảnh sát, tô giao xuống xe, thấy trần ngân hà không có đồng tĩnh gì, liền mở cửa sau. công chúa điện hạ, tới rồi ạ, à, mời xuống xe. sau khi xác nhận tô giao đã không xem đoạn video, trần ngân hà cảm thấy mình lại có thể cậy sủng mà kêu. nhà khách là nơi cho người ở ư? tiền du quay lại, đi đến khách sạn trước kia tôi từng ở. rầm một tiếng, tô giao đóng cửa xe. vậy thì tạm biệt. cô dù sao cũng phải trở về nhà khách. tiền du quay đầu lại từ ghế lái. Đội trưởng Trần, anh vẫn đi khách sạn. Không, Trần Ngân Hà mở cửa xe bước ra ngoài, vất vả rồi Tiền Du, lần sau đừng ăn kẹo hồ lô nữa nhé. Tiền Du, ai có thể nói cho cậu ta biết, cậu ta vất vả có liên quan gì đến việc cậu ta ăn kẹo hồ lô không? Trần Ngân Hà xuống xe, hơi lạnh đem anh Đông Lạnh thiếu chút nữa phải lùi lại vào trong xe, tôi lạnh, tôi giao, xứng đáng. Nói xong cô bước vào nhà khách mà không thèm quay đầu nhìn lại. Tiền du định giúp Trần Ngân Hà làm thủ tục vào ở, bị Trần Ngân Hà trừng mắt đáp trả, chuyện của cậu à, tiền du, ai có thể nói cho cậu ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Khi trước ở cùng với đội trưởng Trần, cậu ta phải chịu trách nhiệm cho những việc như đặt vé và nhận phòng, theo lời của đội trưởng Trần, thời gian quý báu của anh không đáng để lãng phí cho những vấn đề tầm thường như vậy, tiền du đành lái xe đi, Trần Ngân Hà bước nhanh vào nhà khách với chiếc vali của mình, cục cảnh sát thành phố Nam An gần với nhà khách. Cô bé ở quầy lễ tân biết Trần Ngân Hà, ngạc nhiên hét lên, "Đội trưởng Trần!" Cô bé vừa giúp Trần Ngân Hà đăng ký thẻ căn cước vừa nói chuyện với anh, "Đội trưởng Trần, anh còn nhớ em không?" Trần Ngân Hà có trí nhớ rất tốt, nhớ rõ, vân vân, vân vân cười, "Nghe nói anh được chuyển công tác đến Vân Giang, lại chuyển về rồi." Trần Ngân Hà nhìn Tô Dao đang chờ thang máy, "Không, tương lai tôi sẽ định cư ở Vân Giang." Vân Vân tiếc núi nói, "Thật đáng tiếc, em còn tưởng lại có mỹ nam để ngắm." từ cửa nhà khách có thể nhìn thấy cổng cục cảnh sát thành phố vân vân em sẽ giúp anh sắp xếp căn phòng tốt nhất cửa sổ lớn và quay về hướng nam sẽ rất thoải mái khi mặt trời chiếu vào ban ngày trần ngân hà định nói thì tô giao tiếp lời xếp anh ấy ở phòng tôi đi vân vân kinh ngạc nhìn tô giao rồi nhìn trần ngân hà là cảnh sát trưởng của cục cảnh sát thành phố nam an trần ngân hà đương nhiên trở thành tâm điểm trong cuộc thảo luận của các tiểu cô nương tuy rằng anh đối với người khác phái rất tốt cũng thường xuyên nói vài câu với các cô ấy, nhưng các cô chưa thấy anh gần gũi với người phụ nữ nào. Lần này ở chung một phòng, vân vân gần như không phản ứng lại. Trần Ngân Hà gõ bàn, cô gái đó khăng khăng đòi tôi ở cùng, đưa thẻ phòng cô ấy cho tôi. Vân vân đưa thẻ phòng cho Trần Ngân Hà, thậm chí còn muốn tặng anh một hộp bu o sờ miễn phí. Trần Ngân Hà kéo vali đi vào thang máy, tô dao quay đầu lại liếc anh, vân vân à, gọi thân thiết thế, quen biết đã lâu. Trần Ngân Hà cười, người ta họ vân tên vân tô giao khi cô về đến phòng tô giao gọi cơm hộp và bắt đầu lên kế hoạch cho địa phận của mình tôi ngủ giường bên ngoài anh ngủ giường bên trong nếu trần ngân hà có hành động gì về đêm cô sẽ phát hiện ngay trần ngân hà chưa bao giờ nghĩ căn phòng này thực sự là phòng đôi tiêu chuẩn có hai giường tô giao lấy ra chiếc áo khoác màu xám của trần ngân hà mang từ vân giang từ trong tủ ra quần áo giữ ấm hay áo lông gì để ngày mai đi mua trần ngân hà nhận lấy áo nhìn thoáng qua ngước mắt nhìn chầm chằm Tô Giao, ánh mắt hơi trầm xuống, sao nơi này của em lại có quần áo của tên Giang phu nào? Tô Giao, thích mặc thì mặc, không thích thì vứt đi. Trần Ngân Hà nhìn nhãn quần áo, đó là nhãn hiệu mà anh thường mặc, vì anh luôn ném quần áo, đã không thể nhớ rõ mình ném chúng ở đâu. Sau khi biết mình là tên Giang phu đó, sắc mặt anh dịu đi rất nhiều, khóe môi vô thức nhếch lên, tại sao em lại giấu quần áo của tôi? Bởi vì buồn chán, Tô Giao đi đến trước hành lý của Trần Ngân Hà. Thử sách một chút, nặng đến gãy tay, anh không mang quần áo cho mình, vậy trong đây chứa gì vậy? Trần Ngân Hà không nói, tô giao, mẹ kiếp, đừng nói là công cụ phanh thay thật, anh thực sự định ghế tôi và tên Giang Phu ảo tưởng rồi cho chúng tôi vào vali. Trần Ngân Hà, không phải, tô giao, trừ khi anh mở nó ra cho tôi xem. Trần Ngân Hà, tôi không, tô giao cúng cổ tay áo lên, lại tôi không, lần nữa thử xem. Trần Ngân Hà phải mở vali khi muốn đi tắm, không kiên trì nữa anh ngồi xổm xuống mở khóa mật mã và mở vali ra. Anh từ cục về nhà thu dọn đồ có đi vào trung tâm thương mại một chuyến, quần áo mùa hè mùa này thật không dễ dàng mới mua được nên anh đã mất nhiều thời gian để mua hết. Anh biết tính cách của cô, cô sẽ không sẵn sàng chi nhiều tiền mua quần áo cho một chuyến du lịch. Anh mua cho cô rất nhiều váy và áo tắm đẹp, dài ngắn, hoa lá, tơ tầm tinh khiết, đủ loại cả. Ngoài ra còn có năm kiểu mũ chống nắng để kết hợp với quần áo. Hai chiếc dù che nắng, ba cặp kính râm và mười chai kem chống nắng. Dù biết rất rõ rằng anh đến đó để bắt gian, Tô Giao nhìn quần áo và mũ của phụ nữ gần như tràn đầy, cuối cùng cũng hiểu tại sao Trần Ngân Hà lại miễn cưỡng mở vali của mình. Cô rất nghiêm túc nhìn anh, anh bắt đầu có sở thích này từ khi nào vậy? Trần Ngân Hà, có tiếng gõ cửa, Tô Giao ra cửa lấy đồ mà cô vừa đặt, tôi gọi cháo cho anh này, ăn lúc còn nóng đi. Trần Ngân Hà lấy một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, không ăn. Tô Dao không ăn thì đói ráng chịu, cóc thèm quan tâm anh. Khi Trần Ngân Hà bước ra khỏi phòng tắm, Tô Giao đã ăn cơm hộp của mình, trong phòng toàn mùi thịt nướng. Trần Ngân Hà quay trở lại phòng tắm một lần nữa, nói anh sẽ đi ra sau khi mùi tan biến, nếu không anh sẽ bị ám thành một quán thịt nướng mất. Đàn ông các anh nhiều chuyện thật đấy, Tô Giao mở cửa sổ để cho mùi bay ra ngoài, đứng ở cửa phòng tắm gõ cửa, đi ra, đến lượt tôi tắm, anh đi ngủ trước đi, sau đó tắt đèn lớn trong phòng đi để lại một đèn bàn. Tô dao từ trong phòng tắm đi ra, thấy Trần Ngân Hà đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Từ Vân Giang đến Tây Á rồi đến Nam An, đem mình lăn lộn đến mệt mỏi. Tô dao nằm trên giường bên cạnh anh, xoay người sang một bên, đối mặt với Trần Ngân Hà, mở to mắt nhìn anh. Cô không thể tìm thấy con mèo con. Người lái xe của trang trại sơn giả phụ trách giao cà rốt đến nhà của Minh Nguyệt nói rằng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy con mèo. Con mèo bị thương và chảy nhiều máu nên Trần Ngân Hà không thể giữ nó quá lâu chắc chắn nó đã mang theo vết thương ra ngoài không trừ khả năng nó sẽ nhảy ra khỏi chiếc xe chở cà rốt và bỏ chạy chẳng lẽ là cô điều tra sai hướng không phải trần ngân hà dùng xe chuyên chở cà rốt đưa nó đi đã bảy ngày trôi qua cô đã cố gắng hết sức để tìm con mèo nhưng vẫn không thấy gì có phải con mèo sớm đã chết hay không vừa suy nghĩ ra tô dao liền giật mình không thể nào trần ngân hà không bao giờ có thể hành hạ và ghế mèo con anh không phải loại người như vậy Tô Giao nhìn chiếc giường đối diện trong ánh đèn mờ ảo, Trần Ngân Hà ngủ rất thành thật, sau khi nằm xuống căn bản không động đậy, lông mi rất dài, khi nhắm mắt lại trông dài hơn, yên tĩnh hơn rất nhiều so với khi anh còn thức. Tô Giao bước xuống giường, ngồi sổng trước giường Trần Ngân Hà, nhìn tay anh đang đặt ở bên hông mình, đôi bàn tay của anh cũng đẹp như chính mình, với các đốt ngón tay rõ ràng, trắng nõn và mảnh mai, các đường gân cổ tay sắc nét và mạnh mẽ, đôi tay này sẽ cầm kiếm ở thời cổ đại còn hiện đại là chơi đàn, dù sao cũng không thể hành hạ và ghế chết một chú mèo con vô tội được. Tô Giao nhìn thời gian, đã gần 2 giờ sáng, cô đứng dậy và nằm xuống giường, nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ, thấy Trần Ngân Hà không dậy, Tô Giao yên tâm chuẩn bị đi ngủ. Ngay khi cô đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô nghe thấy tiếng Trần Ngân Hà dậy, cô lặng lẽ mở mắt ra, thấy anh vén chăn ngồi xuống giường, trầm mặt vài giây sau, anh bước xuống giường, đi dép lê, xoay người về hướng có mặt trời có một chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ cạnh cửa sổ ban công có gạt tàn thuốc tách trà hai chai nước khoáng một chiếc bình nhỏ có cắm một bông hồng đỏ lớn và một con dao gọt hoa quả tô dao nhìn trần ngân hà dựng lại ở bàn từ góc nhìn của cô cô không thể nhìn thấy anh lấy gì trên bàn anh lấy một thứ gì đó và lại bắt đầu đứng yên như thể đang suy nghĩ và đấu tranh với điều gì đó trước mắt tô dao bỗng nhiên trở nên mơ hồ anh phát bệnh anh nhất định nhặt dao gọt hoa quả anh cầm dao không nhúc nhích rốt cuộc anh muốn làm gì là tỉnh hay là điên loạn liệu cô có nên cảm ơn vì không có con mèo nào trong ngôi nhà này không rèm cửa trên ban công không được kéo ra bên ngoài cửa sổ phản chiếu ánh trăng tròn ánh trăng dịu dàng cùng bóng cây tối cùng nhau rơi xuống trước cửa sổ nhìn bóng lưng trần ngân hà trước bàn tô dao úp mặt vào gối lau đi những giọt nước mắt thầm lặng cô từ trên giường ngồi dậy dép cũng không mang đi chân trần đến sau lưng anh từ phía sau ông chặt lấy eo anh nghẹn ngào gọi tên anh trần ngân hà cô nhẹ nhàng dùng gương mặt mình cọ cọ lưng anh đừng như vậy tỉnh lại anh mau tỉnh lại đi cơ thể người đàn ông đông cứng lại cô muốn khóc nhưng lại sợ làm anh sợ hãi đang nửa tỉnh nửa mê nên chỉ có thể nhẹ nhàng nức nở trần ngân hà tôi sợ tôi không dám nhìn bộ dạng anh thế này trần ngân hà nhìn xuống chai bước khoáng trong tay anh chỉ hơi khác muốn tìm nước uống không tự vặn nắp chai được lại miễn cưỡng đánh thức cô dậy để cô vặn cho anh đang định không uống nữa thì bị cô từ phía sau ông lấy eo bất ngờ. Nghe giọng nói của cô, tim anh trùng xuống, cô đã biết, cô đã xem đoạn video đó, cô đã từng thấy anh như vậy. Nhất thời không dám nhúc nhích, cũng không dám quay đầu nhìn lại, sợ bắt gặp ánh mắt kinh tởm của cô, sợ cô coi anh như một con quái vật. Tô giao ông Trần Ngân Hà khóc một hồi, nhận ra anh không có động tĩnh gì tiếp theo, liền buông tay khỏi eo anh, lấy mu bàn tay lau đi nước mắt còn dính trên mặt, anh tỉnh rồi à. Trần Ngân Hà không quay đầu lại, lắc lắc chai nước khoáng trong tay, tôi chỉ muốn tìm một ít nước để uống, nhưng tôi không thể vặn nắp chai. Tô Giao nhận lấy giúp Trần Ngân Hà mở nó, đây. Trần Ngân Hà uống vài ngụm nước, có thể tắt đèn bàn luôn được không? Tô Giao xoay người tắt đèn, Trần Ngân Hà kéo rèm cửa, cả phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Tô Giao ngồi ở trên giường đối mặt với Trần Ngân Hà, nói cho tôi nghe đi. Sau khi xác định Tô Giao không nhìn thấy mình, Trần Ngân Hà mới thả lỏng thân thể một chút, không giống như vừa rồi căng thẳng, như thể sẽ bị đánh bại bất cứ lúc nào. Trần Ngân Hà trở lại giường, cuốn chăn bông, em đã xem video trên điện thoại di động của Minh Nguyệt, Tô Giao không nói, xem như mặc định. Trần Ngân Hà im lặng một lúc, giọng nói trầm như phát ra từ trong bụi bặm, đó là sự thật. Tô Giao ngẩng đầu lên và nhìn Trần Ngân Hà trong bóng tối, mặc dù cô không nhìn thấy gì. Trần Ngân Hà cởi bỏ chăn bông trên người, đi tới vali lấy ra một bao thuốc và bật lửa, ngậm điếu thuốc một cách thành thạo, nghiêng đầu châm lửa, bật lửa sáng lên, Tô Giao nhìn dáng vẻ của Trần Ngân Hà, khi bật lửa tắt, sắc mặt anh cũng tối sầm lại, trong bóng tối, tàn thuốc lập loe. Trần Ngân Hà đi đến bên cửa sổ, vén rèm cửa sổ để làm tan mùi khói, sau đó châm điếu thuốc chỉ hút vài hơi, đóng rèm lại, quay vào trong bóng tối. Nửa đầu đoạn phim là sự thật. Tôi giống như mộng du ác mộng, không thể kiểm soát được ý thức và hành vi của mình. Giọng nói của Trần Ngân Hà càng ngày càng trầm, có chút kiềm chế khó hiểu, chỉ thiếu chút nữa nó đã bị tôi bóp chết. Đó là lý do tại sao anh phải giật lấy điện thoại của Minh Nguyệt và ném nó vào dung dịch formalin để phá hủy. Anh thật sự xuống tay với con mèo con, không phải biểu diễn, cũng không phải thủ thuật che mắt. Anh không muốn bị ai nhìn thấy mặt điên rồ của mình, đặc biệt là Tô Giao. Sau khi nghe Trần Ngân Hà nói, Tô Giao thấy trái tim trống rỗng, một nửa là cảm thấy nhẹ nhõm, mặt khác vẫn treo lơ lửng như cũ con dao đó và máu trên mặt đất làm sao nó còn sống khi chảy nhiều máu như vậy bất cứ ai xem video sẽ không tin rằng con mèo vẫn sống sót trên mặt đất có nhiều máu một con mèo con chảy nhiều máu như vậy chắc chắn sẽ chết trần ngân hà cười nhẹ làm sao em biết máu là của con mèo con đó tô dao nhướng mắt nhìn về phía trần ngân hà giọng nói càng lớn hơn trong vô vọng ý anh là gì cô vừa nhớ lại khi anh đâm mèo con một dao trong video vừa từ trên giường bước xuống ngồi xổm trước giường Trần Ngân Hà, lần mò tìm bàn tay trái anh, ở trong sườn tay anh sờ sờ. Cô sờ thấy một vết sẹo ngang, rất nhẹ nhưng cũng rất sâu, cũng giống như cách mà nam thứ tàn sát và ghế mèo con trong phim, anh đã lừa dối mọi người bằng một thủ thuật, một dao kia đâm không phải là mèo mà chính là cổ tay của anh. Máu chảy xuống không phải của mèo con mà là của chính anh, anh suýt bóp cổ con mèo và giải cứu nó bằng chính máu của mình. Tô dao xoa vết sẹo trên cổ tay Trần Ngân Hà, rung giọng hỏi, đau không? Trần Ngân Hà cười nói, đã lâu như vậy rồi, sớm không còn đau nữa. Tô Giao ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Trần Ngân Hà, căn phòng tối âm, cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, tôi hỏi lúc đó, lúc đó anh có đau không? Trần Ngân Hà, đau, đau muốn chết. Tô Giao nắm lấy cổ tay bị thương của Trần Ngân Hà áp lên mặt mình, có camera ở khắp nơi trong nhà của Minh Nguyệt, một dao kia xem như tương kế tự kế. Từ lúc đó, cô ta chắc chắn rằng tôi là người giống như cô ta, và cô ta đã bớt đề phòng tôi hơn trần ngân hà cười như vậy khá tốt nếu không tôi phải ngủ với cô ta để lấy lòng tin của cô ta rồi tô giao không muốn nhắc tới minh nguyệt vào lúc này nếu không phải cô ta trần ngân hà cũng không cần tự đâm vào mình một dao anh đặt con mèo đó ở đâu tại sao tôi không tìm thấy nó trần ngân hà tôi để nó trong xe vận chuyển cà rốt từ cửa trần bỏ vào người của minh nguyệt sẽ không phát hiện ra tô giao tôi đã đến trang trại Người lái xe nói rằng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy con mèo. Trần Ngân Hà đưa tay lên xoa tóc Tô Dao, "Em có thể tra ra chỗ đó, thực sự rất giỏi. Cơ thể nó khỏe mạnh, có thể nhảy ra khỏi cửa trần khi tài xế đổ xe trên đường. Tô Dao, trách không được." Trần Ngân Hà vỗ bên cạnh anh, "Ngủ ở đây đi." Tô Dao không từ chối, lên giường nằm nghiêng, Trần Ngân Hà cũng nằm xuống, để anh quay lưng về phía cô. Cô ôm eo anh từ phía sau như vừa rồi trước chiếc bàn tròn nhỏ, áp má vào lưng anh. Hai người không nói nữa, thật lâu sau, tôi giao nhẹ giọng nói, tại sao? Tại sao 2 giờ sáng đầu tháng 12 hàng năm lại trở nên như vậy? Trần Ngân Hà, em có còn nhớ những gì tôi đã nói với em không? Trước khi tôi được sinh ra, mẹ tôi đã bị một người đàn ông giam cầm trong ngôi nhà xinh đẹp đó ở núi Nhược Đàn. Người đàn ông kia là ma quỷ, hắn muốn biến tôi thành người giống như hắn, bắt lấy tay tôi ôm lấy cổ một con mèo con, và nói với tôi bằng giọng u ám lạnh lùng nhất thế giới hãy tận hưởng cảm giác một sinh mạng biến mất trong tay mày, khi sinh vật này biến thành hồn ma, nó sẽ ám ảnh mày và hành hạ mày, cũng sẽ thề trung thành với mày, biến mày trở thành chủ nhân của thế giới này. Giọng nói của Trần Ngân Hà trầm thấp rét lạnh, Tô Giao cảm thấy cô đã bị thay thế vào cảnh giống anh khi cô còn nhỏ. Xúc cảm ấm áp từ bộ lông của mèo con trong tay cô truyền khắp người, nó nhỏ yếu như vậy, liều mạng dẫy dụ cũng vô pháp từ trên tay cô chạy thoát, ác quỷ thì thầm vào tai cô, và cô bắt đầu run rẩy nhưng một niềm phấn khích thầm kín dâng lên trong nội tâm cô. Tô Giao đột nhiên bừng tỉnh, phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sau đó thì sao, mèo con xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Trần Ngân Hạ bừng tỉnh từ lạnh như băng mà trở nên rất dịu dàng, mẹ tôi xuất hiện, bà đã đe dọa người đàn ông bằng tính mạng của chính mình bắt hắn phải buông tay tôi ra. Con mèo đó giống con trong nhà Minh Nguyệt, thiếu chút nữa đã chết, tô giao thở vào nhẹ nhõm, may mà nó chưa chết, thật tốt vì còn sống. Cô nghĩ đến khi còn nhỏ, khi cô còn đang nghịch buồn, Trần Ngân Hà đã trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp như vậy. Sợ tô giao để ý, Trần Ngân Hà tự giải thích, tôi không phải vào đầu tháng 12 mỗi năm đều như vậy. Khi đó tôi mới 7 tuổi, 22 năm qua chỉ phát tác 3 lần. Một lần là khi mẹ tôi qua đời. Một mình tôi chạy ra ngoài bắt một con mèo hoang. Một lần là khi bố nuôi của tôi qua đời, và lần cuối cùng em nhìn thấy, ở nhà Minh Nguyệt. Cuối cùng Tô Giao cũng hiểu tại sao Trần Ngân Hà xin nghỉ phép vào thời điểm này trong năm, anh sợ phát tác không thể kiểm soát được bản thân, dứt khoát nhốt mình ở nhà. Tô Giao ông chặt Trần Ngân Hà, giống như muốn dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho anh, mẹ anh mất như thế nào, anh không muốn nói cũng không sao, tôi không có gì khó nói với em, Trần Ngân Hà thì thầm, người đàn ông đó đã thuê rất nhiều sát thủ từ trước, chỉ cần hắn chết, nhóm sát thủ sẽ tấn công mẹ tôi, để mẹ tôi có thể xuống cùng với hắn. Người đàn ông đó chết trong tai nạn ô tô, bị một chiếc xe vận tải lớn cán nát làm đôi, đứt lìa, máu thịt bay khắp nền đất, khi chết vẫn nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên hai bên. Nói về cái chết của người đàn ông đó, giọng nói của Trần Ngân Hà đầy phấn khích mà chính bản thân anh cũng không nhận ra. Anh đem hình ảnh miêu tả cụ thể, phản phất rất hưởng thụ khi nhìn hình ảnh như vậy. Đây không phải là một phản ứng cảm xúc mà một người bình thường nên có khi nói đến cái chết của người mình ghét người bình thường sẽ cảm thấy rằng người đó xứng đáng với điều đó, sẽ rất vui, nhưng tuyệt không phải là phấn khích. Tô Giao trèo qua người Trần Ngân Hà và nằm trên giường đối diện với anh, về sau đầu tháng 12 mỗi năm tôi sẽ ở cùng anh. Trần Ngân Hà ngẩn ra một lúc, rồi thì thầm, không được, anh không thể để khi cô nhìn thấy anh lại như vậy, cũng sợ mình sẽ làm tổn thương cô. Tô Giao, vậy được rồi, nếu anh không muốn ở với tôi, tôi sẽ tìm người khác ở cùng. Trần Ngân Hà cắn răng hàm sau, giọng anh như vọng ra từ lòng ngực, mang theo sự đe dọa hung tợn. em dám, anh đưa tay lên, lòng bàn tay vuốt ve chiếc cổ ấm áp của cô, giọng nói ôn nhu như là tiếng người tình đang nỉ non, tôi sẽ giữ mãi chiếc vali đen đó, tôi sẽ không đụng đến em, sẽ chỉ ghế hắn ta trước mặt em. Tô Giao bị lời nói của Trần Ngân Hà làm nổi da gà, tiểu tiên nam là anh sao lại phát ngôn cho địa ngục như vậy chứ, anh mẹ nó đúng thật là tên bí ái đi. Trở mình ngủ đi, anh dựa quá gần tôi, Ảnh hưởng đến hô hấp của tôi, tô giao xoay mặt Trần Ngân Hà lại, đặt tay lên eo anh và vỗ nhẹ, ngủ đi, mai đưa tôi đi dạo Nam An. Hai người chìm vào giấc ngủ trong tư thế này. Ngày hôm sau, tô giao mở mắt ra và phát hiện vị trí ngủ của họ đã xoay chuyển từ lúc nào đó, anh đã ôm cô từ phía sau. Tô giao gỡ tay Trần Ngân Hà ra, cử động cơ thể chuẩn bị rời giường, cảm giác mong bị một vật cứng chống vào, mặt cô đỏ bừng, dùng chân đá vào người anh, vừa tức vừa thẹn, chống tôi này, đứng dậy trần ngân hà mở mắt ra giọng mũi có chút mơ hồ chống thì chống làm ầm ý cái gì sớm muộn gì đều để tôi chống thôi tôi giao một chân đạp trần ngân hà từ mép giường xuống chống cái đầu anh trần ngân hà bị đá cho tỉnh táo lại nhìn xuống quần giả bộ bình tĩnh tôi nói không sai mà nói xong liền xoay người đi tới phòng tắm nếu tôi giao để ý kỹ hơn cô sẽ phát hiện ra một người nói những lời thô tục không viết nháp đang bí mật đỏ bừng tai cả hai tắm rửa sạch sẽ vì họ dậy muộn nên ăn gọt bữa sáng và bữa trưa. Tô Giao tính thời gian, tổng cộng cô nghỉ phép 10 ngày, đã dùng hết 7 ngày, vẫn còn 3 ngày. Cô muốn đi chơi khắp thành phố Nam An trong 3 ngày này, nhờ Trần Ngân Hà đưa cô đến nơi anh thường chơi, sau đó chọn phong cảnh tốt để anh thư giãn. Tô Giao nói với Trần Ngân Hà về kế hoạch của cô. Sau khi Trần Ngân Hà lắng nghe, lát nữa tôi muốn ra ngoài gặp một người, đó là giáo viên chủ nhiệm cấp 3 trước đây của tôi, em đợi tôi ở đây. Tô Giao không ngạc nhiên, Nam An là nơi mà Trần Ngân Hà đã sống hơn 20 năm, khi trở về phải có nhiều người quen cũng muốn gặp mặt, vậy thì nhanh lên, nếu anh về muộn quá, tôi sẽ tự ra ngoài. Tô Giao đứng bên cửa sổ lầu 2, nhìn Trần Ngân Hà đi ra khỏi cửa nhà khách, anh bắt một chiếc taxi, đi về hướng Bắc. Trần Ngân Hà nói với người tài xế, để phải về phía trước, đi vào đường Danh Ninh, sau đó là đường Hòa Thiện, đến trung tâm mua sắm Kim Bích. Người tài xế hơi ngạc nhiên, vậy thì chúng ta nên đi thẳng về phía nam vừa rồi không cần phải đi đường vòng dài như vậy người tài xế đột nhiên nghĩ trần ngân hà lên xe ở lối vào nhà khách của cục cảnh sát đoán rằng anh hẳn là cảnh sát khẳng định anh đang theo dõi hoặc cố gắng để thoát khỏi ai đó vì vậy anh mới vòng tới vòng lui trong tivi đều diễn như vậy người tài xế cảm thấy mình thật may mắn khi được tham gia vào hành động của cảnh sát thần sắc thay đổi anh ngồi vững nói xong liền nhấn ga lái xe đi ra ngoài tới nơi Trần Ngân Hà xuống xe đi vào trung tâm mua sắm, ngồi xuống quán cà phê trên lầu 2, lấy điện thoại di động ra gọi, "Đang ở đâu? Có mang theo con mèo không?" Sau khi cúp điện thoại, Trần Ngân Hà gọi một tách cà phê yêu cầu người phục vụ bỏ đường gấp đôi, chẳng mấy chốc, một người đàn ông giống anh bước vào, gọi một tách cà phê giống hệt và cũng bỏ gấp đôi đường. Khi người đàn ông nhìn thấy Trần Ngân Hà, mắt lập tức sáng lên, anh ta đi tới ngồi đối diện với anh, "Anh." Trần Ngân Hà nhìn Chu Vũ Trần, "Đến Nam An công tác à?" Chu Vũ Trần gật đầu, đã tới được mấy ngày rồi, anh ta lấy điện thoại di động từ trong túi ra, tìm một đoạn video rồi đưa cho Trần Ngân Hà, nó sống tốt lắm, còn mập lên nữa. Trong video là một con mèo rác đôn màu trắng, nằm lười biếng trên ban công phơi nắng, ngày quay là 10 ngày trước, xác nhận sự an toàn của mèo rác đôn, Trần Ngân Hà rời mắt khỏi điện thoại di động của Chu Vũ Trần. Chu Vũ Trần mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, một mẫu khác cùng nhãn hiệu với Trần Ngân Hà bên trong mặt một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt quần đen da trắng mắt và tóc đen khí chất và trang phục của hai người rất giống nhau ngoại hình nổi bật người bên cạnh không khỏi nhìn trộm hai cô gái thì thầm có vẻ lưỡng lự không biết nên hỏi uy chát của ai trong hai anh em trần ngân hà và chu vũ trần diện mạo giống nhau bảy tám phần mắt và miệng của trần ngân hà giống hạ nhược đàn còn chu vũ trần là toàn bộ các đặc điểm trên khuôn mặt của anh ta gần như được khắc ra từ hạ nhược đàn Trần Ngân Hà nhìn Chu Vũ Trần, như thể anh có thể nhìn thấy người mẹ đã mất nhiều năm của mình. Nhìn thấy Trần Ngân Hà đang nhìn mình chăm chăm, Chu Cũ Trần rủ mi, anh, anh nhớ mẹ sao? Anh ta thấp giọng nói, em cũng nhớ mẹ. Hai người đồng thời im lặng, Trần Ngân Hà lên tiếng trước, làm sao con dao của chú lại nằm trong tay tưởng chân chân. Trong vụ án của tưởng chân chân, con dao nạm kim cương màu hồng mà ông Lương dùng để ghế dương sơ mẫn thuộc về Chu Vũ Trần, và Trần Ngân Hà nhận ra con dao đó biết đó là một con dao gấp sẽ không gây chết người vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc người bắn tỉa đã ngăn ôn lương lại cứu được cậu ta ôn lương nói con dao là do tưởng chân chân đưa cho cậu ta chu vũ trần dường như rất nghe lời trần ngân hà anh hỏi gì liền trả lời nấy em không biết kế hoạch của cô ấy em chỉ nhìn thấy cô ấy trên đường thấy tâm trạng cô ấy thấp thỏm có nói chuyện mấy câu cô ấy hỏi có công cụ nào nhìn qua rất nguy hiểm nhưng không tổn thương đến người không nên em đã đưa cho cô ấy con dao đó Chu Vũ Trần không phải kẻ tộc mạch, anh ta lạnh nhạt đến cực điểm. Đối với anh ta, trên đời này chỉ có hai loại người, một là Trần Ngân Hà, hai là những người khác ngoại trừ Trần Ngân Hà. Anh ta không bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác, sở dĩ anh ta chủ động nói chuyện với tưởng chân chân hoàn toàn là vì cô ấy xinh đẹp, ưa nhìn. Chu Vũ Trần công môi, những nhân viên cảnh sát đó đã điều tra kỹ lưỡng tưởng chân chân. Nếu em thực sự có liên quan đến vụ án, họ sẽ không ngừng tìm kiếm em trần ngân hà đích thân tham gia vào vụ án của tưởng chân chân thật vậy ngoại trừ đưa con dao gấp đó chu vũ trần không liên quan gì đến vụ án trần ngân hà nhìn chu vũ trần khẽ cau mày chú thuê một đội luật sư cho lý thư bân giả thiết là chú thắng chú định làm như thế nào chu vũ trần cười cười em không phải loại người không nói đạo lý hắn đã làm gì anh em cũng sẽ làm cho hắn như vậy sắc mặt trần ngân hà không vui chu vũ trần quan sát sắc mặt trần ngân hà anh anh đừng nóng giận trên đời này em chỉ còn mỗi anh thôi lúc này cô phục vụ trẻ tuổi bưng hai ly cà phê đi tới một ly được đặt trước mặt chu vũ trần lúc đưa tới trần ngân hà không để ý người lung lay một chút cà phê đổ ra một ít trên cổ tay của trần ngân hà nữ nhân viên phục vụ vội vàng đưa khăn giấy cho trần ngân hà và xin lỗi anh tôi xin lỗi thưa ngài có làm bỏng ngài không ạ à? trần ngân hà lấy khăn giấy lâu rồi ném khăn giấy đã dùng vào khay nhàn nhạt đáp không sao đâu nữ nhân viên phục vụ nhìn vết bỏng trên cổ tay trần ngân hà cảm thấy rất có lỗi chờ một chút tôi sẽ lấy thuốc trị bỏng cho ngài trần ngân hà không cần anh chưa bao giờ dùng bất cứ thứ gì từ tay người lạ trần ngân hà nhìn thời gian nói với chu vũ trần có việc đi đây nói xong anh đứng dậy rời khỏi quán cà phê chu vũ trần nhìn về hướng trần ngân hà rời đi ngồi trên ghế không nhúc nhích nhìn anh đẩy cửa đi xuống lầu cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng mới thu tầm mắt sau đó sắc mặt trầm xuống một người phụ nữ trông giống thư ký mặc vét và váy bước vào tổng giám đốc chu chu vũ trần đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê nữ thư ký gặp người quản lý đang trực khi cô ta cũng bước ra khỏi quán cà phê người quản lý trực tiếp gọi cho người phục vụ đã làm đổ cà phê vào văn phòng bên trong uyển chuyển nói cô ấy đã bị sa thải vì không giỏi nghiệp vụ cô phục vụ không muốn chấp nhận hình phạt đó vừa khóc vừa van xin người quản lý trực ban nói rằng công việc này rất quan trọng với cô ấy cô ấy muốn kiếm tiền mua thuốc cho mẹ ốm. Người quản lý trực ban lắc đầu thở dài, đừng trách tôi độc ác, nếu trách là trách tách cà phê của cô đã làm bỏng một người không nên bỏng. Trần Ngân Hà đi ra từ cửa sau của trung tâm thương mại, quẹo vào một con hẻm nhỏ, đi vào lề đường có một cửa hàng bánh kem bắt mắt, gọi một phần bánh kem lòng đào. Một lúc sau, một người phụ nữ mặc áo khoác đen, đội mũ len màu be và đeo khẩu trang đen bước vào ngồi vào bàn bên cạnh Trần Ngân Hà. Hai người trông như không quen biết nhau, nhưng lưng ghế tựa vào nhau. Người phục vụ bước tới đưa một tờ thực đơn, thưa cô, chúng tôi mới cho ra loại bánh kem hạt dẻ, sự kiện mới đang giảm giá 15%, cô có muốn ăn thử không? Người phụ nữ cười xấu hổ, tôi sẽ xem xét. Người phục vụ nhìn chiếc váy của người phụ nữ, chiếc áo khoác trên người cô là một mẫu lỗi thời của một thương hiệu bán nhanh trên phố, nghĩ cô không có tiền và ngại chi tiêu nên chỉ vào để tránh gió. Người phục vụ không tiếp tục mời chào nữa, đặt một cốc nước nóng lên bàn rồi rời đi. Người phụ nữ dựa lưng vào ghế, nói với giọng mà chỉ có hai người có thể nghe thấy, đã lâu không gặp. Sau khi Trần Ngân Hà đi ra ngoài, Tô Giao nằm trên giường nghịch điện thoại di động, sau đó trở lại quan tâm đến vali của Trần Ngân Hà. Vali của anh đã được mở khóa, cô có thể mở nó theo mặc định. Tô Giao lấy ra một chiếc váy dài màu đỏ có dây thắt từ một đống quần áo sặc sỡ, đứng trước gương khoa tay múa chân một chút, là số đo chính xác của cô, ngực và eo cũng vừa vặn, vừa nhìn thấy là được thiết kế riêng cho cô. Cô không biết anh đo cơ thể cô như thế nào, tuyệt nhiên đã có thể mua phù hợp như vậy. Tô Giao mặc chiếc váy nhỏ vào thử, đứng trước gương xoay vài vòng. Cô lấy một chiếc mũ rộng vành màu be khác đội lên cùng với một cặp kính trăm màu đen. Đến Tây Á đi nghĩ là như thế này, chưa nói tới việc cô không đi Tây Á, cho dù có đi cô cũng sẽ không nhớ mua cho mình một cái váy, nhiều nhất là mấy cái áo thun, quần đùi và mũ lưỡi trai. Tô Giao cởi mũ và kính trăm ra, nhìn mình trong gương phải nói thị lực của Trần Ngân Hà rất tốt, màu đỏ tươi rất hợp với nước da của cô, vạt váy dài sẽ tà từ trái lên đến giữa đùi, dây thắt mảnh mai đè lên xương quai xanh bóng bẩy, thể hiện một loại vẻ đẹp lạnh lùng và yếu ớt. Tô Giao chưa bao giờ thấy mình xinh đẹp như vậy, cô bị mê hoặc đến mức không để ý có người bước vào. Trần Ngân Hà mở cửa ra, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt anh, vóc dáng cô cao, sống lưng thẳng và cần cổ thon dài, cô có thể dễ dàng xử lý ngay cả chiếc váy dài nhất. Chỉ cần cơ thể cô di chuyển, chỗ sẽ tà trắng nõn lộ ra như ẩn như hiện, thần bí lại gợi cảm. Anh bước tới, đứng sau lưng cô, dùng đầu ngón tay chạm vào vành tai nhỏ nhắn của cô, nhìn chầm chầm vào đôi môi như anh đào trong gương, thì thầm vào tai cô, mặc cho tôi xem sao. Tô Giao bị hơi thở ấm áp phả ra của Trần Ngân Hà, quay sang một bên, đừng tự luyến như vậy được không, tôi mặc cho mình xem. Trần Ngân Hà đặt tay lên vai Tô Giao, ngón tay của anh như có như không lướt nhẹ lên xương quai xanh thanh tú và đẹp đẽ của cô, cong đôi mắt hoa đào, thanh âm ngã ngớn nói, trong vali có miếng dáng ngực, không nhìn thấy sao, ngón tay của người đàn ông nhẹ như lông vũ, mờn trớn thân thể cô, càng nhẹ càng ngứa, tô dao nhìn xuống chính mình liền đỏ mặt, vội lấy tay che lại, giọng nói hoảng loạn, nhìn cái gì mà nhìn, không được nhìn, trần ngân hà câu môi cười, trầm giọng nói rất tự nhiên. Phát triển lớn như vậy không phải để tôi nhìn à anh đặt tay lên hông của cô câu nhẹ rồi nặng nề kéo cô đến giam cô trước người anh ngước nhìn gương em nhìn bộ dáng mình bây giờ xem trong gương cô hơi nghiêng đầu hai má ửng hồng đôi mắt lấp lánh sương mù đôi môi hơi hé mở và một bên dây váy trượt khỏi vai bị anh ôm thế này cô như bị lửa đốt cổ họng khô rác không kìm được nuốt nước bọt nhưng nước bọt lại không giải khác cô không khỏi nghĩ đến ở bệnh viện lần trước anh đè cô ở trên giường nụ hôn khiến cô đau đớn rùng mình vì đau kia anh nhìn chằm chằm vào môi cô, buông tay khỏi người cô, đỡ bả vai xoay người cô lại để cô đối mặt với anh. Cô khẩn trương đến nỗi tim mình lỡ nhịp, lén lút làm ẩm môi mình bằng đầu lưỡi. Anh cong đôi mắt như hoa đào, trên môi nở nụ cười xấu xa, "Em đang theo đuổi tôi sao? Muốn tôi hôn em à? Trên đời làm sao có chuyện dễ dàng như vậy được." Nói xong anh buông cô ra, quay người đi vào phòng tắm. "Tô Dao, anh làm sao vậy?" Nói xong liền chạy đi, rốt cuộc là cô không được hay là anh không được? hai người lần lượt vào phòng tắm, tô giao bước ra sau khi thay bộ quần áo mùa đông, trên mặt còn chưa hết ửng hồng, thẳng nhiên hỏi, chủ nhiệm của anh bao nhiêu tuổi rồi, sức khỏe có tốt không? trần ngân hà, khá tốt. tô giao không nghĩ nhiều, liếc nhìn đồng hồ trên tường, ba giờ rưỡi rồi, chúng ta đi đâu chơi đây? trần ngân hà đang thu dọn đồ đạc, gấp quần áo của mình từng cái từng cái bỏ vào vali, trả phòng trước đi, không ở đây nữa, về nhà của tôi. hai người ra khỏi nhà khách. Xe của tiền du vừa dừng ở cửa, liền cười la to một tiếng, đội trưởng Trần, chị dâu, tô giao, tôi không phải là chị dâu của cậu, tiền du, hả? Đã ở chung một phòng, còn không phải chị dâu ư? Trần Ngân Hà rất thích nghe, nói với tiền du, cô ấy mắc cỡ, cậu là cái đầu cậu. Tiền du mỉm cười, cứ liên tục gọi tô giao là chị dâu, làm cho tai của tô giao đỏ lên. Nhà của Trần Ngân Hà cách nhà khách không xa, ở phía bên kia trường trung học số 1 Nam An lái xe đến đó mất bảy tám phút vì trần ngân hà nằm vùng ở bên cạnh minh nguyệt nên ngôi nhà không có người ở đã hơn hai năm khi trần ngân hà đến anh đã nhờ người đến dọn dẹp căn nhà nhìn qua không nhiễm một hạt bụi đây là một ngôi nhà nhìn bình thường có hai phòng ngủ và một phòng khách từ dấu vết sinh hoạt có thể thấy có hai người đàn ông sống ở đây trần ngân hà mời tôi giao vào đây là ngôi nhà mà tôi và bố nuôi sống đã hai mươi năm kể từ khi ông ấy nhận tôi tôi giao nhìn vào khung ảnh trên tủ hai người mặc đồng phục cảnh sát khoác vai vai mỉm cười trước ống kính. Người cao và trẻ là Trần Ngân Hà, người còn lại có nụ cười rạng rỡ hẳn là bố nuôi của anh. Trần Ngân Hà rửa tay đun nước, giới thiệu với Tô Giao, bức ảnh này được chụp khi tôi vừa thi đậu vào Đại học Công an. Tô Giao nhìn Trần Ngân Hà trong bức ảnh, lúc ấy anh đã rất cao, so với hiện tại ngây ngô hơn nhiều, trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, trong mắt không giống bộ dáng cà lơ phát phơ và không đứng đắn như bây giờ. Trần Ngân Hà câu môi dưới, bị mê hoặc rồi. Tô Giao nhìn chàng trai trong ảnh, rồi nhìn người đàn ông trước mặt, có một loại phiền muộn một thiếu niên ngây ngô sao lại có thể trưởng thành thành một con chó già được. Tô Giao nhìn quanh, tuy là một căn nhà hai phòng ngủ nhưng nhà rất rộng, phòng khách rất rộng rãi, có ban công lớn hướng nam với tầm nhìn rộng, ánh nắng chiếu vào ấm áp cả căn nhà. Trần Ngân Hạ bước đến, ngôi nhà này đã được thay đổi đặc biệt vào năm bố tôi đưa tôi đến đây. Khi đó tôi 8 tuổi, bị giam cầm 8 năm, thỉnh thoảng có hành động hơi u ám sống trong căn nhà có tầm nhìn rộng thế này sẽ tốt hơn một chút. Tô Giao đi vào phòng ngủ của Trần Ngân Hà, sạch sẽ và ngăn nắp, phù hợp với phong cách cá nhân của anh, nơi anh sống từ tiểu học đến tốt nghiệp đại học và sau đó đi làm. Đồ đạc trong phòng đều có thể nhìn thấy bóng dáng của anh từ nhỏ đến lớn, quả bóng rổ trong góc tường, trên bàn làm việc có vết tích của bút bi vẽ ra, trên giá sách có một ít sách điều tra tội phạm. Một chiếc giường đơn, ga trải giường màu hồng nhạt, chăn bông màu cam phấn, thoạt nhìn rất ấm áp giống như nơi ở của cô công chúa nhỏ thuộc ngành điều tra tội phạm. Trần Ngân Hà cầm ba lô của Tô Giao đặt lên đầu giường, tối nay em ngủ ở đây. Tô Giao thuận miệng trả lời, còn anh thì sao? Trần Ngân Hà cười, tôi à, tôi ngủ với em. Anh ái mùi dừng lại, thấy cô đỏ mặt, mới bổ sung nửa câu sau, ở cách vách, Tô Giao. Một lát sau, hai người cùng nhau đi ra ngoài, quyết định không đi đâu xa, chỉ đi dạo và ăn uống ở gần nhà anh trường trung học số 1 Nam An và Cục Cảnh sát thành phố Nam An. Đồ ăn vặt và mì ống ở Nam An rất phong phú, đặc biệt trước cửa trường học có đủ loại đồ ăn ngon. Tô Giao vừa đi vừa ăn, Trần Ngân Hà đi theo cô trả tiền, nếm được món gì ngon cô sẽ đút cho anh ăn, bất tri bất giác mặt trời đã xuống núi. Hoàng hôn trải dài ở đường chân trời, ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn ló ra từ những khoảng trống trong ngôi nhà năm tầng đầy màu sắc, ánh sáng rực rỡ rơi trên những kiến trúc đường phố và dòng người qua lại. Tô Giao bận rộn với công việc quanh năm, hiếm khi cho mình một kỳ nghỉ, khó được tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh. Ở cổng trường trung học số 1 Nam An, Tô Giao nắm lấy cánh tay của Trần Ngân Hà, vào xem đi, hồi tưởng về tuổi trẻ của mình. Trần Ngân Hà, được, khi trời tối tôi sẽ đưa em đi xem đèn băng. Bảo vệ của trường biết Trần Ngân Hà, biết anh tốt nghiệp từ trường này và anh là một cảnh sát, nên cho họ vào mà không nhiều lời. Mặc dù chỉ có một bức tường ngăn cách bên trong trường và bên ngoài trường, nhưng nó hoàn toàn giống như hai thế giới. Trần Ngân Hà đưa Tô Giao đi khắp nơi, anh có chút không hiểu, trường học có gì để tham quan. May mà hứa Gia Hải không có ở đây, nếu không sẽ cãi nhau với Trần Ngân Hà. Cái gì gọi là trường học thì có cái gì để tham quan, nơi tốt nhất để đến tham quan chính là trường học. Tình yêu đầu của ai mà không phải ở trong trường, có bao nhiêu nữ thần bạch nguyệt quan mà không phải ở trong trường. Trần Ngân Hà quay lại nhìn Tô Giao, cho cô một màn tra tấn tâm hồn, hồi cấp ba em có thích ai không? Tô Giao dừng lại, không có, bộ não của tôi không thông minh bằng anh, nên tôi phải dùng thời gian có hạn để sử dụng trong học tập mới đảm bảo thành tích học. Trần Ngân Hà nhìn chầm chầm vào mắt Tô Giao, nói dối. Tô Giao cười cười, được rồi được rồi, tôi từng có ấn tượng tốt với một người bạn hồi năm ba cao trung, nhưng cũng không nói được mấy câu với cậu ta, chưa nói tới cảm tình gì, thật đó. Bây giờ tôi thậm chí không nhớ cậu ta trông như thế nào nữa. Nhìn thấy vẻ mặt trầm xuống của Trần Ngân Hà, Tô Giao phải cười giải thích, lúc đó tôi mới 17, 18 tuổi, thiếu nữ nào mà không có chút tâm tư nho nhỏ chứ. Nhìn sắc mặt của Trần Ngân Hà cũng không khá hơn, Tô Giao quyết định chuyển chủ đề, dẫn chiến hỏa đến anh, còn anh, anh chưa từng thích ai sao, dù chỉ có một chút tình cảm ấy. Trần Ngân Hà cong môi cười, giọng điệu kiêu ngạo, trên thế giới này không có cô gái nào xứng đôi với tôi, Tô Giao. Trần Ngân Hà, ngoại trừ em. Tô Giao có chút không phân rõ, đến tột cùng là anh đang khen cô hay là khen anh, làm cô muốn mắng người đều không tìm thấy điểm nào. Vèo, một quả bóng rổ đột nhiên bay về phía Tô Giao, đương nhiên Tô Giao có thể tránh được, Trần Ngân Hà đã đưa tay ra chặn bóng rổ trước. Một nam sinh chạy lại nhặt quả bóng trên mặt đất và xin lỗi họ. Tô Giao xua tay, "Không sao." Trần Ngân Hà kêu Tô Giao đợi anh ở đây rồi vào toilet rửa tay. Tô Giao đứng ở sân bóng rổ xem học sinh chơi bóng rổ một người đàn ông giống như giáo viên đi tới, nhìn bóng lưng của Trần Ngân Hà, không rõ hỏi. vừa rồi người đó tên là Trần Ngân Hà. Tô Giao gật đầu, đúng vậy, chào thầy, thầy có phải là giáo viên cũ của anh ấy không ạ? À? vị nam giáo viên trông rất già, tóc đã bạc gần hết, hẳn đã đến tuổi nghỉ hưu. đúng, tôi họ Lý, là giáo viên chủ nhiệm năm ba cao trung của cậu ấy dạy ngữ văn. cậu ấy quay lại Nam An khi nào thế? Tô Giao nghĩ đến những gì Trần Ngân Hà đã nói với cô trong nhà khách anh nói ra ngoài gặp một người là giáo viên chủ nhiệm năm ba cao trung của anh thầy giáo lý trước mặt rõ ràng không giống như đã gặp trần ngân hà anh lừa cô còn lý do anh dám đưa cô đến trường là anh không sợ gặp phải thầy lý tám phần anh nghĩ thầy lý đã nghỉ hưu sẽ không thể xuất hiện trong trường anh tính kế cô để xác nhận suy đoán của mình tôi giao nói anh ấy mới đến hôm qua ạ à, thầy vẫn còn dạy học sao thầy lý cười cười tôi đã ở tuổi này đã nghỉ hưu hai năm sau khi dạy trần ngân hà hôm nay đến tìm hiệu trưởng đánh cờ, đáy lòng tô giao lạnh lẽo, anh thật sự nói dối bày mưu tính kế với cô. Điện thoại di động của thầy Lý vang lên, sau khi tiếp xong, ông ấy nói với tô giao, còn có chuyện ở nhà, tôi không đợi cậu ấy qua được. Tô giao, thầy đi thông thả ạ. À. Sau khi thầy Lý đi rồi, tô giao đứng bên sân bóng rổ, đáy mắt hình thành một tầng băng. Cô nghĩ họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều và đã nhìn thấy những mặt dễ bị tổn thương nhất của nhau, cô nghĩ họ có thể tin tưởng nhau vô điều kiện cô đột nhiên phát hiện ra có lẽ cô chưa từng hiểu biết Trần Ngân Hà. Thời tiết ở Nam An quả thực lạnh hơn ở Vân Giang, trời còn chưa tối, Tô Giao cảm thấy quần áo mặc không đủ, có chút lạnh. Đang suy nghĩ gì vậy, Ngay ngẩn cả người, Trần Ngân Hà từ toilet trở lại, nhìn thấy Tô Giao sắc mặt tái nhợt, vương tay sờ mu bàn tay cô, nhíu mày nói, sao tay em lại lạnh như vậy? Trần Ngân Hà sửa lại áo khoác mình, xúc một bên áo lên, để vào lòng ngực tôi sưởi ấm này. Tô Giao không muốn để vào, xoa xoa tay giữ ấm, không cần đâu, vẫn đang trong trường học, hành động quá thân mật bị học sinh nhìn thấy ảnh hưởng không tốt, cô vẫn cười rạng rỡ như không biết chuyện gì, đi dạo trường trong rồi, đi ăn tối thôi, buổi tối không phải còn muốn xem đèn băng sao. Trần Ngân Hà nắm lấy tay tô dao, đút tay cô vào túi áo khoác để giữ ấm, không ăn ở ngoài nữa, về nhà tôi sẽ nấu cho em. Tô dao, ăn mì đi, ấm bụng, hai người cùng nhau đi chợ bán thức ăn, mua rau xanh, thịt heo cắt sợi, trứng gà, dăm bông, mì cán. Về đến nhà, Trần Ngân Hà nói Tô Giao ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, anh lấy tạp về buộc quanh eo, hôm nay sẽ biểu diễn cô gái ốc đồng cho em. Tô Giao lấy một chiếc gối ông bên cạnh ông vào trong ngực, nhìn Trần Ngân Hà đang rửa và thái rau trong bếp. Trong nhà đang bật hệ thống sưởi, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi hồng, quần đen, tạp về màu xám nhạt, dép lê cũng giống như cô là màu phấn xám. Một thân hiện ra không khí gia đình, cả người đều trở nên rất ôn nhu. Tô Giao không khỏi nhớ lại những gì thầy Lý đã nói, vài lần cô muốn hỏi anh xem anh rốt cuộc đã làm gì khi đi ra ngoài, lại sợ anh tìm những lý do khác để ngụy biện cho mình, điều này sẽ khiến cô càng thêm khó chịu. Di động của Tô Giao vang lên, và Ngô Thanh Đào gọi đến, cô không đi ra ban công, trực tiếp bấm kết nối. Hôm nay là ngày tòa tuyên án tử hình Miêu Kim Nguyên, Tô Giao sợ Phạm Hà lẫn quẩn báo thù ở trong lòng nên đã kêu Ngô Thanh Đào ở bên cạnh Phạm Hà. Báo cáo đội trưởng Tô, Phạm Hà không sao, Ngô Thanh Đào nói qua điện thoại, buổi chiều em cùng cô ấy đến nghĩa trang của Tiểu Phong, cô ấy có vẻ nhẹ nhõm, nói rằng tương lai cô ấy sẽ sống một cuộc sống tốt, mà Tiểu Phong thì không có người nhà, chỉ khi cô ấy còn sống mới có thể đốt vàng mã cho cậu ấy mỗi năm. Nếu cô ấy chết sẽ không ai đốt vàng mã cho Tiểu Phong, Tô Giao thở vào nhẹ nhõm, cô ấy có thể nghĩ lại là tốt nhất. Ngô Thanh Đào nói, chị Tô, đội phó Trần đi Tây Á, chị biết chưa? Tô Giao, biết em tiếp nhận thông tin hơi chậm rồi ngô thanh đào vậy biết ngô thanh đào muốn nói gì tô giao chị và giang phu đã hợp lực ghế đội phó trần đang sử dụng vali màu đen của anh ta để vận chuyển xác chết đây ngô thanh đào nghe tô giao nói đùa liền biết mọi chuyện đã ổn vậy thì chị và đội phó trần ở tây á chơi vui vẻ nếu có hiểu lầm gì thì phải nói chuyện càng sớm càng tốt đừng cãi nhau mua nhiều đặc sản của tây á em muốn ăn bánh dừa đó tô giao dựa vào ghế sofa, ngẩng đầu nhìn ánh đèn màu cam ấm áp trên đầu, bánh dừa không có, mang cho em mấy viên kẹo hồ lô vậy, bây giờ chị đang ở Nam An, quê hương đội phó trần nhà em, đang đợi bữa tối ở nhà anh ấy. Ngô Thanh Đào rất cao hứng, gặp phụ huynh. Sao lại nhảy đến tình tiết gặp cha mẹ rồi, cô đã bỏ qua bao nhiêu tình tiết, tô giao, còn có chuyện gì không, không có chị cúp máy đây. Sau khi cúp máy, tô giao ông gối nhìn Trần Ngân Hà trong phòng bếp. Mì đã chín, anh đứng bên bếp lò, sương mù nóng bốc lên từ nội bao phủ một nửa khuôn mặt bên cạnh anh, bóng anh phản chiếu trên sàn nhà, một lớp mờ ảo. Nào có phụ huynh, anh đã không còn cha mẹ nữa. Trần Ngân Hà từ phòng bếp bưng hai tô mì ra, đặt mì lên bàn ăn, đừng nhìn lén tôi, ăn thôi. Tay nghề của Trần Ngân Hà rất tốt, nên sau khi tô giao ăn xong một bát, cô liền đi tới ăn phần còn lại dưới đáy nồi. Bên ngoài trời đang mưa, hai người không đi xem đèn băng, tô giao ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại di động, Trần Ngân Hà gối lên đùi cô đọc sách, bị tô dao đuổi đi, lại da mặt dày sắp tới, đừng trách tôi, trách chân em quá thoải mái, làm gối cho tôi, tô dao. Chuyện này sao có thể trách cô được chứ, tô dao quá lười quan tâm đến anh, tiếp tục nghịch điện thoại di động. Một lúc sau, Trần Ngâm Hà để sách sang một bên, dán lên bụng tô dao, tham lam ngửi mùi thơm trên người cô, cuối cùng nói, em định theo đuổi tôi như thế nào, tô dao. Cô có nói theo đuổi anh sao? Trần Ngân Hà, dù tôi không dễ theo đuổi, nhưng em phải tin vào bản thân, kiên trì là chiến thắng, trông em đẹp hơn những người phụ nữ khác, xác suất thành công là 50%, còn 50% còn lại phụ thuộc vào nỗ lực của em, Tô Giao. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người cổ vũ người khác theo đuổi mình, da mặt này có lẽ đã vượt quá giới hạn của con người, anh muốn cô theo đuổi mặc dù anh chưa giải thích rõ ràng vấn đề của bản thân, mặt mũi ở đâu ra, khi đến giờ đi ngủ. Tô Giao quay trở lại phòng của Trần Ngân Hà, Trần Ngân Hà ngủ trong phòng bố nuôi của anh khi còn sống, giường của Trần Ngân Hà chỉ cách giường của Tô Giao bằng một bức tường, anh nằm nghiêng, quay mặt vào tường, như thể anh có thể nhìn thấy cô qua bức tường dày. Đêm nay anh ngủ rất ngon, xưa nay chưa từng ngủ ngon như vậy, như uống thuốc ngủ của chính mình. Điều đầu tiên Trần Ngân Hà làm khi thức dậy là gọi điện cho hứa gia hải, tôi sẽ sống với bạn gái, xin đừng làm phiền chúng tôi và dọn ra khỏi nhà tôi đi sáng sớm hứa gia hải đã bị đánh thức cầm mắt kính đầu giường đeo lên bạn gái cậu ở đâu ra bạn gái cậu không phải tay phải của cậu sao trần ngân hà tôi vừa đổi bạn gái mới hứa gia hải cười cậu vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không mộng du còn chọn giấc mơ ngọt ngào như vậy nữa nếu anh ta nhớ không lầm khi ai đó lên máy bay bộ dáng còn trông như đòi chết đòi sống lúc này mới qua một ngày lại bắt đầu khoe khoang rồi được rồi cậu nói đúng cô ấy vẫn chưa phải là bạn gái của tôi Trần Ngân Hà vừa thay quần áo vừa nói chuyện điện thoại, cô ấy đang theo đuổi tôi, cô ấy đã ra ngoài mua bữa sáng cho tôi rồi, hôm nay Nam An, chín độ. Chỉ có tình yêu đích thực mới có thể mua cho cậu bữa sáng trong thời tiết này, đúng rồi, có người phụ nữ nào từng mua bữa sáng cho cậu lúc 7 giờ sáng ở nhiệt độ, 9 độ chưa, chưa kịp nói hết lời, hứa gia hải đã phẫn nộ cúp máy. Trần Ngân Hà mặc quần áo đi ra ngoài, nhiệt độ trong nhà và ngoài trời chênh lệch quá lớn khiến anh không khỏi rùng mình có rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn sáng ngay lối vào của tiểu khu, Trần Ngân Hà chọn một vài cửa hàng sạch sẽ và mua mỗi thứ một phần. Về đến nhà, anh đặt bữa sáng trong một chiếc đĩa sứ trắng tinh xảo, hầm nóng một phần sữa và nước trái cây trước, lúc này mới đi gọi Tô Giao rời giường ăn sáng. Vào ngày đầu tiên của năm mới, Tô Giao đã nhận được tổng cộng một ngàn tệ trong bao lì xì từ Triệu Hân Hoa và Tô Quốc Dân. Lì xì 500 tệ cho Tô Tiến và tổng cộng 500 tệ cho tất cả anh em họ và cháu gái trên uy chát. Trong group cha của đội ba đội điều tra hình sự có 5 bao lì xì được phát, mỗi bao 200 tệ. Cô cướp được tổng cộng 200 tệ trong bao lì xì từ bạn bè, đồng nghiệp và lãnh đạo. Nhận được lì xì chuyển khoản 5 vạn của Trần Ngân Hà, bởi vì giới hạn chuyển tiền tối đa hàng ngày trên uy chát là 5 vạn, nếu không theo sự hào phóng của Trần Ngân Hà. Nói không chừng cô sẽ nhận được 500 vạn. Tô Giao trả lời Trần Ngân Hà trên điện thoại của cô, anh trai, bao lì xì quá lớn, em không thể nhận được. Trần Ngân Hà, cuối cùng em cũng bằng lòng gọi tôi là anh. Lúc trước anh vừa đắm vừa xoa cô cũng không mở miệng gọi anh trai một tiếng, xem ra anh không có mị lực bằng tiền rồi. Trần Ngân Hà, cảm thấy bao lì xì quá lớn không thể nhận, anh trai có thứ lớn hơn, có muốn không? Trải qua bao lần gà gẫm của Trần Ngân Hà, tô dao nháy mắt có thể hiểu được lời nói cật nhã này, lập tức gửi biểu tượng con dao qua. Ngụ ý nếu anh còn phóng đảng liền sẽ cắt anh để anh không thể phóng đảng được nữa. Tô Giao nhìn Trần Ngân Hà chuyển cho mình 5 vạn, muốn chuyển lại cho anh bây giờ họ không phải là bạn trai bạn gái thậm chí cô không thể vô duyên vô cớ nhận của anh nhiều tiền như vậy nếu cô trực tiếp chuyển cho trần ngân hà với tính cách của anh anh nhất định sẽ tức giận nói rằng cô xúc phạm anh gửi lì xì cho người phụ nữ của mình mà cũng lấy về cô đến tột cùng nghĩ anh nghèo bao nhiêu anh giàu có như thế nào chứ sau đó anh sẽ bắt đầu đến tài sản của mình giống từng con số cho cô nghe để chứng minh rằng anh thực sự giàu có như thế nào và không thể đến xong trong nửa ngày Tô Giao suy nghĩ, quyết định giúp Trần Ngân Hà tiết kiệm năm vạn trước, nếu họ có thể kết hôn trong tương lai, cô sẽ không đề cập đến số tiền đó mà sẽ chấp nhận nó. Nếu họ đổ vỡ và không đến được với nhau, cô sẽ trả lại cho anh. Mùng 2 Tết, Tô Tiến từ sáng sớm đã đến gõ cửa phòng Tô Giao, chị, hôm nay đi chơi đi, đi mua sắm ăn uống gì đó, em đãi. Tô Giao hiểu ý Tô Tiến, họ có rất nhiều người thân, có ba cô sáu dì và chú bác mỗi năm từ mùng 2 Tết đến mùng 8 Tết, ở trong nhà đừng nghĩ sẽ thanh tịnh. Tuổi chưa lập gia đình của Tô Giao đang là tâm điểm tiếp lửa của bà con, Tô Tiến đang học trung học cũng không khá hơn là bao, sẽ bị hỏi về thành tích học tập. Tô Giao suy nghĩ một chút, được, vậy là hai chị em trốn ra ngoài từ sáng đến chiều, điện thoại của Triệu Hân Hoa coi như không thấy, lúc người thân chuẩn bị đi thì về nhà, sự xuất hiện trước mặt chứng tỏ bọn họ đã trưởng thành, cao hơn từng người một. Một người vẫn chưa kết hôn. Bất cứ khi nào tô giao bị họ hàng vây quanh thúc giục cô kết hôn, cô sẽ nghĩ đến trần ngân hà. Không phải vì cô muốn kết hôn với anh, mà là vì chỉ có một mình anh ở trong ngôi nhà ở nam an. Mặc dù anh có thể đến nhà hứa gia hải hoặc một người bạn khác, nhưng dù sao cũng là đêm giao thừa, không thích hợp lúc nào cũng quấy rầy buổi sung họp gia đình của người khác. Dựa trên sự hiểu biết của tô giao về trần ngân hà, phần lớn thời gian anh luôn ở một mình. Tết âm lịch càng sôi động, cô đơn sẽ càng xuất hiện. Tô Giao tiễn cô lớn cô nhỏ, cháu trai cháu gái đi, quay người trở về phòng, chuẩn bị gọi Trần Ngân Hà để tránh cho anh suy nghĩ lung tung khi ở một mình. Điện thoại được kết nối, trước khi Tô Giao có thể nói chuyện với Trần Ngân Hà, cô đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hứa Gia Hải. Lão Trần, lớp phó văn thể mỹ của chúng ta đã thích cậu nhiều năm rồi, thích cậu từ năm nhất cấp ba, lại đây bồi người ta uống một chén nào. Những người khác bắt đầu ồn ào, uống uống uống, uống rượu giao bôi, nào nào nào. Tô Giao. Được rồi, là cô suy nghĩ nhiều, cô quá đa sầu đa cảm. Với một tiếng đóng cửa, tiếng ồn ào trong điện thoại di động biến mất, Trần Ngân Hà hẳn đã đi đến hành lang hoặc một nơi không có ai xung quanh. Tô Giao, anh ở quê chơi rất vui vẻ nhỉ, ghen tị khi biết tôi uống rượu với lớp phó văn thể Mỹ. Trần Ngân Hà cười nhẹ, yên tâm, tôi sẽ không uống đâu. Tô Giao nghĩ, vậy còn được. Trần Ngân Hà tiếp tục, bởi vì lát nữa tôi phải đưa người về nhà. Tô Giao không bằng uống rượu đi ai biết đưa người về nhà ở đâu thấy tô giao không lên tiếng trần ngân hà không dám nói đùa nữa lớp phó văn thể mỹ của lớp chúng tôi là nam đừng nghe những lời nhảm nhí của họ hôm nay em làm gì rồi tô giao tôi với tô tiến đi chơi để trốn họ hàng trần ngân hà không hiểu tại sao phải trốn tô giao nếu cả ngày bị thúc giục kết hôn anh cũng sẽ muốn trốn thôi trần ngân hà không em sai rồi nếu ai đó thúc giục kết hôn trước mặt tôi Tôi sẽ tự kể ra với bọn họ, từ hẹn hò, cầu hôn, sửa nhà mới, đám cưới, tuần trăng mật, đến mang thai, sinh con, sinh bao nhiêu đứa, nhãn hiệu sữa bột em bé ăn là loại nào, bỉm dùng loại nào, đi mẫu giáo nào, không sợ không có chuyện mà sợ nói không hết. Tô Giao, anh thật tuyệt vời. Còn làm ảnh sát làm gì, làm tư vấn kế hoạch và hướng dẫn hôn nhân đi, không chuyên nghiệp hơn là một cảnh sát. Vào ngày đầu tiên của năm mới, tôi có gọi cho dì nhậm vì nhậm chính là phu nhân khương cục nếu lần sau em gọi bà ấy như vậy bà ấy sẽ rất vui trần ngân hà dựa vào tường hành lang bắt chéo chân dài tư thế thoải mái nụ cười động trên môi bà ấy bảo tôi đưa em đến nhà bà ấy chúc tết sau khi trở về vân giang ý này đã rất rõ ràng thông thường mà nói thời điểm ăn tết có thể đưa người về cho trưởng bối xem nói là bạn trai bạn gái đã được coi là nhẹ mà là đính hôn rồi đi đến kết hôn Tô Giao cảm thấy đây là một sự kiện trọng đại cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, cô chưa nghĩ ra, không biết phải trả lời như thế nào, không phải tôi không theo đuổi được anh sao, không có phúc khí năm nay ăn Tết rồi. Trần Ngân Hà dường như nhận ra điều gì đó từ lúc cô ngập ngừng, vì vậy anh cẩn thận không đuổi theo hỏi cô nữa, chuyển sang chủ đề khác. Hai ngày tiếp theo, Tô Giao tiếp tục cùng Tô Tiến đi chơi để trốn người thân, có thể trốn trong hai ba ngày, nhưng không thể trốn như thế này mỗi ngày. Ngày thứ tư của năm mới, tô giao lấy cớ có chuyện trong cục rồi lại đi ra ngoài đám đông hay tụ tập trong dịp tết nguyên đáng đây là khoảng thời gian có nhiều vụ án xảy ra các vụ án mạng không hiếm tám chín mười phần đều là những vụ ghế người do bốc đồng và lúc xúc động vụ án có thể được giải quyết ngay tại chỗ phân cục sẽ xử lý cục cảnh sát thành phố sẽ không tiếp nhận tô giao không có việc gì làm liền chủ động vào làm trợ thủ cho đội trưởng hoàng đi quét tội phạm mại dâm bận biểu chân không chạm đất tết đến người ta nhiều tiền hơn, tiệc tùng nhiều hơn, gái bán hoa nhiều hơn, thậm chí cả tú bà cũng tăng giá. Tô Giao đi theo đội trưởng Hoàng bận rộn hai ngày, khi trời đã gần tối vào ngày mùng năm của năm mới mới nghỉ ngơi. Sau vài nhịp thở, chuông điện thoại vang lên, Tô Giao nhìn thoáng qua rồi kết nối, alo, lớp trưởng, lớp trưởng, đừng quên buổi học lớp lúc 7 giờ tối nay nhé. Nếu lớp trưởng không gọi, cô quả thực quên mất. Tô Giao, có những ai vậy? Lớp trưởng, Năm nay có rất nhiều người đến, hầu hết mọi người trong lớp sẽ đến, nhiều người làm việc ở nơi khác cũng đến. Người luôn chơi với cậu trước kia, Ngô Nguyệt Oánh cũng đến đó. Ngô Nguyệt Oánh là bạn cùng bàn của Tô Giao, thích buộc hai tóc đuôi ngựa thấp, tính cách trầm lặng và ngoan ngoãn. Khi còn học cả hai có mối quan hệ không tồi, luôn đi toilet cùng nhau. Tô Giao nhớ lại có một lần khi bà dì đến, cô không mang theo băng vệ sinh, có vết máu trên quần, thậm chí cả trên ghế. Đó là mùa đông, trời lạnh. Ngô Nguyệt Oánh đã giúp cô lau ghế rất lâu. Sau khi cúp máy, Tô Giao kiểm tra uy chát, lần cuối cùng cô trò chuyện với Ngô Nguyệt Oánh là nửa năm trước. Học viện cảnh sát của Tô Giao nổi tiếng với việc quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng điện thoại di động, nên đã dần mất liên lạc với các bạn học cũ trong đó có Ngô Nguyệt Oánh. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô lại liều mạng làm việc, mấy lần học lớp bạn học đều gọi điện cho cô, mỗi lần cô có nhiệm vụ gấp đều gọi đến, không thể tham gia dần dần ai cũng không nhớ gọi cho cô nữa. Tô Giao quyết định đến buổi học lớp này, nhưng đã quá muộn để về nhà thay quần áo. Cô đang mặc bộ quần áo khi đi quét tội phạm mại dâm về, vẫn không thể mặc được nên đến khu mua sắm gần cục cảnh sát mua tạm một chiếc áo khoác tử tế rồi mặc vào. Lúc cô đến đã là 7 giờ 50 phút, muộn 20 phút. Phòng bao riêng của khách sạn vốn đã chật cứng người, từ xa có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, dường như bầu không khí rất ấm áp người đến muộn không đủ tư cách để huênh hoang tô dao muốn lặng lẽ lẻ lẻn vào cũng không thể bị lớp trưởng sắc bén ngăn lại tô dao người đẹp đó là tô dao ư một giọng nói rống lên hấp dẫn mọi ánh nhìn của mọi người qua tô dao hào phóng cười chào mọi người đã lâu không gặp hai cái bàn tròn lớn đã đầy đủ kê thêm rất nhiều ghế lớp trưởng yêu cầu người phục vụ kê thêm một cái ghế cứ đặt vào một giọng nữ trong trẻo vang lên đây đặt ở đây tô dao theo tiếng nói nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo len đen đang cười với mình, bước tới ngồi xuống, ngô nguyệt oánh. Ngô nguyệt oánh rõ ràng đã ăn mặc rất chỉnh chu, lớp trang điểm tinh tế, mái tóc xoăn cuốn khăn, rất khác so với khi còn học cấp 3. Sau khi trò chuyện vài câu với ngô nguyệt oánh, tô giao mới chú ý người đang ngồi ở phía bên kia của cô, hốt bòi của lớp. Người mà cô phải lòng hồi cấp 3. Triệu Hân Hoa nói đã sắp xếp một cuộc xem mắt cho họ nhưng cô không đồng ý. Đào Chính An quay lại nhìn Tô Giao, Cười dịu dàng, cậu còn biết mình là ai không? Trước khi Tô Giao lên tiếng, vài bạn học nữ sôi nổi ở phía đối diện đã bật cười, quên ai cũng không thể quên hot boy của lớp được, nói đúng không Tô Giao? Tô Giao biết bọn họ đang cười cái gì, bọn họ không có ác ý, có lẽ đang nghĩ tới một chuyện trong quá khứ, về việc cô viết một bức thư tình ngàn chữ cho Đào Chính An. Tô Giao mỉm cười trò chuyện với các bạn nữ trong lớp, cô biết mọi người đều làm công việc rất tốt, có người thực hiện ước mơ thời niên thiếu là làm luật sư có người làm giáo viên, nhiều người đi làm ở công ty, hầu hết họ đều đã kết hôn hoặc có bạn trai bạn gái, thậm chí có người còn sinh con thứ hai. Rất ít người độc thân như Tô Giao, và cô là người duy nhất thậm chí chưa từng yêu, lớp trưởng ồn ào nói, Tô Giao, cậu chưa kết hôn cũng không nói chuyện bạn bè. Không phải vẫn luôn đợi hốt boy lớp chúng ta đó chứ, sau khi lớp trưởng nói điều này, những người khác bắt đầu ồn ào theo, đào chính an, tình hình của cậu bây giờ thế nào, nếu cậu còn độc thân, cậu có thể ghép thành một cặp với hoa khôi lớp chúng ta. Tô Giao ngẩn ra một lúc, hoa khôi, hoa khôi lớp này là ai, từ khi nào lớp của họ có hoa khôi? Ngô Nguyệt quánh chạm vào cánh tay của Tô Giao, họ đang nói về cậu đó. Tô Giao không muốn bị hiểu lầm, cười nói, hốt boy điều kiện tốt như vậy, khẳng định có thể tìm được người tốt hơn. Một vài người có nhãn lực nghe thấy Tô Giao không có ý đó, cũng không hùa theo nữa. Một số người đặc biệt nhiệt tình, chẳng hạn như lớp trưởng vẫn đang nói, chính An hình như được đặt cách chuyển từ thành phố S đến đây, vân giang chúng ta là một nơi nhỏ, sao có thể so với triển vọng phát triển của thành phố S được, đừng nói với tôi là cậu vì xây dựng quê nhà nên mới trở về đó. Đào chính An quay lại nhìn tô giao, mỉm cười không nói gì, bản thân tô giao ở trong hệ thống tư pháp và xem như ở một nhà với công tố viên trưởng là đào chính An, cô biết rất rõ rằng những gì lớp trưởng nói là đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Đối với nhiều nhân tài cấp cao, các thành phố lớn có cơ hội lớn để phát triển và các nguồn lực khác nhau không thể so sánh với các thành phố nhỏ nhưng nếu trở về thành phố nhỏ nhất định sẽ được chính phủ đào tạo thành nhân tài trọng yếu tương lai cũng không tệ người ta nói năm tháng là con dao ghế lợn nhưng con dao ghế lợn cũng là thành kiến nhất là đối với những người lớn lên ưa nhìn so với thời trẻ các đường nét trên khuôn mặt đào chính an trở nên thành thục hơn phong độ theo năm tháng thần thái của công tố viên rất tốt khiến anh ta trông đẹp trai và nam tính. Vào bữa tiệc nhiều bạn học nữ sẽ vô thức đưa chủ đề đến trên người anh ta. Tô Giao rất yên tâm khi thấy nam thần học đường năm nào cũng không quanh co, quay sang nói chuyện phím với Ngô Nguyệt Quánh. Ngô Nguyệt Quánh nói cô ấy học tài chính ở trường đại học, hiện đang làm kế toán cho một công ty đầu tư, hỏi Tô Giao, làm cảnh sát thế nào rồi, vui không? Tô Giao, nói thế nào đây, mệt thì mệt, nhưng cũng rất thích. Hai người lại nói về quan hệ tình cảm của mình, Ngô Nguyệt Quánh nhìn Tô Giao, vừa rồi cậu nói là chưa từng yêu, là nói dối à. Tô Giao, lừa mọi người làm gì, mình chưa từng yêu đương. Ngô Nguyệt Quánh, trông cậu xinh đẹp như vậy, còn có thể không có người theo đuổi sao, có rất nhiều chàng trai thích cậu khi còn đi học. Tô Giao sờ sờ mặt của mình, cô biết mình xinh đẹp, danh xưng đệ nhất hoa khôi cảnh sát vân gian của cô không phải là giả dối, chỉ là, nghiệp vụ cảnh sát tương đối bận rộn, thường xuyên chạy ra ngoài, tiếp xúc với nắng gió các nữ cảnh sát cũng không có thời gian chỉnh trang, giống như Ngô Thanh Đào, họ thường không gội đầu ba bốn ngày. Tô Giao nghĩ cô chỉ siêng năng hơn một chút, cô gội đầu chăm chỉ hơn các nữ cảnh sát khác, điều này khiến cô trông như đóa hoa đẹp thôi. Muốn nói hoa khôi của lớp hay cái gì đó thực sự là một sự cường điệu. Ngô Nguyệt bánh ngước mắt lên nhìn vài bạn học nam đối diện đang cùng nhau uống rượu, dựa vào bên cạnh Tô Giao, thì thầm nói, hai trong số sáu người đó đã thích cậu rồi. Tô Giao, sao mình lại không biết nhỉ? Ngô Nguyệt Quánh cười cười, lúc đó tâm trí của cậu đều dồn vào việc học, còn không thèm để mắt tới bọn họ. Một mỹ nhân như cậu, hầu hết mọi người đều biết mình không xứng, cũng chỉ dám nhìn từ xa, lặng thầm thích, sao dám tùy tiện bày tỏ, chờ bị từ chối sao. Tô Giao nhìn các bạn học nam, cô phát hiện có hai người luôn nhìn mình cố ý hay vô tình, bắt gặp ánh mắt của cô, một người cười xấu hổ gãi đầu, người còn lại chỉ đơn giản là tránh né ánh mắt. Tô Giao, có vẻ đúng là cô là hoa khôi của lớp, Đào Chính An thấy ly của Tô Dao đã cạn, cầm bình nước đào bên cạnh rót cho cô tiếp. Tô Dao nhìn xuống cốc nước đào yêu thích của mình, trầm ngâm. Lớp trưởng gọi rất nhiều đồ uống mà phụ nữ hay uống như nước đào, nước nho, nước cam, nước dừa, trà sữa. Nước đào được đặt ở cuối đống đồ uống và Đào Chính đã rót cho cô nước ép đào. Nếu nói rằng trong cốc ban đầu của cô là nước ép đào, không có gì ngạc nhiên khi Đào Chính An rót thêm nước đào, nhưng ban đầu cô uống nước dừa. Đào Chính An biết cô thích nước ép đào, nếu là ngày thường phá án, Tô Giao hoàn toàn có thể suy ra người đàn ông này đã thích người phụ nữ này. Nếu không anh ta thậm chí sẽ không nhớ rõ sở thích của mình như vậy. Sau gần hết bữa ăn, nhiều người bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi và tìm kiếm những bạn học cũ mà họ quen biết để bắt chuyện. Mục đích của việc Tô Giao tham gia buổi học lớp là để gặp Ngô Nguyệt Oánh, sau khi gặp mặt, cũng đã nói chuyện, cô muốn rời đi. Trần Ngân Hà, Hứa Gia Hải và Chu Tiểu Nhiên sẽ về Vân Giang vào sáng mai, cô phải đi ngủ sớm rồi lái xe đến sân bay đón họ. Thấy Tô Giao đứng dậy, Ngô Nguyệt Oánh kéo cánh tay cô, Giao Giao, cậu phải đi rồi sao, mới 9 giờ rưỡi, lát nữa còn có hiệp hai nữa. Giọng nói của Ngô Nguyệt Oánh hơi lớn, bị mọi người nghe thấy, không cho Tô Giao đi, bảo cô chơi một lúc, cho dù không tham gia hiệp hai cũng phải ăn xong bữa này. Tô Giao không muốn làm hỏng cuộc vui, vì vậy cô ở lại trò chuyện với một vài bạn học tương đối quen thuộc khác một lúc, những người dám đến dự họp lớp không phải là những người bình thường, hầu hết đều là những người học tốt, những người học không tốt có lẽ sẽ không đến. Người thay đổi nhiều nhất trong phòng là Ngô Nguyệt Oánh, trong trí nhớ của Tô Giao, điều kiện gia đình của cô ấy không tốt, cuộc sống giản dị, cô ấy là một cô gái nhút nhát, ngay cả khi nói chuyện với con trai, cô ấy cũng đỏ mặt, bây giờ đã trở thành một đóa hoa giao tiếp thành thạo. Quần áo trên người của Ngô Nguyệt Oánh không hề rẻ, chỉ riêng một chiếc áo lông đã hơn một nghìn, cả người trên dưới cộng lại ít nhất cũng phải năm sáu vạn đây không phải là thứ mà một nhân viên kế toán có thể mua được một cô gái đã quen với cuộc sống nghèo khó sẽ không sẵn sàng chi tiêu ngay cả khi cô ấy đột nhiên nhận được nhiều tiền ví dụ như bản thân tô giao nếu cô lấy trần ngân hà cô sẽ trở thành một người vợ giàu có đừng nói tám chín nghìn một cái áo lông dù là tám chín trăm cô cũng thấy tiếc tám chín cũng không kém mười lắm sau khi mua về bị trần ngân hà ghét bỏ nghĩ rằng cô nhặt rác và rác mà cô nhặt đã làm ô nhiễm đôi mắt cao quý của anh. Ngày hôm sau cô sẽ phát hiện ra chiếc áo lông rách nát của cô đã được thay thế bằng một thiết kế tên tuổi nào đó. Tô Giao ngồi trên ghế sofa, nghĩ về Trần Ngân Hà. Họ đã không gặp nhau 7 ngày, cô rất nhớ anh. Tô Giao ra khỏi phòng bao, ở hành lang gọi điện cho Trần Ngân Hà, anh chàng đẹp trai, đang làm gì vậy? Trần Ngân Hà, tôi vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ, ngày mai về Vân Giang. Tô Giao nắm di động, cúi đầu nhìn bóng mình trên mặt đất tôi vừa rồi có chút nhớ anh người đàn ông cười nhẹ đương nhiên nói nhớ tôi không phải dĩ nhiên sao bây giờ em đang làm gì ngoài việc nhớ về tôi tôi giao vốn dĩ muốn nói cô đang tham gia một buổi học lớp nhưng sau khi nghĩ lại cô vẫn nói hai ngày tôi vẫn luôn lan bạc với đội trưởng hoàng giúp đỡ quét tội phạm mại dâm trần ngân hà thời điểm quét mại dâm mà nghĩ đến tôi em đang ám chỉ cho tôi điều gì sao muốn chơi trò sắm vai nhân vật với anh trai giọng nói cà lơ phất phơ Tô Giao gần như có thể nhìn thấy đôi mắt như hoa đào của anh công lên qua đường dây điện thoại, với một nụ cười phong lưu trên khuôn mặt. Tô Giao nóng bừng mặt, tôi đang bận, không nói chuyện với anh nữa, ngày mai gặp lại. Nói xong cúp điện thoại. Trần Ngân Hà cất điện thoại di động đi, anh đổi chuyến bay từ sáng mai sang chiều nay. Hiện tại mới xuống máy bay, nhà cũng không về, trực tiếp kéo vali bắt taxi đến nhà Tô Giao, sẵn sàng đợi cô ở dưới nhà, tạo cho cô một bất ngờ. Anh không thể đợi ngày mai, anh rất nhớ cô, đêm nay muốn gặp cô. Tô Dao quay trở lại phòng bao, ngồi xuống chiếc ghế sofa mà cô vừa ngồi. Đào Chính An đi đến, ngồi bên cạnh Tô Dao và trò chuyện với cô vài câu về buổi xem mắt của họ, thực ra là mình liên hệ với người giới thiệu, người đó có quen biết mẹ của cậu. Tô Dao không nghĩ tới cuộc xem mắt đó là do Đào Chính An chủ động sắp xếp, chẳng trách sao lại trùng hợp đến vậy. Người xem mắt được người khác giới thiệu tình cờ lại là bạn học cấp 3, một chàng trai mà cô có chút cảm tình trước đó. Tô Giao quay lại nhìn Đào Chính An, người cũng đang nhìn cô. Tô Giao, quả nhiên trước đây anh ta thích cô. Đào Chính An không cho Tô Giao cơ hội để từ chối anh ta, nói về công việc, mình đã hoàn thành thủ tục chuyển công tác trước năm mới, sang năm sẽ chính thức vào làm việc trong viện kiểm sát. Mình và cậu đều làm trong hệ thống tư pháp, công việc có yêu cầu hợp tác ở nơi nào, xin đội trưởng Tô hãy hướng dẫn. Tô Giao, công tố viên Đào khiêm tốn rồi, Ngô Nguyệt Oánh đi tới ngồi xuống phía bên kia của Tô Giao, mình nhớ đã ngồi cùng bàn với dao dao khi còn đi học đào chính an ngồi sau tụi mình sau mình hay sau dao dao vậy đào chính an mình ngồi sau tô dao cậu ấy luôn buộc tóc đuôi ngựa tóc của cậu ấy luôn có thể va vào bàn của mình khi quay đầu lại ngô nguyệt quánh cười đúng 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 cậu ngồi cùng bàn với lớp trưởng vậy là lớp trưởng ngồi sau mình nói tới lớp trưởng lớp trưởng liền đến lớp trưởng và đào chính an đã là bạn bè nhiều năm tính cách hướng ngoại anh ta ngồi bên cạnh đào chính an khoác vai cười đùa thật ra năm nay không muốn tụ tập, nhưng Đào Chính An khăng khăng muốn, nói rằng cậu ấy có một người đặc biệt muốn gặp. Sau đó Tô Giao mới biết tại sao mấy buổi học lớp thế mà năm nay lớp trưởng lại đích thân gọi cho cô thúc giục cô đến. Cô không muốn bị hiểu lầm, cũng không muốn cho Đào Chính An hy vọng vô vọng. Cô cười nói, mình đã có người mình thích rồi. Lớp trưởng thở dài, Đào Chính An, số của cậu thật khốn khổ, lặp đi lặp lại bỏ lỡ nhiều lần. Đào Chính An thấp giọng nói, không phải họ vẫn chưa ở bên nhau sao? Cô Giao không nói gì, cô không biết phải nói gì, thậm chí cô không biết liệu mình có ở bên Trần Ngân Hạ trong tương lai hay không. Ngô Nguyệt Oánh giải vây, không cần biết ai ở bên ai, dù sao thì Giao Giao cũng không lo gã, còn Đào Chính An thì không lo cưới. Lớp trưởng, đúng đúng đúng, vẫn là oánh oánh có thể nói, này oánh oánh, cậu so với trước kia thật sự thay đổi rất lớn, vừa rồi đi vào mình cũng không nhận ra, còn tưởng rằng là người nổi tiếng vào nhầm phòng đó. Ngô Nguyệt oánh buồn cười, cười nói, mình không thể so sánh với Giao Giao được, Giao Giao là người đẹp nhất, bạn học nữ ở đây không một ai không trang điểm tỉ mỉ, đều là trước 10 ngày liền bắt đầu mua quần áo, làm tóc, chỉ có Tô Giao là tùy tiện tới, bị một đám châu quan bảo khí vây quanh, có vẻ hơi lạc lõng. Cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc, một nhóm người ra khỏi phòng bao đi đến sảnh khách sạn. Một nửa trong số họ ở lại tham gia hiệp hai, những người còn lại top 5 top 3 về nhà. Tô Giao nói với Ngô Nguyệt Oánh, ngày mai mình có việc phải làm. Hôm nay phải về sớm, không đi chơi với các cậu được. Ngô Nguyệt Quánh, cậu có lái xe không, nếu không mình đưa cậu về. Tô Giao mỉm cười, cảm ơn lòng tốt của Ngô Nguyệt Quánh, không cần, mình đi xe buýt là được, không cần chuyển tuyến, rất thuận tiện. Ngô Nguyệt Quánh, mình sống ở gần đây, cậu chờ mình ở cửa khách sạn, mình sẽ về nhà lấy xe. Tô Giao, cậu vừa rồi không phải đã uống rượu sao, không thể lái xe đâu. Ngô Nguyệt Quánh, không sao, mình chỉ uống một chút rượu vang đỏ thôi, không say giọng điều của tô giao trở nên hơi nghiêm túc không được uống rượu thì không được lái xe lớp trưởng đi tới nói oánh oánh cậu có ngốc không nếu cậu dám uống rượu và lái xe trước mặt cảnh sát cậu không sợ cảnh sát tôi trực tiếp bắt cậu vào nhà lao à tô giao đã chứng kiến quá nhiều vụ tai nạn khi lái xe khi say rượu nhắc lại khẩu hiệu cấm uống rượu và lái xe của sở cảnh sát giao thông bình an vân giang là trách nhiệm của tôi mọi người bị cấm lái xe sau khi uống rượu những người vừa rồi uống rượu không được phép lái xe, lớp trưởng lát nữa cậu gọi người lái thay cho bọn họ đi. Lớp trưởng dựng ngón tay cái với tô dao, cảnh hoa đẹp trai quá. Cuối cùng thêm một tiếng thở dài, thật đáng tiếc, đào chính an, thật sự là đáng tiếc cho cậu, vận mệnh đáng chết trêu ngươi cậu rồi. Đào chính an mặc kệ lớp trưởng, đi tới nói với tô dao, mình không uống, để mình đưa cậu về. Tô Giao không muốn làm phiền Đào Chính An, nhất là khi cô biết đối phương thích mình nhưng cô có điều muốn nói riêng với Đào Chính An, được, mình đợi cậu ở cửa khách sạn. Xe của Đào Chính An lái tới, Tô Giao nói với Ngô Nguyệt Oánh, mình đi trước, khi nào rảnh cùng ăn cơm. Ngô Nguyệt Oánh cười, được, Tô Giao lên xe của Đào Chính An, địa chỉ của mình là, Đào Chính An, vẫn như cũ sao. Tô Giao gật đầu, Ừ, Đào Chính An thậm chí còn biết địa chỉ nhà của cô. Tô Giao không nói gì nhiều trong suốt quãng đường đi, cô đang suy nghĩ về lời nói của mình. Hồi đó cô đã phải lòng Đào Chính An, nhưng việc cô viết một bức thư tình cho anh ta là một sự hiểu lầm. Cô phải làm rõ sự hiểu lầm này với anh ta, đào chính an tiễn tô giao tới cửa hành lang, tô giao ngăn lại, mình có chuyện muốn nói với cậu, tô giao đi đến trước mặt đào chính an, năm đó mình viết cho cậu bức thư tình kia, trước tiên mình muốn xin lỗi cậu, đào chính an nhìn tô giao, cậu viết thư tình cho mình nhưng mình lại không trả lời, nên là mình xin lỗi mới đúng, tô giao, kỳ thật mình không có ý định viết bức thư tình kia, là mình thua cá cược với người ta. Đào chính an cười, với tính cách của cậu sẽ không miễn cưỡng chính mình làm trái ý muốn. Tô Giao cúi đầu nhìn bụi cây sồi xanh bên chân, phải, mình thừa nhận, năm đó là đối với cậu có một chút hảo cảm, nhưng không đến mức khống chế không được tâm ý của mình một hai phải viết thư tình cho cậu. Tô Giao ngước mắt, nếu thư tình của mình làm cho cậu bối rối, hiện tại mình chính thức xin lỗi cậu, rất xin lỗi. Từ tình cảm năm đó mà nói, cô hẳn là không khiến anh ta bối rối, bởi vì anh ta căn bản là không đáp lại cô, vẫn luôn làm bộ không nhận được bức thư tình kia. Đào Chính An, biết mình vì sao không cho cậu bất kỳ đáp án nào không? Tô Giao cười cười, đương nhiên là bởi vì không có ý kia với mình. Nụ cười trên mặt Đào Chính An có chút chua xót, là bởi vì mình căn bản là không nhìn thấy bức thư tình kia, cho đến hai tháng trước, mình soạn lại sách cũ, mới từ trong một quyển sách ngoại khóa phát hiện ra nó. Tô Giao không nghĩ tới, năm đó đào chính an thế nhưng căn bản là không biết bức thư tình kia tồn tại lúc ấy cô viết xong thư tình vội vã kẹp trong quyển sách ngoại khóa đã mượn anh ta rồi đưa cho anh ta đợi mấy ngày cũng chưa thấy anh ta nhắc tới chuyện này cô cho rằng anh ta đối với cô một chút ý tứ đều không có mới chậm rãi đem trọng tâm đặt vào học tập không quá chú ý anh ta nữa đào chính an thở dài nếu năm đó mình tô dao đánh gãy lời đào chính an chuyện quá khứ hãy để nó qua đi đào chính an nhìn tô dao ngữ khí kiên định, mình không cho qua được. Tô Giao, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, tiếc nuối cũng vô dụng, về sau cậu khẳng định có thể tìm được một cô gái tốt hơn. Đào Chính An nhìn Tô Giao, phản phất thấy được thời niên thiếu của bọn họ, thời điểm không giải được bài cậu rất thích xoay bút, đi học chưa bao giờ làm việc riêng, thích nhất học thể dục, trời mưa luôn quên mang dù, trận bóng rổ đó cậu đã đưa cho mình chai nước khoáng có vị ngọt. Lúc này, cửa hành lang bị mở ra từ bên trong, Triệu Hân Hoa xuống lầu vứt rác trên tay xách theo một cái túi đựng rác màu đen đi ra thấy tô dao trời lạnh như vậy con đứng đây làm gì nói xong lại thấy đào chính an đứng đối diện tô dao cảm thấy quen mặt mới nhớ ra đây không phải công tố viên trưởng kia sao triệu hân hoa quay đầu nhìn tô dao ngữ khí khó nén vui vẻ nói cho con đối tượng xem mắt con không chịu để tâm giờ lại lén lút với nhau các con nói chuyện đi mẹ đi đổ rác triệu hân hoa xách theo túi đựng rác lưu luyến mỗi bước đi vừa quẹo ra khỏi khu nhà bỗng thấy bức tường phía sau đang đứng một người. Người này vóc dáng rất cao, đang hút thuốc, trong tay là một chiếc vali màu đen. Rất anh Tuấn, nhưng sắc mặt một chút cũng đều không tốt, giống như muốn ghế người. Đừng nói là đến đây ghế người đó chứ, có rất nhiều tin tức như vậy, người này đến cả vali đều đã chuẩn bị tốt, lớn như vậy, nói không chừng là dùng để vận chuyển thi thể, thật là đáng sợ, cảm thấy bị nhìn chầm chầm, người nọ nâng mắt, ánh mắt tối đi giống như mây đen trước cơn mưa mùa hạ. Triệu Hân Hoa sợ tới mức trong lòng run rẩy, nhấc chân bỏ đi, nghĩ thầm mới qua năm mới, sao lại có người đáng sợ như vậy? Tô Giao hoàn toàn không chú ý Trần Ngân Hà đang đứng ở ven tường cách đó không xa, còn tưởng rằng anh sáng mai mới trở về. Cô tiếp tục cùng Đào Chính An nói chuyện, hôm nay muộn rồi, cảm ơn cậu đã đưa mình về nhà, về sớm đi. Đúng rồi, thư tình có thể trả lại cho mình không? Đào Chính An từ trong túi áo móc ra một phong thư màu hồng nhạt, Tô Giao duỗi tay muốn nhận, nhưng Đào Chính An không đưa cho cô, cậu đã tặng cho mình chính là đồ của mình rồi, đồ của mình sẽ không đưa lại cho người khác." Giọng nói Đào Chính An còn chưa hết, cảm giác bên tai thổi qua một trận gió, ngay sau đó đồ trên tay không còn, thư tình bị người khác đoạt đi mất. Anh ta thậm chí không cảm giác được phía sau có người đến gần, như là yêu ma đột nhiên xuất hiện. Đào Chính An quay đầu, thấy trong bóng đêm có một đôi mắt như là mắt sói gắt gao nhìn chằm chằm mình. Ước chừng tuổi đối phương, diện mạo cùng thần sắc đào chính an đại khái có thể đoán được, người này hẳn chính là người đàn ông Tô Giao nói thích, hoặc là người nào đó đang theo đuổi Tô Giao. Đào chính an nhìn thư tình trên tay đối phương, nhíu mày không vui nói, xin hãy đem đồ của tôi trả lại đây. Trần Ngân Hà câu môi cười một chút, thanh âm lạnh lùng, mang theo vẻ trào phúng không chút nào che giấu, đồ của anh. Đào chính an duỗi tay muốn đoạt lấy, Trần Ngân Hà vung một quyền đánh vào mặt anh ta, hung hăng nhìn anh ta, người phụ nữ của lão tử mà mày cũng dám tơ tưởng đào chính an ăn một quyền, trên mặt nóng rát đau đớn, trở tay cũng cho Trần Ngân Hà một quyền. Trần Ngân Hà không tránh, cũng ăn một cú, tiến lên chắn trước mặt tô Giao, một bên bắt lấy cánh tay đào chính an đem anh ta đẩy mạnh sang một bên, cút. Tô Giao hoàn toàn không nghĩ tới Trần Ngân Hà sẽ xuất hiện, không phải ngày mai anh mới trở về sao. Tô Giao không muốn để hai người đánh nhau tiếp, đem Trần Ngân Hà kéo ra phía sau mình, ngước mắt nói với đào chính an. Tối nay làm phiền cậu rồi, nên nói mình đều đã nói hết cậu về đi. Đào Chính An xoa gương mặt bị đánh đau, nhìn Trần Ngân Hà, xoay người lên xe, chờ Đào Chính An lái đi xa, Tô Giao xoay người, khuôn mặt trầm xuống, ai bảo anh động thủ đánh người trước. Trần Ngân Hà câu môi cười một chút, lạnh lẽo trong mắt giống như muốn kết băng, thanh âm ngã ngớn lại khang khang, thế nào, em đau lòng cho hắn. Tô Giao nhìn mặt Trần Ngân Hà bị Đào Chính An đánh, da anh trắng, người lại kiều quý, trên mặt hơi có một chút vết thương liền sẽ rất rõ ràng, huống chi là vững chắc ăn trọn một cú đánh cô hỏi đau không nói rồi nâng tay muốn sờ một chút bị anh nghiêng đầu tránh đi không cho cô chạm vào không phải nói giúp chống tội phạm mại dâm sao trên người cô còn mặc bộ quần áo trước nay anh chưa từng thấy qua anh cảm thấy chói mắt ngoài miệng hiển nhiên nói cũng không dễ nghe hóa ra ăn mặc đẹp là để đi hẹn hò tôi mới rời vân gian mấy ngày em liền không chịu nổi tịch mịch rồi trần ngân hà nâng tay đem bức thư tình trên tay đã cướp được từ đào chính an quơ quơ trước mặt tô dao thanh âm càng ngày càng lạnh không phải nói chỉ có một chút hảo cảm với hắn thôi sao vậy bức thư tình này từ đâu tới tô giao ngửi được mùi thuốc lá trên người trần ngân hà đoán được anh không phải vừa đến đây hẳn là đã đợi cô một lúc rồi vừa rồi cô cùng đào chính an nói gì anh hẳn đều nghe thấy được cô nhìn anh giải thích nói anh không phải đều nghe thấy sao bức thư tình này chỉ là hiểu lầm thôi trần ngân hà như là không nghe thấy tô giao nói nhận định cô trong lòng có người đàn ông khác từng có cũng không được Trần Ngân Hà liếc mắt nhìn Tô Giao một cái, thông thả ung dung mà mở thư tình ra, cười như không cười, để tôi nhìn xem bên trong viết tình cảm yêu đương gì. Tô Giao sớm đã quên chính mình viết cái gì, nhưng mặc kệ cô viết cái gì, cho dù chỉ là viết vài câu thơ cổ trên đó cũng là chuyện riêng tư của cô, anh không có quyền lợi tùy tiện đọc. Tô Giao duỗi tay muốn đoạt, trả lại cho tôi. Trần Ngân Hà dùng một bàn tay ngăn Tô Giao, một tay khác mở phong thư, mở tờ giấy bên trong ra, nương theo ánh đèn cửa hành lang nhìn vào nhìn ánh mắt người đàn ông ngày càng trầm xuống tô dao có chút chột dạ tôi viết cái gì vậy trần ngân hà đem tờ giấy vo thành một đoàn như tự ngược cất vào trong túi mình trên mặt treo nụ cười như cũ lúc viết bản thảo không phải sẽ không viết sao ấy vậy mà thư tình viết rất trôi chảy nổi bật tô dao nhíu mày anh có thể đừng nói chuyện âm dương quái khí như vậy được không trần ngân hà không thể tô dao để mình bình tĩnh lại tôi không muốn cùng anh cãi nhau ánh mắt trần ngân hà trầm xuống trong mắt tràn ngập cảnh giác cùng đề phòng, em muốn chia tay với tôi, anh không thể lý giải, em vì một tên không cao bằng tôi, không đẹp trai bằng tôi, không giàu có bằng tôi mà muốn chia tay với tôi. Tô Giao liếc mắt nhìn Trần Ngân Hà một cái, cả giận, hai ta vốn dĩ không ở bên nhau, không thể gọi là chia tay, cùng lắm là tuyệt giao. Trần Ngân Hà cười khổ một tiếng, em còn muốn cùng tôi tuyệt giao, tốt, rất tốt, Tô Giao, tôi chưa nói muốn cùng anh tuyệt giao, là chính anh nói mà. Trần Ngân Hà nhìn Tô Giao, không phải em có ý này sao? Tô Giao cảm thấy vấn đề này không hề có giá trị thảo luận, ngước mắt nhìn anh, anh về khi nào vậy? Trần Ngân Hà, em căn bản không muốn tôi trở về, ước gì tôi ngốc ở Nam An vĩnh viễn không cần trở lại, như vậy em liền có thể cùng hắn cho tàn lại cháy sông túc sông phi, có đúng hay không? Tôi không nói như vậy, cũng không có ý này, Tô Giao duỗi tay chạm vào mu bàn tay Trần Ngân Hà, phát giác tay anh rất lạnh, đau lòng nói, anh ở dưới lầu chờ tôi bao lâu rồi? đừng chạm vào tôi, đừng dùng đôi tay viết thư tình cho tên đàn ông khác chạm vào tôi, Trần Ngân Hà lui về sau nửa bước, không cần làm bộ quan tâm tôi, em căn bản không quan tâm tôi, Tô Giao thở dài, anh ở Nam An mấy ngày này có phải đã đọc tiểu thuyết ngược luyến gì hay không, trong tiểu thuyết đều là giả, đừng học cái gì lung tung rối loạn. Trần Ngân Hà hừ lạnh một tiếng, trái tim người khác tan nát trong mắt em chính là giả, lung tung rối loạn, Tô Giao, em đến tột cùng có trái tim hay không? Tô Giao cô lớn như vậy, trước nay chưa thấy qua người không nói đạo lý như thế này, đây là cái lo diệt ngược luyến văn nữ chủ gì vậy trời. Nhìn dáng vẻ của anh hôm nay là không thể bình tĩnh nói chuyện, tô giao, anh về nhà trước đi, bình tĩnh lại, ngày mai chúng ta nói chuyện. Tô giao về nhà, tắm nước nóng, thay đồ ngủ, ngồi ở mép giường nhìn chầm chầm điện thoại mình. Trần Ngân Hà không gọi điện thoại cho cô, cũng không gửi tin nhắn. Một lát sau, tô giao sốc lên chăn lên giường, mở ra cửa sổ hội thoại cùng Trần Ngân Hà nói chuyện trên uy chát, gõ mấy chữ lại xóa, càng nghĩ càng bực bội, ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, không biết qua bao lâu, tô giao từ trên giường xuống dưới, đi đến bên cửa sổ hướng dưới lầu nhìn thoáng qua, anh thế nhưng vẫn chưa đi, đang đứng ở ven tường cúi đầu hút thuốc, đã tràn sáng, dưới lầu ngoại trừ anh một bóng người đều không có, chỉ có đèn đường mờ ảo và bóng anh trên mặt đất. Tô Giao khoác áo lông lông vũ mà cô hiếm khi mặc bên ngoài đồ ngủ rồi đi xuống dưới nhà. Cô vừa giận vừa đau lòng, giận anh ghen tuông bừa bãi, bốc đồng đánh người, càng quấy. Biết rõ sức khỏe mình không tốt còn ở dưới lầu thổi gió lạnh. Tô Giao trầm khuôn mặt mở cửa hành lang ra, nhìn thoáng qua chỗ Trần Ngân Hà vừa đứng, còn chưa kịp nhìn rõ ràng thì cánh tay đột nhiên tê rần, bị một cổ mạnh mẽ túng tới gốc tường hành lang bên cạnh. Lần trước cô bị anh dùng sức túng như vậy là ở bệnh viện lần đó bị anh đè xuống cưỡng hôn, anh cũng không giống lần trước cưỡng ép cô, chỉ ôm cô, dùng trán mình chống vào cô, ở trên trán cô nhẹ nhàng cọ, trầm mặt không nói lời nào. Tô Giao ngửi được mùi thuốc nồng đậm, nhíu mày nói, anh hút bao nhiêu thuốc rồi, người đàn ông vẫn không nói lời nào, chỉ ôm cô càng chặt, Tô Giao bị mùi thuốc ám đến đau đầu, lại tức anh không yêu quý thân thể của mình, ngữ khí trở nên hung dữ, nói đi, vì sao không về, cũng không gọi điện thoại cho tôi anh là muốn chết cống hay là hút thuốc mà sặc chết? Người đàn ông lúc này mới khàn giọng mở miệng, em biết tôi có bao nhiêu nhớ em không, tôi thậm chí không đợi được đến ngày mai, tối nay nhất định phải nhìn thấy em. Nghĩ đến anh vì cô mà thay đổi chuyến bay, ở dưới lầu đợi cô lâu như vậy, tô dao không khỏi mềm lòng, chủ động ôm eo anh, sao không nói trước với tôi, tôi ra sân bay đón anh. Bị cô ôm như vậy, anh như là được cổ vũ, không ngừng dụi tráng, nhìn chầm chầm đôi môi mộng như anh đào của cô, ánh mắt đói khát đến mức muốn nuốt trọn đôi môi anh đào của cô. Anh nghẹn ngào hỏi cô, tôi không ở đây mấy ngày nay em có nhớ tôi không? Cô không nói chuyện, nói không nhớ là giả, nhưng cô còn giận, dứt khoát không nói. Một lát sau, cô duỗi tay sờ soạn gương mặt anh, đau không? Anh rủ mắt nhìn cô, như cũ nhìn chầm chầm vào môi cô, không đau bằng cái tác của em ở bệnh viện lần trước. Nói đến cái tác lần trước tô dao cầm lòng không đậu mà nghĩ tới vụ cưỡng hôn khiến cô vừa đau vừa tức giận ấy đêm tối có thể làm ngủ quan người ta trở nên hết sức nhạy bén, cô nghe thấy âm thanh của lớp vải áo khoác cọ vào người khi anh giơ tay lên, cô thấy hầu kết anh lăn lộn lên xuống một chút, đôi mắt hoa đào kia dường như càng ngày càng sâu, hô hấp của anh dần trở nên dồn dập lên, cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả vào tai và cổ, nhịp tim càng lúc càng nhanh, suýt chút nữa bật ra khỏi lòng ngực, anh hơi nghiêng đầu, dùng chóp mũi cò cò cô, hô hấp cuốn quanh lẫn nhau, hơi thở khô nóng vội vàng trong bóng đêm dày đặc đến nỗi không hòa tan được. Anh cúi đầu, môi dán lên môi cô, đầu tiên là nhẹ nhàng thử, thấy cô không đẩy anh ra, nghĩ cô cũng muốn, anh mới dám hé môi ngậm lấy môi cô. Anh nỗ lực khắc chế, mới miễn cưỡng để tình yêu mãnh liệt và rực lửa của mình được giải tỏa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng mà cũng chỉ là tận lực. Bầu trời đầy sao, họ hôn nhau thật lâu vào một đêm sáng sớm mùa đông, hít thở không thông trước một giây tách ra. Tô dao lau khóe môi, thấp giọng nói, anh cần phải về. Trần Ngân Hà cúi đầu, nhìn môi cô bị anh hôn đỏ lên, thanh âm khàn khàn, không đủ. Nói xong câu này đem cô kéo lại, giấu cô trong áo khoác mình và ôm chặt, lại lần nữa hôn lên, lại không biết qua bao lâu, tô dao rốt cuộc từ trong lòng ngực Trần Ngân Hà thoát ra, anh thật sự phải về, không về trời sắp sáng rồi. Trần Ngân Hà giúp tô dao chỉnh lại cổ áo khoác lông vũ, thấp giọng hỏi, thích tôi hôn em không? Mặt tô dao vốn dĩ đã đỏ, nghe thấy anh hỏi như vậy càng đỏ hơn, cô rất thích anh cho cô nụ hôn này. Trần Ngân Hà, 10.000 chữ, thiếu một chữ cũng không được. Tô Giao, cái gì 10.000 chữ? Trần Ngân Hà từ trong túi lấy ra bức thư tình, tì ghen ghét trong mắt cơ hồ muốn hóa thành chất bán xuyên cô, em viết cho hắn 1.000 chữ, phải trả lại cho tôi 10.000 chữ. Anh mãn nhãn nhân từ nhìn cô, tôi không phải một người không nói đạo lý, 10.000 chữ không nhiều lắm đâu. Tô Giao sợ nhất chính là người khác bắt cô viết văn, cho dù vừa rồi anh hầu hạ cô thật sự thoải mái, cô cũng không muốn viết, tôi không viết, tùy tiện làm gì đều được, dù sao tôi cũng không viết, bài tuyên truyền hay bản thảo đều viết không tốt, thư tình càng không viết ra được. Người đàn ông cười một chút, nhìn qua là bộ dáng rất dễ nói chuyện, không bắt em viết thư tình, tôi giao nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải thư tình là được. Trần Ngân Hà đem cảm thụ vừa rồi viết ra, từ khi chúng ta ôm nhau đến khi tôi hôn em, đầu lưỡi em cuốn lấy tôi không bỏ bị tôi hôn đến nhũng cả người, đến nỗi đứng không vững, chỉ muốn càng nhiều hơn, tôi giao mặt đầy xấu hổ và giận dữ, đừng nói nữa. Còn không bằng bắt cô viết thư tình đi, cô suy nghĩ một chút, vạch ra một con đường rõ ràng cho Trần Ngân Hà, anh nếu muốn xem chuyện người lớn thì đi tìm đội trưởng Hoàng đi, chỗ anh ấy dạng gì cũng có. Trần Ngân Hà nhướng mày, con ngươi đen nhánh trầm xuống, em cho rằng tôi đang nói giỡn với em sao, anh nhìn cô, tới gần, tôi là một người rất hẹp hòi, keo kiệt đến nỗi chỉ cần tên đàn ông khác liếc mắt nhìn em một cái tôi đều sẽ ghen ghét càng đừng nói em cùng hắn còn có một đoạn quá khứ như vậy nếu năm đó hắn thấy bức thư tình này các người có phải hay không đã ở bên nhau chỉ ngẫm lại tôi cũng đã chịu không nổi muốn ghế hắn tôi khổ sở như vậy em hoặc là hắn nên trả giá một chút đi anh đưa tay với vào trong túi áo lông vũ của cô lấy ra di động của cô cúi đầu giải khóa tốc độ của anh quá nhanh thậm chí cô còn không kịp bắt lấy cổ tay anh. Cô nhíu mày, trả điện thoại lại cho tôi. Trần Ngân Hà nhập một dòng mật mã, mở danh bà điện thoại của Tô Giao ra xem, hắn tên là gì? Tô Giao, sao anh biết mật mã điện thoại của tôi? Trần Ngân Hà đầu cũng không nâng lên, ngữ khí không dao động, giống như máy móc lạnh băng, lặp lại hỏi, hắn tên là gì? Tự hồ không nhận được đáp án cho câu hỏi này anh vẫn sẽ lặp đi lặp lại. Tô Giao cảm giác quyền riêng tư của mình đã bị xâm phạm, sắc mặt không vui, trả tôi. Tô Giao cướp điện thoại về, tôi và anh ta mới gặp lại trong buổi họp lớp, không hề có liên hệ tư tình. Thư tình là hiểu lầm, trước kia chỉ có chút hảo cảm, về sau cũng sẽ không có liên hệ gì, tôi chỉ nói một lần thôi. Làm bạn gái của tôi, Trần Ngân Hà rủ mắt nhìn Tô Giao, nếu không tôi không yên tâm, luôn lo lắng em sẽ bị tên đàn ông khác cướp đi. Chỉ cần có mắt cô nên biết anh so với tên đàn ông nào khác trên thế giới đều ưu tú hơn, cô không có lý do không chọn anh anh ghen ghét cô từng có hảo cảm với tên đàn ông kia, cho dù chỉ là trong nháy mắt cũng không được, anh gắt gao đem cô ôm trong lòng ngực mình, như là muốn đem cô khảm vào trong thân thể mình, làm bạn gái của tôi đi, như vậy ai còn dám tới cướp em, tôi liền có lý do đập đầu hắn ta, tô giao, không có ai muốn cướp tôi cả, đừng lúc nào cũng là bộ dáng đối địch như vậy có được không? Trần Ngân Hài nhìn tô giao, ánh trăng phủ một tia sáng trắng mềm mại trên làn da cô, bởi vì anh đã hôn cô, môi cô đỏ tươi, phiếm một tận ánh sáng bóng bẩy, trông đầy đặn hơn bình thường, đôi mắt hút hồn suýt gây hỏa quốc. Anh duỗi tay sờ gương mặt và môi cô, em có biết em đẹp đến mức nào không? Tô Giao tuy rằng còn tức giận, nhưng không ai có thể cự tuyệt người khác dùng ánh mắt thành kính như vậy nhìn mình, khen ngợi mình, sắc mặt cô tốt hơn một chút. Trần Ngân Hà tiếp tục nói, ngoại trừ tôi em là người đẹp nhất trên thế giới này, Tô Giao. Anh đến tột cùng là khen cô hay là khen chính anh, thần sắc anh nghiêm túc, không có chút nào hài hước hay vui đùa, rất chân thành lại tin tưởng không nghi ngờ, chỉ có em mới xứng đôi tôi, cũng chỉ có tôi mới xứng đôi với em. Anh cường thế lại bá đạo, dùng giọng điều không thể nghi ngờ nói, làm bạn gái của tôi. Đêm nay anh đã nói với cô lần thứ ba muốn cô làm bạn gái anh. Anh bị cơn ghen lớn ác mà quên mất đã nói phải để cô theo đuổi anh. Hiện tại đối đầu với kẻ địch mạnh, anh phải có được quyền sở hữu cô thì mới cảm thấy yên tâm. Cô phải là của anh. Tôi giao thoát ra khỏi vòng tay của Trần Ngân Hà nhỏ giọng nói, tôi cần phải suy nghĩ một chút. Đôi mắt lộng lẫy như giải ngân hà của người đàn ông này lập tức tối sầm lại, giọng nói của anh gần như làm người ta khó thở, em đang từ chối tôi, em vì tên đàn ông khác mà từ chối tôi. Tô Giao nhìn Trần Ngân Hà, vấn đề ở giữa bọn họ không phải là Đào Chính An, không hề có liên quan nữa cộng lông đến Đào Chính An. Cô không thể nhìn thấu Trần Ngân Hà, cô không muốn người bên cạnh mình là một người đầy dối trá, lừa dối cô và tính kế cô, không thể thích được nữa không liên quan gì đến anh ta, tô giao im lặng một hồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi. Sau đó, cô xoay người bước vào hành lang, cô cũng không rời đi ngay lập tức dựa vào tường lắng nghe động tĩnh bên ngoài, một lúc sau liền nghe thấy tiếng Trần Ngân Hà kéo vali bước đi, tô giao trở lại phòng, nằm trong bóng tối, chạm vào môi mình. Cô hối hận, lẽ ra cô không nên để anh hôn cô, cô không nên đáp lại anh khi anh hôn cô, về mặt lý trí, biết rằng điều đó là không nên, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được, cô thích anh một cách không kiểm soát, cô không khỏi tự hỏi, nếu một ngày nào đó trong tương lai, họ ở hai phe hoàn toàn trái ngược nhau, liệu cô có dương súng về phía anh và bóp cò không chút do dự không? Không, cô nghĩ. Anh không phải loại người như vậy, mọi việc anh làm đều có lý do của anh. Tô Giao vốn dĩ muốn đợi Trần Ngân Hà nói chuyện vui vẻ với anh sau khi trở về Vân Giang, nhưng cô không ngờ lại chen một đào chính an vào giữa, điều này hoàn toàn làm gián đoạn tiết tấu của cô lúc này trần ngân hà không thể nghe cô nói, đợi cho đến khi anh bình tĩnh lại rồi nói sau. ngày thứ hai là ngày mùng sáu tháng giêng âm lịch, tô giao ra sân bay đón người như dự định ban đầu. trần ngân hà trở về vân giang trước thời hạn, tô giao đi đón hứa gia hải và chu tiểu nhiên. so với khi cô đưa họ đến sân bay tám ngày trước, tô giao giờ đây rõ ràng là im lặng hơn nhiều. mới vừa cãi nhau với người đàn ông mình thích, không ai có tâm trạng tốt cả. hứa gia hải rất vui, vốn dĩ ban đầu anh ta không vui lắm. Vì Trần Ngân Hà phản bội bộ ba năm an bọn họ, anh thay đổi chuyến bay mà không nói một lời, gọi điện cho anh ta sau khi xuống máy bay và nói với cậu độc thân rằng anh đang ở nhà bạn gái. Ở dưới lầu đợi cô về nhà dành cho cô bất ngờ, khoe khoang lên tận trời cao. Sáng sớm nay anh ta gọi điện cho Trần Ngân Hà, nghe thấy người bên kia nói với anh ta bằng giọng sắp chết rằng anh thất tình, bị cả thế giới ruồng bỏ. Hứa Gia Hải lập tức không kìm được, cười thành tiếng, đây không phải là quả báo thì là gì hứa gia hải trong lòng tò mò đến mức hận không thể lấy kính lúc xem trần ngân hà thất tình như thế nào ngoài mặt vẫn cao quý hào hoa như là thuận miệng hỏi đội trưởng tô sao lại không thấy lão trần đến đây vậy tô giao vừa lái xe đáp một câu tối hôm qua anh ấy cùng tôi phát sinh mâu thuẫn mất bình tĩnh tôi không gọi anh ấy chu tiểu nhiên kinh ngạc làm sao có chuyện này tôi tưởng anh ngân về sớm hai người có thể ôm hôn rồi cặp với nhau rồi tô giao nghĩ thầm ôm hôn thì có nhưng không thể cặp với nhau chu tiểu nghiên cởi chiếc mũ len dày cộc từ nam an xuống vậy tại sao hai người lại xảy ra mâu thuẫn tô giao chỉ nói một lý do hời hợt không phải lý do cơ bản một người bạn học cũ của tôi đã đưa tôi về nhà bị anh ấy nhìn thấy không phân rõ xanh đỏ đen trắng ghen tuông vô cớ lại còn đánh người ta trước bản thân cũng bị đánh cho tơi bời chu tiểu nghiên nghiến răng thật quá đáng tô giao đúng vậy trong lòng anh ấy rõ ràng biết tôi không có gì với người bạn học cũ đó một hai phải vô cớ gây rối chu tiểu nghiên tôi nói bạn học cũ của cô thật quá đáng làm sao anh ta có thể đánh anh ngân của tôi tô giao là anh ấy động tay với người ta trước chuyện này quả thực là trần ngân hà làm sai trở về cô còn phải liên hệ với đào chính an thay trần ngân hà xin lỗi bằng không về sau gặp phải chuyện trong công việc làm thế nào triển khai công tác đây chu tiểu nghiên anh ta cũng không thể đánh anh ngân của tôi dù sao cũng không thể được tô giao nhìn chu tiểu nghiên đã là thế kỷ 21 rồi, đừng sùng bái mù quáng như vậy được không? Tô Giao có chút tò mò, tiểu nhiên, tôi hỏi cô, nếu như Trần Ngân Hà không phải cảnh sát, mà là một tên đại ca, một tên ác ma gây hại cho xã hội, cô vẫn sẽ xem anh ấy như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Chu tiểu nhiên đương nhiên nói, tất nhiên, Tô Giao, bảo cô làm chuyện xấu cô cũng làm, Chu tiểu nhiên, anh Ngân không phải người như vậy, Tô Giao, tôi nói lỡ như, Chu tiểu nhiên, làm. Tô Giao không còn gì để nói, chủ nhiệm hứa nói đúng, cô đúng là chó săn của Trần Ngân Hà, tới trước chính là nhà của hứa Gia Hải, chính xác là nhà của Trần Ngân Hà. Tô Giao lái xe đến dưới lầu, xuống xe nhìn lên lầu, hứa Gia Hải xách vali ra khỏi cốc, lấy chìa khóa mở cửa hành lang, quay đầu lại nói, lên ngồi không, Tô Giao, quên đi, không đi. Cô không thích hợp để gặp Trần Ngân Hà bây giờ, thấy cũng cãi nhau. Chờ khi anh bình tĩnh nhận ra sai lầm của mình rồi nói sau sau khi hứa gia hải rời đi tô giao lại lái xe đưa chu tiểu nghiên về nhà chu tiểu nghiên sống trong một tòa nhà dân nhìn qua đã tồn tại nhiều năm nơi đây cũng đổ nát như tiểu khu của tô giao tô giao giúp chu tiểu nghiên xách vali lần trước cô nói là có công việc mới đổi thành công việc gì vậy cẩn thận nước trên mặt đất coi chừng trượt chân chu tiểu nghiên dẫn tô giao lên lầu đáp vào quán ba làm bồi bàn tô giao tại sao lại ở quán ba môi trường trong quán ba không đơn giản Chu Tiểu Nhiên có ngoại hình xinh đẹp, Tô Giao sợ cô ấy bị mấy người tạp nham bắt nạt, có thể đóng năm bảo hiểm và một quỹ nhà ở không, có thể đảm bảo ổn định công việc và an toàn cá nhân không? Chu Tiểu Nhiên cười, từ nhỏ tôi không được đi học, thậm chí còn chưa học hết cấp 2 đã bị buộc thôi học, không được học hành đến nơi đến chốn. Muốn tìm được dạng công việc như vậy cũng không tìm thấy. Tô Giao không tin, với khả năng của Trần Ngân Hà và Hứa Gia Hải là quá dư sức để giúp Chu Tiểu Nhiên tìm được một công việc ổn định, có phải cô thích làm ở quán ba không chu tiểu nhiên lấy chìa khóa ra mở cửa quán ba khá tốt bán rượu còn có tiền hoa hồng một tháng cũng có thể kiếm được rất nhiều chu tiểu nhiên thuê một phòng hai phòng ngủ và một phòng khách rộng bảy mươi mét vuông phòng khách được chủ nhà ngăn thành một phòng nhỏ làm chỗ ở cho ba cô gái trông rất đông đúc một đôi tất đen không rõ của ai được vứt trên ghế sofa một vài chiếc á ó gợi cảm thắt lưng váy ngủ áo len và áo khoác rẻ tiền đang treo trên ban công cách âm của ngôi nhà không tốt, có âm thanh duy in truyền ra từ một căn phòng khác ở hướng bắc, khiến người ta cảm thấy rất bức bối. Chu Tiểu Nghiên cúi xuống nhặt cái gối trên ghế sofa che đi đôi tất chân, tất nửa túi khoai tây chiên bị ai đó ném lên bàn cà phê, cô quay đầu lại nói với Tô Giao, không cần thay giày, vào đi. Tô Giao nhìn hoàn cảnh sống kém cỏi, không khỏi nhíu mày, nếu không cô đổi nhà đi, thuê chung không an toàn. Không phải cô còn có một căn nhà ở Nam An à, nếu cô quyết định định cư ở Vân Giang, vậy bán căn đó đi, mua một căn ở Vân Giang sống thoải mái hơn. Chu Tiểu Nhiên đưa Tô Giao vào phòng mình rồi đóng cửa lại, cô thực sự cho rằng tôi sống ở đây là vì cuộc sống sao? Cô là cảnh sát, không nhìn ra tôi đang nằm vùng ư. Tô Giao, thực xin lỗi, tôi không nhìn ra. Phòng của Chu Tiểu Nhiên quay mặt về hướng nam, có ban công rộng, phòng sạch sẽ, ngăn nắp. Phong cách trang trí của phòng là tôn màu hồng và trắng, mang đầy vẻ nữ tính. Tô Giao ngồi trên ghế tùy tiện cầm một món đồ chơi màu hồng hình con thỏ trên giường chơi đùa, nói cho tôi nghe về hành động nằm vùng của cô đi. Chu Tiểu Nhiên mở cửa, cẩn thận liếc nhìn bên ngoài rồi khóa cửa lại, nói nhỏ với Tô Giao, cô gái sống đối diện với tôi, chính là người thích xem đuôi in kia. Tôi nghi ngờ cô ta đang dùng ma túy và có thể đã xảy ra án mạng. Tô Giao, nói thử xem, Chu Tiểu Nhiên, cô ta làm cùng quán bar với tôi. Cả ngày buồn ngủ, hay ngáp, bơ phờ, da vàng vọt, chán ăn và ngày càng gầy. Tô Giao gật đầu. Đây quả thực là một biểu hiện điển hình của chứng nghiện ma túy, nhưng nó không chỉ xảy ra khi sử dụng ma túy. Chu Tiểu Nhiên tiếp tục, một đêm, tôi vào bếp đổ nước và thấy cô ta từ bên ngoài loạn choạng trở lại với vết máu trên người. Cô ta đã gọi điện cho ai đó và nói rằng cô ta sẽ ghế đối phương. Tô Giao, không gọi cảnh sát à. Chu Tiểu Nhiên, không có chứng cứ, tôi lại không tận mắt nhìn thấy cô ta hút ma túy và ghế người vốn dĩ tôi quá giới hạn ở đây rồi, bởi vì cô ta nên tôi quyết định không dọn đi nữa, khi tôi có manh mối nhất định sẽ gửi thông tin cho anh Ngân. Không chừng tìm hiểu nguồn gốc có thể bắt được một băng nhóm buôn ma túy cực lớn, Tô Giao đứng dậy, bước ra khỏi cửa phòng của Chu Tiểu Nhiên, đi quanh phòng khách và nhà bếp, nhìn xung quanh, quay lại nói, cô ta không phải nghiện ma túy, mà là mang thai, dự đoán sơ bộ máu trên người cô ta là dấu hiệu của sảy thai, không biết đứa trẻ có giữ được hay không. Chu Tiểu Nghiên nhìn Tô Giao đầy ngưỡng mộ, cô thật quá lợi hại, có thể nhìn ra sao? Tô Giao nói không nên lời, giấy xác nhận mang thai của cô ta và toa thuốc ở trên tủ bên cạnh sofa kia. Chu Tiểu Nghiên chịu đã kích, không phải vô cớ mà Ngân Hà luôn gọi tôi là đồ ngốc. Tô Giao, nếu cô muốn xem nhà, tôi có thể cùng cô đi xem, tìm một căn có điều kiện tốt hơn, đừng tìm kiểu cho thuê chung nhóm nữa. Khoảng cách các phòng, dây điện lộ ra bên ngoài kia, quá nguy hiểm. Chu Tiểu Nghiên cất hành lý đi. Giao giao, hôm nay cô có làm gì không, nếu không buổi chiều đi dạo với tôi đi, tôi muốn mua ít đồ. Theo kế hoạch ban đầu, buổi sáng tôi giao định đi đón Trần Ngân Hà, ở cùng anh cả buổi chiều. Bây giờ xem như không cần rồi, cả hai ăn trưa tại quán mì ở lối vào tiểu khu và cùng nhau đi đến một trung tâm mua sắm gần đó. Chu Tiểu Nhiên lấy điện thoại di động ra, xác nhận số dư ngân hàng trực tuyến, tốt lắm, chắc là đủ rồi. Nhìn thấy trận chiến của cô ấy, Tô Giao không khỏi tò mò, cô muốn mua gì chu tiểu nhiên vừa đi vừa nói mấy ngày nữa là sinh nhật anh hải tôi muốn mua quà sinh nhật cho anh ấy cô từ bỏ trần ngân hà sau đó bắt đầu thích hứa gia hải nói đến việc thích hứa gia hải tô giao rất có kinh nghiệm cô hẳn hiểu rõ anh ấy hơn tôi cô biết anh ấy là một tên lãng tử tình trường không chu tiểu nhiên mỉm cười đương nhiên là biết tô giao vậy cô vẫn chu tiểu nhiên kéo tô giao vào một cửa hàng quần áo phụ nữ cái váy đó nhìn đẹp thật đi xem nào tô dao sợ là hứa gia hải không thích mặc váy đâu chu tiểu nghiên cười đến thắt lưng gần như không thẳng lên được cô đang nghĩ gì vậy là tôi mặc tôi thử xem cô giúp tôi nhìn xem chu tiểu nghiên cầm váy vào phòng thử đồ bước ra soi gương đẹp không váy màu trắng tinh tay dài dài dưới đầu gối một chút cổ áo viền ren trong vòng eo rất thon thả làn váy có hai tầng tô dao nhìn một cái rồi nói đẹp đây không phải là phong cách thường ngày của chu tiểu nghiên cô ấy thích phong cách của một người phụ nữ trưởng thành chứ không phải kiểu trong sáng và đoan trang như thế này chu tiểu nhiên có đôi mắt to đẹp và chiếc cằm rất thon gọn mặc chiếc váy xếp nếp trên người giống như một nàng công chúa nhỏ bước ra từ trong truyện tranh cô ấy vào vào mái tóc xoăn dài búi tóc thấp mỉm cười thế nào trông giống con gái nhà lành không tô dao nói thế nào cô vốn dĩ là con gái nhà lành mà chu tiểu nhiên nhìn mình trong gương mỉm cười nhưng không nói gì cô ấy quay sang người phục vụ nói bộ váy này có giảm giá không? Người nhân viên trả lời, xin lỗi tiểu thư, đây là hàng mới, trước mắt không giảm giá, nhưng có thể tặng cho tiểu thư một chiếc khăn lụa trị giá 300 tệ ạ. À. Tô Giao nhìn giá trên nhãn váy, khẽ kéo ống tay áo của Chu Tiểu Nghiên, nói nhỏ, hai ngàn, đắt quá, đi chỗ khác xem thử đi. Chu Tiểu Nghiên có vẻ rất thích chiếc váy này khăng khăng muốn mua nó. Để người phục vụ gói lại, sau khi thanh toán tiền và rời khỏi cửa hàng, Tô Giao chợt hiểu Chu Tiểu Nghiên, có vẻ như cô rất thích hứa gia hải, vì anh ấy mà chi nhiều tiền như vậy. Tôi Giao tưởng tượng nếu Trần Ngân Hà tổ chức sinh nhật, cô sẽ tham gia. Đối với bữa tiệc sinh nhật của anh, cô hoàn toàn không nỡ chi 2.000 cho một chiếc váy để mặc cho anh xem, tối đa là 200 tệ. Trần Ngân Hà, người đang tận hưởng khoảng thời gian thất tình ở nhà, đánh cái hắt hơi ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt ủ rũ, cô ấy mắng tôi, cô ấy chắc chắn đang mắng tôi, biển rộng, gọi cho người phụ nữ đó và hỏi cô ấy đang làm gì. Có phải đang lêu lổng với tên đàn ông khác hay không? Còn dám gọi tôi là biển rộng, tôi sẽ gọi cậu là sông lớn đấy." Hứa Gia Hải quay lại nhìn Trần Ngân Hà, "Muốn gọi thì tự đi mà gọi, đừng kêu tôi. Trần Ngân Hà, người đã phạm sai lầm là cô ấy, trái tim cũng là cô ấy làm tổn thương, dựa vào đâu tôi phải chủ động gọi điện cho cô ấy?" Hứa Gia Hải giơ ngón tay cái lên với Trần Ngân Hà, "Lợi hại." Trần Ngân Hà cầm điện thoại đứng dậy khỏi sofa, vào phòng đóng cửa lại dựa vào cửa sổ bấm điện thoại gọi cho tô giao một cách lợi hại. Điện thoại reo nhiều lần mà cô không trả lời, Trần Ngân Hà nghĩ, cho cô thêm 5 giây nữa, nếu trong vòng 5 giây mà cô vẫn không trả lời, đời này cô đừng nghĩ sẽ nhận được cuộc gọi của anh. 5 giây sau, cô vẫn không trả lời, anh nghĩ, vì vẻ đẹp của cô, cho cô thêm 10 giây nữa. 10 giây sau cô vẫn không trả lời, anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vì cô quá thích anh nên anh sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng cho đến khi điện thoại tự động cúp máy vì không có người trả lời, Trần Ngân Hạ mới ném điện thoại lên bàn, tốt lắm, cô đã đánh mất anh hoàn toàn. Chu Tiểu Nhiên lay cánh tay Tô Giao, điện thoại của cô rung kìa, tôi nghe thấy, cô không nghe thấy sao, Tô Giao, tôi có nghe, không muốn nhận. Chỉ sợ không nói được vài câu sẽ cãi nhau, sau khúc nhạc đệm nhỏ này, Chu Tiểu Nhiên lại đưa Tô Giao đến cửa hàng làm đẹp ở tầng 1, chọn một thỏi sông màu hồng khô và một lọ nước hoa hoa cam đây là tất cả để phối hợp với chiếc váy vừa mua chu tiểu nghiên chọn xong cho mình nói với người phụ nữ ở quầy đề cử giúp tôi một mùi gợi cảm càng quyến rũ càng tốt tốt nhất là mùi mà đàn ông ngửi rồi sẽ không quên được người nhân viên cười cầm một lọ đưa cho chu tiểu nghiên dùng thử giới thiệu hương đầu của loại này là đào và lan nam phi còn hương giữa và sau là hoa huệ và xạ hương rất thu hút người khác đấy ạ à. chu tiểu nghiên xịt một chút bên gáy tô dao cho cô chọn thích mùi hương này không Tô Giao ngửi, không thích. Chu Tiểu Nhiên chớp chớp đôi mắt ái mùi, cô không nghĩ mùi này rất gợi cảm sao? Tô Giao, vì điều này nên tôi mới không thích. Tôi là cảnh sát, trên người luôn có mùi hương này. Những người biết nghĩ tôi đi bắt nghi phạm, những người không biết sẽ nghĩ tôi câu dẫn nghi phạm. Không được, hoàn toàn không được. Để dùng thời điểm cô hẹn hò, Chu Tiểu Nhiên có thể thấy Tô Giao thích, nói với người phụ nữ ở quầy lấy lọ này đi. Sau đó vội vàng mua đơn hàng, đưa nước hoa cho Tô Giao năm mới vui vẻ, giao giao, tô giao đành phải nhận lấy, nghĩ cô sẽ mua lại một cái gì đó cho chu tiểu nhiên. Tô giao hít một hơi và tự mình ngửi xem mùi hương này có thực sự ổn không, cô có chút không yên tâm về Trần Ngân Hà. Anh là một lão lưu manh, khi bị ký ý bởi mùi hương này, lỡ anh làm ra chuyện không phải con người làm thì làm sao bây giờ? Đang nghĩ gì mà mất tập trung vậy, Chu Tiểu Nhiên vừa nói vừa ông cánh tay Tô Giao, đang nhớ đến anh Ngân đúng không? Tô Giao khịt mũi, không có, anh ấy sẽ chỉ làm tôi tức giận thôi, tôi nhớ anh ấy làm gì. Chu Tiểu Nhiên quay đầu nhìn Tô Giao, tôi thật sự rất ghen tị với cô, có thể ở bên người cô thích. Tô Giao cười, cô cũng sẽ thôi, cô vẫn có chút lo lắng, chủ nhiệm hứa ở phương diện chuyên môn hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng phương diện tình cảm, tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại, đừng lúng quá sâu. Chu Tiểu Nhiên nhìn thời gian, được rồi, đồ mua gần hết rồi, chúng ta về nhà thôi. Tô Giao, không đúng, có phải chúng ta còn có thứ gì quan trọng cần mua không chu tiểu Nhiên, có sao chỗ tôi không có váy son môi và nước hoa đều đã mua rồi cô có cái gì muốn mua không tô dao chắc là không có chu tiểu Nhiên, vậy thì đi thôi buổi tối đãi tôi ăn ma lạc thang đi tô dao được thôi được thôi lâu rồi tôi chưa ăn hai người đi đến phố ẩm thực phía sau khu mua sắm đi dạo và ăn uống cho đến khi lên đèn tô dao xoa xoa cái bụng căng của mình tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô xem còn thứ gì chưa mua không? Chu Tiểu Nhiên nhìn túi hàng trên tay, xác định không có. Tô Giao, vậy chúng ta về nhà thôi. Hai người đi từ phố ẩm thực đến trước cửa trung tâm mua sắm, cuối cùng Tô Giao cũng nhớ ra mình quên mua gì. Tiểu Nhiên, mục đích chính trong chuyến đi của chúng ta là gì? Chu Tiểu Nhiên, mua quần áo, cái này không phải đã mua rồi sao? Hai ngàn tệ, tôi chưa bao giờ mua quần áo đắt tiền như vậy. Tô Giao có chút dở khóc dở cười, không phải chúng ta đến mua quà sinh nhật cho hứa gia hải sao? Nếu hứa gia hải biết đến hai người đi mua quà sinh nhật cho anh ta nửa ngày nhưng toàn mua cho mình, hoàn toàn quên mất anh ta, điều này sẽ khiến anh ta tức học ra máu mất. Tô Giao không khỏi kinh ngạc, nói thật đi, cô rất thích hứa gia hải sao? Chu Tiểu Nhiên dừng lại một lúc, tất nhiên, anh hải của tôi tuấn tú lịch sự, dịu dàng lịch lãm. Thích anh ấy có gì lạ, không phải cô từng thích anh ấy sao? Hai người lại bước vào trung tâm mua sắm, tô dao quay đầu nhìn chu tiểu nghênh trên mặt cô ấy còn chưa tan hết một vết ửng hồng cô nghi ngờ người cô ấy thích không phải hứa gia hải mà là người nào đó xung quanh hứa gia hải người này sẽ tham dự bữa tiệc sinh nhật của hứa gia hải chu tiểu nghiên không muốn nói tô dao cũng không hỏi quá nhiều mua gì cho chủ nhiệm hứa thì tốt đây chủ nhiệm hứa ăn mặc rất có phẩm vị tốt hơn là nên tặng thứ gì đó có kiểu dáng cao cấp hơn một chút cà vạt hay thắt lưng thì thế nào trước khi tô dao nói hết chu tiểu nhiên đã đi tới một cửa hàng nhỏ bán tất ở phía trước cửa hàng bán tất này nằm cạnh lối đi giữa trung tâm mua sắm không phải là cửa hàng chuyên bán mà là một gian hàng tự cho thuê rộng chưa đến năm mét vuông chu tiểu nhiên bước tới cầm lên ông chủ tất nào rẻ nhất đương nhiên chất lượng kém cũng không được tốt nhất nên lấy một đôi tất tiết kiệm chi phí nhất đi ông chủ xoay người lấy một bọc từ kệ đây rồi một bọc ba đôi giá gốc là ba trăm dành riêng cho giới quý tộc giảm mười phần trăm bây giờ chỉ còn 30 thôi. Chu Tiểu Nhiên trả tiền, yêu cầu ông chủ đóng gói, rồi lấy đi. Tô Giao nhìn ba đôi tất có giá 30 tệ của Chu Tiểu Nhiên và nhìn chiếc váy có giá 2.000 tệ. Càng ngày càng chắc chắn rằng người mà Chu Tiểu Nhiên thích nhất định không phải Hứa Gia Hải, Hứa Gia Hải là người vô tội bị lôi ra chặn súng. Vậy, người đàn ông đó là ai? Không thể là Trần Ngân Hà, nếu là Trần Ngân Hà, Chu Tiểu Nhiên không thể rủ cô ra ngoài mua đồ cùng mình. Hơn nữa, Trần Ngân Hà và Chu Tiểu Nhiên thường xuyên gặp nhau, không chỉ trong bữa tiệc sinh nhật của Hứa Gia Hải mới gặp, chẳng lẽ là Đường Chu? Đường Chu và Hứa Gia Hải là bạn học tốt của nhau, anh ta nhất định sẽ đến dự sinh nhật của Hứa Gia Hải. Đường Chu cũng là người phụ trách tình trạng của Trần Ngân Hà, Chu Tiểu Nhiên thường đến bệnh viện thăm Trần Ngân Hà, cô ấy hẳn đã tiếp xúc với Đường Chu rất nhiều, tiếp xúc hai lần đã thích, bác sĩ Đường là một người tốt, nhân cách tốt, ngoại hình ưa nhìn và còn độc thân. Tô Giao mừng cho Chu Tiểu Nhiên, cô ấy là một cô gái tốt, xứng đáng với một người đàn ông tốt. Sau khi cẩn thận chọn quà sinh nhật cho Hứa Gia Hải là đôi tất dành cho quý tộc, Tô Giao và Chu Tiểu Nhiên bước ra khỏi trung tâm thương mại. Có một tờ rơi quảng cáo ở cửa, đó là một cơ sở đào tạo tiếng Anh cho người lớn. Chu Tiểu Nhiên cầm một tờ vừa đi vừa đọc, năm đó nếu bố dượng không ép tôi kết hôn với ai đó và khiến tôi phải bỏ học, tôi đã không bị bạn trai qua mạng lừa bán, kiên trì đến chết cũng phải học xong, hiện tại hẳn là có thể nói lưu loát tiếng anh rồi câu nói của chu tiểu nhiên quá nhiều thông tin Tô giao tiêu hóa một chút tiêu sái ông lấy vai chu tiểu nhiên nở nụ cười không biết tiếng anh cũng bình thường tôi tốt nghiệp đại học đến bây giờ phát âm cũng không chuẩn từ đơn sớm đã quên từ lâu rồi chu tiểu nhiên ngẩng đầu tiếng anh của bác sĩ đường rất tốt một lần tôi đến bệnh viện để thăm anh ngân tôi thấy bác sĩ đường đang nói chuyện điện thoại ở hành lang anh ấy nói tiếng anh rất trôi chảy điều đó thật tuyệt vời không phải người cùng thế giới với tôi tô giao đột nhiên cảm thấy có chút chua xót muốn nói gì đó an ủi chu tiểu nhiên chu tiểu nhiên dường như không cần ai an ủi cô ấy mỉm cười trên mặt có đôi má lúng đồng tiền ngọt ngào đương nhiên người đàn ông tốt nhất trên thế giới này là hứa gia hải tôi rất thích hứa gia hải tô giao đưa chu tiểu nhiên về nhà mình cũng về nhà cô suy nghĩ về chu tiểu nhiên và đường chu nếu muốn giúp chu tiểu nhiên trước tiên cô phải tìm cách biết đường chu cảm thấy thế nào về chu tiểu nhiên ngay khi Tô Giao về đến nhà, cô đã gọi điện cho Trần Ngân Hà trước khi đi tắm. Trần Ngân Hà đang tận hưởng kỳ thất tình, đang ngồi trên bàn ăn uống rượu với hứa gia hải thì nghe thấy điện thoại di động của mình đổ chuông, nhìn thoáng qua, anh hừ lạnh một tiếng, phụ nữ không thể quá quan tâm, quá bám lấy cô ấy. Điện thoại tiếp tục đổ chuông, Trần Ngân Hà hai tay xoa xoa đùi dưới bàn, không ngừng động đậy ngón tay, gọi điện thoại cho tôi thì tôi phải trả lời sao, tôi là loại đàn ông gọi thì tới đuổi thì đi sao phải cho cô ấy nhìn lại nhan sắc, ăn giáo huấn, lần sau cô ấy sẽ không dám nghĩ đến những người đàn ông khác. Hứa Gia Hải nhìn bàn tay đang bồn chồn của Trần Ngân Hà, mau bắt máy đi, nếu không trả lời sẽ tự động tắt đấy. Trần Ngân Hà làm giống như miễn cưỡng trả lời, đoán Tô Giao nhìn thấy 36 cuộc gọi nhở của anh nên chủ động tìm anh để hòa giải. Sợ Hứa Gia Hải hết thức ăn cho chó, anh bấm loa ngoài cho anh ta nghe, sau đó vững vàng nói, alo, sao em lại gọi điện cho tôi, không quan tâm đến người đàn ông khác à. Giọng của tô giao truyền đến từ ống nghe, sinh nhật hứa gia hải vào ngày nào, tiệc sinh nhật ở đâu, tôi có thể đi không, tôi nên tặng quà sinh nhật gì cho anh ấy nếu đi đây, anh ấy có thứ gì đặc biệt thích không? Trần Ngân Hà, hứa gia hải, nhất thời không ai lên tiếng, bầu không khí vô cùng nặng nề, trong không khí yên lặng có mùi hỏa dược, tô giao thúc giục, nói đi, nhanh lên, chuyện này đối với tôi rất quan trọng, hứa gia hải từ trên ghế chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị chạy nhân lúc Trần Ngân Hà không chú ý, nhưng anh ta vẫn chậm một bước, bị Trần Ngân Hà nắm chặt vai kéo trở lại, chạy đi đâu. Cục cảnh sát thành phố bắt đầu làm việc từ ngày mùng 8, Tô Giao đến văn phòng sớm với một sấp bao lì xì nhỏ màu đỏ trên tay, cô đứng ở cửa văn phòng phát bao lì xì cho đồng nghiệp đến làm việc. Cảm ơn đội trưởng Tô, chị Tô năm mới vui vẻ. Qua, wow, có bao lì xì. Ngô Thanh Đào nhận lấy bao lì xì của Tô Giao, mở ra xem, năm nay nhiều hơn hơn năm ngoái nhiều hơn gấp đôi. Năm ngoái một người 50, năm nay một người được hẳn 100. Cục trợ cấp một phần và tô giao tự bỏ tiền túi phần còn lại. Cảm ơn cấp dưới vì sự hợp tác của họ trong công việc và hy vọng sẽ nỗ lực bền bỉ trong năm mới. Tô giao bỏ bao lì xì theo số lượng, ai cũng có, cuối cùng còn dư lại một bao. Ngô Thanh Đào liếc mắt nhìn về phía cửa, đội phó Trần Sao còn chưa tới, sẽ không phải đến bệnh viện nữa chứ. Vừa nói, Trần Ngân Hà bước ra khỏi thang máy, mắt nhìn thẳng đi tới cửa văn phòng đã ba ngày kể từ khi cãi nhau vào đêm mùng năm tết họ không gặp nhau tô giao cho rằng trần ngân hà ăn dấm bậy bạ vô cớ gây rối trần ngân hà cho rằng tô giao đã có người đàn ông khác trong lòng nên không muốn làm bạn gái anh dù sao cũng là ở cục cảnh sát công việc vẫn phải tiến hành bình thường tô giao chủ động chào hỏi đội phó trần trần ngân hà liếc cô một cái vươn tay cầm lấy bao lì xì sắc mặt tốt hơn một chút bao lì xì này là một mình tôi có hay người khác cũng có ngô thanh đào vội vàng giấu bao lì xì đi lặng lẽ đi vào trong văn phòng tô giao biết cô không thể che giấu ai cũng có bẹp một tiếng trần ngân hà vỗ nhẹ bao lì xì lên tay tô giao nếu những gì em tặng cho tôi cũng giống như những gì em đưa cho người khác tôi đây không cần nữa nói xong anh bước vào văn phòng chỉ để lại bóng lưng đầy kiêu hãnh tô giao giơ chân giả vờ đá vào mông trần ngân hà trong không trung đây mẹ nó rốt cuộc là tiểu công chúa gì Tiếp trước cô giao bao nhiêu nhiệt mới có thể gặp anh. Tô giao nghĩ thầm mình nhất định phải có đầu óc bệnh hoạn, nếu không làm sao có thể yêu một người đàn ông thần kỳ như vậy. Trong vài ngày sau đó, hai người vẫn chiến tranh lạnh. Rất nhanh đến cuối tuần, thứ bảy tô giao ở nhà không đi đâu, chủ nhật đi mua quà sinh nhật cho hứa gia hải, dự định buổi tối sẽ đi dự sinh nhật của anh ta. Sau năm mới, thời tiết chuyển sang ấm hơn, bản thân tô giao thể nhiệt, cô không cần mặc áo khoác ngoài nữa lấy một chiếc áo len đen trong tủ ra mặc vào. Khi nhìn vào gương, nghĩ chiếc áo len đã quá cũ nên lại lần nữa cởi ra. Sau một thời gian dài chọn đồ, cô không thể chọn được một bộ phù hợp. Tô Giao nhìn quần áo bị cô ném trên giường liền cảm thấy mình đã thay đổi. Trước đây cô không giống như vậy, bất kể tham gia hoạt động gì, nhắm mắt lại tìm bừa một cái trong tủ, không quan trọng nếu trông đẹp hay không. Năm giờ chiều, Tô Giao gội đầu, chọn một chiếc áo khoác tương đối đẹp trong đống quần áo cũ rồi mặc vào, cầm lọ nước hoa mà lần trước chu tiểu Nhiên tặng cho cô rồi xịt lên bên cổ hứa gia hải thích chơi đùa riêng tư đặt địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật tại một cực vợ quy mô lớn mời một số bạn bè thân thiết anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen đeo chiếc kính gọng vàng trông vẫn là bộ dáng văn nhã cấm dục khách mời vẫn chưa đến chỉ có hứa gia hải và trần ngân hà ở trong phòng hứa gia hải đi tới bên cửa sổ liếc mắt nhìn trần ngân hà trên tay cầm lấy một điếu thuốc anh một hơi tôi một hơi nhả ra làn khói như sương mù. Hứa gia hải, không phải chỉ là thất tình thôi sao, cậu có thể tốt hơn được không? Ở đây sụ mặt làm gì, không biết lại cho rằng cậu không phải đến đây dự tiệc sinh nhật, mà là để gây rối đấy. Trời tối hẳn, những con đường ở trung tâm thành phố đều là những tòa nhà cao tầng, ánh đèn đủ màu chiếu sáng không còn giống như ban đêm, sáng đến mức chói mắt, chỉ có bầu trời là đẹp, bởi vì trời tối, có những ngôi sao rải rác trong bóng tối. Trần Ngân Hà hút điếu thuốc, thu hồi ánh mắt từ bầu trời đêm lại cô ấy không muốn làm bạn gái tôi tôi không thể nghĩ ra được hứa gia hải vỗ vai trần ngân hà an ủi nói không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa càng nghĩ càng rối càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt trần ngân hà chua xót nói có phải cô ấy căn bản không thích tôi không hứa gia hải chưa bao giờ thấy trần ngân hà buồn như vậy nhất thời không biết phải nói gì với anh để khiến anh cảm thấy dễ chịu một chút trần ngân hà tôi đẹp trai giàu có nếu như vậy mà cô ấy còn không thích tôi có lẽ là thực sự không thích rồi hứa gia hải thất tình cũng không cần phải treo bên môi câu mình đẹp trai giàu có làm gì đâu trần ngân hà rủ mắt xuống gạt tàn thuốc cậu sẽ không cho rằng tôi nói như vậy là đang khoe khoang chứ hứa gia hải không phải sao lão đại đẹp trai giàu có trần ngân hà cười gượng cậu không hiểu đâu hứa gia hải nói phải 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 người khác không có tiền và không đẹp bằng cậu đương nhiên không thể hiểu những phiền não của cậu ai đó đẩy cửa vào, hứa gia hải bước tới tiếp đón. Trần Ngân Hà gạt tàn thuốc vào gạt tàn, ngay cả hứa gia hải cũng không hiểu anh, có lẽ trên đời này sẽ không có ai hiểu được anh. Anh thường cảm thấy tâm hồn mình thối rửa, chỉ có lớp da cùng vài thứ vật ngoại thân này mới miễn cưỡng xứng với cô. Trần Tiên Sinh, đường chu đi tới, không chút khách khí cầm lấy cái gạt tàn thuốc trong tay Trần Ngân Hà, cậu đã hút năm điếu thuốc rồi. Trần Ngân Hà hất cầm chỉ vào hứa gia hải, cậu ta hút, đều là cậu ta hút cả. Đường Chu cười cười bất lực, cậu tưởng tôi nghẹt mũi hay là mắt mù. Trần Ngân Hà, cậu sẽ nói với thầy của cậu à, thầy của Đường Chu là một bác sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc, ông là người đã cướp Trần Ngân Hà trở lại từ tay thần chết. Là bác sĩ chủ trị của Trần Ngân Hà, rất khó tính. Trần Ngân Hà, tôi vừa thất tình, cậu nhẫn tâm sao? Đường Chu tốt bụng thở dài, không có lần sau, tôi giao xuống xe buýt, tìm đến cơ vờ mà hứa gia hải đã đặt nhìn thấy chu tiểu nhiên đang đứng ở cửa kệt vờ từ xa đi về phía trước cầm tay cô cùng bước vào sao lại đứng ở cửa không đi vào chu tiểu nhiên đang mặc chiếc váy dài liền áo màu trắng mua lần trước không mặc lay diên đôi chân trần trắng sáng bên ngoài váy khoác áo khoác màu đen dưới chân mang một đôi giày cao gót ngắn màu be để lộ mu bàn chân trắng trẻo và sạch sẽ bước vào đại sảnh chu tiểu nhiên cỡ á khoác cho tô dao nhìn thế nào tôi mặc bộ váy này có đẹp không tô dao trước tiên cho tôi hỏi cô có mang quà sinh nhật cho hứa gia hải không chu tiểu nghiên sững sờ một lúc tô giao tuy rằng hứa gia hải chỉ là một tấm khiên che chắn nhưng cũng quá qua loa đi đi sinh nhật người ta mà quà cáp cũng có thể quên chu tiểu nghiên lục tung túi sách nhưng không tìm thấy cuối cùng tìm thấy ba đôi tất trong túi áo khoác hai người đến một cửa hàng quà tặng gần kết vờ gói lại tìm một hộp quà bầu trời đầy sao màu xanh đậm rất đẹp trên thân buộc một truy băng đen hình con bướm nhìn qua trông cũng tương tất hai người vội vàng đến cực vờ đến trước cửa phòng chu tiểu nhiên lấy ra một chiếc gương nhỏ để trang điểm thấy tô dao vẫn phong độ cũng tô vẽ cho cô một chút cô có làn da đẹp cho dù không trang điểm chỉ cần tô son thôi cũng rất đẹp rồi lông mày lại đây để tôi vẽ cho cô chu tiểu nhiên hít một hơi rồi cười cô xịt nước hoa đó đặc biệt cho anh ngân ngửi phải không tô dao không có cô ngửi nhầm rồi đừng quan tâm tôi tiêu điểm hôm nay thuộc về cô chu tiểu nhiên chỉnh lại quần áo của mình tôi ăn mặc như thế này có được không? tô giao rất được, có khí chất đặc biệt giống em gái hiền lành tốt bụng nhà bên đôi mắt to của chu tiểu nhiên sáng lên hai má không nhìn được mang theo chút ửng đỏ vậy đi vào đi hai người đẩy cửa phòng bao bước vào hứa gia hải bước tới đội trưởng tô tô giao mỉm cười đưa món quà sinh nhật mà cô đã chuẩn bị cho hứa gia hải đừng gọi tôi là đội trưởng tô gọi tôi bằng tên hoặc nhũ danh của tôi là được rồi hứa gia hải nhìn về hướng trần ngân hạ một cái cười đầy ẩn ý gọi tô giao một tiếng, được, giao giao, xem như là trả thù cho lần trước Trần ngân hạ bắt lấy vai anh ta ấn xuống sàn. Chu Tiểu Nghiên cũng mang món quà của mình đưa qua, anh Hải, đây là em tỉ mỉ lựa chọn cho anh, là thứ chỉ có giới quý tộc mới có thể dùng đấy. Sinh nhật vui vẻ, hứa gia Hải không kìm được tò mò, mở hộp quà ra, nhìn ba đôi tất bên trong, thật là quý tộc, Chu Tiểu Nghiên, đương nhiên, ba trăm mà, phải thường xuyên mang đấy. Hứa Gia Hải nhìn Chu Tiểu Nghiên, nhíu mày, sao lại ăn mặc kỳ quái thế này, giả bộ ngây thơ gì, chẳng ra gì cả. Chu Tiểu Nghiên đã tốn rất nhiều tiền và tâm tư cho bộ trang phục này, bị Hứa Gia Hải chê đến suýt ngất xỉu. Cô ấy quay sang Trần Ngân Hà cầu cứu, "Anh Ngân." Trần Ngân Hà lúc này mới dịch ánh mắt khỏi người Tô giao, liếc mắt nhìn Chu Tiểu Nghiên một cái, chẳng ra gì cả. "Chu Tiểu Nghiên, giao giao, Tô Dao khó mà nói Hứa Gia Hải cái gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn Trần Ngân Hà." Tình yêu của Chu Tiểu Nhiên đã hèn mọn như vậy rồi, sao bọn họ có thể chèn ép cô ấy như vậy được? Chu Tiểu Nhiên bị đà kích đến ủ rũ. Tô Giao kéo cô ấy qua một bên, đừng quan tâm hai người đó. Chỉ cần Đường Chu thích là được. Tô Giao gọi Đường Chu qua, dùng giọng điệu nói đùa. Bác sĩ Đường, anh tới phân xử xem. Hứa Gia Hải và Trần Ngân Hạ nói Chu Tiểu Nhiên ăn mặc chẳng ra gì, có phải rất quá đáng không? Chu Tiểu Nhiên có chút khẩn trương khẽ kéo ống tay áo Tô Giao. Tô Giao vỗ tay nói nhỏ đừng lo lắng. Mọi người đều biết nhân phẩm và tính cách của Đường Chu nổi tiếng rất tốt, chưa bao giờ cố ý chọc giận các cô gái. Đường Chu, tôi nghĩ họ nói đúng, có chút không ra gì cả. Tô Giao, không, đây không phải là Đường Chu cô biết, Đường Chu cô biết không phải như thế này. Chu Tiểu nghiên méo máu, suýt khóc tại chỗ vì những người đàn ông này. Cô ấy âm thầm thở dài trong lòng, vốn dĩ cô ấy không phải kiểu người như thế này, cho dù ăn mặc đẹp đến đâu cũng chỉ là một tên hề đường chu nhìn chu tiểu nghiên cô sắp khóc đấy à không phải ngày thường cô rất đanh đá sao còn đánh nhau với dì y tá trong bệnh viện của chúng tôi suýt chút nữa đã ném người ta từ cửa sổ trên tầng mười sáu mà vẻ mặt của chu tiểu nghiên hiếm thấy nghiêm túc ai bảo bà ta nói xấu sau lưng anh ngân nói rằng anh ấy có vấn đề về tâm thần bị bệnh thần kinh tôi giao nghe ra hẳn là khi trần ngân hà ngồi trên giường đang khăn quàng cổ lúc nửa đêm đầu tháng mười hai nên bị hiểu lầm có vấn đề tôi không nói gì y tá nói đúng đường chu nghiêng đầu nhìn chu tiểu nghiêng tôi chỉ băn khoăn không biết cô thích hứa gia hải hay trần tiên sinh chu tiểu nghiêng tôi không thích ai cả trần ngân hà các người nói thì cứ nói liên quan gì tới người vừa thất tình là tôi tô giao tóm lại đường chu luôn cho rằng chu tiểu nghiêng ăn mặc đặc biệt là cho hứa gia hải xem làm thế nào mà mối quan hệ này có thể rối tung lên như vậy trần ngân hà ngồi trên ghế sofa nhặt một trong những túi quà chất đóng trên bàn mở ra thấy một chiếc cà vạt màu xanh lam đó là quà sinh nhật của tô giao tặng cho hứa gia hải trần ngân hà ngước nhìn tô giao đang đứng cách đó không xa với vẻ mặt tối tăm không rõ anh cho rằng mình thật nực cười quen cô đã lâu mà cô còn chưa chuẩn bị một món quà đàng hoàng cho anh một nhóm người bắt đầu ca hát và uống rượu hứa gia hải có rất nhiều bạn bè đủ loại người căn phòng lớn nhất hầu như không đủ trần ngân hà chơi quá ồn ào nên đã đi ra dựa bên cửa sổ để trốn tâm trạng chu tiểu nhiên cũng không tốt cô ấy cùng trần ngân hà đứng bên cửa sổ giống như một bộ đôi đau lòng tô dao bị một mỹ nữ không quen biết kéo đi hát cô không biết gì ngoài việc sắm vai máy móc vỗ tay trần ngân hà cười chế nhạo nhìn cô ấy xem vui vẻ bao nhiêu chu tiểu Nhiên, anh ngân em nghĩ anh hiểu lầm dao dao rồi trong lòng cô ấy có lẽ có anh nếu anh không tin em lát nữa tìm cô ấy ngửi thử đi cô ấy xịt cái gì đó đặc biệt cho anh ngửi đấy sắc mặt của trần ngân hà cuối cùng cũng trở nên tốt hơn một chút thật sao chu tiểu nhiên gật đầu một lúc sau trần ngân hà đột nhiên nói với chu tiểu nhiên cô và anh ta không phải người cùng một thế giới muốn làm thiêu thân lao vào lửa thì phải chuẩn bị là con thiêu thân biết ứng phó với lửa chu tiểu nhiên rủ mắt xuống thì thào nói em biết anh ngân trần ngân hà tôi không khuyên cô thích anh ta mà khuyên cô nên để tâm tư này của mình nghỉ ngơi sớm đi chu tiểu nhiên cười khổ em biết nhưng em không thể khống chế được anh ngân anh có thể kiểm soát được tình cảm của mình dành cho Giao Giao không? Cô ấy đối với anh mà nói cũng là người ở thế giới khác. Trần Ngân Hà nhìn Tô Giao ngồi trong đám người, ánh đèn từ trên chiếu xuống người cô, mọi thứ xung quanh dường như không còn tồn tại nữa. Cô là người duy nhất còn lại trên thế giới này, ngồi trong ánh sáng, tươi sáng và xinh đẹp. Anh cảm thấy mình nên tránh xa, vì sợ rằng ngay khi đến gần cô, anh sẽ mang theo bóng ma trên người mình đến, vô duyên vô cớ phá vỡ khung cảnh tươi đẹp ấy lại cảm thấy mình không thể sống thiếu cô cuối cùng còn lại trên gương mặt anh là nụ cười gượng gạo như chu tiểu nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa tô dao quay đầu nhìn sang hai người phục vụ bưng đĩa hoa quả đi vào trước theo sau là một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt có đính đồ trang trí phản chiếu ánh đèn trên đỉnh đầu dường như cả người đang phát sáng ngô nguyệt oánh tại sao cô ấy lại ở đây hứa gia hải đi tới ngô nguyệt oánh cười với anh ta pháp y hứa anh còn nhớ tôi không Hứa Gia Hải có trí nhớ rất tốt, nhất là đối với mỹ nữ, có thể nói là gặp qua khó quên, nhớ, ngô tiểu thư, ngô nguyệt Quánh gọi người phục vụ đặt đĩa hoa quả lên bàn, chuyện của chú tôi lần trước cảm ơn Pháp y hứa. Hôm nay miễn hóa đơn này cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ, hứa Gia Hải cười, không có gì phải cảm ơn, đó là nhiệm vụ của tôi. Để trái cây này tôi nhận, hóa đơn thì thôi đi, cảm ơn ngô tiểu thư đã có lòng tốt, thấy hứa Gia Hải từ chối rõ ràng, Ngô Nguyệt Oánh cười nói, vậy được, ở đây cần gì cứ gọi cho tôi, chơi vui vẻ, tôi không quấy rầy anh nữa. Hứa Gia Hải gật đầu, tiễn Ngô Nguyệt Oánh ra cửa. Tô Giao gọi một tiếng, Ngô Nguyệt Oánh. Ngô Nguyệt Oánh quay lại nhìn thấy Tô Giao, khuôn mặt của cô ấy lóe lên sự ngạc nhiên, nhanh chóng bị thay thế bởi sự vui vẻ. Giao Giao, cậu cũng ở đây à? Xem đầu óc mình này, cậu và Pháp Y Hứa đều làm việc trong cục cảnh sát thành phố, quen biết nhau không có gì ngạc nhiên. Tô Giao nói với Hứa Gia Hải, tôi với Ngô Nguyệt Oánh là bạn học cấp 3, ngồi cùng bàn với nhau. Tô Giao khó hiểu nhìn Ngô Nguyệt Oánh, không phải cậu làm kế toán trong công ty sao, sao lại làm ở đây? Khuôn mặt Ngô Nguyệt Oánh thoáng hiện lên một tia mất tự nhiên, cười cười, cực vờ này là do bạn mình mở, mình tới đây đi làm thêm vào cuối tuần để kiếm chút tiền tiêu vặt. Tô Giao không nói thêm gì, hóa ra là như vậy. Ngô Nguyệt Oánh đưa Tô Giao đến một nơi không có ai ở cửa, hỏi, lần trước Đào Chính An đưa cậu về nhà, hai người sao rồi? Tô Giao, cứ như vậy đi, mình đã nói rõ với cậu ta rồi, sau này không nên có bất kỳ liên quan nào nữa, ngoại trừ công việc ra." Ngô Nguyệt Quánh tiếc nuối nói, "Mình tưởng hai người sẽ ở bên nhau." Tô Giao cười, "Quá khứ đã qua rồi, cậu thì sao, thế nào rồi, lần trước mình quên hỏi, cậu có bạn trai chưa?" "Không có." Ngô Nguyệt Quánh nói, "Cậu mau vào đi, lần sau cùng đi ăn, mình mời cậu." Tô Giao, "Được." Tô Giao đi vào đã bị Chu Tiểu Nhiên kéo sang một bên, "Giao Giao, cô và cô ta thật là bạn cùng lớp tô giao sao vậy cô cũng biết cô ấy chu tiểu nhiên gật đầu không phải tôi làm việc trong quán ba sao đôi khi tôi thấy cô ta đi theo sếp của chúng tôi đến chơi rất vui vẻ chỉ cần cô ta đi ngang qua đôi mắt của những người đàn ông trong đó đều sẽ giống như dán vào cô ta tô giao nghe vậy càng ngày càng cảm thấy ngô nguyệt oánh đã thay đổi rất nhiều so với khi còn học cấp ba chu tiểu nhiên lại gọi hứa gia hải đến anh hải sao anh và ngô nguyệt oánh quen nhau vậy anh đã giúp chú cô ta. Hứa gia hải sáng tay áo lên, khi tôi vừa đến Nam An dự một cuộc họp, người của bên nhà giam tìm tới, nói rằng có một tù nhân sắp ra tù tự tử. Sau khi khám nghiệm tử thi thì thấy đó là một vụ ghế người, tôi tìm thấy bằng chứng quan trọng trên thi thể, ông ta đã bị bạn tù ghế chết. Người bị ghế là chú của Ngô Nguyệt Oánh. Là tù nhân, cũng là nạn nhân. Chu Tiểu Nghiên, ồ, ra là vậy, chú của cô ta phạm tội gì mà ngồi tù? Hứa Gia Hải, buông người, bị kết án 15 năm, Chu Tiểu Nghiên hít vào một hơi, 15 năm, khẳng định tính chất buôn người rất nghiêm trọng, hứa gia hải gật đầu, lừa gạt người, nhập cư trái phép, bán người sang nước khác làm thuê, tô giao không ngờ trong gia đình ngô nguyệt oánh lại có một người như vậy, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Hứa Gia Hải bị gọi đi uống rượu, Tô Giao và Chu Tiểu Nhiên ngồi một góc không có ai, mỗi người cầm một chai rượu hoa quả, tôi và cô uống vài ly rồi nói về vị đắng của tình yêu. Chu Tiểu Nhiên rót thêm một ly cho Tô Giao, vừa ngước mắt gặp phải ánh mắt đầy sát khí nơi cửa sổ, nhanh chóng thu lại ly rượu của Tô Giao. Đừng uống, uống rượu hại thân. Nói xong đi tới ngồi xuống bên cạnh Tô Giao, nhỏ giọng hỏi: Giao Giao, cô và anh Ngân rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tô Giao, chuyện cũ, chúng tôi sẽ không ở bên nhau cho đến khi mọi chuyện được giải quyết. Chu Tiểu Nhiên không thể hiểu, cái gì? Ý của cô là anh ấy có chuyện giấu cô? Tô Giao không nói, ngầm thừa nhận. Chu tiểu nhiên mỉm cười nghiêm túc mà nói tôi chưa bao giờ thấy anh ngân thích một người phụ nữ như vậy Tôi cảm thấy cô rất hạnh phúc người phụ nữ nào được yêu cũng hạnh phúc anh ấy thích cô và cô cũng thích anh ấy vậy là đủ rồi tôi giao giật lấy ly rượu trên tay chu tiểu nhiên nhấp một ngụm tôi không muốn người ở bên cạnh tôi là người mà tôi không thể hiểu được hơn nữa tôi cảm thấy bị lừa dối và tính toán thật là một điều ngu ngốc tôi giao nâng mắt nhìn trần ngân hà phát hiện anh đang nhìn mình cô không né tránh nói tiếp khi hai người ở bên nhau điều quan trọng nhất không phải là tin tưởng sao chu tiểu nhiên thở dài tôi không hiểu cô nói gì tôi nghĩ chỉ cần hai người tâm đầu ý hợp thì chuyện còn lại sẽ không thành vấn đề tô giao bắt lấy tay chu tiểu nhiên đường chu có biết tâm tư của cô không chu tiểu nhiên cười khổ chắc là không biết ơ ờ không khoan đã sao cô thấy được tôi thích đường chu cảnh sát các người đều lợi hại như vậy sao tô giao không phải tôi lợi hại là cô quá rõ ràng chu tiểu nhiên giống như con mèo bị giẫm phải đuôi suýt chút nữa nhảy dựng lên đôi mắt to tròn không dám nhìn đường chu không có tô dao cười đừng lo đường chu không biết cô thích anh ta đâu chu tiểu nhiên thở phào nhẹ nhõm tô dao anh ta tưởng cô thích hứa gia hải hôm nay ăn mặc như thế này là vì hứa gia hải anh ấy ngốc à chu tiểu nhiên cười đến chảy cả nước mắt bỏ đi anh ấy không biết là tốt nhất tô dao lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho chu tiểu nhiên ông cô ấy vào lòng vỗ nhẹ vào lưng một cô gái đáng yêu như cô nhất định sẽ gặp được người đàn ông yêu cô thương cô chu tiểu nhiên càng khóc dữ dội hơn cơ thể gần như run rẩy tô giao trấn an cô ấy không sao đâu tôi không khóc vì anh ấy chu tiểu nhiên lau nước mắt nước mũi trên người tô giao. lâu rồi không có ai ông tôi như thế này lần trước là khi tôi bảy tám tuổi một ngày trước khi bố tôi rơi xuống sông và chết đuối sau khi bố tôi qua đời mẹ tôi tái giá với người chồng khác người đàn ông đó không tốt với tôi, đồng một cái là đánh mắng tôi. Mẹ tôi vì lấy lòng chồng không những không bảo vệ tôi mà còn cùng ông ta đánh tôi, Chu Tiểu Nhiên khóc như một đứa trẻ tuổi thân, cùng mình trong vòng tay của Tô Giao. Tôi không phải người Nam An, quê tôi ở thị trấn xa xôi, lạc hậu, con gái lấy chồng sớm, tôi mới bước vào năm thứ hai trung học cơ sở, vài ngày trước kỳ kinh. Bố dựng gã tôi để đổi lấy quà cưới hỏi, tôi đã bí mật đến xem người đàn ông đó hắn là một tên côn đồ nổi tiếng. Hắn có một công việc kinh doanh nhỏ và một số tiền, tôi không muốn kết hôn với một người như vậy nên đã chạy trốn với bạn trai qua mạng. Anh ta nói rằng anh ta sẽ tốt tôi trong suốt quãng đời còn lại, tôi nghĩ những gì anh ta nói với tôi là thật, nhưng không mất nhiều thời gian để anh ta bán tôi trả nợ cờ bạc, với giá hai vạn đã bán tôi cho một lão già trên núi về làm con dâu, Chu tiểu nhiên ngừng khóc, con người lại trong vòng tay tô dao, người run lên, tôi lẻn trốn ra trong lúc bọn họ đang giao dịch thật may mắn gặp được một cảnh sát đi ngang qua những người đó không dám đụng vào người cảnh sát liền bỏ chạy còn tôi đi theo cảnh sát tôi giao sờ đầu của chu tiểu nhiên đại nạn không chết ắt sẽ hạnh phúc suốt đời chu tiểu nhiên vừa khóc vừa cười tôi làm gì có phúc ở cùng cảnh sát kia hai tháng khi ông ta bị cảnh sát thật bắt tôi mới phát hiện ra ông ta đang bán chứng chỉ giả kể từ đó tôi trở thành một người làm việc lặt vặt để nuôi sống mình sau này tôi gặp một người phụ nữ rất quan tâm mình còn nấu mì cho tôi ăn, tôi xem cô ấy như chị gái của mình, và cho cô ấy vay tất cả số tiền tôi kiếm được từ công việc làm thêm của mình, nhưng tôi lại bị lừa. Họ đã nhốt tôi lại, đó là một băng nhóm mại dâm, Chu tiểu nghiên cục mắt xuống cắn chặt môi đến mức suýt chảy máu, lần này tôi không may mắn như vậy, tôi không thể bỏ trốn được. Trước khi họ có thời gian ép tôi đi tiếp khách đã bị bắt, Chu tiểu nghiên lau nước mắt, tất cả phụ nữ, ngoại trừ tôi đều tự nguyện bán thân kiếm tiền, tôi không đưa ra được bằng chứng gì chứng minh tôi bị bắt tới. Bị giam 10 ngày vì tội mua bán mại dâm, sau này có tiền án, không tìm được công việc tốt, nên bắt đầu làm bồi bàn và bán rượu trong quán bar. Nói xong một hơi, miệng chu tiểu nhiên khô khốc, tôi giao rót cho cô ấy một cốc nước, thế làm sao cô và Trần Ngân Hà quen nhau, chu tiểu nhiên ống nước xong, lúc đó, anh Ngân chỉ là một cảnh sát hình sự bình thường anh ấy đã đến quán ba của chúng tôi, nhiệm vụ truy bắt một tên sát nhân đang bị truy nã. Tôi bị bắt làm con tin, chính anh Ngân đã cứu tôi. Tôi không hiểu kỷ luật của cảnh sát các cô, chỉ biết rằng anh Ngân đã bị cấp trên trực tiếp mắng rất nặng vì chuyện này. Chu Tiểu Nhiên nhớ lại, đó là mùa đông lạnh giá nhất năm đó. Vào ban đêm, bên ngoài quán ba hú còi cảnh sát in ỏi, đèn cảnh sát xanh đỏ nhấp nháy. Tôi bị đưa ra khỏi quán, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh trong công việc, anh Ngân đã đưa áo khoác cho tôi, Tô Giao chăm chú lắng nghe, cô biết rất rõ Trần Ngân Hà rất máu lạnh, sẽ không bao giờ làm chuyện này với một người phụ nữ xa lạ, hẳn là vì Chu Tiểu Nhiên lúc đó có điều gì đó khiến anh cảm động và đồng cảm, chưa từng có ai đối tốt với tôi như vậy. Những người đối tốt với tôi trước đây đều là để lừa dối tôi, lừa tôi và tiền bạc của tôi, chỉ có anh Ngân là không, Chu Tiểu Nhiên cười, ánh mắt dần dần sáng lên như được người ta thắp lên ánh sao, kể từ đó tôi trở thành người cung cấp thông tin cho anh ngân ẩn nấp và truyền tin tình báo cho anh ngân hai người đang nói chuyện thì một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh lam đi tới người đàn ông nhìn chu tiểu nhiên người đẹp này sao lại khóc tôi là bác sĩ tâm lý nếu có chuyện gì cần nói cứ tâm sự với tôi sau đó anh ta đưa danh thiếp đây là số điện thoại và địa chỉ phòng làm việc của tôi chu tiểu nhiên nhận lấy danh thiếp cảm ơn bạn của hứa gia hải hẳn là không phải kẻ lừa đảo tô giao vẫn còn lo lắng khi người đàn ông rời đi, cô nói với Chu Tiểu Nhiên, đừng đi với bất kỳ ai đối xử tốt với cô, có lẽ người này là tên lãng tử tình trường giống như hứa gia hải. Chu Tiểu Nhiên đặt danh thiếp lên bàn, tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không ngốc như vậy nữa. Lúc này, một người đàn ông khác đi tới, y khóc à, mắt sưng vù rồi, lúc đầu nhìn không được đẹp, nhưng bây giờ còn xấu hơn nữa. Chu Tiểu Nhiên quay đầu đi, biểu môi, anh đến xem trò cười của tôi thì có. Tô Giao, đường Chu, anh bị Trần Ngân Hà và Hứa Gia Hải lây rồi à Làm sao một người dịu dàng Và tốt bụng bỗng trở nên ngã ngớn như thế Đường Chu tôi không nhầm Cô thấy mắt cô ấy sưng lên không Dùng khăn lông cuốn vào túi hồng trà đã ngâm Và để nguội từ 3 đến 5 phút Đồng thời ăn nhiều đậu đỏ Lúa mạch, dưa chuột vào Không nhất định có tác dụng Chu tiểu nhiên cầm lấy quả quyết trên bàn Ném vào người đường Chu Tức giận nói Chế dễu xong rồi thì đi Đừng để tôi gặp lại anh Vừa nhìn thấy anh là khó chịu đi 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 đường chu cầm lấy quả quýt bị ném lên người bóc ra vừa đi vừa ăn chu tiểu nhiên vốn không khóc nữa nhưng bị đường chu chọc xong lại khóc dựa trên người tô dao khóc trời ạ à, sao tôi có thể thích loại người này tức chết tôi rồi tô dao vỗ về chu tiểu nhiên đừng khóc cô còn khóc nữa không tốt cho mắt đâu nếu ngày mai cô không đi làm được thì làm sao có thể hỏi thăm tin tức truyền lại cho anh ngân chu tiểu nhiên nghe thấy có lý liền lau nước mắt vẫn ông tô dao không chịu buông ra Tô dao quần áo ướt đẫm nước mắt của chu tiểu nhiên dậy đi vai của tôi bị cô bóp nát rồi đây này chu tiểu nhiên khoan khoái ông lấy tô dao cô có bộ ngực lớn trên người còn thơm dựa vào rất thoải mái mùi nước hoa này thật quyến rũ một người phụ nữ như tôi còn muốn cắn cô một cái Tô dao đẩy chu tiểu nhiên ra tôi vào toilet khi về sẽ để cô ôm chu tiểu nhiên đứng dậy nói tôi đưa cô đi Tô dao cười tôi không phải trẻ con có cần người đi cùng vào toilet không chu tiểu nhiên cô xinh đẹp như vậy, lỡ như gặp phải một tên bí á y thì làm sao? Tô Giao cười, tôi là cảnh sát còn sợ bí á y sao, chỉ sợ hắn không tới, nếu không tôi sẽ ghế người bằng một cú đấm mất. Vừa rồi uống rất nhiều rượu, Chu Tiểu Nhiên đứng dậy nói, tôi cũng muốn đi vệ sinh, đi chung đi. Cô ấy còn chưa nói xong, liền nhận thấy một tầm mắt sắc bén cách đó không xa, nghẹn tiểu nói, không, tôi không muốn đi vệ sinh nữa, hoàn toàn không muốn. Tô Giao cảm thấy Chu Tiểu Nhiên khóc đến mụ mị luôn rồi, thậm chí còn không rõ ràng được mình có muốn vào nhà vệ sinh hay không, tôi đi đây. Ngay khi tôi giao đi ra ngoài, chu Tiểu Nhiên chạy tới chỗ Trần Ngân Hà, anh Ngân, hành động vừa rồi có ổn không? Ánh mắt Trần Ngân Hà hơi trầm xuống, nhìn qua không có tâm trạng muốn nói giỡn, xách chiếc túi giấy hồng nhạt mang đến đi ra cửa, kéo cửa đi ra ngoài. Đã một tiếng 40 phút kể từ khi người phụ nữ ấy bước vào phòng, cô chỉ liếc nhìn anh không quá một giây. Trần Ngân Hà đứng ở hành lang trước toilet, dựa vào tường, hai chân dài bắt chéo nhìn xuống kết cấu sàn nhà anh cầm chiếc túi giấy trên tay và lấy ra hai chiếc khăn quàng của anh tự đan một chiếc màu đen và một chiếc màu hồng đậm khăn quàng cổ đôi cho tình nhân anh sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô thích và anh sẽ nói với cô bất cứ điều gì cô muốn biết dù thế nào đi nữa anh cũng không muốn tiếp tục như thế này nữa rõ ràng đã ở chung một phòng ôm hôn và làm những chuyện thân mật nhất nhưng lại xa lạ như không quen biết nhau anh chưa bao giờ trải qua loại đau đớn này Giống như không khí xung quanh anh đang bị rút đi từng chút một, ngột ngạt, cáu kỉnh, không cam lòng chết, lại không sống được. Trần Ngân Hà nhìn thấy tô dao từ toilet đi ra, anh chỉ không gặp cô trong ba năm phút, nhưng anh cảm thấy đã không gặp cô mấy ngày rồi. Anh nhìn chậm chậm vào đôi mắt đó, đôi môi anh hôn, như thế nào cũng không nhìn đủ. Lo lắng rằng đôi mắt của anh quá bức người sẽ đem người ta dọa chạy, anh cục mắt xuống, để nén sự khắc khoải trong mắt, khi ngẩng lên lần nữa đôi mắt anh đã trở nên dịu dàng như nước, anh nhìn cô rồi đưa túi giấy trong tay cho cô như dân bảo vật, anh tặng cho em một thứ, em đừng không để ý đến anh nữa được không? Tô Giao ra khỏi toilet, nhìn thấy Trần Ngân Hà đang dựa vào bức tường ở hành lang, định đi ngang qua phớt lờ anh, anh đưa cho cô một chiếc túi giấy màu hồng, cô không nhìn túi giấy, chỉ chăm chăm nhìn vào mặt anh, vẻ mặt anh có chút phiền muộn, ánh mắt có chút thận trọng, lộ ra vẻ nịnh nọt rõ ràng. Anh đang cầu hòa với cô đèn ngoài hành lang mờ ảo ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào người anh kéo một bóng dài trên mặt đất khiến cho người và cảnh trước mắt như cô quạng ánh mắt tô dao chuyển động tầm mắt nhìn về phía người đàn ông tội nghiệp anh làm gì ở đây trần ngân hà lấy ra chiếc khăn quàng cổ từ trong túi giấy cầm một chiếc màu hồng và một chiếc màu đen anh luôn cảm thấy những chiếc khăn quàng cổ bán bên ngoài không đủ mềm không đủ ấm không phải mỏng thì chính là giày không dính lông thì có mùi không chiếc nào xứng với em nên anh đã tự tay đan cho em một chiếc. Anh đưa chiếc khăn đến trước mắt cô, em thích cái nào? Tô Giao cầm chiếc khăn lên sờ, nó dày hơn mấy cái bán bên ngoài, mềm mại dễ chịu, hoa văn là kiểu theo nhìn đơn giản nhưng thật ra rất phức tạp. Trên khăn quàng được theo hoa hòe loè loẹt là phong cách của anh. Tô Giao trả lại chiếc khăn cho Trần Ngân Hà, bây giờ thời tiết ấm hơn rồi, vì vậy không cần phải quàng khăn nữa. Điều này có nghĩa là từ chối chấp nhận anh, không sẵn sàng tha thứ cho anh một cách dễ dàng. Trần Ngân Hà cố nén sự bất an từ tận đáy lòng, muốn mạnh mẽ nuốt những người phụ nữ này trong một lần, không để lộ trên mặt, anh chậm rãi bỏ chiếc khăn vào trong túi giấy, nhìn xuống cô, anh luôn lạc lõng, luôn trễ một bước, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy, tô dao khịt mũi, anh ăn dấm của đào chính an, căn bản không biết mình sai ở đâu đúng không? Trần Ngân Hà, anh biết, anh không nên ghen tuông bừa bãi, anh không nên ép em viết 10.000 chữ về chuyện người lớn, thực ra, nếu em thực sự không muốn viết, anh có thể viết cho em. Tôi không muốn nhìn thấy cái đó, vẻ mặt của tô dao trở nên buông lỏng hơn rất nhiều, không còn lạnh lùng và cứng nhắc như trước, lần trước là anh đánh người trước, tuần sau chúng ta có một chút công việc liên quan đến đào chính an, đến lúc đó anh xin lỗi anh ta, việc này coi như cho qua. Trần Ngân Hà cười lạnh một tiếng, hắn ngấp nghé người phụ nữ của lão tử, lão tử còn phải xin lỗi hắn, nhìn thấy thái độ của anh, tô dao không khỏi nhíu mày. Trần Ngân Hà nhìn Tô Giao liền xoay chuyển lời nói một cách linh hoạt, ầm cuối không quên mang theo sự tuổi thân của mình, không phải chỉ là một lời xin lỗi thôi sao, anh không xin lỗi hắn vì đã đánh hắn, mà là vì em, anh quàng chiếc khăn đen quanh cổ cô, em có thể nói anh không nói đạo lý, không thể nói lý, nhưng em không thể không để ý tới anh. Tô Giao suýt nữa bị người đàn ông chọc cười, anh thật bá đạo, dựa vào đâu mà tôi không được không để ý đến anh. Nói xong liền cởi khăn quàng cổ ném lên mặt anh, tránh ra, đừng ngán đường tôi. Trần Ngân Hà không tránh, vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt tối tăm không rõ, trải qua một hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt, cuối cùng anh cũng nói, anh sai rồi. Tô Giao nhìn vào mắt Trần Ngân Hà, như muốn nhìn thấu trái tim anh qua đôi mắt của anh, ngoài chuyện này ra, anh còn muốn nói gì với tôi không? Cô hy vọng anh sẽ thẳng thắn, nói cho cô biết tất cả mọi thứ về anh, không phải lừa gạt cô nữa. Trần Ngân Hà nhìn Tô dao chầm chầm vài giây, nghiêm nghị nói, anh sẽ nói cho em tất cả những gì em muốn biết. Tô Giao thở phào nhẹ nhõm trong lòng, chủ động kéo khuy áo anh, đi với tôi. Cô dẫn anh xuống hành lang, mở cửa cầu thang, đi lên nửa đường rồi dừng lại ở cầu thang giữa hai tầng. Sau khi nhìn xung quanh không có ai theo dõi, cô quay lại nói, hơn một năm rưỡi trước, là anh thả Minh Nguyệt đi phải không? Trần Ngân Hà nhìn Tô Giao, giọng điệu kiên quyết, không, nếu anh thực sự có cảm tình với cô ta, lúc trước để cô ta đi sau này không cần thiết phải gài bẫy cô ta vào bệnh viện tâm thần bắt cô ta. Tô Giao nhìn chầm chầm vào khuôn mặt của Trần Ngân Hà, giống như đang thẩm vấn một tù nhân, không bỏ sót biểu hiện dù là nhỏ nhất của anh. Minh Nguyệt đã nói với cảnh sát rằng anh để cô ta đi. Tất nhiên, cô ta là một phạm nhân cùng đường bí lối, vừa yêu vừa ghét anh, sẽ quay đầu cắn anh cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tô Giao dừng lại, giọng cô trở nên trầm hơn, nhưng cô ta đã vượt qua mấy phát hiện nói dối của cảnh sát, và có người đã nhìn thấy anh thả cô ta đi cảnh sát không có bằng chứng cục phó vương của đội đặc nhiệm chống tội phạm xã hội đen ở nam an dường như có một chút thiên vị với anh bọn họ đối với anh không hề nề hà cô nhìn anh tôi không quan tâm anh nói gì với người khác trần ngân hà anh phải cho tôi một lời giải thích cô không muốn một ngày nào đó trong tương lai khi cô yêu anh đến chết đi sống lại không thể xa rời anh được nữa một lượng lớn cảnh sát bất ngờ ập vào nhà của cô và anh bắt anh đi trước mặt cô và nói với cô rằng người cô yêu là một nghi phạm tội ác tày trời. Trước khi tình cảm của cô dành cho anh đến mức cô không thể sống thiếu anh, khi vẫn còn cơ hội để trốn thoát, cô muốn biết mọi thứ về anh thật rõ ràng. Đèn cảm biến trong cầu thang tự động tắt khi không có ai nói chuyện hay đi lại, toàn bộ không gian chìm vào bóng tối vô biên. Cặp một tiếng, Tô Dao mạnh mẽ dậm chân kích hoạt đèn cảm biến bằng giọng nói, trong giọng nói mang theo một chút nhẫn nhịn, vấn đề này khiến anh khó xử sao? Khi ánh sáng chiếu xuống, Trần Ngân Hà nhìn thấy đôi mắt dân trào kích động sáng rực rỡ của Tô Giao, niềm mong đợi trong mắt cô không hề bị lu mờ bởi sự im lặng của anh, cô khao khát anh. Trần Ngân Hà chạm vào tóc Tô Giao, đặt một tay lên sau đầu cô, ôm cô vào ngực mình. Một lúc sau, anh buông ra, em biết anh trông rất giống Chu Vũ Trần đúng không, nó rất thích anh, thích bắt chước anh. Từ cách ăn mặc, lời nói cử chỉ đều ít nhiều giống anh, Tô Giao ngước mắt, ý anh là, Chu Vũ Trần là người thả minh nguyệt đi, người khác khi nhìn thấy đều lầm tưởng là anh. Ngay cả bản thân Minh Nguyệt cũng nghĩ là anh nên mới qua mặt được mấy kiểm tra nói dối của cảnh sát. Trần Ngân Hà, những người từng nhìn thấy mẹ anh nói rằng anh trông rất giống bà, gần như giống như tạc. Kỳ thực, chu Vũ Trần trông giống mẹ của bọn anh hơn anh. Tô Giao khó hiểu nói, cậu ta thích anh như vậy, tại sao lại muốn hại anh? Trần Ngân Hà, nó vẫn luôn không thích cảnh sát, không muốn anh trở thành cảnh sát. Tô Giao, tại sao anh không nói với cảnh sát rằng chính chu vũ trần là người đã thả minh nguyệt đi trần ngân hà nhìn bóng của chính mình trên mặt đất không có ý nghĩa không có bằng chứng nói ra cũng vô ích anh từng nợ nó một thứ coi như trả lại cho nó tôi giao đổi câu hỏi ngày đó ở nhà khách cục cảnh sát thành phố nam an có đúng là anh nói anh ra ngoài gặp giáo viên của mình không trần ngân hà ngước mắt ánh mắt mang theo một tia sắc bén rất nhỏ không thể phát hiện em lén lút điều tra anh tôi giao cười lạnh một tiếng anh cho rằng mọi người giống như mình à, thích lừa gạt người khác. Chiều hôm đó ở trường trung học số 1, lúc anh chạm tay vào bóng rổ, cảm thấy bẩn nên vào toilet để rửa tay, giáo viên của anh nhìn thấy anh, hỏi tôi có phải là anh không? Rất rõ ràng, anh căn bản không đi gặp thầy ấy, tô giao nhìn Trần Ngân Hà, cho nên, khi anh đi ra khỏi nhà khách sáng hôm đó, anh đã đi đâu, tại sao lại giấu dến tôi? Trần Ngân Hà lấy điện thoại di động ra, đưa cho tô giao xem một đoạn video, anh đến gặp Chu Vũ Trần, bảo nó cho anh xem con mèo. Địa điểm là một quán cà phê ở trung tâm mua sắm Kim Bích. Tô Giao nhìn vào. Trong video có một con mèo đang nằm phơi mình dưới nắng, con mèo rác đôn màu hồng và trắng, đúng là con Minh Nguyệt đã nuôi. Không phải anh nói con mèo này đã bỏ chạy sau khi anh đưa nó ra từ nhà Minh Nguyệt rồi sao? Trần Ngân Hà, ban đầu nó đã bỏ chạy nhưng được Chu Vũ Trần tìm thấy. Anh mới biết chuyện cách đây không lâu nên đã gọi nó mang tới cho anh xem. Tô Giao bất mãn nói, anh đi xem mèo thì xem mèo, có cần phải giấu dến tôi không, tôi còn có thể cướp mèo của các người à? Trần Ngân Hà cục mắt xuống, giọng nói của anh dần trở nên trầm hơn, anh sợ em không thích anh lui tới với chu Vũ Trần. Tô Giao thực sự lo lắng về chu Vũ Trần này, nhưng cô có thể hiểu cho Trần Ngân Hà, trên đời này anh chỉ có chu Vũ Trần là người thân. Tô Giao nhìn Trần Ngân Hà và nói, sau này không cần giấu dến chuyện này với tôi, tôi không phải loại người không nói đạo lý. Nếu anh nói với tôi, tôi sẽ hiểu thôi sau khi gặp chu vũ trần thì sao anh làm gì trần ngân hà lúc ấy anh chỉ muốn về gặp em không có thời gian để làm bất cứ điều gì khác Tô giao ừ một tiếng nhìn xuống đoạn video trên điện thoại di động vui mừng vì con mèo suýt bị trần ngân hà ghế chết vẫn còn sống khỏe mạnh nhìn thấy giọng điệu của Tô giao thoải mái ánh mắt trần ngân hà đột nhiên sáng ngời em không trách anh đúng không Tô giao thở dài anh không trốn tôi đi gặp người yêu cũ tôi trách anh làm gì Tôi không thích lừa dối và tính toán, sau này anh phải thề rằng không nói dối tôi nữa, có chuyện gì phải nói cho tôi biết. Nếu anh còn nói dối tôi một lần nữa, tôi giao nhìn vào mắt Trần Ngân Hà, anh đừng làm tiểu tiên nam gì nữa, xuống địa ngục đi. Trần Ngân Hà thấp giọng lẩm bẩm, được, anh xuống địa ngục. Sau khi làm rõ mọi chuyện, tôi giao từ túi giấy trong tay Trần Ngân Hà lấy ra chiếc khăn quàng cổ màu hồng đậm đưa cho anh, khăn quàng rất đẹp, anh giúp tôi quàng đi. Trần Ngân Hà cười không phải em nói thích màu đen sao, sao có thể cướp màu hồng của anh? Tô Dao, tôi đột nhiên thích màu hồng, không được sao? Trần Ngân Hà kéo thẳng chiếc khăn ra và cúng quanh cổ Tô Dao. Cô có làn da trắng và đôi môi hồng hào, màu hồng này rất hợp với cô, khiến toàn bộ dáng người của cô giống như quả đào chín mọng trên cây, làm người ta chỉ cần nhìn thôi đã muốn ăn một miếng. Tô Dao quàng khăn rồi nhìn vào, không ngờ đó, anh còn có thể theo, theo cái gì vậy? ép, nghĩa là gì? Trần Ngân Hà lấy chiếc khăn quàng cổ màu đen ra, đưa cho Tô Giao xem, theo chữ C, anh tưởng em sẽ chọn màu đen này, nên đã theo chữ Trần của anh. S là Tô, Tô trong Tô Giao, phiên âm họ Tô là Su, phiên âm họ Trần là Chen. Tô Giao đặt hai chữ cái lại với nhau và nhìn chúng. Sợi chỉ đen theo trên khăn hồng và sợi hồng theo trên khăn đen. Trong anh có em, trong em có anh, cuốn quyết, Tô Giao thấy trong túi giấy vẫn còn một chiếc khăn quàng cổ, liền lấy ra xem thử. Chiếc khăn này trông rất nhỏ, chỉ dài từ 40 đến 50 cm, được đan bằng những sợi len màu đen và hồng, trên đó còn có chữ cảnh sát. Tô Giao, cái này có nghĩa là gì? Đôi mắt như hoa đào của người đàn ông công lên, sau khi đang khăn quàng cổ cho em và anh, vẫn còn sóc lại len, vứt đi thì lãng phí quá, nên anh đã gọc lại đan một chiếc nhỏ hơn. Một chiếc áo khoác giá mấy chục vạn tệ cũng có thể vứt đi, bỏ ra 30 vạn mà không chớp mắt không đủ tư cách nói lãng phí tô dao nhìn sau lưng chiếc khăn quàng cổ nhỏ, thật nhỏ bé, làm sao mang được, một vòng cũng không cuốn được. Còn cảnh sát có nghĩa là gì, Trần và Tô? Trần Ngân Hà cười khẽ, kết hợp từ chiếc khăn quàng cổ chủ nhân cảnh sát mà ra, tất nhiên chiếc khăn nhỏ như vậy là để con của chúng ta mang rồi. Tô dao đỏ mặt trừng mắt nhìn Trần Ngân Hà, ai muốn sinh con với anh? Trần Ngân Hà dán lên tai Tô dao giọng anh rất không đứng đắn, trong cảnh sát, C không phải Trần đâu, là Cao, chủ nhân của chiếc khăn nhỏ này là kết tinh của cảnh sát, hiểu không, lão lưu manh. Tô Giao giơ tay đập vào ngực Trần Ngân Hà vài cái, nắm đấm của cô không phải như những người phụ nữ khác muốn làm nũng, mà là cô đang đấm anh thật. Trần Ngân Hà ăn vài cú đánh, nhưng trái tim anh trở nên rất hạnh phúc, đặc biệt là khi anh phát hiện ra cô lạnh nhạt và phớt lờ anh những ngày qua không phải vì người đàn ông đã đưa cô về nhà ngày hôm đó. Anh giơ tay giúp cô cởi khăn quàng cổ, Đi được nửa đường thì phát hiện có gì đó không ổn, động tác tay anh liền dừng lại, tô giao nhìn hàng lông mày hơi nhăn lại của Trần Ngân Hà, trong lòng trở nên căng thẳng, cô nhanh chóng đề cao cảnh giác, chú ý đến động tỉnh xung quanh, trầm giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Trần Ngân Hà cởi khăn quàng trên cổ tô giao ra nhét vào trong túi giấy, xuân dược, cái gì? Tô giao nhất thời không phản ứng kịp, làm sao có chuyện như vậy ở đây, ai hạ thuốc, động cơ là gì? Trần Ngân Hà giơ tay vén tóc tô dao ở trên ngực ra sau tai, hơi nghiêng đầu lại khẽ đặt chóp mũi lên bên gáy cô ngửi thử, sao em lại bôi xuân dược cho mình, không có, tô dao vội vàng sờ cổ chính mình. Cô đỏ mặt nói, tôi sức nước hoa, xuân dược nào chứ, không có. Trần Ngân Hà vẻ mặt khó hiểu, nhìn chầm chầm vào cổ cô một lúc lâu, vậy thì tại sao anh cảm giác như mình bị đánh thuốc mê vậy, tô dao? Nếu phát tình thì cứ nói thẳng ra, đổ lỗi cho nước hoa của người khác làm gì đôi mắt của người đàn ông tối sầm lại yết hầu của anh cuộn lên lăn xuống ngón tay cái của anh xoa xoa động mạch cổ của cô như thể cảm nhận được dòng máu của cô cô bị ánh mắt tham lam của anh quay đi lùi lại nửa bước lấy tay che cổ chúng ta ra ngoài lâu rồi cũng phải về thôi em có biết mấy ngày nay anh nhớ em đến thế nào không trần ngân hà buông tay túi giấy trong tay rơi xuống đất anh giống như con sói bị đói lâu ngày một tay ôm chặt cô tay còn lại ông lấy sau đầu cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh, háo hức muốn nuốt trọn cô, đèn kích hoạt bằng giọng nói mờ đi, cả thế giới chìm trong bóng tối. Chỉ có cướp bóc điên cuồng mới có thể xoa dịu phần vạn sự thiếu sót của anh, anh cố gắng hơn nữa, cố tình cắn cô làm cô đau, như để nói lên suy nghĩ, lại giống như trả thù. Không khí càng lúc càng loãng, cô nghiêng đầu tránh môi anh và hít một hơi thật sâu để tránh bị ngạt do thiếu oxy, sự sống tụt xuống anh không buông cô ra một lần nữa cúi đầu hôn lên cổ cô nơi anh chạm vào giường như bị dòng điện châm vào cả người cô cứng đờ nửa người bắt đầu tê dại cô mềm nhũng ngã vào trong vòng tay anh cầu thang không có điều hòa mùa đông vẫn chưa qua hẳn vốn dĩ vẫn hơi lạnh nhưng cô không cảm thấy lạnh mà chỉ thấy nóng muốn đẩy anh ra rồi trốn đi sau khi tách ra hơi thở của người đàn ông vẫn còn nặng nề sau nụ hôn hai mắt hơi đỏ giọng nói trầm thấp khàn khàn anh chỉ tiếc rằng ở đây không có giường Tô Giao muốn đánh người một lần nữa, nhưng bị anh hôn đến không còn sức, bấy giờ dùng chân đá vào bắp chân anh một cái, đồ khốn. Nói xong xoay người đi xuống lầu mở cửa cẩu thang đi ra ngoài, Chu Tiểu Nhiên thấy Tô Giao đã lâu không quay lại, sợ Tô Giao và Trần Ngân Hà cãi nhau, nảy sinh mâu thuẫn, cô ấy lo lắng liền ra ngoài tìm người. Cô ấy đã lục soát toilet, hành lang và thậm chí cả sảnh ở tầng 1, nhưng không thấy một bóng người nào, cô ấy không dám gọi cho ai trong số họ, vì sợ làm phiền đến điều gì, chu tiểu nhiên lại đi tới hành lang trước cửa phòng, nhìn thấy tô giao vội vàng đi ra khỏi cửa cầu thang, cô ấy vội vàng đón, giao giao, cô đi đâu vậy? tô giao nhìn thấy chu tiểu nhiên đang nhìn chằm chằm mình sững sờ, cô mất tự nhiên lấy mu bàn tay lau môi và má, nghĩ thầm phải trộm lau xong môi của trần tiểu tiên nam, có khi nào anh để lại vết son lên mặt khi hôn cô không? sắc mặt tô giao bình tĩnh, có chuyện gì vậy? chu tiểu nhiên lấy điện thoại di động ra bật chức năng camera tự mình soi gương đi. Tô Giao vừa nhìn liền thấy một bên cổ bị tên cẩu năm nào đó liếm xuất hiện một vết đỏ, là do anh mút mà ra. Tô Giao vội vàng lấy tay che lại, mũi đốt. Chu Tiểu Nhiên cười nói, mùa này mà cô nói với tôi bị mũi đốt. Đang nói chuyện, cửa cầu thang lại bị mở ra, Trần Ngân Hà bước ra ngoài với một cái túi giấy, thấy Chu Tiểu Nhiên và Tô Giao đều đang nhìn mình chầm chầm, liền thoải mái dừng lại để cho họ nhìn. Tô Giao hoàn toàn tức giận, anh lớn như vậy rồi, làm sao còn có thể làm chuyện không biết phân nặng nhẹ trong phòng có nhiều người như vậy để cô đi vào với chiếc hiếc kia trên cổ ư chu tiểu nhiên không dám nói thêm trước mặt trần ngân hà anh ngân chấm đỏ trên miệng anh là bị mũi đốt phải không tô dao cô không thể phản bác lại khi có người nói đó là một con mũi còn tốt hơn là nói anh bị cô cắn tay anh không yên phận muốn sợ mó quanh người cô bị cô cắn cảnh cáo da thịt trách ra da anh trắng chút đỏ đó đặc biệt dễ thấy, ngay cả khi không muốn bị chú ý cũng không được. Chu Tiểu Nhiên bật cười, ai y à, mùa này mũi đốt dữ dội thật. Tô Giao, ai y à, ai nói không phải đâu. Trần Ngân Hà liếc nhìn Tô Giao rồi nói, không có mũi, tôi rách môi là bị cô ấy cắn đó. Tô Giao. Trên đời làm sao có người đàn ông không biết xấu hổ như vậy, mới vừa cho anh một chút mặt mũi là sẽ lên tận trời rồi. Tô Giao lấy ra chiếc khăn quàng cổ màu hồng đậm từ trong túi giấy trên tay Trần Ngân Hà, Quàng qua cổ để che giấu kia, nắm lấy tay Chu Tiểu Nhiên, "Đi, chúng ta đi hát đi." Mặc kệ anh ấy, bữa tiệc sinh nhật đã đến phần sau, nên chơi cũng đã chơi, nên nháo cũng đã nháo. Những người trong phòng đang top 5 top 3 tụ tập uống rượu và trò chuyện. Hứa Gia Hải mở quà sinh nhật ra, tìm trong đống quà nhưng không tìm thấy hộp quà mà Tô giao đã tặng cho mình, "Này, có ai nhìn thấy món quà mà Cảnh Hoa tặng cho tôi không?" Hộp quà màu hồng với dấu chấm bi màu trắng, cũng thắt một chiếc nơ màu trắng ai nhìn thấy không sau khi hứa gia hải hết lớn như vậy những người không có hứng thú đều vây quanh giúp hứa gia hải tìm quà nhận từ cảnh hoa hứa gia hải bước tới chỗ trần ngân hà lão trần cậu có nhìn thấy không lợi dụng lúc này trần ngân hà thất tình cả ngày đòi sống đòi chết anh ta phải nhân cơ hội này để trả thù lúc trước ai bắt anh ta ăn thức ăn cho chó suốt ngày không khoe đồ ngủ thì cũng khoe tranh đường trần ngân hà nhìn hứa gia hải món quà đó à tôi có nhìn thấy hứa gia hải nhướng mày Cậu giấu ở đâu?" Trần Ngân Hà lấy cà vạt trong túi ra, "Đây nè, Hứa Gia Hải định gọi tôi giao qua để bắt trộm." Trần Ngân Hà đưa mặt mình tới trước mặt Hứa Gia Hải, "Đừng gọi cô ấy, tốt hơn hết là nên quan tâm đến vết thương của tôi đây này." Anh chạm vào đôi môi đỏ mộng của mình, vẻ mặt nhìn rất buồn rầu, "Ai y à, mùa đông mũi đốt người dữ dội quá, thành tinh hết rồi." Mũi tinh kia cứ đuổi theo bám lấy tôi không buông, cắn tôi thế này đây. Hứa Gia Hải là tay lãng tử tình trường, dạng dấu hôn gì mà chưa thấy qua, anh ta lại là bác sĩ pháp y, thậm chí có thể suy ra tô dao sử dụng chiếc trăng nào, góc độ nào và cắn như thế nào. Trần Ngân Hà nghịch chiếc cà vạt trên tay, cong môi mỉm cười, chủ nhiệm hứa, cậu vẫn muốn quà sinh nhật của cảnh hoa sao, hứa gia hải không kịp phòng bị bị ném cẩu lương vào mặt, che ngực nhói đau của mình lại, tuyệt giao đi. Trần Ngân Hà dựa vào cửa sổ nhìn tô dao đang ngồi trên ghế sofa trong khu ca hát, trong khi nhìn cô anh chậm rãi thắt cà vạt cho mình anh không thích đóng hai cúc áo sơ mi trên cùng, cà vạt thắt hờ hững, lộ ra xương quai xanh sắc bén, khi nhìn cô, đôi mắt hoa đào nhẹ nhàng nhướng lên, đôi mắt đen sâu tự nhiên đầy tình cảm. Một vài người phụ nữ có mặt đang nhìn anh, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng thảo luận điều gì đó, ngay cả cô phục vụ đi vào giao rượu cũng bí mật ngắm anh. Trong xương tủy anh là tên phong lưu trêu hoa gẹo nguyệt, tô dao bắt gặp ánh mắt của Trần Ngân Hà, nhìn thấy anh dùng ánh mắt khóa lấy cô dùng đầu lưỡi liếm lên đôi môi đỏ mọng bị cô cắn của mình, trông rất gợi y. Tô Giao cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, vì vậy cầm lấy chai nước khoáng trên bàn, mở ra uống mấy ngụm, quay đầu nói với Chu Tiểu Nhiên, nếu là ở cổ đại, anh ấy sẽ là hoa khôi thanh lâu của kinh thành, mỗi ngày không phải làm gì, ổng ẹo tạo dáng là xong. Chu Tiểu Nhiên liếc nhìn vị hoa khôi thanh lâu bên cửa sổ, nói với Tô Giao, không phải đề cập đến thời cổ đại có hoa khôi, bây giờ cũng có, quán ba lớn nhỏ địa điểm vui chơi giải trí khác nhau, trong cửa hàng thị trấn nào mà không có đại mỹ nữ. Để tránh sự thúc giục kết hôn của các trưởng bối trong gia đình, Tô Giao đã nhiều lần đi theo đội trưởng Hoàng và bắt giữ rất nhiều người. Chu Tiểu Nhiên nói đúng, mỗi một băng đảng đều có một người hỗ trợ, ngoại hình và vóc người, hơn nữa học vấn cũng không thấp, tương ứng, giá cả cũng cao hơn nhiều so với những người phụ nữ khác. Chu Tiểu Nhiên trầm giọng nói, tôi nghe thấy chủ quán ba chúng tôi gọi điện thoại cho người khác nói muốn một người phụ nữ đẹp nhất Vân Giang, không chỉ có dung mạo xinh đẹp còn phải có khí chất nữa độc nhất vô nhị gì đó thêm nữa tôi không nghe rõ tô giao bản thân cẩn thận một chút cho dù muốn giúp trần ngân hà tìm ra tin tức cũng đừng cố ý hành động nếu không bị những người đó phát hiện đem cô đi bán có chạy trốn cũng không được biết rồi tôi cũng không ngốc sẽ tự bảo vệ mình chu tiểu nhiên thì thầm tôi luôn cảm thấy chủ quán ba của chúng tôi sắp phạm phải một chuyện lớn tô giao Lúc trước cô nói bạn cùng phòng của cô hút ma túy và ghế người, nhưng thật ra chỉ là mang thai, sinh non, tranh chấp tình cảm thôi. Đang nói chuyện, cửa phòng bị gõ mở ra, Ngô Nguyệt Oánh lần thứ hai đi vào. Cô ta đã thay quần áo, không còn là chiếc váy dài màu vàng kim khi nãy nữa mà là một chiếc váy đuôi cá dây thắt màu đen. Gương mặt cũng thay đổi cách trang điểm, kẻ mắt đậm, môi đỏ, chân đi một đôi giày cao gót pha lê cao 10cm, nhìn qua khí chất 10 phân. Vừa tiến vào đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, ngoại trừ Trần Ngân Hà đang dựa vào cửa sổ, không ai có thể khiến anh xê dịch ánh mắt khỏi Tô Dao. Ngô Nguyệt Oánh mỉm cười duyên dáng, "Xin lỗi mọi người, tôi tìm Tô Dao. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha." Nghe thấy giọng nói của Ngô Nguyệt Oánh, Tô Giao từ trên ghế sofa đứng dậy, đi tới hỏi, "Cậu tìm mình?" Ngô Nguyệt Oánh mỉm cười với Tô Giao, "Phải, những bài hát đang phát trên màn hình máy tính khổng lồ của Carter với dàn âm thanh nổi vần quanh, một bản nhạc trốc èn rôn đang vang lên. Tô Giao đưa Ngô Nguyệt Oánh tới cạnh cửa, nơi này ồn quá, chúng ta ra ngoài nói đi. Tô Giao mở cửa phòng, đợi Ngô Nguyệt Oánh đi ra ngoài trước rồi tự mình đi ra, khi đóng cửa lại, cô phát hiện có gì đó không ổn, không thể đóng lại. Nhìn thoáng qua thấy Trần Ngân Hà đã đi theo chặn cửa lại. Tô Giao, em với bạn học cũ nói chuyện anh đi theo làm gì? Trần Ngân Hà từ trong phòng đi ra, đứng bên cạnh Tô Giao, rủ mắt nhìn cô, em không phải đang theo đuổi anh sao sợ một lúc không gặp được anh em sẽ nhớ anh phát điên mất ngô nguyệt oánh vẫn ở một bên tô dao bị lời nói cợt nhã của trần ngân hà làm cho đỏ mặt đưa tay lên kéo khuy cổ tay áo anh ý bảo anh đừng nói nhảm nữa trần ngân hà chậm rãi mở ngón tay của tô dao ra ở nơi công cộng không được cỡ cờ áo của anh nếu không nhịn được thì phải đợi về đến nhà đóng cửa lại tô dao tô dao nắm lấy cánh tay trần ngân hà kéo anh sang một bên anh ở đây rốt cuộc muốn làm gì? Trần Ngân Hà liếc nhìn Ngô Nguyệt Oánh, cong môi dưới khinh thường, cô ta có hứng thú với anh, anh đang nói cái gì vậy? Đây là lần đầu tiên gặp mặt, chưa nói gì với nhau, sao người ta lại có hứng thú với anh? Tô Giao ngước mắt nhìn Trần Ngân Hà, em thừa nhận anh đẹp trai, nhưng những người như chủ nhiệm hứa và đường chu cũng không tệ mà, mở miệng là nói Ngô Nguyệt Oánh thích mình, anh quá tự tin hay là quá tự luyến đây? Trần Ngân Hà mỉm cười, đôi mắt như hoa đào của anh hơi cong, anh từ nhỏ được các cô gái yêu thầm mà lớn lên, đã quá quen thuộc với loại ánh mắt đó rồi. Cô ta muốn anh chú ý tới, tô dao quay đầu liếc về phía ngô nguyệt oánh, tầm mắt đối phương bên kia tình cờ giao với cô, mỉm cười với cô rồi quay đầu nhìn chỗ khác, tô dao cau mày, ngô nguyệt oánh thực sự đang nhìn Trần Ngân Hà. Trần Ngân Hà nhướng mày, em cho rằng cô ta thay bộ váy đó cho ai xem, lần này tô dao không phản bác Trần Ngân Hà, tô dao nhướng mắt ánh đèn tối trong hành lang kệt vờ khiến mắt anh sâu thẳm cổ áo sơ mi của anh hơi mở ra trên đó có thắt một chiếc cà vạt lỏng lẻo đuôi mắt nheo lại trông rất thiếu đứng đắn tô dao thấp giọng mắng cả ngày làm mình hoa hòe lộng lẫy chỉ biết hái hoa ngắt cỏ lăn vào trong phòng không được ngoại hồng hạnh xuất tường trần ngân hà anh sẽ coi như em đang đang khen anh tô dao không biết xấu hổ tô dao đẩy cửa phòng ra đè vai trần ngân hà rồi đẩy anh vào động tác rất thô bạo không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu so với việc hộ tống nghi phạm bị ổi nhất. Trần Ngân Hà đứng bên cửa trong phòng, nhìn Ngô Nguyệt Oánh với ánh mắt bình tĩnh, nói nhỏ với Tô Giao, đừng đi quá xa, yên tâm, em là cảnh sát sợ bị bắt cóc bán đi không thành, Tô Giao nói, hơn nữa, mọi người đều biết em là cảnh sát, lá gan bao lớn mà dám bắt em, không sợ bị truy nã cả nước sao. Trần Ngân Hà sờ sờ khuôn mặt Tô Giao, trong mắt hiện lên nụ cười lấp lánh, oanh oanh yến yến không thú vị nữa nữ cảnh sát mới có nhiều động lực, càng mạo hiểm thì càng có được sự phấn khích và thích thú, hiểu chưa cô nương? Tô Dao bị Trần Ngân Hà nhìn chằm chằm, toàn thân tê dại, cô bỏ tay ra khỏi mặt của anh, anh là cảnh sát, không phải là kẻ bí ái xấu xa đen tối, cách suy nghĩ có thể bình thường được không? Em cho rằng anh đang nói đùa với em sao? Trần Ngân Hà nhìn xuống thời gian, 20 phút, nếu 20 phút nữa em không quay lại, anh sẽ cho nổ cột vờ này. Tô Giao lại phải nhắc nhở, anh là cảnh sát cả ngày đừng nghĩ ghế cái này đánh bom cái kia cô cảm thấy trần ngân hà đã quá căng thẳng chuyện bé xé ra to trần ngân hà nhướng mi liếc nhìn ngô nguyệt oánh trầm giọng nói vừa rồi anh nói không đúng lắm cô ta không thích anh là ghen tị với em cô ta ghen tị với em tô dao cảm thấy trần ngân hà càng nói càng thái quá em có gì phải ghen tị nhìn bộ quần áo rách rưới trên người em đi rồi lại nhìn người ta xem cái nào thu hút người khác hơn không cần em nói nhỉ hơn nữa Cô ấy là bạn cùng bàn với em hồi cấp 3, cô ấy sống nội tâm, điều kiện gia đình không tốt lắm, lại không tiếp xúc với ai, còn em cả ngày chỉ biết học, cũng không ham chơi, nhạt nhẽo đến không thể nhạt nhẽo hơn. Hai tuổi em ở trong lớp là người không có cảm giác tồn tại, thậm chí chuyện em là hoa khôi của lớp là do lần trước học lớp mới biết được. Mặc dù bây giờ cô ấy đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, nhưng cô ấy không có động cơ, cô ấy không có lý do gì để ghen tị với em. Trần Ngân Hà đưa tay lên xoa tóc Tô Giao, làm sao cô ta không có động cơ được, bản thân sự tồn tại của em đã là mối đe dọa cho tất cả những người phụ nữ khác. Tô Giao từng nghe một câu, gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, trong mắt Trần Ngân Hà, vẻ đẹp của Tây Thi này phải nhân lên gấp 10 lần, trong mắt anh, tất cả những người xung quanh đều thèm muốn Tây Thi gấp 10 lần. Tô Giao biết cô trông cũng không tệ lắm, nhưng không đến mức kinh thiên động địa mà, phải nói rằng, chẳng có người phụ nữ nào lại không thích một người mà mình thích khen ngợi như thế này. Trong lòng tô giao vui mừng, trộm liếc mắt nhìn Trần Ngân Hà một cái, trong khoảng thời gian này không được để ý đến anh nữa, hệ thống ngôn từ tình yêu của anh lại được nâng cấp, thật sự đáng sợ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ bị anh ăn sạch mất. Trần Ngân Hà, cô ta vào phòng tổng cộng hai lần. Lần đầu tiên, cô ta đang cố tình thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ có điều anh không nhìn cô ta vì lúc đó anh đang nhìn em, lần thứ hai vẫn vậy, cô ta đã thua em." Trần Ngân Hà tiếp tục nói, "Chỉ cần em ở nơi nào, người khác không thể nhìn thấy cô ta, đó là lý do tại sao cô ta ghen tị với em. Nếu thêm một lần nữa, em có thể dễ dàng lấy đi những gì cô ta không thể có được cho dù đã cố gắng thế nào. Nếu em là cô ta, em có phát điên không? Tô Dao, em không cướp cái gì của cô ấy cả." Trần Ngân Hà nhìn Tô Dao nếu đến cả em còn không nhận ra mình đã cướp của cô ta, đó mới là điều bực bội nhất. Tô Giao ngập ngừng nói, tất cả đều là suy đoán của anh. Trần Ngân Hà, anh không bao giờ đưa ra giả định về người khác, anh chỉ đưa ra những suy luận hợp lý và có cơ sở. Dương Sơ Mẫn là như vậy, Lý Thư Bân, Phạm Hà, và cả Ngô Nguyệt Oánh cũng như thế. Chưa kể, ánh mắt nhìn người của Trần Ngân Hà quá độc, Tô Giao làm ra vẻ chăm chú lắng nghe. Trần Ngân Hà, em vừa nói hai đặc điểm rõ ràng nhất ở cô ta là tự ti nhạy cảm thiếu cảm giác tồn tại và nghèo khó trước tiên hãy nói về sự nghèo khó như em có thể thấy cô ta đang rất cố gắng kiếm tiền dùng tiền để xây dựng bản thân trang sức cho mình tiền có sạch sẽ hay không là một chuyện khác ngoài ra cô ta tự ti nhạy cảm không có cảm giác tồn tại hiện giờ đã trở thành một bông hoa giao tiếp bất luận thế nào cũng phải khiến mình trở nên hấp dẫn ánh mắt người khác là sự bù đắp bệnh tật cho sự thiếu hụt tâm lý của cô ta. Những gì Trần Ngân Hà nói là đúng, Tô Giao không bao giờ nghĩ rằng Ngô Nguyệt Oánh sẽ ghen tị với cô, cũng may bọn họ không có hận ý sâu đậm, về sau cùng lắm không lui tới là được, nếu không tiếp xúc với nhau thì sẽ không có chuyện gì. Dường như anh có thể nhìn ra Tô Giao đang nghĩ gì, Trần Ngân Hà nhìn đôi mắt trong sáng của cô, giọng nói lạnh lùng, đừng bao giờ coi thường ác ý của một người, cách đó không xa, Ngô Nguyệt quánh đợi đã lâu, gọi Tô Giao, Giao Giao, cậu còn chưa nói xong sao, em đi trước, Tô Giao nói với Trần Ngân Hà, 20 phút sau em sẽ quay lại, Tô Giao đi đến chỗ Ngô Nguyệt quánh, Ngô Nguyệt quánh nắm lấy cánh tay của Tô Giao, cười dịu dàng, mình tan làm sớm, vừa hay cậu ở đây, chúng ta chưa gặp nhau kể từ lần họp lớp trước, đến văn phòng của mình ôn chuyện nhé, vì lời nhắc nhở của Trần Ngân Hà, Tô Giao cảnh giác hơn với Ngô Nguyệt quánh một chút, đồng nghiệp mình vẫn đang tổ chức sinh nhật mình ra ngoài quá lâu cũng không tốt không phải ở lầu một có sảnh chờ sao xuống đó ngồi đi ngô nguyệt oánh cười được ngô nguyệt oánh đang đi một đôi giày cao gót cao 10 cm dường như cô ta bị vướng vào váy của mình dứt khoát cởi ra cầm trên tay đi chân trần trên thảm thảm của cợt vờ có màu tím sẫm còn bàn chân của cô ta màu trắng với sơn móng màu đỏ tươi cô ta một tay xách giày cao gót mảnh mai một tay cầm váy thể hiện một cảm giác như trong câu chuyện cổ thu hút ánh mắt của người khác làm cho người ta tò mò, không khỏi tập trung vào cô ta, đoán xem cô ta có phải là lọ lem trốn khỏi vũ hội hay không. Tô Giao và Ngô Nguyệt Oánh đến tầng 1. Khi họ bước đến đại sảnh, một video tuyên truyền về an toàn đang phát trên màn hình LCD trong sảnh cực vờ. Cục Cảnh sát thành phố Vân Giang thông báo rằng trong vòng 3 tháng trước và sau Tết nguyên đáng, các địa điểm vui chơi giải trí sẽ được phát vòng lập ít nhất 10 phút mỗi ngày. Thật không may, người mẫu cho video tuyên truyền hàng năm của cục lại là tô giao và lục hải minh hoa khôi cảnh sát vừa xinh đẹp vừa ngầu còn lục hải minh thì cao to vạm vỡ hai người đứng trước ống kính cầm súng không chỉ mãn nhãn mà còn mang lại cho người dân cảm giác an toàn trong video tô giao trang điểm nhẹ mặc đồng phục cảnh sát sở hữu đôi mắt đẹp và sắc sảo khiến mọi người chú ý ngay lập tức trong đoạn video ngắn tô giao nói thực thi pháp luật theo công lý lục hải minh nói trung thành vì dân Tô Giao lại nói, anh Dũng thiện chiến, Lục Hải Minh lại nói, trừ bạo an dân, cả hai đứng lùi về phía sau, cùng nhìn vào máy quay và nói, giữ lấy sự bình yên trong lòng, dùng tình yêu để hung đúc tinh thần cảnh sát. Tô Giao vẫn nhớ rằng khi cô đang thực hiện những đoạn video ngắn, cô và Lục Hải Minh đã bị trưởng khoa lưu mắng đến máu chó văn đầy đầu. Họ không phải là diễn viên chuyên nghiệp, không biết bất cứ kỹ năng diễn xuất nào, hình thể và ngôn ngữ rất cứng nhắc, quay cả tuần cuối cùng, họ cũng không thành công cuối cùng họ bị thời hạn đuổi đến không thể không chọn một phiên bản để gửi tô giao nhìn chính mình và lục hải minh trong video anh một câu tôi một câu giống như là đang nói chuyện xuyên không nhưng lại không có biểu tình gì cô xấu hổ đến mức đầu ngón chân vùi trên mặt đất hận không thể xoay người rời đi làm bộ không quen biết hai người đầu đất trong video kia nhiều người trong đại sảnh bị thu hút bởi nữ cảnh sát trong đoạn video tuyên truyền ngắn chà lý tưởng của mình khi còn nhỏ là trở thành cảnh sát nhưng tiếc là vóc dáng của mình không được tốt. Mình ghen tị với cô ấy quá, tôi không nghĩ đây là cảnh sát. Đó phải là một diễn viên hoặc một người mẫu nữ được thuê. Nếu không, làm sao có một cảnh sát xinh đẹp như vậy? Đúng vậy, xinh đẹp như vậy ai còn làm cảnh sát, chỉ cần dựa vào mặt cũng có thể mua được biệt thự ở bên sông rồi. Tôi nghĩ đó là một cảnh sát thực thụ. Mọi người hãy nhìn tư thế cầm súng xem, dáng đứng và tấm lưng thẳng của cô ấy vừa thấy có vẻ như cô ấy đã được huấn luyện chuyên nghiệp đấy cho đến khi đoạn video tuyên truyền được phát đi phát lại nhiều lần khán giả trong sảnh vẫn chưa hài lòng có người yêu cầu cô gái ở quầy lễ tân phát thêm vài lần nữa họ vẫn chưa xem đủ cô gái nhỏ ở quầy lễ tân cũng thích nhìn những đại mỹ nhân và những đại mỹ nhân xinh đẹp và ngầu lại càng hiếm hơn đã xem video tuyên truyền này không biết bao nhiêu lần vẫn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi cô ấy đang dự định chiếu thêm nhiều lần nữa để đáp ứng nhu cầu của đông đảo mọi người. Qua khóe mắt, cô ấy nhìn thấy người quản lý nhân sự cách đó không xa nhìn mình, nên chỉ có thể nói với mọi người, hôm nay đã phát nhiều lần rồi, không có gì để xem. Người quản lý nhân sự của cực vờ này là Ngô Nguyệt Oánh, có người trong đại sảnh nhận ra tô giao, ngạc nhiên chạy đến, xin chào, chỉ có phải là nữ cảnh sát trong video tuyên truyền không? Tô Giao giật mình một lúc rồi mỉm cười, không phải. Cô không muốn bị chú ý hai cô gái nhỏ hoặc bác nhận ra cô em sẽ không nhận nhầm người khẳng định chính là chị chị cảnh sát chị thật ngầu tô giao không thể phủ nhận nghĩ đến bây giờ cô là đại diện cho hình tượng của cục cảnh sát thành phố cô chỉ có thể nở một nụ cười phục vụ nhân dân cảm ơn cô gái nhỏ lấy điện thoại di động ra hơi ngượng ngùng hỏi cho tụi em chụp ảnh với chị nhé em và mẹ đều thích chị lắm mỗi lần video tuyên truyền phát trên tivi mẹ em đều nhìn chầm chầm vào đó nói cô gái này xinh đẹp và trông có phúc tô giao lịch sự mỉm cười cô gái nhỏ đưa điện thoại di động cho người bạn đồng hành của mình đứng bên cạnh tô dai và nhờ người bạn đồng hành chụp ảnh cho họ động tĩnh ở đây quá lớn có một nhóm người nhìn qua liền nhận ra tô giao trong số đó có cả đại diện của một công ty môi giới nổi tiếng vị quản lý bước tới đưa danh thiếp cho tô giao giới thiệu danh tính hỏi tô giao cô có ý định gia nhập làng giải trí hay không tô giao lịch sự từ chối cảm ơn vì sự đánh giá cao của anh, tôi không có sở trường đó, anh cũng thấy rồi. kỹ năng diễn xuất của tôi cứng như gỗ. tôi thích hợp làm cảnh sát hơn. người đại diện đánh giá tôi giao nhiều lần. ánh mắt anh ta có tiếng tốt trong nghề, người anh ta coi trọng không bạo hồng cũng là đỏ thẩm. anh ta đã xem đoạn video tuyên truyền của cục cảnh sát thành phố từ lâu, nghĩ nữ cảnh sát trong đó thật đẹp, không ngờ người thật còn đẹp đến mức này. cô chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, tóc và mắt đen tuyền làn da trắng như tuyết, một đôi mắt hạnh nhân, sống mũi cao và nhỏ, và điều nổi bật nhất chính là đôi môi, không son tự đỏ, sáng bóng và đầy đặn. Nhiều năm huấn luyện đã khiến cho vóc dáng của cô căng đầy gợi cảm, với vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man, không một chút mỡ thừa trên cơ thể. Thật hiếm khi thấy một người phụ nữ đẹp tự nhiên và gợi cảm đến thế. Mặc dù quần áo của cô bình thường đến mức không thể bình thường hơn, cô thậm chí còn không trang điểm. Ngay khi cô xuất hiện, mọi người xung quanh đều trở thành phong nền sự tồn tại của họ được sinh ra để tạo nên sự độc đáo của cô và cô nên đứng ở trung tâm sân khấu để nhận được sự ngưỡng mộ của hàng triệu người người đại diện không bỏ cuộc và nói với tô giao cô không muốn gia nhập ngành giải trí cũng được một số quảng cáo và các tác phẩm điện ảnh và truyền hình yêu cầu phải có cảnh sát thực sự sẽ có một vài cảnh quay chung cô suy xét một chút chứ chỉ cần cô sẵn sàng quay dù chỉ là nửa phút anh ta có đủ tự tin để khiến cô nổi tiếng diễn xuất không tốt cũng không sao, với gương mặt và khí chất này thì khán giả vẫn mua. Tô Giao mỉm cười, là một công chức tư pháp, việc tham gia biểu diễn nghệ thuật riêng tư là vi phạm kỷ luật. Tôi xin lỗi, Ngô Nguyệt Oánh đi tới và nói với người đại diện, nếu cô ấy không muốn, không cần ép buộc. Trong kịch vợ chúng tôi có rất nhiều cô gái xinh đẹp, anh nhìn trúng được ai không? Điều kiện tôi muốn không chỉ là xinh đẹp, người đại diện lắc đầu tiếc nuối, nơi này của các người không có. Ngô Nguyệt Oánh mỉm cười, thật ư, xem ra không là cô ấy là không được. Có vài người xếp hàng chờ chụp ảnh với tô giao, cô chỉ có 20 phút nên không chụp được ảnh chung với từng người một, chỉ có thể gọi mọi người cùng nhau chụp. Hỏi cô gái ngồi ở quầy lễ tân giúp chụp một tấm tập thể lớn, liền tính nhiệm vụ hoàn thành. Cô gái ở quầy lễ tân nhìn thấy Ngô Nguyệt Oánh đứng sang một bên liền hét lên, quản lý Ngô, chị không định chụp à. Ngô Nguyệt Oánh mỉm cười, tôi không chụp, mọi người đều nhắm vào nữ cảnh sát xinh đẹp, không thích hợp để tôi đứng ở giữa cô gái nhỏ ở quầy lễ tân nghe ngô nói không sao đâu quản lý ngô chỉ cứ đứng sang một bên một chút sau đó in ảnh treo lên tường còn có thể quảng bá cho quán của chúng ta cô gái nhỏ ở quầy lễ tân không nhận ra sắc mặt của ngô nguyệt oánh đã thay đổi ngô nguyệt oánh đi đến bên cạnh gọi người phụ trách bộ phận nhân sự tiểu linh ngồi ở quầy lễ tân ngày mai cô ấy không cần đi làm nữa vì làm việc riêng trong giờ làm việc quản lý nhân sự tiểu linh là một người tốt có năng lực, siêng năng, xinh đẹp và linh hoạt. Cô ấy đã làm việc với chúng tôi hơn 3 năm rồi, lần trước ông chủ nói với tôi rằng cô ấy sẽ được thăng chức lên làm trưởng ban nữa. Ngô Nguyệt Quánh lạnh lùng nói, cô ta ưu tú lợi hại như vậy, không phải là một nhân tài không được trọng dụng ở chỗ chúng ta sao? Giám đốc nhân sự nghe thấy sự không vui của Ngô Nguyệt Quánh, không muốn tranh cãi với cô ta, ông ta định quay lại xin chỉ thị của ông chủ trước khi quyết định có sa thải tiểu linh hay không. Quản lý nhân sự có những cân nhắc riêng, một tụ điểm ăn chơi như cực vờ thì cần gái xinh, tiếp rượu và hoa quả, gọi đồ và ca hát, có thể tăng thêm rất nhiều thu nhập. Bất cứ người đàn ông nào đến tiêu phí đều sẽ không thích một người phụ nữ quá xấu xí ngồi bên cạnh mình vừa uống rượu vừa hát hò, đương nhiên càng xinh đẹp càng bắt mắt. Ngoài tiểu linh, Ngô Nguyệt Oánh đã sử dụng nhiều lý do khác nhau để đuổi một số cô gái xinh đẹp đi. Đây không phải chuyện người quản lý nhân sự cần nhìn đến. Sau khi chụp ảnh, Tô Giao nói với cô gái nhỏ ở quầy lễ tân, ảnh có thể chụp, nhưng không được treo trên tường, hiểu không? Thân phận của cô nhạy cảm, khi bức ảnh được treo trên tường, người khác sẽ nghĩ rằng cờ tờ vờ này được cảnh sát chứng nhận và an toàn tuyệt đối. Nếu xảy ra sự cố ở đây, cô phải chịu trách nhiệm hay vô trách nhiệm đây? Tiểu Linh cười, được, em hiểu rồi chị cảnh sát. Sau khi chụp ảnh, người đại diện đến gặp Tô Giao một lần nữa và hỏi xin cô uy chát, Tô Giao không muốn cho, nói với người đại diện bạn của tôi vẫn đang đợi tôi tôi đi trước nói xong cô nhấc chân đi về hướng ngô nguyệt oánh người đại diện không còn cách nào khác đành bó tay tô dao bước đến bên ngô nguyệt oánh cảm thấy nhẹ nhõm khi cô nhìn thấy người đại diện và đối tác của anh ta bước ra khỏi cực vờ thật là rắc rối đôi mắt phượng của ngô nguyệt oánh hơi cong lên còn không phải bởi vì cậu quá chói mắt lại xinh đẹp nghề nghiệp mạnh mẽ thật sự là giống như khi còn đi học cô ta âm thầm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tô dao dùng tay siết chặt lấy lòng bàn tay buông xuống bên cạnh, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt cô ta, nhưng cô ta không cảm thấy đau, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Tô Giao, mình không muốn bị quấy rầy, chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình. Ngô Nguyệt quánh câu môi dưới, khóe môi có chút châm chọc, nhưng giọng điệu lại dịu dàng vô hại, vậy à. Nói không muốn bị chú ý, vậy mà có thể thu hút rất nhiều người, thực sự ngây thơ hơn cả Bạch Liên Hoa. Tô Giao chỉ vào khu nghỉ ngơi bên cạnh, tới đó ngồi đi được Ngô Nguyệt Quán triều mến nắm lấy cánh tay tô giao, cậu muốn uống gì, mình sẽ để quầy lễ tân làm. Tô giao nở nụ cười, không cần, sinh nhật đồng nghiệp, lát nữa mình phải lên rồi. Ngô Nguyệt Quán yêu cầu quầy lễ tân pha hai cốc nước đào mới vắt và thêm mật ong cho vừa miệng. Hai người ngồi trên sofa đối diện nhau, tô giao nhấp một ngụm nước ép đào, thật ngọt. Cô không thích uống quá ngọt, Trần Ngân Hà rất thích uống, định lần sau có cơ hội sẽ làm cho anh uống. Nghĩ đến Trần Ngân Hà tô dao không khỏi liếc ly nước đào thêm vài cái bên trong đừng bỏ thuốc vào đấy cô cũng cảm thấy mình có chút trong gà hóa quốc nếu như ngô nguyệt oánh thật sự xuống tay với cô cũng sẽ không bao giờ dám ở đây tô dao cảm thấy hụt hẫng khi nghĩ đến cảnh ngô nguyệt oánh giúp cô lau vết máu đến tháng trên ghế vào mùa đông năm lớp mười hai của cô hy vọng rằng những suy luận của trần ngân hà đều là sai nhưng không thể không cảnh giác với ngô nguyệt oánh tô dao bắt đầu ôn chuyện nhìn thấy cuộc sống của cậu tốt đẹp kiếm được nhiều tiền hơn tính tình cũng vui vẻ hơn trước thật tốt cậu cũng rất tốt không thay đổi gì so với trước kia ngô nguyệt oánh nói lần trước học lớp đào chính an đưa cậu về sau này hai người không phát triển thêm nữa à tô giao không cậu ấy là một người rất tốt và xuất sắc tương lai cậu ấy sẽ gặp được người phụ nữ tốt hơn ngô nguyệt oánh nói với giọng điệu dễu cợt đó là bởi vì cậu đã tìm thấy một người đàn ông tốt hơn người trong phòng vừa rồi ấy anh ta trông đẹp trai khí chất cao quý nhìn rất giàu có không giống người thường khi nào hai người kết hôn mình chuẩn bị tiền mừng tô giao công khóe môi còn sớm cô và trần ngân hà còn nhiều vấn đề cần giải quyết trạng thái trước mắt không thể đến với nhau dù có ở bên nhau thì cũng chia tay cô không thích chia tay thích giải quyết vấn đề hơn chẳng hạn như sự cố chấp và du vọ chiếm hữu hết thuốc chữa của anh đối với cô chẳng hạn như việc anh che giấu điều gì đó với cô trong lòng trần ngân hà cũng hiểu anh ôm cô và hôn cô nhưng anh không đề cập đến việc biến cô thành bạn gái của anh cô biết anh thích cô đến nhường nào và cô cũng thích anh nhưng hai người không phải chỉ cần yêu nhau là có thể răng lông đầu bạc ở tuổi này chẳng ai còn là cậu trai cô bé nữa cả con người ta nên có cái lý của một người trưởng thành dù tình yêu có mãnh liệt đến đâu thì cũng nên biết cách kiềm chế kiềm chế không được cũng phải kiềm chế nếu không kết cục chính là cả hai cùng hủy diệt ngô nguyệt oánh nhìn tô dao vì cậu không thích đào chính an nên mình cũng có thể nói trước đây mình thích đào chính an rất thích cậu ấy tô giao sững sờ một lúc cô không ngờ ngô nguyệt oánh cũng thích đào chính an ngô nguyệt oánh cười có gì lạ đâu cậu ấy tốt như vậy có rất nhiều cô gái thích cậu ấy thêm mình nữa cũng không tính là nhiều tô giao xin lỗi mình lúc đó không biết cậu thích cậu ấy nói rất nhiều chuyện không nên nói hồi đó cô nghiện học và không giao du nhiều với các bạn khác trong lớp chỉ thân với ngô nguyệt oánh tự nhiên cũng cùng cô ta nói rất nhiều suy nghĩ của con gái chẳng hạn như chuyện cô đã phải lòng đào chính an. Bây giờ nghĩ lại, nếu Ngô Nguyệt Oánh cũng thích đào chính an, nghe những lời của cô chắc chắn sẽ cảm thấy không vui. Không sao đâu, mình biết đào chính an cũng thích cậu. Chỗ ngồi của cậu ấy ở ngay phía sau chúng ta, cậu ấy hay nhìn chầm chầm bóng lưng cậu đến phát ngốc trong giờ học tự học, và sẽ để lại cho cậu một chiếc ô vào những ngày mưa. Ngô Nguyệt Oánh nói, có rất nhiều cô gái thích cậu ấy như vậy, nhưng cậu là người duy nhất trong mắt cậu ấy giọng điệu của ngô nguyệt oánh khiến tô giao khó chịu cô muốn rời đi lần trước mình đã nói rõ với cậu ấy sau này cậu ấy sẽ gặp một người phụ nữ tốt hơn ngô nguyệt oánh nhấp một ngụm nước trái cây trên bàn mình nhớ một lần trong giờ học thể dục cậu ấy mua một chai nước ép đào cậu ấy xấu hổ khi đưa cho cậu nên đã nhờ mình đưa cho cậu tô giao nhớ lại mình vẫn luôn tưởng cậu mua cho mình vô tình rơi xuống đất đổ hết không uống được ngô nguyệt oánh cười đôi mắt hơi nhếch lên lộ ra tròng trắng mắt ý cười không thấu, cậu không uống được, mình tiếc nuối rất lâu đó, vì cô ta đã nhổ nước bọt vào chai nước đào đó. Tô Giao liếc nhìn Ngô Nguyệt Oánh, về đào chính an, cậu có kế hoạch gì không? Ngô Nguyệt Oánh mỉm cười, người đầu tiên con gái thích luôn rất sâu sắc, và mình rất thích cậu ấy. Hồi đó, cho dù cậu ấy nhìn những bạn học nữ khác, mình sẽ thầm ghen tị, rất đau lòng. Tô Giao không nói, Ngô Nguyệt Oánh đã tự mình nói như vậy, Trần Ngân Hà nói đúng, cô ta ghen tị với cô. Ngô Nguyệt Oánh tiếp tục, sau khi tốt nghiệp trung học, mình vào đại học, sau đó đi làm, vẫn luôn thích cậu ấy. Nhưng cậu ấy luôn ở thành phố S, chỉ vừa trở về trước Tết nguyên đáng, vì vậy mình không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với cậu ấy. Tô Giao ừ một tiếng, cô không tuân theo logic trò chuyện thông thường để thuyết phục cô ta dũng cảm theo đuổi tình yêu để không hối tiếc. Ngôn Nguyệt Oánh như vậy không xứng với Đào Chính An. Ngôn Nguyệt Oánh, đều là quá khứ rồi, mình không thích cậu ấy nữa. Cô ta có nhiều thứ để thích hơn, tiền bạc và sự rực rỡ. Tô Giao liếc nhìn đồng hồ treo tường trong đại sảnh, đứng dậy nói: Mình đi đây, nếu không đồng nghiệp sốt ruột chờ. Nước đào trên bàn chỉ uống một ngụm, cũng không định lấy đi. Ngô Nguyệt Bánh theo sau đứng dậy: Được, chúng ta hẹn lần sau. Cuối tuần sau cậu có rảnh không? Đi thăm trường cũ nhé. Tô Giao, chỉ sợ là không được. Cuối tuần tới mình có việc phải làm. Ngô Nguyệt Bánh mỉm cười: Vậy thì được rồi. Khi nào rảnh cứ gọi cho mình mình sẽ đợi cậu bất cứ lúc nào. Tô Giao, được. Ngô Nguyệt Oánh ưu nhã vén làng váy dài gần như kéo lê trên sàn nhà, đi thôi, mình đưa cậu về phòng. Tô Giao không để cho Ngô Nguyệt Oánh tiễn, mình tự đi lên là được rồi. Khi lên đến tầng, Tô Giao vừa ra khỏi thang máy, cô đã nhìn thấy Trần Ngân Hà đứng ở cửa phòng đợi cô. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu hồng đó, cổ thắt cà vạt lỏng lẻo, lười biến dựa vào tường, đôi chân dài khoanh lại, một tay đút túi quần, tay kia nghịch bật lửa đen đầu hơi ngẩng lên, tập trung tinh thần, không biết đang nghĩ gì. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, tâm trạng của cô đột nhiên thay đổi. Tình yêu là điều không thể giải thích, muốn ngừng mà không được. Sự nặng nề do Ngô Nguyệt Oánh mang lại bị cuốn đi, cô phấn chấn hẳn lên, như thể đã lâu không gặp, chỉ muốn ông anh vào lòng. Nghe thấy tiếng thang máy, Trần Ngân Hà quay đầu lại, tô giao rốt cục biết anh đang làm gì, anh đang đến ngược, anh cho cô 20 phút, ngay khi nhìn thấy cô, anh mở rộng vòng tay với cô mỉm cười nói con số đến ngược cuối cùng, không, như nhận được mệnh lệnh nào đó, cô chạy về phía anh, được anh ông eo, xoay một vòng tại chỗ, anh ông cô, cắn nhẹ vành tai cô, anh cũng nhớ em, tô giao và Trần Ngân Hà bước vào phòng, tô giao nhìn quanh, thấy chu Tiểu Nhiên ngồi trên sofa một mình, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, quay đầu lại nói với Trần Ngân Hà, em sẽ đến chỗ chu Tiểu Nhiên ngủ cùng cô ấy tối nay, Trần Ngân Hà, tối nay ngủ với cô ấy, vậy khi nào thì ngủ với anh? tô dao đập vào tay trần ngân hà cười mắng anh biến đi lão lưu manh trần ngân hà bị đánh mắng cười đắc ý nhìn tô dao đi tới chỗ chu tiểu nhiên xoay người đi tìm hứa gia hải hứa gia hải thấy trên mặt anh tràn đầy gió xuân không muốn cùng anh đùa giỡn anh đành phải dựa lưng về phía cửa sổ tiếp tục nghịch cà vạt trên cổ thỉnh thoảng nhìn tô dao tô dao ngồi bên cạnh chu tiểu nhiên cầm tăm xiên một miếng dưa đỏ đưa vào miệng chu tiểu nhiên ngọt không chu tiểu nhiên nở nụ cười ngọt Chu Tiểu Nhiên hỏi Tô Giao, cô có quan hệ tốt với Ngô Nguyệt Quán đó không? Tô Giao, lúc còn học thì tốt, hiện tại không liên lạc nhiều, tương lai hẳn cũng sẽ không liên quan nào. Chu Tiểu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi. Cô ta thân với ông chủ quán ba của chúng tôi. Ông chủ của chúng tôi trông không giống người tốt, tôi lo lắng cô ta cũng là người xấu. Tô Giao nói với Chu Tiểu Nhiên một lần nữa, tránh xa ông chủ của cô. Nếu cô phát hiện ra bất cứ điều gì đừng tự mình hành động hãy nói với tôi và trần ngân hà hoặc gọi cảnh sát chu tiểu nhiên gật đầu tôi không ngốc như vậy chạy tới dân đầu đâu tô giao trở về gửi cho tôi bản lý lịch của cô tôi giúp cô để ý chu tiểu nhiên cười người như tôi ở xã hội làm sao có lý lịch tô giao cô có để ý làm việc nặng nhọc không nếu không để ý tôi có thể tìm cho cô một công việc tốt chu tiểu nhiên việc nặng nhọc thì sao có thể tự tay kiếm tiền mà không phải mất mặt tô giao Nhà máy dược phẩm nơi bố tôi làm việc, đừng nhìn nó không lớn, thực sự là một nhà máy quốc gia khá đủ điều kiện với lợi ích tốt về mọi mặt đó, đóng bảo hiểm và công quỹ nhiều hơn so với việc tiếp rượu trong quán bar. Nhưng giờ làm việc hơi dài và hơi vất vả, tôi từ khổ sở đến đây, không sợ nhất là vất vả, Chu Tiểu Nghiên thở dài, nếu thời gian làm việc quá dài thì không được, tôi muốn vừa học vừa làm, cô ấy đã tìm hiểu kỹ rồi, dù chưa tốt nghiệp cấp 2 chỉ cần đủ 18 tuổi là có thể đăng ký thi tuyển sinh đại học dành cho người lớn, cô ấy muốn lấy bằng và nói tiếng Anh lưu loát, muốn gần gũi hơn với người mình yêu. Tô Giao nhìn Chu Tiểu Nhiên có chút ngạc nhiên, vừa khâm phục vừa mừng cho cô ấy, vì lý do công việc, Tô Giao quen biết nhiều người làm việc ở những nơi xa hoa trụy lạc, họ nhìn chung không có trình độ học vấn, ghét nhất chính là học hành và cầu tiến, thích nhất chính là sa đọa, hưởng thụ, không làm mà vẫn muốn hưởng. Nhiều người từ bỏ chính mình, không ai muốn đứng dậy từ nơi lần đầu tiên họ vấp ngã. Thường thì họ sẽ xa chân vào buồn mà không gượng dậy được, đánh nhau, lừa đảo, buôn bán, gái mại dâm, buôn ma túy, có bản lĩnh vào đồn cảnh sát mà không có bản lĩnh về quê, để có thể tiết kiệm tiền sạch sẽ quay trở về đã là điều rất ghê gớm. So với những người đó, Chu Tiểu Nhiên giống như một đóa hoa nở rộ trong bóng tối, cô ấy phải chạy trốn với buồn dưới chân, luôn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao trên đầu tô giao chợt hiểu tại sao trần ngân hà luôn máu lạnh lại đối khác với chu tiểu nghiên chu tiểu nghiên nói với tô giao về kế hoạch cuộc đời của mình tôi muốn bán căn nhà ở nam an và mua một căn ở vân giang vài tháng nữa tôi sẽ nghỉ việc trong quán bar lợi dụng khoảng thời gian cuối cùng này tiếp tục giúp đỡ anh ngân tìm hiểu tin tình báo tô giao cười cô đúng hết cái gì mà đi học cái gì làm người đưa tin đúng rồi cô đã cân nhắc xem mình sẽ làm gì trong tương lai và muốn học chuyên ngành gì chưa tôi không hy vọng trở thành bác sĩ. Chỉ những học bá mới có thể thi đậu, Chu Tiểu Nhiên không chút do dự nói, tôi muốn trở thành một dược sĩ. Tô Giao cười ái muội, trêu ghẹo nói, vì yêu nên cô đi học à. Chu Tiểu Nhiên đỏ mặt, nghiêm túc nói, tôi không phải loại người như vậy. Tô Giao quay đầu nhìn đường Chu đang ngồi trên sofa trò chuyện với hứa gia hải, ghé vào tai Chu Tiểu Nhiên nói, tôi không nghĩ bác sĩ đường một chút hứng thú với cô đều không có, cô không nhận ra sao, anh ta đối với người khác rất tốt, thậm chí đối với người phục vụ rót rượu cũng sẽ cảm ơn người ta từng cái, nhưng anh ta đối với cô tệ nhất, chỉ ca chớn với mình cô. Ngay cả những người đàn ông trưởng thành cũng có một mặt trẻ con, Chu Tiểu Nhiên không thể tin cô sẽ được người ta thích như thế này. Thật vất vả tham gia sinh nhật của Hứa Gia Hải, cô mới có cơ hội gặp đường Chu, tự mình trang điểm cẩn thận, rơi vào miệng anh lại biến thành chẳng ra gì cả. Cô nhớ lại lúc trước mình gặp đường Chu là bộ dáng gì, lúc đó vẫn còn là mùa hè, cô thích mặc váy hai dây màu sẫm, đi dậy cao gót, môi đỏ tóc xoăn. Cô ấy cảm thấy người đàn ông xuất thân từ gia đình tốt như Đường Chu sẽ không thích một người phụ nữ quá quyến rũ, mà nên thích một cô gái thuần khiết dịu dàng, có khí chất như chiếc váy trắng trên người cô ấy. Tô Giao nhìn đôi mắt sưng vụ vì khóc trước đó của Chu Tiểu Nhiên, dùng khăn cuốn túi hồng trà đã nguội khoảng 3 đến 5 phút, ăn thêm đậu đỏ, lúa mạch và dưa chuột, hẳn là có thể giảm sưng. Tôi không học y, cô đoán làm thế nào tôi biết, Chu Tiểu Nhiên, là lúc Đường Chu cười nhạo tôi có nói, Tô Giao nhéo nhéo mặt Chu Tiểu Nhiên, kéo cô ấy từ trên ghế sofa lên, đi thôi, đi tìm Đường Chu chơi, hiếm khi gặp một lần. Chu Tiểu Nhiên cuối cùng cũng mỉm cười, đôi mắt to ngấn nước sáng lên, trong lòng mơ hồ có một tia mong đợi, lỡ như, lỡ như vọng tưởng của cô ấy trở thành sự thật. Đường Chu ngồi ở bên trái ghế sofa, Tô Giao và Chu Tiểu Nhiên từ bên phải đi tới, vì để Chu Tiểu Nhiên ngồi bên cạnh Đường Chu không có vẻ như cố tình. Tôi giao nắm tay Chu Tiểu Nhiên đi vòng ra sau ghế sofa, chuẩn bị đi qua từ bên trái. Chưa kịp đi vòng qua, họ đã nghe thấy Hứa Gia Hải hỏi Đường Chu: Có phải bạn gái cũ của cậu sẽ về Trung Quốc sớm không? Nhìn những gì cô ấy đăng trên vòng bạn bè, không muốn bỏ lỡ một lần nữa. Ý này có nghĩa là muốn quay lại với cậu. Đường Chu dựa vào đệm sofa, nhàn nhạt ừ một tiếng. Chuyến bay tuần sau, để tôi đi đón. Ánh sáng trong mắt Chu Tiểu Nhiên chật tối đi, cô lẳng lặng bước đi nghĩ thầm đường chu đối xử với cô khác với những người khác không phải vì anh quan tâm đến cô mà là vì anh ghét cô chu tiểu nhiên không trở lại chỗ ngồi ban đầu cô xoay người đi đến bên cửa sổ nhìn về phía đường chu một hồi lâu cũng không nhúc nhích trần ngân hà tựa vào bên cửa sổ cúi đầu nghịch cà vạt trên tay câu môi dưới vừa rồi tôi nói gì cô và anh ta không phải người cùng một thế giới tôi giao ông vai chu tiểu nhiên những mày trừng mắt nhìn trần ngân hà anh không nói được thì ngậm miệng lại chu tiểu nhiên nhìn xuống chiếc váy trắng trên người anh ngân nói đúng tôi không nên ảo tưởng những thứ không thuộc về mình cô ấy gạt đi nỗi buồn trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào chuyện yêu đương thật nhàm chán người đưa tin nào thú vị tôi phải nằm vùng thật tốt kiếm phí đưa tin từ cảnh sát mới được tôi vào toilet giao giao cô có đi không tôi giao nhìn đôi mắt như muốn khóc lại như cười của chu tiểu nhiên tôi đi rồi cô đi đi buổi tối tôi đến chỗ của cô ở một đêm nói rồi đưa cho cô ấy một gói khăn giấy để cô ấy ở một mình. Chu Tiểu Nhiên cầm khăn giấy rời đi, Tô Giao ấn cùi chỏ vào bụng Trần Ngân Hà, cô ấy buồn như vậy, anh còn nói mấy lời chọc tức người ta vậy hả? Trần Ngân Hà ông lấy eo Tô Giao, dụi dụi cô vào trong lòng ngực, cúi đầu ngửi một bên cổ cô, xuân dược này của em sau này không được phép xịt nữa, chỉ khi ở một mình với anh mới được, đừng xoắn tới xoắn lui trong lòng anh, em càng xoắn thuốc sẽ có hiệu quả hơn. Tô Giao nghiến răng mắng, lão lưu manh, ai bảo em hạ thuốc anh, anh nói nhỏ, một tay nắm lấy hai cổ tay cô, một tay trói cô lại bằng chiếc cà vạt mà cô tặng cho một người đàn ông khác, đưa ngón tay lên xoa môi cô, thích chơi như thế này không? Tô Giao cố hết sức cũng không gỡ được cà vạt, không phải là không được, là lão lưu manh này quá khỏe rồi. Bất kể tên này ngày thường có vẻ ngoài mảnh mai thế nào, nhưng khi trở thành lưu manh, anh sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Di động của Tô Giao vang lên, cởi cà vạt ra, em phải nhận điện thoại. Trần Ngân Hà lấy điện thoại di động từ trong túi Tô Giao ra, liếc mắt nhìn cung dương giờ này cậu ta tìm em làm gì cung dương là kỹ thuật viên trẻ nhất trong cục có kỹ thuật máy tính tốt nhất tô giao đương nhiên là có việc mau cởi trói cho em đừng chậm trễ chính sự trần ngân hà giúp tô giao tháo cà vạt có chuyện gì về công việc mà đội trưởng em biết nhưng đội phó là anh thì không giọng điệu của anh vẫn như cũ cà lơ phất phơ nhưng đôi mắt anh bình tĩnh trầm xuống ba ngày là anh nhập viện quản lý lượng công việc rất ít không biết là chuyện bình thường Tô Giao xoa xoa cổ tay bị đau, lấy điện thoại di động từ tay Trần Ngân Hà. Trong phòng ồn ào quá, em đi ra ngoài nghe. Tô Giao đi đến cuối hành lang, xác nhận xung quanh không có ai, liền nghe điện thoại. Cung Dương là cú đêm, ở nhà xem manga và anime, trong tay cầm một chiếc laptop dùng trong công việc. Chị Tô, sao chị kêu em kiểm tra hành trình của đội phó Trần, còn không để em nói cho người khác biết, còn không phải anh ấy cả ngày hoa hòe lộng lẫy, hái hoa ngắt cỏ khắp nơi sao? chị không có cảm giác an toàn, sợ anh ấy gạt chị đi chơi với những người phụ nữ khác. Tô Giao liếc nhìn cửa phòng đang đóng chặt. Trước Giao thừa đội phó Trần đã làm gì vào khoảng 11 giờ sáng ngày 13 tháng 12? Thời gian này là sau khi Trần Ngân Hà rời khỏi nhà khách của cục cảnh sát Nam An. Cung Dương, đội phó Trần bắt taxi. 20 phút sau, anh ấy gọi một ly latte nóng tại một quán cà phê trên tầng 2 của trung tâm mua sắm Kim Bích. 50 phút sau đó lại bắt taxi. Tô Giao, hết rồi cung dương, hết rồi, tô giao thở phào nhẹ nhõm, cũng giống như những gì Trần Ngân Hà giải thích với cô, anh không hề nói dối cô, tô giao quay trở lại phòng, Trần Ngân Hà nhìn cô, có gì mà vui thế, tô giao mỉm cười, không có gì, chỉ là em rất vui, dù sao em cũng rất vui, Trần Ngân Hà chỉ vào má anh, nếu em vui như vậy, em có thể hôn anh trước mặt hứa gia hải được không, hứa gia hải ở một bên, tô giao nhướng mắt nhìn Trần Ngân Hà, Sao cả ngày anh chỉ biết cu hứa gia hải? đầu óc đều tràn ngập hứa gia hải không phải hai người mới là chân ái của nhau đó chứ đội trưởng tô đừng ghê tởm tôi hứa gia hải nói cậu ta chỉ ghen tuông và thù hận thôi năm ngoái cô đã cho tôi bánh quy cậu ta không được ăn bây giờ nhớ ra đây là cố ý trả thù tôi tô giao nhìn trần ngân hà sao anh không nói với em nếu anh muốn ăn bánh quy em sẽ nướng chúng thành hình trái tim với nhiều sô cô la và mứt dâu cho anh hứa gia hải ân cần thuyết phục tô giao đừng chiều chuộng cậu ta như vậy, cậu ta sẽ được nước lớn tới đấy. Trần Ngân Hà hơi cúi người, nghiêng đầu và hướng má mình về phía tô giao, như thể anh sẽ không cử động nếu không có nụ hôn của cô. Hứa gia hải câu môi dưới mỉa mai, mặt thật dày, còn muốn người ta hôn mình, sao không lên trời đi, chỉ thấy tô dao kiển chân lên, nhanh chóng hôn Trần Ngân Hà, đó không phải là má, cô hôn môi anh. Trước khi cô có thể rời khỏi môi anh, anh đã ôm lấy sau đầu cô và hôn lại cô một cách mãnh liệt. Hứa gia hải. Được, bây giờ có người đã lên tận trời cao rồi. Hứa gia hải thở dài nói, đội trưởng Tô, cô bị hại sa đọa rồi. Tô giao dùng mu bàn tay lau nước trên môi bị Trần Ngân Hà hôn, ngượng ngùng cười cười, tôi thích anh ấy như vậy, không kiềm chế được, xin lỗi chủ nhiệm hứa, lần sau tôi sẽ không hôn anh ấy trước mặt anh nữa. Trần Ngân Hà, đóng cửa hôn tiếp, hứa gia hải, không có gì để nói, tuyệt giao đi, nhớ năm đó, khi anh ta thân thiết nóng bỏng với một người phụ nữ thì Trần Ngân Hà chỉ sống dựa vào tay phải, nhưng giờ đây, anh ta đã trở thành người độc thân đáng thương hát tình ca. Hứa Gia Hải đã chịu đủ cặp đôi này, quay sang tiệm đường chu. Trần Ngân Hà nắm lấy tay tô dao, nghịch ngón tay của cô, em nói chuyện gì với cung dương vậy, khi trở về rất vui. Tô Giao cảm thấy có lỗi vì cô đã nghi ngờ Trần Ngân Hà, nhờ người điều tra sau lưng anh, hóa ra anh thật lòng với cô và không hề lừa dối hay giấu giếm cô. Cô dỗ dành anh nói, không có chuyện gì cả chỉ là mấy ngày trước em nhờ cung dương giúp chọn điện thoại di động anh không phải luôn nói rằng điện thoại di động của anh bị rò rỉ sao em muốn tặng anh một chiếc điện thoại di động mới cho anh ngạc nhiên cô giả vờ có chút không vui bị anh phát hiện ngạc nhiên không còn nữa rồi trần ngân hà đặt tay tô dao lên má mình xoa tay cô lên mặt anh rồi nhìn cô trìu mến em thật tốt với anh chưa từng có ai tốt với anh như vậy càng nói điều này tô dao càng cảm thấy có lỗi trong lòng hối hận vì đã nghi ngờ anh điều tra anh muốn đối xử tốt với anh hơn giả bộ đáng thương làm gì chưa từng có ai đối xử tốt với cậu như vậy à hứa gia hải tình cờ đi ngang qua liếc nhìn trần ngân hà cười lạnh một tiếng trả lại điện thoại năm ngoái tôi tặng cho cậu đây tô giao trần ngân hà giả vờ như không nghe thấy tô giao hỏi mượn điện thoại của trần ngân hà nói rằng giúp anh tìm hiểu xem điện bị rò rỉ như thế nào trần ngân hà lúc đầu anh nghĩ đó là sự cố rò rỉ điện nhưng sau đó anh phát hiện ra không phải vậy, tai anh sẽ chỉ râm trang khi gọi cho em, với người khác thì không, vì vậy không phải là trò rỉ điện, đó là bị điện giật, là bị dòng điện tình yêu đánh trúng. Tô Giao cười, anh đừng buồn nôn như vậy được không? Trần Ngân Hà nhìn cô, không được, Tô Giao lại cười, đôi mắt hạnh công xuống, dưới ánh đèn sáng ngời. Trần Ngân Hà bị cuốn hút, em thật đẹp, Tô Giao, nói nhỏ chút, những người khác có thể nghe thấy đó. Trần Ngân Hà cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai tô giao. Cô đỏ mặt dùng tay đánh anh. Hứa gia hãy chịu không nổi nữa. Hai người các người đủ rồi đó. Đừng tình trạng ý thiết ve vãn đánh yêu nữa. Tan cuộc, nhanh biến đi. Một nhóm người đến trước cửa vơ, Tô giao và Chu Tiểu Nhiên đi cùng nhau. Buổi tối ngủ ở nhà cô ấy. Trần Ngân Hà không uống rượu nên lái xe đưa họ về nhà. Tới cửa nhà Chu Tiểu Nhiên. Trần Ngân Hà giúp tô giao mở cửa xe. Sáng mai anh đón em đi làm. Tô giao gật đầu. Trong lúc Chu Tiểu Nhiên không để ý, Trần Ngân Hà đã cúi xuống hôn cô, sau đó xoay người lên xe. Đủ hôn của anh tách ra ngay khi anh chạm vào cô, liếm khoảng trống giữa môi cô khi anh chạm vào cô, sau đó nhanh chóng tách ra. Tô Giao bị anh làm cho trái tim ngứa ngáy, thiếu chút nữa gần như không kìm được mà ông hôn lại anh. Chỉ đến khi xe của Trần Ngân Hà đi xa, Tô Giao mới tỉnh táo lại, anh thật sự là một con hồ ly tinh ngàn năm không thành. Tô Giao xoay người đi theo Chu Tiểu Nhiên lên lầu, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho cung dương, nhờ cậu ta giới thiệu một số điện thoại di động cho cô, cố gắng che đậy cuộc điều tra bí mật của cô về Trần Ngân Hà. Ngày hôm sau, Tô Giao đến bộ phận kỹ thuật tìm cung dương, hỏi thăm cậu ta giới thiệu điện thoại, cậu không cần sợ tốn tiền, cấu hình phải cao, quan trọng nhất là vẻ ngoài. Điện thoại di động giá rẻ không xứng với tiểu tiên nam, cung dương đã giới thiệu một số nhãn hiệu và mẫu mã cho Tô Giao, tất cả đều có trên những giao diện này, chỉ có thể chọn sau đó cậu ta nhường ghế cho tô dao ngồi bên cạnh loay hoay với một đống mô hình lắp ráp tô dao chọn điện thoại di động xong quay đầu nhìn cung dương tổng tiến công cậu trúng số à một lúc mua nhiều mô hình như vậy cộng lại cũng ít nhất mấy chục vạn tệ mắt cung dương không hề rời mắt khỏi đống mô hình cực kỳ hiếm thấy là do người khác tặng tô dao có chút tò mò ai tốt tính vậy một đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật bên cạnh nói còn có thể là ai nữa tất nhiên là đội phó trần người đàn ông đẹp trai giàu có nhất cục cảnh sát thành phố cậu ấy mang đồ ăn tới cho mỗi người chúng tôi tủ lạnh gần như không chứa nổi ngô thanh đào mang đến đây đội trưởng tô không biết sao tô giao thực sự không biết ngay cả ngô thanh đào cũng không đề cập tới chuyện này với cô tô giao cầm một mô hình lên xem xét hỏi cung dương anh ấy tặng đồ cho cậu làm gì sự khác thường nhất định có quỷ trên trời không có miếng bánh tốt như vậy rơi xuống cậu không sợ người ta sẽ lừa cậu sao đặc biệt là Trần Ngân Hà, cô ở gần anh như vậy, vẫn thường không biết anh đang nghĩ gì, cung dương, em không có gì để lừa. Đội phó Trần nhờ em giúp anh ấy tìm một số thứ. Những mô hình lắp ráp này là phần thưởng của em, tô giao tập trung, anh ấy hỏi cậu tra cái gì, cung dương, tất cả tài liệu, câu hỏi thực tế, chính sách về kỳ thi tuyển sinh đại học dành người lớn, nói là tra cho một người bạn, tô giao gật đầu, Trần Ngân Hà hẳn là tra cho Chu tiểu nhiên. Tuy nhiên, Ngô Thanh Đào cũng có thể làm công việc kiểm tra thông tin, không cần thiết đến nổi tiền Cung Dương. Tô Giao nghĩ do cô đã tránh mặt Trần Ngân Hà để trả lời cuộc gọi của Cung Dương trong cợt vờ đêm qua. Tô Giao hỏi, ngoài kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho người lớn, anh ấy có nói với cậu điều gì khác không? Cung Dương, tụi em nói chuyện phím. Trái tim Tô Giao trùng xuống, mục đích đi tiền Cung Dương của Trần Ngân Hà không phải để giúp Chu tiểu nghiên tra tư liệu. Anh muốn biết đêm qua cô đã nói gì với Cung Dương? Thấy sắc mặt Tô Giao không đúng lắm, Cung Dương nói nhỏ với cô, Chị Tô đừng lo, em không nói với đội phó Trần là chị nhờ em kiểm tra hành trình của anh ấy, mà chỉ nói vài câu về việc thực tế là chị đã yêu cầu em kiểm tra điện thoại. Tô Giao biết Trần Ngân Hà thông minh đến mức nào, nếu anh muốn biết một điều, có 10.000 cách để suy ra từ miệng của người khác, chưa kể đến một kỹ thuật viên có đầu óc đơn giản như Cung Dương, không thể ngăn cản anh ngay cả khi cô chiến đấu với tội phạm cả ngày. Tô Giao lo lắng nuốt nước bọt các người nói gì, lặp lại cho tôi nghe, không được bỏ sót một chữ. Cung dương vô tội gãi gãi sau đầu, chuyện này em không nhớ rõ nữa, quên rồi. Tô Giao bước ra từ phòng kỹ thuật, cô nghi ngờ Trần Ngân Hà đã biết, anh biết cô đang điều tra anh, ngay cả khi cung dương không nói anh cũng có thể suy ra cô đang điều tra anh. Tô Giao trở lại văn phòng với rất nhiều suy nghĩ, sau khi vào cửa nhìn vào chỗ ngồi của Trần Ngân Hà anh đang ngồi trên ghế tận hưởng sự bổ dưỡng của làng sương nước từ dãy núi Los Angeles phun ra từ máy tạo độ ẩm. Dựa vào lưng ghế, anh duỗi tay gõ máy tính, vẻ mặt lười biếng, không khác gì ngày thường. Nghe thấy động tĩnh của cô bước vào, anh quay đầu nhìn cô, cười nhẹ với cô, đôi mắt như hoa đào khẽ cong lên, tình yêu trong mắt như muốn trào ra, không che giấu được. Tô Giao trở lại chỗ ngồi xuống, trong lòng bất an, không biết tình huống hiện tại của Trần Ngân Hà thế nào, không biết anh có biết cô bí mật điều tra mình hay không nếu anh biết mình bị nghi ngờ và không được tin tưởng, anh nhất định sẽ rất tức giận, nhìn dáng vẻ của anh không giống như đã biết chuyện đó, nhưng anh sẽ không đến gặp cung dương mà không có lý do, còn tặng cho cậu ta một đống mô hình. Tô giao rối đến mức nhíu mày, cô xử lý một vài email công việc trên máy tính, thỉnh thoảng lại liếc nhìn khuôn mặt của Trần Ngân Hà, không có vách ngăn dưới bàn của hai người, được thông với nhau, tô giao duỗi chân ra chạm vào mũi chân của Trần Ngân Hà, bên kia cũng chạm vào cô anh không chỉ dùng mũi chân chạm vào cô, mà còn nhẹ nhàng xoa mắt cá chân của cô, cầu lấy bắp chân cô, vuốt ve cô, cơ thể tô dao cứng ngắc, trong lòng ngứa ngáy, chân bị anh vuốt ve đến mềm nhũng, cô đỏ mặt, bí mật ngẩng đầu nhìn anh, dường như anh không để ý, cúi đầu tiếp tục gõ máy tính, vẻ mặt rất nghiêm túc, như thể không phải anh đang quyến rũ người khác dưới bàn. Tô Giao bị người đàn ông bề ngoài nghiêm túc kia làm cho lòng ngứa ngáy, cô cầm lấy cốc nước trên bàn uống mấy ngụm nước, quét mại dâm. Quét mại dâm. Một tiếng gầm rú đột nhiên vang lên từ cửa phòng làm việc, dưới bàn làm việc, Tô Dao sợ tới mức không cầm chắc được chiếc cốc trong tay, nước tràn lên ngực, vội vàng lấy khăn giấy lau đi. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông nào đó đối diện với cô khiến cô cảm thấy chột dạ đang nhìn cô mỉm cười. Tô Dao xua đuổi sóng gió trong lòng, ổn định tinh thần, nói với đội trưởng Hoàng vừa đi vào, "Đội trưởng Hoàng, anh muốn quét mại dâm thì ra ngoài, đến chỗ em quét mại dâm gì chứ? Văn phòng của tụi em là thuần khiết nhất." trần ngân hà nhìn tô giao câu môi dưới khẽ cười một tiếng rõ ràng là đang cười nhạo sự đạo đức giả của cô tô giao lườm trần ngân hà bảo anh đừng sinh tật đội trưởng hoàng đi đến bàn của tô giao ngồi vào chiếc bàn trống bên cạnh bên kia của anh người không đủ dùng đội các em gần đây không có vụ án anh mượn vài người đã báo lãnh đạo rồi lát sau sẽ gửi mail qua tô giao ngành công nghiệp mại dâm của anh xảy ra vụ án lớn à các người mới là ngành công nghiệp mại dâm chúng tôi là chống mại dâm đội trưởng hoàng nói án lớn thì không có chỉ là có hai cô gái mại dâm mất tích nghi ngờ bị giam cầm hoặc lừa bán cần đội hình sự trợ giúp tô giao suy đoán bị giam cầm hoặc lừa bán lừa bán cũng sẽ bị giam cầm thậm chí có thể bị ghế đội trưởng hoàng gật đầu hai người này không phải gái mại dâm rẻ tiền bình thường một người đặc biệt xinh đẹp người còn lại xinh đẹp và có học vấn cao là sinh viên tốt nghiệp chính quy điều kiện tốt như vậy có thể bán với giá cao khả năng bị lừa bán rất cao Tôi giao suy nghĩ một chút, nhất định sẽ không bị bán lên núi, người ở đó không có khả năng mua, hẳn là bán cho người giàu có. Ở đây còn có một nghi vấn nữa, người giàu không thiếu phụ nữ, không cần mua gái mại dâm, có quá nhiều yếu tố không an toàn. Chúng tôi nghi ngờ có hai khả năng xảy ra, đội trưởng Hoàng nói, thứ nhất, bằng nhóm tội phạm đứng sau cải trang lại các cô gái, làm giả thân phận và bán đi. Thứ hai, chúng bán họ cho một số người giàu có có sở thích đặc biệt sở thích đặc biệt này thường đề cập đến việc lạm dụng tỳ u, hoặc thậm chí là hành hạ đến chết. Tô Giao cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề, cho tới nay anh tìm được gì rồi? Đội trưởng Hoàng gãi đầu đau khổ, hai người phụ nữ này không phải là chuyện vừa xảy ra, cũng không có ai báo án. Mấy ngày trước bắt được một tên cầm đầu nhỏ của băng nhóm mại dâm, tìm được phần danh sách của chúng. Chúng tôi lần theo danh sách để bắt người thì phát hiện hai người phụ nữ trong danh sách đã biến mất, kiểm tra thì mấy tháng nay không ai thấy họ cả. Tô Giao biết thời gian đã quá lâu, không dễ kiểm tra. Nếu lại có ai đó mất tích, đã đến lúc phải lập một vụ án điều tra hình sự chung, Tô Giao ra lệnh cho ba người hợp tác với đội trưởng Hoàng. Sau khi đội trưởng Hoàng đưa người đi, Tô Giao đến văn phòng nhỏ, gọi điện cho Chu Tiểu Nhiên bảo cô ấy đừng nghĩ đến chuyện kiếm tiền nữa, xin nghỉ việc ở quán ba trước, dạo này không yên ổn. Chu Tiểu Nhiên lo lắng nói với Tô Giao, anh Ngân có bận không, tôi có một phát hiện lớn cần báo cáo với anh ấy nghe chu tiểu nhiên nói xong liên tưởng đến vụ án trong tay đội trưởng hoàng tô giao trở nên khẩn trương lên nói vào di động cô phát hiện cái gì chu tiểu nhiên là người đưa tin rất có nguyên tắc phát hiện manh mối chỉ báo với trần ngân hà cô gọi anh ngân tới đi đừng để người khác nghe thấy thấy cô là người phụ nữ của anh ngân lại là cảnh sát chấp thuận cho cô dự thính đấy tô giao đỏ mặt nói cái gì mà người phụ nữ của anh ngân là cấp trên cấp trên cô có chút nghi ngờ tin tình báo của cô chuẩn không Chu Tiểu Nhiên cho rằng năng lực chuyên nghiệp của mình bị nghi ngờ, giọng nói lớn hơn vài phần, đương nhiên, bằng không cô cho rằng tôi làm sao sắm được căn hộ kia ở Nam An, đều là dựa vào cung cấp manh mối, kiếm phí từ việc đưa tin và phí treo giải thưởng của cảnh sát mua được. Nam An so với Vân Giang phát triển hơn nhiều, giá nhà ở đó không hề rẻ. Tô Giao không nghĩ tới Chu Tiểu Nhiên lợi hại như vậy, không khỏi hứng thú với manh mối trên tay cô ấy, chờ chút, tôi đi gọi Trần Ngân Hà tới. Tô Giao đặt điện thoại lên bàn, đi đến trước mặt Trần Ngân Hà, thấp giọng nói, cùng em vào văn phòng nhỏ một chút, vào văn phòng nhỏ. Trần Ngân Hà từ ghế trên đứng dậy, giơ tay móc lấy ngón tay út của Tô Giao, nhìn chầm chầm môi cô, em không thể kiềm chế chút sao. Tô Giao vừa nghe thấy giọng điệu của anh là biết trong đầu người đàn ông đầy chất thải màu vàng này đang suy nghĩ cái gì, giờ làm việc, bớt phóng đảng lại, đi vào văn phòng nhỏ, Tô Giao trở tay đóng cửa rồi khóa trái chỉ mới vừa quay người lại đã bị người đàn ông đè trên ván cửa, ai bảo em ở dưới bàn làm việc quyến rũ anh. Tô Giao ở trong lòng nhớ tới chính sự, dùng sức đẩy người đàn ông trên người ra, Chu Tiểu Nhiên có tin tình báo quan trọng muốn báo cho anh, anh đi nghe một chút đi. Này, anh đừng cắn, à, đừng, điện thoại của em còn đang kết nối, sẽ bị nghe thấy. Trần Ngân Hà buông Tô Giao ra, dùng ngón trỏ lau vệt nước trên khóe môi, câu môi cười, lần tới còn dám quyến rũ anh, không chỉ là hôn vài cái thôi đâu anh vươn tay ra nắm lấy cổ áo tô dao ngã ngớn cười sẽ xé quần áo cho em tô dao che miệng trần ngân hà xin anh đừng nói nữa lỡ như bị chu tiểu nghiên nghe thấy được tô dao buông tay đưa trần ngân hà tới bên cạnh bàn ấn nút loa trên giao diện cuộc trò chuyện giọng nói lắp bắp của chu tiểu nghiên truyền ra tôi không nghe thấy cái gì cũng chưa nghe thấy này đâu giống bộ dáng không nghe thấy tô dao nhận mệnh mặc kệ nói vào di động tôi gọi anh ngân của cô tới rồi đây cô có tin tình báo quan trọng gì muốn báo chu tiểu nhiên đang định nói tôi giao a một tiếng chờ một chút nói xong kiểm tra các cửa sổ của văn phòng đều đã đóng kín mít xác nhận sẽ không rò rỉ tin tình báo quan trọng lại ấn nút ghi âm điện thoại được rồi có thể nói cô phát hiện cái gì chu tiểu nhiên đè thấp giọng em phát hiện ra có người trong quán bar của chúng em đang thực hiện các giao dịch mại dâm và liên quan đến súng anh ngân tối nay nếu anh đưa người đến đây nhất định sẽ tóm được một khi dính vào súng, nhỏ đến đâu cũng biến thành chuyện lớn, Tô Giao nín thở, cô đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chu Tiểu Nhiên, tôi là người cung cấp thông tin thành thục, đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ rút dây động rừng. Tối nay tôi ở quán ba quan sát, các người chờ tín hiệu của tôi. Ngắt điện thoại, Tô Giao nhìn nhìn Trần Ngân Hà, thấy anh một bộ nhàn nhã thoải mái, dính tới súng, dính tới súng đó, anh không khẩn trương sao? Trần Ngân Hà cười nhạt một tiếng, tin tình, tình báo của chu tiểu nhiên ngốc kia em cũng tin ư tô giao nghĩ đến lần trước chu tiểu nhiên nhằm bạn cùng phòng của mình mang thai xảy thai và cãi nhau với bạn trai thành nghiện ma túy và ghế người cảm thấy cô ấy xác thực có chút không đáng tin cậy nhưng lần này không giống nhau đội trưởng hoàng vừa tới đây đã xảy ra chuyện thà rằng tin này tin còn hơn không lỡ như chu tiểu nhiên cung cấp manh mối sai cô nhiều lắm cũng chỉ là đi một chuyến công cốc không tổn thất gì lỡ như là thật không phải phá được một vụ án mua bán súng sao Tô Giao nghiêm túc suy nghĩ một chút, buổi tối em đến quán bar của Chu Tiểu Nhiên thăm dò thử, không có chuyện gì thì tốt nhất, nếu thực sự có chuyện liền dẫn người đến tận diệt bọn chúng. Tới buổi tối, Tô Giao kéo Trần Ngân Hà theo, hai người đi vào quán bar Chu Tiểu Nhiên làm việc. Chu Tiểu Nhiên đang mặc áo sơ mi trắng và quần yếm của nhân viên pha chế, đón bọn họ ở cửa sau, hạ giọng nói, 10 phút trước, ông chủ chúng tôi đưa một người phụ nữ vào phòng trong cùng trên tầng 3. Tôi giả vờ vô tình làm đổ rượu vào người phụ nữ đó, nhìn thấy một khẩu súng trong túi của cô ta khi đang lau quần áo cho cô ta. Chu Tiểu Nhiên nói, ông chủ có dặn, không cho bất luận kẻ nào vào phòng anh ta, cửa bị khóa trái, hai người tính đi vào thế nào. Tô Giao lui lại mấy bước về sau, chỉ vào cửa sổ đóng chặt ở tầng 3 trên cùng, là phòng kia sao. Thấy Chu Tiểu Nhiên gật đầu, Tô Giao đi đến phía dưới cửa sổ, quan sát hoàn cảnh xung quanh, dẫm lên ống nước ven tường, quay đầu nói, tiểu nhiên cô đi vào làm việc trước đi, coi như chưa thấy chúng tôi, mặc kệ bên này có động tĩnh gì cũng không cần tới đây. Đội phó trần tại chỗ yểm hộ tôi, chu tiểu nhiên khẩn trương theo, rõ, đội trưởng tô. Nói xong tuân thủ mệnh lệnh từ cửa sau đi vào quán ba. Trần Ngân Hà dựa vào ven tường, chân dài vắt chéo, ngửa đầu nhìn tô dao theo ống nước bò lên trên, huyết sáo với cô, cô em, mong quyến rũ đấy. Tô dao một tay bắt lấy ống nước, một tay khác chỉ vào Trần Ngân Hà, cả giận, miệng, nhìn bộ dáng anh lười biến dựa vào tường, cô hận rèn sắt không thành thép, giờ khắc sinh tử anh có thể cảnh giác lên hay không, có người chấp hành nhiệm vụ như vậy sao? Tô Giao lại bò lên một tầng nữa, quay đầu, bảo anh theo dõi sao anh cứ nhìn chầm chầm em làm gì? Trần Ngân Hà cười một chút, tiếp tục nhìn chầm chầm, Tô Giao rất nhanh bò tới tầng ba. May mắn rèm phòng này không kéo, xuyên thấu qua cửa kính có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong chỉ thấy một người phụ nữ quần áo hở hang cầm một khẩu súng nhắm ngay vào một người đàn ông cường tráng, hai người đang nói chuyện, thấy súng, tim tô dao như muốn nhảy tới cổ họng. Cô nghe không rõ bọn họ đang nói gì, chỉ có thể gắt gao nhìn chầm chầm tay người phụ nữ và khẩu súng trên tay cô ta, tô dao lặng lẽ đẩy cửa sổ ra một chút. Kinh hỷ phát hiện cửa sổ không khóa, cô nhìn xuống đất, ra hiệu cho Trần Ngân Hà, bảo anh đề cao cảnh giác, chú ý yểm hộ, tùy thời cơ chuẩn bị hiệp trợ đột kích. Trần Ngân Hà đáp lại với dấu ok, ý bảo đã hiểu. Tô Giao lại lần nữa nhìn vào trong phòng, cảnh tượng bên trong đã thay đổi, người phụ nữ lấy ra một cái còng tay bên hông, có trời mới biết làm thế nào tắm vải trên người cô ta có thể giấu còng tay. Người phụ nữ này sao lại có còng tay, chẳng lẽ cô ta là cảnh sát nằm vùng? Tô Giao nhìn mặt người phụ nữ này, tin mình chưa thấy qua cô ta, ít nhất thành phố Vân Giang không có một nữ cảnh sát như vậy, có lẽ là được điều từ thành phố khác tới đây, phát hiện là đồng nghiệp. Tô Giao hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, người phụ nữ ném súng trên tay sang một bên, tình cờ ném lên ghế sofa gần cửa sổ, Tô Giao vội vàng cúi đầu giấu mình. Cô lại lần nữa ló đầu ra nhìn vào trong phòng, chỉ thấy người phụ nữ đè người đàn ông trên sàn nhà, sau đó hai người ôm hôn nhau, Tô Giao. Cuối cùng cô cũng hiểu được chuyện cosplay play nào đang diễn ra trong căn phòng này, nhìn kỹ khẩu súng trên ghế sofa, hóa ra nó chỉ là một khẩu súng giả, nhìn từ xa giống hệt một khẩu súng thật. Tô Giao nhìn đôi nam nữ đang quần nhau kịch liệt trên sàn nhà, buồn bực theo ống nước bò xuống dưới. Trần Ngân Hà nhướng mày cười một chút, đẹp không? Tô Giao phủi bụi trên người bị ống nước cọ sát, cả giận, anh đã sớm biết, sao không nhắc nhở em? Trần Ngân Hà, anh không phải đã sớm nói rồi sao, tin tình báo của Chu Tiểu Nghiên không thể tin, một trăm phần trăm đều là giả. Tô Giao thập phần không thể lý giải, vậy anh còn để cô ấy làm người cung cấp thông tin. Trần Ngân Hà, cô ấy chính mình một hai phải làm, nói ngoại trừ cái này không có cái khác có thể báo đáp anh. Tô Giao, vậy căn hộ kia ở Nam An của cô ấy thì thế nào, không phải cô ấy mua nó từ phí cung cấp thông tin và tiền thưởng của cảnh sát sao? Trần Ngân Hà lấy khăn giấy khử trùng đưa cho Tô Giao, để cô lau tay, đó là anh cùng hứa gia hải góp chút tiền mua cho cô ấy, một cô gái ở bên ngoài, có nơi dừng chân sẽ tốt hơn rất nhiều, Tô Giao. Góp chút tiền, giá nhà ở Nam An cao như vậy, người này nói góp chút tiền. Trần Ngân Hà nhìn Tô Giao, cười, có phải hay không cảm thấy anh tiêu tiền phung phí, bắt đầu quản tiền cho anh. Tô Giao lau tay xong ném khăn giấy vào thùng rác, em không phải có ý này, chính là cảm khái, không hiểu thế giới của người có tiền lắm. Lúc này, bên ngoài con ngõ nhỏ truyền đến tiếng bước chân, từ tiếng bước chân phán đoán hẳn là có ba người, và một con chó. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, có người rống lên một tiếng, người nào ở bên trong, Tô Giao nhíu mày. Một quán ba nho nhỏ thế nhưng còn mướn người tuần tra, còn mang theo cả chó, chẳng lẽ là thực sự có hoạt động đáng trách gì? Có hai con đường phía sau cửa sau của quán ba, một con đường được ngăn bởi một bức tường và con đường kia là hướng mà những người đó đến. Tô Giao kéo cánh tay Trần Ngân Hà chạy ra cửa sau quán ba, nghỉ lẫn trong quán ba để đi ra ngoài. Cô dùng sức đẩy cửa, như thế nào cũng đều bất động. Trần Ngân Hà bị Chu Tiểu Nhiên khóa lại rồi, tám phần là sợ ông chủ từ cửa sau chạy trốn. Tô Giao khóc không ra nước mắt, hiện tại ông chủ quán ba không cần chạy bọn họ bị nhốt ở nơi này. Cô rốt cuộc hiểu tâm trạng của Trần Ngân Hà, về sau cô không bao giờ tin tưởng bất cứ tình báo gì từ cô gái xinh đẹp ngu ngốc chu tiểu nhiên kia nữa. Tô Giao không phải sợ những người này, cô không muốn làm ra động tĩnh quá lớn. Phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, trên mặt đất phủ lên vài bóng dáng, mỗi người trong tay đều cầm một cây côn dài, tiếng chó sủa càng lúc càng gấp gáp. Tô Giao sáng tay áo, thật sự không được thì đánh một trận, cô thu thập mấy người này vẫn dư giả chỉ cần bông hoa xinh đẹp kia đừng kéo chân, đừng dễ dàng bị người ta bắt làm con tin. Tô dao trắng trước mặt Trần Ngân Hà, anh trốn phía sau em, lát nữa em cầm chân bọn họ, anh chạy trước đi. Giọng cô còn chưa nói xong đã bị người đàn ông phía sau ấn ở ven tường. Một tay anh ông lấy gáy cô, một tay khác câu lấy eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô, thấp giọng nỉ non, phối hợp, đừng lộn xộn. Tô Giao cũng đã xem qua phim truyền hình, biết Trần Ngân Hà đang diễn kịch, làm bộ cùng cô thân mật lừa gạt mấy người kia, đích xác đây biện pháp bớt việc nhất, cô cho rằng anh chỉ giả vờ cho những người đó xem, môi hơi dán vào một chút là được, không nghĩ tới anh đến thật, anh hôn môi cô, thuận thế cậy ra hàm răng cô, môi lưỡi nháy mắt đem cô cắn nuốt, ánh sáng đèn pin quét qua, người tới thấy là một đôi đang thân mật, ái muội cười vài tiếng, quay đầu bỏ đi, chờ tiếng bước chân đi xa, Tô Dao đẩy Trần Ngân Hà, bọn họ đi rồi, buông ra a, à, lời cô còn chưa nói xong anh đã rời môi khỏi tai cô rồi hôn cô lần nữa, hoàn toàn không có ý muốn buông ra, diễn biến càng thêm điên cuồng đoạt lấy, cô bị anh hôn đến thở không nổi, suýt nữa đứng không vững, được anh đỡ lấy, anh tham lam cướp lấy hơi thở cô, cô bị anh làm đau, cắn anh một cái, lần này anh không dịu dàng giống như lần trước, anh trở nên không biết triều mến, quên cả yêu thương, tô dao có chút tức giận mà đá vào bắp chân trần ngân hà, để anh dừng lại. Anh như là rất sợ cô từ trên người anh rời đi, ông cô càng chặt dường như muốn đem xương cốt cô bẻ gãy cô cảm giác được anh không ổn nghi ngờ có liên quan đến chuyện sáng nay anh nhất định từ trong miệng cung dương biết cô điều tra mình và anh đang phát tiết cảm xúc của mình anh ông cô cầm gác ở hõm vai cô đôi mắt đen nhánh điểm những vì sao thanh âm khàn khàn em sẽ rời bỏ anh sao nhìn anh như vậy trong lòng cô mềm thành một đoàn cảm thấy chính mình là đồ chẳng ra gì anh đều đã thẳng thắn thú nhận với cô rồi cô còn lén lút điều tra anh đổi thành bất cứ ai cũng sẽ buồn. Tô Giao ông mặt trần ngân hà, chủ động hôn môi anh, lại hôn mắt, mũi, yết hầu, cuối cùng ngừng ở bên tai anh, anh tốt như vậy, sao em rời bỏ anh được, anh rủ mi, lại mở to mắt nhìn cô, đôi mắt sáng ngời, như là không thể tin được lời cô nói, dáng vẻ thụ sủng nhược kinh của anh lại khiến cô đau lòng, cô nói, di động của anh không phải rò điện sao, bây giờ em đưa anh đi mua, còn có bánh quy, buổi tối em sẽ nướng cho anh, ngày mai mang cho anh anh còn muốn gì nữa không? Trần Ngân Hà thấp giọng nói, đừng bắt anh xin lỗi Đào Chính An, anh không muốn xin lỗi hắn. Lúc này Tô Giao vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng với Trần Ngân Hà, cô không trách cứ anh, chỉ hỏi, vì sao, là anh vô cớ đánh người ta trước mà. Giọng nói cô mềm mại đến không thể tưởng tượng, từ nhỏ cô giáo đã dạy chúng ta, phạm lỗi thì phải nhận lỗi, phải xin lỗi người khác. Trần Ngân Hà ý vào sủng ái nhất thời này, cố chấp nói, anh không sai, hắn mơ tưởng người phụ nữ của anh, anh đánh hắn một chút thì làm sao? Tô Giao dùng lòng bàn tay xoa đầu Trần Ngân Hà, được rồi, anh không cần xin lỗi anh ta, em sẽ thay anh xin lỗi, em cũng không cần xin lỗi hắn. Trần Ngân Hà hơi cong lưng xuống, để đầu mình được lòng bàn tay Tô Giao nhẹ nhàng xoa, cũng đừng liên hệ với hắn, không được nói chuyện với hắn, không được cười với hắn, anh đưa ra nhượng bộ lớn nhất. Anh cho phép các em giao lưu công việc bình thường. Tô Giao chiều chuộng nói, được người đàn ông lúc này mới vừa lòng cười một chút ông eo cô ông chặt cô một hồi lâu cũng không buông tay hai người từ con hẻm ở cửa sau quán ba đi ra trần ngân hà nắm tay tô dao cô ngoan ngoãn để anh nắm chủ động nắm chặt tay anh trần ngân hà thỉnh thoảng quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh cô nhìn anh ánh mắt anh mang theo sự tham lam khi cô cũng quay đầu nhìn mình anh liền biến thành dáng vẻ cười nhẹ dịu dàng chờ đèn đỏ trước lối đi qua đường anh và cô bị ánh sáng và bóng đen cắt ngang anh đứng trong bóng tối, cô đứng dưới ánh đèn, anh ngang nhiên tặng cung dương bộ mô hình, là cố ý để cô thấy, cũng chỉ là muốn cô đối xử với anh tốt hơn, tự như bây giờ, anh nắm tay cô cô cũng không tránh ra, còn nói sẽ không rời bỏ anh. Sau khi qua đường, tô giao dựa theo sự giới thiệu của cung dương mua cho Trần Ngân Hà điện thoại mới, còn cho anh một cái ốc lưng màu hồng phấn. Buổi tối về nhà chuyện thứ nhất chính là nướng bánh quy tình yêu, làm nhân chocolate và dâu tây. Ngày hôm sau đưa tới văn phòng, một cái cũng không bỏ ra mà đưa hết cho trần ngân hà ngô thanh đào ngửi thấy mùi bánh quy thơm ngọt vây quanh vị trí bên cạnh tô giao và trần ngân hà cả buổi cậu được ban bánh quy đáng tiếc nguyên buổi sáng cũng không mài ra được một cái cũng may đội phó trần là người tốt đã gọi cho họ một bữa trà chiều xa hoa đắt tiền từ một khách sạn năm sao buổi chiều tô giao đi một chuyến đến đội phòng chống mại dâm hỏi đội trưởng hoàng tiến triển vụ án biết được không có tiến triển gì thời gian trôi qua quá lâu Đối phương làm việc lại vô cùng cẩn thận, quá khó tra xét. Tô Giao đề nghị hướng điều tra từ người mua, kiểm tra tất cả những người giàu có, những người có tiền xử phạm tội tì u. Đội trưởng Hoàng ngồi ở trên bàn, phạm là có ghi chép đều đã tra qua, nhưng em cũng biết những kẻ có tiền có hàng vạn cách thoát tội cho mình, có thể bị bắt và được ghi chép trong hồ sơ là vô cùng ít ỏi. Tô Giao, xem ra việc này tốn rất nhiều tiền. Đội trưởng Hoàng, thật may là không có người mất tích mới nếu không mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nhân tiện người của em anh sẽ giữ lại vài ngày nữa điều tra lại ít bữa nữa sẽ trả về cho em liên tiếp vài ngày trôi qua ba người tô giao phái qua đội phòng chống mại dâm đã về đơn vị vụ án mất tích vẫn như cũ không có tiến triển không có bất luận tin tức gì cũng không có thi thể hai người phụ nữ kia như bốc hơi khỏi thế giới tô giao cũng nói với đội trưởng hoàng về quán bar mà chu tiểu nhiên đang làm việc đội trưởng hoàng đã dẫn người đi qua vài lần tạm thời không phát hiện vấn đề gì, đừng nói bắt cóc và buôn người, ngay cả mại dâm đều không có. Rất nhanh tới cuối tháng 3, đầu tháng 4, mùa hoa đào bắt đầu nở rộ, Tô Giao nhận được điện thoại của Chu Tiểu Nhiên, nói căn hộ kia ở Nam An đã bán, mua một căn hộ hai phòng ngủ và một phòng khách nhỏ ở gần cục, cách Trần Ngân Hà và Hứa Gia Hải rất gần, cô ấy sẽ mua nó, mấy ngày nữa ký hợp đồng. Cô ấy cũng đã nghỉ việc ở quán bar, làm đến cuối tháng nhận được phần trăm hoa hồng tiếp rượu, tháng sau cô ấy không làm nữa, đổi công việc mới. Cô ấy còn mua sách theo danh sách mà Trần Ngân Hà đề ra, chuẩn bị học từ kiến thức năm nhất trung học, một ngày nào đó có thể trở thành dược sĩ. Tô Giao mừng cho Chu Tiểu Nhiên, nói cô ấy khi nào mua nhà và chuyển đi có thể gọi cô. Rất nhanh đến cuối tháng, Tô Giao gọi điện thoại cho Chu Tiểu Nhiên hỏi cô ấy đã mua nhà chưa. Chu Tiểu Nhiên ở trong điện thoại nói, tôi đem tiền cho người khác mượn rồi, tháng sau mới mua. Tô Giao, một số tiền lớn như vậy, 180 vạn, cô cứ thế cho mượn, cho ai mượn, có thể tin tưởng đối phương không? Chu Tiểu Nhiên, tôi không ngốc, sao có thể đem hết tiền của mình cho mượn một lúc được? Tôi chỉ cho mượn 40 vạn, Viên Viên nói khẩn cấp, tháng sau sẽ trả lại cho tôi. Tô Giao cảm thấy không yên tâm, Viên Viên là ai? Tháng sau sẽ chuyển vào nhà mới, Chu Tiểu Nhiên đang ở trong nhà thu dọn đồ đạc, di động mở loa, nói, Viên Viên chính là cô gái ở đối diện phòng tôi, lần trước cô tới gặp tôi cũng gặp qua rồi đó. Tô Giao, cái người mang thai, xảy thai rồi đăng duy in đó hả? Chu Tiểu Nghiên, đúng đúng đúng, chính là cô ấy. Cô ấy không phải xảy thai sao, bạn trai cô ấy mặc kệ cô ấy, sau khi xảy thai cũng không được chăm sóc tử tế, rơi xuống một đống bệnh, tuần trước cô ấy đi kiểm tra, phát hiện tim mình xảy ra vấn đề, cần 40 vạn phí phẫu thuật, nếu không làm phẫu thuật, cũng chỉ có thể sống một hai năm. Tô Giao vừa nghe thiếu chút nữa đau tim, đây là mánh khóe lừa bịp người ta vụng về cỡ nào, cô lại lần nữa lý giải trần ngân hà vì sao gọi chu tiểu nhiên là đồ ngốc. tô giao nín thở, đó chính là kẻ lừa đảo, cô bị lừa rồi. chu tiểu nhiên không tin, viên viên không phải người như vậy, kỳ thực cô ấy là người khá tốt. lần trước tôi nói với cô ấy đừng đăng duy in nữa, cô ấy không cho qua, sợ tô giao không tin. chu tiểu nhiên còn nói thêm, tuần trước tôi bị cảm và sốt, cũng là cô ấy chăm sóc tôi, cô ấy một đêm không ngủ canh giữ bên mép giường tôi, cho tôi uống nước rồi uống thuốc buổi sáng còn nấu cháo cho tôi. Cháo cô ấy nấu rất ngon, giống bố nấu, tôi nói chính là bố tôi. Tôi Giao vốn dĩ muốn hung hăng mắng Chu Tiểu Nhiên một trận, để cô ấy nhớ đời, nghe xong lời cô ấy nói, cô lại mắng không được, cuối cùng thở dài, cô đến phòng đối diện gõ cửa, nhìn xem cô ta còn ở trong đó không, buổi tối tôi tan làm sẽ đến chỗ cô, có việc tìm cô ta. Chu Tiểu Nhiên đang gấp quần áo, dừng lại, có ý gì giao giao, cô ấy thật sự gạt tôi nói rồi đi đến đối diện gõ cửa, không nghe thấy tiếng của ai, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Chu Tiểu Nhiên lại gọi điện thoại cho chủ nhà, biết được cô gái đối diện ngày hôm qua đã trả phòng dọn đi rồi. Tô Giao an ủi Chu Tiểu Nhiên, không sao đâu, cô đi báo án, có tôi ở đây, khẳng định có thể lấy lại tiền cho cô. Động tác của Tô Giao rất nhanh, trưa ngày hôm sau đã bắt được người phụ nữ lừa đảo kia, đáng tiếc không lấy lại tiền được, bị bạn trai cô ta cầm đi đánh bạc thua sạch. Tô Giao phát sầu, không biết nên nói như thế nào với chu tiểu nhiên thiếu bốn mươi vạn cô ấy không thể mua căn hộ yêu thích kia vốn dĩ đã lên kế hoạch hết thảy đều sẽ phát triển theo hướng tốt trần ngân hà ông bả vai tô giao chuyện bao lớn không phải chỉ là tiền thôi sao chuyện gì có thể giải quyết được bằng tiền thì không thành vấn đề một người đàn ông giàu có và đẹp trai cho biết tô giao vậy anh còn đủ tiền không như là nghe được câu chuyện cười trần ngân hà khinh thường câu môi dưới sợ là em không biết anh có bao nhiêu tiền cho dù anh không làm việc gì, tiền được cất trong ngân hàng, chỉ riêng tiền lãi thôi đã đủ anh tiêu xài vài đời. Trần Ngân Hà, em biết anh có bao nhiêu tiền không? Tô Giao nghe nói những kẻ có tiền đều rất khiêm tốn, chưa bao giờ nói về tiền của mình, lần đầu tiên cô thấy loại người nói mình giàu có như nào treo ngoài miệng. Tô Giao, em không những biết anh có tiền, còn biết anh đẹp trai. Trần Ngân Hà cười, nếu em biết rồi, nên để mắt đến anh đi, anh đỡ phải bị những người phụ nữ bên ngoài nhầm ngó đến lúc đó em muốn khóc cũng không kịp. Tô Giao nở nụ cười, tiểu tiên nam, anh thật biết hưởng. Tô Giao gọi cho Chu Tiểu Nhiên, nói với cô ấy đã bắt được người phụ nữ lừa liền kia, bảo cô ấy tới cục cảnh sát một chuyến lấy tiền về. 6 giờ chiều, Chu Tiểu Nhiên đúng giờ đi vào cục cảnh sát thành phố, Tô Giao chào hỏi chú Lưu bảo vệ, chú Lưu vừa nhìn thấy Chu Tiểu Nhiên liền cho cô ấy đi vào. Chu Tiểu Nhiên mỗi lần tới đều sẽ mang thứ gì đó cho chú Lưu, có đôi khi là một chút trái cây, có đôi khi là mấy bình sữa bò, thậm chí một bao đường hay một túi hạt dưa không phải món gì đáng giá nhưng rất ấm lòng chú lưu nói chu tiểu nhiên không cần mang đồ tới đây tiết kiệm tiền mua quần áo và mỹ phẩm cho mình tìm một người bạn trai đẹp trai chu tiểu nhiên đặt bánh mì lên bàn chú lưu chú lúc trực đêm đói bụng chú lấy ra ăn cháu đi vào trước chú lưu nhìn bánh mì trên bàn cười cười nha đầu này đó là mùa đông năm ngoái chu tiểu nhiên tới tìm trần ngân hà trên người cô ăn mặc phong phanh ở cửa cục cảnh sát lạnh đến phát run, chú Lưu cầm áo khoác bảo cô ấy khoác vào, nói cô bị đông lạnh quá đáng thương, nếu như bị bố mẹ trong nhà thấy khẳng định rất đau lòng. điểm ấm áp này cô ấy vẫn luôn nhớ kỹ. Tô Giao thấy Chu Tiểu Nhiên đi vào, vẫy vẫy tay với cô ấy, ở đây. Chu Tiểu Nhiên đi theo Tô Giao và Trần Ngân Hà vào một phòng ở lầu một. đã sáu giờ rồi, mọi người không phải tan làm rồi sao? thủ tục dễ xử lý không? tôi không phải tăng ca vì cô sao? tô giao giả vờ lấy ra một tờ giấy đưa cho chu tiểu nghiên ký tên lên mặt trên là được chu tiểu nghiên ký xong trần ngân hà từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp đưa qua cầm đi mua nhà ở thời tiết dần dần chuyển ấm trên người anh mặc một áo sơ mi màu hồng nhạt bên ngoài là một chiếc áo khoác kaki được cắt may khéo léo giơ tay nhấc chân cực kỳ giống người mẫu nam trong quảng cáo thời trang tùy tiện dừng ở một hình ảnh nào cũng là không gốc chết không tương thích với bộ bàn ghế bằng gỗ lê nặng nề được kê rất kiên cố phía sau anh tô giao bị mẫu năm này làm cho mù quáng đến mức không thể nhìn đi chỗ khác sợ rằng cái đuôi của anh sẽ vẫy lên trời đúng lúc cô than thở anh đúng là đồ bi kiên chu tiểu nghiên nghe không hiểu hỏi một câu anh ngân bi kiên nghĩa là gì là tên tiếng anh của anh à trần ngân hà cô cũng có thể lý giải như vậy thấy ánh mắt tô dao tỏa sáng nhìn mình rõ ràng là rất thích suy đoán từ này hẳn là khen anh Tô Giao cho rằng Trần Ngân Hà biết từ này nghĩa là gì, nhưng vì tình cảm, cô thừa nhận đó là tên tiếng Anh của anh trước mặt Chu Tiểu Nhiên, một người không biết gì. Thẳng đến ngày hôm sau Tô Giao mới biết được, Trần Ngân Hà đích xác không biết từ thông dụng trên mạng này có nghĩa là gì. Đã lâu rồi trong đội không tổ chức, Tô Giao nhờ Ngô Thanh Đào sắp xếp, Ngô Thanh Đào chọn một trò chơi suy luận lo gì? yêu cầu mọi người điền trước vào bản biểu để lúc đó có thể phân công vai trò. Nguyên văn là, script kill, một áp trò chơi suy luận xã hội thực sự tích hợp nhiều thuộc tính như giọng nói, suy luận logic và tương tác xã hội, là nơi tụ hợp của những người yêu thích bí ẩn ghế người trực tuyến, người chơi có thể trải nghiệm cảm giác thú vị khi nhập vai ngoài đời thực trong phần mềm. Nguồn Baidu Một trong số đó là điền tên tiếng Anh, Trần Ngân Hà viết Bi Kiên, khi Ngô Thanh Đào thu bản biểu nhìn thấy, thần sắc mười phần nghiêm túc. Ngẫm lại đội phó Trần nhà cô ấy không có khả năng đặt cho mình cái tên như vậy đội phó trần làm như vậy nhất định là có ý nghĩa sâu xa nào đó cho đến khi tô giao cầm bản biểu này không thể nhìn được nữa hỏi lão trần anh biết bi kiên có nghĩa là gì không trần ngân hà nhướng mắt dùng giọng thuần anh nói beauty phun kiên quốc vương ưu nhã mỹ lệ có vấn đề tiểu tiên nam không dính khói lửa phàm tục không biết mấy từ thông dụng lộn xộn trên mạng là rất bình thường tô giao dùng giọng điệu đau khổ nói bi kiên có nghĩa là bức vương trần ngân hà tô giao thấy sắc mặt anh thay đổi Vội vàng lấy một bản biểu mới, dỗ anh, anh viết cái khác đi, viết từ tốt đẹp nhất trên thế giới. Nếu không không xứng với gương mặt này của anh, được người phụ nữ mình thích tân bốc, sắc mắt Trần Ngâm Hà tốt hơn rất nhiều. Ở trên bản biểu viết một chữ, kiên, tô giao, tuyệt, tổng tài đại nhân đủ bá đạo. Trần Ngân Hà ngước mắt nhìn tô giao, anh là kiên của ai? Tô giao cười, em, anh là kiên của em. Trần Ngân Hà từ một chồng bản biểu tiền ra của tô giao, thấy cô ghi tên mình là Marie sau một giây ghét bỏ, anh gạch bỏ tên tiếng anh của cô, ở bên cạnh viết một cái tên, Quynh. tô giao nhìn tên tiếng anh mới của mình, cảm thấy không tốt hơn Marie là mấy, nhưng đây là tiểu tiên nam viết cho cô, cô ngoài trừ nói thích cũng chỉ có thể nói thích. ai bảo kiên và Quynh là một đôi, nếu cô không muốn dùng tên cặp với anh, anh nháo với cô thì làm sao bây giờ? Thôi thì dỗ dành anh. tô giao cầm ly đi rót nước, khi đi ngang qua cửa sổ, cô di chuyển một lúc khóe mắt cô nhìn thấy một bóng người vụt qua cửa sổ của một tòa nhà văn phòng bên kia đường. Cô giả vờ như không thấy, tiếp tục đi rót nước, từ cửa sổ trở về chỗ ngồi, lại nhìn thấy bóng dáng kia. Cửa sổ đó ở cầu thang bộ, tòa nhà văn phòng rất cao, có thang máy, ít người đi thang bộ. Tô Giao không tin đó là trùng hợp, vì vậy cô đứng dậy lần nữa, phát hiện bóng đen đó thực sự đang theo dõi cô, hơn nữa kỹ thuật còn rất vụng về. Tô Giao nói mình có việc, đi ra ngoài một chuyến. Cô từ cửa sau của cục đi ra ngoài, vòng đến tòa nhà văn phòng kia, bắt gặp người đang theo dõi cô. Đối phương nhìn qua khoảng 30 tuổi, trên tay cầm một máy ảnh chuyên nghiệp, trên cổ đeo thẻ phóng viên. Anh bị nghi ngờ có liên quan đến xâm phạm quyền chân dung và quyền riêng tư của tôi, theo dõi nhân viên nhà nước, đi một chuyến đi. Tôi Giao nói xong lấy còng tay ra đem người nọ còng lại, cầm máy ảnh trong tay anh ta, nhìn nội dung anh ta chụp lén. Tôi chỉ chụp vài cảnh sinh hoạt hàng ngày, không chụp cái khác phóng viên liên tục xin tha, đừng bắt tôi, tôi xóa được không, bây giờ liền xóa ngay, tô giao không tin những điều vô nghĩa của những phóng viên này. Ai biết được liệu anh ta có dự phòng riêng hay không, tô giao nhìn vào thẻ phóng viên của anh ta, phát hiện ra người này đến từ một tổ chức giải trí, cô rất khó hiểu, sao anh không đi gác những ngôi sao lớn mà lại đi gác tôi. Tôi có thể mang lại cho anh lưu lượng và tiền bạc ư, phóng viên đưa mắt nhìn sống mũi, cô còn chưa biết sao, sáng nay có người đăng video về cô, trên mạng trở nên phổ biến, người liên tiếp lên hot search là cô. Phóng viên chỉ vào vài chiếc ô tô màu đen đậu gần cục cảnh sát, tất cả những chiếc xe đó đang chờ chụp ảnh cô. Tô Giao xem xét, gọi cho Giang Bất Phạm, yêu cầu Giang Bất Phạm đuổi những người này đi, đưa người phóng viên trở lại cục bằng cửa sau. Tô Giao giao phóng viên cho Đại Vu, không hề lưu tình, xử lý nghiêm theo thủ tục quy định, đồng thời công bố kết quả xử lý xem ai còn dám ngồi canh chụp lén cô khi tô giao trở lại văn phòng, mọi người đã biết cô bị chụp ảnh lén và đang bùng nổ trên ui bồ. Ngô Thanh Đào bước đến gần tô giao, chị tô, người của bộ phận kỹ thuật đã tìm được người tải lên video ban đầu, là nhân viên của một công ty môi giới. Tô Giao nhìn video trên điện thoại di động và nhận ra hôm đó là sinh nhật của Hứa Gia Hải, cô và Ngô Nguyệt bánh ra khỏi phòng, đi qua sảnh cực vờ đến khu vực nghỉ ngơi. Trong vài giây, cô tình cờ đứng trước màn hình LCD lớn đang chiếu đoạn phim tuyên truyền của cục. Cô mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt, với đôi mắt đen và mái tóc đen, đôi mắt hạnh nhân và đôi môi anh đào, lại vừa thân mật với Trần Ngân Hà ở cầu thang. Có tình yêu nên mỗi cái giơ tay nhấc chân đều rất phong tình. Trong đoạn video tuyên truyền, cô mặc đồng phục cảnh sát, với đôi mắt đẹp và tư thế hiên ngang, giơ súng về phía máy quay. Mang đến cho mọi người một sự tương phản mạnh mẽ, thu hút ánh nhìn của mọi người, và bất ngờ kích nổ lưu lượng. Sau khi hot sức được gỡ bỏ, lại nhanh chóng hiện lên với một số mục nhập đã được thêm vào liên tiếp. Náo nhiệt như đỉnh lưu của giới giải trí khi công bố tình yêu, bởi vì không phải là tin tức bất hợp pháp tiêu cực, không có cách nào để loại bỏ hết các từ khóa. Cục cảnh sát đã giúp thu lại một số hot sức, nhưng không thể kiểm soát hết, vì vậy phải đợi cho nhiệt độ qua đi. Nhân tiện cô cũng giúp học viện cảnh sát tuyển sinh, rất nhiều cô gái muốn trở thành nữ cảnh sát để trừ bạo an dân. Tô Giao cầm chiếc gương trên bàn của Trần Ngân Hà nhìn vào bản thân, cô cảm thấy mình vẫn là dáng vẻ đó, không phải cô thích Versailles, thực sự không đến mức như vậy, chỉ khi họ gặp Trần Ngân Hà, mới biết cái gì gọi là kinh diễm chân chính. Versailles, là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự khoe khoang khiêm tốn, dùng để chỉ những người phô trương sự giàu có hoặc hoặc thành công của họ một cách tế nhị, tiếng Việt có thể dịch là tự sướng. Giang bất phàm và triệu dương đuổi những chiếc xe đang đậu gần cổng cục cảnh sát, đuổi hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng có phóng viên và truyền thông thậm chí không lái xe, cầm di động chờ ở cửa những người nổi tiếng trên internet và những người nắm giữ lưu lượng truy cập không thể theo kịp ban đêm vẫn có một đám người chặn cô ở cửa ra vào và cửa sau cho đến khi cô tan sở tô dao đứng ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài một lát nữa em sẽ ra ngoài lão trần anh về trước đi cố gắng đi ô tô ra ngoài trần ngân hà đứng dậy nắm lấy tay tô dao cùng nhau đi tô dao nhìn trần ngân hà ngoại hình anh hại nước hại dân như vậy cô hận không thể tìm một chiếc túi ni lông đen trùm lên đầu anh trong thang máy gặp được lục hải minh lục hải minh treo gẹo tô dao tôi chỉ đang thắc mắc tôi cũng góp mặt trong video đó tại sao không ai chặn tôi một nữ đồng nghiệp bên cạnh cười nói anh là đàn ông lại cường tráng con của anh đang học tiểu học có gì đẹp nếu phải nói cảnh hoa của chúng ta quá đẹp và có khí chất nữ đồng nghiệp lấy điện thoại di động ra bấm vào video nhìn xem bên cạnh đội trưởng tô còn một cô gái ăn mặc lộng lẫy này mặc váy đuôi cá, kiểu tóc và cách trang điểm đều được đặc biệt làm, còn không phải bị đội trưởng tô chúng ta nháy mắt hạ gục, người cũng không đề cập đến. Đội trưởng Lục Anh nghĩ cũng đừng nghĩ, tô giao biết nữ đồng nghiệp đang nói về ngô nguyệt oánh. Mấy người ra khỏi thang máy và đi xuống tận dưới tòa nhà văn phòng, thấy một nhóm người đang chặn cửa. Lục Hải Minh nói, ngồi xe anh đi, đóng cửa sổ lại xem họ có thể chụp những gì, để đến bãi đậu xe, cần phải đi qua sân của cục cảnh sát. Khi những người canh cửa nhìn thấy tô dao đi ra từ tòa nhà Họ lấy điện thoại di động Máy ảnh và máy ghi hình ra chỉ về phía cô Những người này biết rất rõ pháp luật không trách công chúng Chỉ cần có đủ người Vi phạm pháp luật một chút cũng sẽ không chịu trách nhiệm Có rất nhiều người trong số họ Cho dù chụp ảnh cô mà không có sự cho phép của cô Cảnh sát vẫn có thể bắt hết được sao Không thể nào Khối lượng công việc quá lớn Không thể quản được nhiều người Trời đã tối một nửa Đèn đường vừa sáng liên tục bật đèn flash, tô giao không thể mở mắt. Trần Ngân Hà mở áo khoác gió, ông cô giấu vào lòng rồi dẫn cô vào bãi đậu xe. Anh mở cửa xe cho cô, lấy tay che đầu cửa xe, đợi cô đi vào, đóng cửa xe, dựa vào xe lấy điện thoại di động ra. Tô giao gõ cửa kính xe, sao anh không lên xe? Khi những người ở cửa nhìn thấy cô lên xe, họ quay camera về phía Trần Ngân Hà. Trong đêm tối mịt mù, đôi mắt đen của Trần Ngân Hà trầm xuống, anh nói với điện thoại di động, một tính là một đừng để bọn họ chạy thoát, hành động. Khi giọng nói của anh rơi xuống, Giang bất phàm, Ngô Thanh Đào và những người khác đang phục kích gần đó đã chặn những người này ngay tại lối vào của cục và bắt giữ họ. Trần Ngân Hà nói với Lục Hải Minh ở ghế lái, làm phiền đội trưởng Lục, đưa cô ấy về nhà an toàn. Lục Hải Minh cười, rõ, đội phó Trần, tô giao hà cửa kính xe, nhìn hỗn loạn trong sân cục cảnh sát, nhiều người như vậy, khó giải quyết lắm, anh không thể bận rộn đến nửa đêm, bỏ đi, hù dọa vài câu ngày mai bọn họ sẽ không dám đến nữa tại sao không trách công chúng trần ngân hà chế nhạo người phụ nữ của lão tử mà cũng dám chụp lén nói vài câu là xong coi anh chết rồi à đội trưởng lục lái xe không để ý đến sự phản đối của tô giao lục hải minh lái xe ra khỏi cổng cục cảnh sát chị đại em sẽ không nghĩ đội phó trần nhà em đang chuyện bé xé ra to chứ lục hải minh tiếp tục em nghĩ là ảnh của em bị tung lên mạng cho người khác nhìn là xong rồi em không phải đàn ông em không hiểu ảnh của phụ nữ đẹp có thể được dùng cho nhiều mục đích đóng cửa lại làm những việc riêng tư xấu xa trước ảnh và video được coi là nhẹ rồi đấy không trách đội phó trần tức giận nếu như có chuyện ảnh của chị dâu em bị người ta làm như vậy anh cũng nhìn không nổi hiểu chưa tô giao quay đầu nhìn về hướng lối vào của cục cảnh sát xe đã chạy xa rồi cô không còn thấy trần ngân hà nữa tô giao anh lục đừng đưa em về nhà em em muốn đến nhà trần ngân hà Cô muốn đợi anh tan sở dù có muộn thế nào đi nữa. Trên tầng 2 của một quán cà phê đối diện cổng cục cảnh sát, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn đăm đăm vào cửa cục. Cô ta nhìn thấy vô số ánh sáng lóe lên và cô ta nhìn thấy người đàn ông thậm chí không thèm liếc nhìn cô ta đang bảo vệ cho người phụ nữ đó. Mặc dù cô ta đã ở trong video đó, nhưng không ai nhìn thấy cô ta. Cô ta nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ hoe sự ghen ghét và tức giận suýt bóp nát cốc cà phê sứ đang cầm trên tay. Cô ta cầm điện thoại di động trong tay lên gọi, giọng nói u ám, không phải bọn họ đang tìm ứng cử viên cho Quynh sao, tôi có người ở đây, chắc chắn có thể bán với giá tốt không ngờ. Tô Giao đến nhà Trần Ngân Hà, bấm chuông cửa ở tầng dưới nhà anh, hứa Gia Hải đang ở nhà ra mở cửa cho cô. Tô Giao đi vào, xỏ đôi dép lê màu hồng phấn mà hứa Gia Hải đưa cho, cô hơi ngạc nhiên, vừa vặn. Hứa Gia Hải vào phòng ăn rót nước cho Tô Giao, Đáp, đương nhiên là có người đặc biệt mua cho cô rồi. Bốn đôi xuân hạ thu đông đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cô đến." Tô giao nhận lấy ly nước Hứa Gia Hải đưa, nói cảm ơn, "Anh bận việc của anh đi, không cần phải quan tâm tôi." Sau đó cô ngồi trên sofa, Hứa Gia Hải trở về phòng, khi đi ra đã thay quần áo, có vẻ như chuẩn bị ra ngoài, "Đội trưởng Tô, tôi ra ngoài, đêm nay sẽ không về." Tô giao có chút ngượng ngùng, "Là do tôi sao?" nếu không tôi đến phòng Trần Ngân Hà đợi anh ấy, anh không cần phải cố ý đi ra ngoài tránh đâu, không phải vì chuyện này. Hứa Gia Hải vừa nói vừa thay giày. Thứ nhất, bữa tối tôi ăn no rồi không muốn ăn cậu lương nữa. Thứ hai, tôi muốn sống. cái thứ nhất tôi giao hiểu, cô luôn cảm thấy Trần Ngân Hà chèn ép Hứa Gia Hải. cái thứ hai là ý gì? Hứa Gia Hải nở nụ cười, chờ cậu ta trở lại, nhìn thấy cô đợi cậu ta, mà tôi còn ăn vạ ở trong nhà làm bóng đèn ảnh hưởng đến cậu ta. Cô cảm thấy cậu ta có muốn ghế tôi không? Hứa Gia Hải thấy giày, nghĩ tới điều gì đó liền đổi lại dép lê, trở về phòng. Tô Giao nhìn thấy Hứa Gia Hải từ phòng mình đi ra, tiến vào phòng của Trần Ngân Hà, rất nhanh lại đi ra, không biết đang làm gì. Sau khi Hứa Gia Hải rời đi, Tô Giao nhìn quanh nhà, mệt mỏi ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Trần Ngân Hà mãi sau 11 giờ vẫn chưa về. Tô Giao gọi điện thoại cho Ngô Thanh Đào, Đào, tan làm chưa? Ngô Thanh Đào, mới vừa bận xong ạ. À, em được ăn bữa khuya sang trọng do đội phó trần mua, đánh cái no nê chuẩn bị tan làm đây. Có chuyện gì vậy chị Tô? Tô Giao ngồi ở trên sofa, cầm lấy cái gối màu hồng ông lấy, đội phó trần tan làm chưa? Ngô Thanh Đào, đội phó trần vẫn chưa tan làm ạ, à, đang ở bộ phận kỹ thuật nhờ cung dương bọn họ xóa video và ảnh trên mạng. Khối lượng công việc lớn hơn nhiều so với việc bắt đám người chụp lén, phỏng chừng họ sẽ bận rộn cho đến nửa đêm. Sau khi cúp điện thoại, Tô Giao đợi Trần Ngân Hà một hồi, sau đó vô tình ngủ quên trên ghế sofa, đến 2 giờ sáng liền tỉnh lại. Cô ngủ trên ghế sofa không thoải mái, xoa xoa bờ vai hơi đau, đứng dậy vương vai ông gối đi vào phòng Trần Ngân Hà, rửa mặt trong phòng tắm của anh rồi ngồi trong phòng đợi anh. 3 giờ sáng, Trần Ngân Hà từ cục về nhà, thay giày vào nhà, chuẩn bị đi tắm và ngủ. Vừa mở cửa phòng ngủ, anh đã thấy chăn bông trên giường đã bị động vào, có người đang nằm trong chăn. Nghĩ đó là hứa gia hải, anh trầm khuôn mặt bước đến, chuẩn bị ném anh ta ra ngoài, bao gồm cả chăn bông và nệm. Khi đến gần hơn, anh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong chiếc chăn bông màu hồng sẫm, mây đen trên mặt lập tức tan biến, khóe môi bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Anh ngồi bên giường nhìn cô một lúc rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, mặc bộ đồ ngủ màu hồng mà cô mua cho anh rồi bước lại giường. Anh tắt đèn pha và bật một ngọn đèn bàn màu cam. Căn phòng lờ mờ sáng, hơi thở của cô yên tĩnh. Trần Ngân Hà nhẹ nhàng nhấc chăn bông lên, nằm xuống bên cạnh tô dao dựa vào gối cúi đầu nhìn cô cô khi ngủ trông thật xinh đẹp lông mi dài rủ xuống đôi môi ửng hồng đường viền cổ áo hơi mở ra lộ ra cần cổ thon dài trắng như tuyết xương quai xanh gợi cảm ẩn hiện trong cổ áo như ẩn như hiện không biết mơ thấy gì cô khẽ nhíu mày anh hôn lên nơi đôi lông mày đang cau lại của cô như thể để xua tan những muộn phiền của cô bằng đôi môi của anh anh không kìm lòng được môi đi xuống giữa hai hàng lông mày của cô hôn lên môi cô sợ đánh thức cô động tác anh rất nhẹ nói là hôn nhưng anh chỉ chạm nhẹ vào môi cô cho đến khi cô gọi tên anh trong giấc ngủ nhìn cô nhắm mắt đôi môi như anh đào khẽ hé mở bất giác lẩm bẩm trần ngân hà anh không tự chủ được nữa xoay người đè xuống cô cúi đầu ngậm lấy môi cô liên tục hôn liếng cô bị đánh thức ngơ ngác mở mắt ra ngửi thấy hơi thở của anh vương tay ông lấy anh lại đẩy anh ra từ trên giường ngồi dậy dụi dụi mắt sao em lại ngủ quên mất rồi nói rồi cô cầm điện thoại di động ở bên giường liếc nhìn, đã muộn như vậy, anh mới về à. Trong cô buồn ngủ kinh khủng, mắt cô hít lại mê mang, tóc bị gối làm cho rối lên, anh đứng ở mép giường, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống, nhìn cô như thể đang nhìn một con mèo con lười biếng. Tô Giao bị Trần Hành Hài nhìn chầm chầm đến nỗi cơn buồn ngủ tan đi hơn phân nửa, sao vậy, muốn ăn thịt người. Cô vén chăn bước xuống giường, em không tắm rửa thay quần áo, làm bẩn giường của anh, xin lỗi. Cô biết Trần Ngân Hà là một người ưa sạch sẽ không bao giờ để người khác chạm vào chăn ga gối nệm của mình, còn nói nếu chạm vào thì sẽ là vợ của anh, là người rất biết ăn vạ. Trần Ngân Hà cúi xuống ngửi ngửi trên người Tô Dao, khiến cô sợ hãi trốn ra sau. Một mặt, cô không tắm, sợ có mùi trên người. Mặt khác, anh đánh hơi như một con chó lớn, cô sợ rằng mình sẽ bị anh ăn mất. Trần Ngân Hà lấy trong tủ ra một chiếc áo phong mùa hè ném cho Tô Dao, rồi lấy một chiếc cờ ó khác của chính mình áo phông vẫn có thể dùng làm đồ ngủ nhưng hình như em không thể mặc đồ lót của anh tô dao anh nói xem trần ngân hà bảo tô dao vào phòng tắm tắm rửa còn mình bắt đầu thay quần áo anh đến phòng trực trong cục lấy cho em tô dao nghĩ cũng chỉ có thể như vậy cô thường ngủ trong phòng trực với rất nhiều đồ lót dự phòng tô dao tắm xong trần ngân hà đã trở về từ cục cô mở cửa phòng tắm ra một khe hở nói anh đưa cờ ó của cô vào ngay khi cô vừa đưa tay ra Người đàn ông đã nắm lấy cổ tay kéo cả người cô ra ngoài. May mắn thay, cô đã mặc quần áo. Chiếc áo phông của anh đủ lớn để che mọi thứ cần được che đi. Cô vừa mới tắm xong, cơ thể có mùi sữa tắm hương đào giống như của anh, ấm nóng sọc vào chóp mũi, hai má ửng hồng bởi nước nóng, hai mắt mang theo một tầng hơi nước mông lung. Môi hồng nhuận, cô không mặc gì ngoài chiếc áo phông, giống hệt như anh đã mơ thấy vô số lần. Hơi thở của anh dần trở nên nhanh hơn một chút, anh bế cô ném lên giường tô dao bị ném xuống mạnh mẽ, may mắn là tấm nệm đủ mềm, ngã không đau. Cô thấy ánh mắt anh càng ngày càng sâu, từ xa cô có thể cảm nhận được sự điên cuồng trong mắt anh. Cô lùi lại phía sau, đụng phải cái gối đầu giường, bị vật gì đó cộng lên, quay lại thì thấy đó là một hộp bu o sờ. Tô dao vừa căng thẳng vừa có chút tức giận, cắn môi ngước mắt lên, anh muốn làm gì em? Mối quan hệ của họ chỉ vừa tốt hơn một chút, còn lâu mới đến bước phát sinh quan hệ. Cô không dám nghĩ, nếu anh ép buộc cô, cô có nên đá phế luôn mệnh căng của anh hay không? Chỉ thấy người đàn ông trước mặt bước lên giường, đến gần cô, chống tay ở bên cạnh cô, giam cả người cô trước mặt anh, nhìn cô bằng đôi mắt sâu không thấy đấy, trầm mặt không nói lời nào. Lúc này cô không muốn thỏa mãn anh, anh càng muốn như vậy, anh không còn là người nữa, anh là giả thú có thể xé xác cô và nuốt chửng cô bất cứ lúc nào. Tô dao nắm lấy hộp bu o sờ trong tay đập vào người anh, Trần Ngân Hà, tỉnh táo lại cô cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ trên người anh gắt gao áp vào người cô cô tức giận mắng anh nếu anh dám em cắt anh nhưng anh chỉ cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn rất nhẹ đứng dậy khỏi người cô cầm lấy một cái gối đầu giường lẩm bẩm nói anh sang phòng bên cạnh ngủ có việc gì gọi có việc cũng đừng gọi anh anh thật vất vả mới kiểm soát được sợ rằng lần sau sẽ không thể kiểm soát được nữa anh không thể ở trong phòng này lâu hơn nữa nếu không sẽ mất kiểm soát người phụ nữ này quá hấp dẫn. Sau khi Trần Ngân Hà rời đi, Tô Giao khóa trái cửa và lăn mình dưới chăn bông, cho đến khi trút bỏ được sự bồn chồn và lo lắng trong lòng, cô nhặt chiếc cờ ó anh mang cho cô mặc vào rồi chui vào chăn. Chăn bông của Trần Ngân Hà rất mềm và có mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng, Tô Giao nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ. Cô có một giấc mơ rất xấu, mơ thấy mình bị một nhóm người truy đuổi, cô đang đánh nhau với những người đó, và cô tỉnh dậy vì kiệt sức. Tô Giao ngồi dậy nhìn thời gian, 5 giờ 20 phút sáng, cảm thấy cổ họng hơi khô nên đứng dậy đi rót nước. Trời vẫn còn tối, đèn ngủ trong phòng khách vẫn bật sáng, nhưng tô dao cũng không bật đèn pha, đi chân trần vào phòng ăn. Qua khóe mắt cô nhìn thấy bóng đen ngoài ban công, tưởng có trộm vào nhà, như đối mặt với kẻ thù lớn, cô nấp sau chiếc tủ bên cạnh, thò đầu ra nhìn vào ban công mà không phát ra tiếng động. Cuối cùng cô cũng nhìn rõ hình bóng đó, cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy đó là Trần Ngân Hà, anh đang nói chuyện điện thoại với người khác lại thấy anh cúp máy, lấy một điếu thuốc trong bao ra châm lửa. Tô Giao không che giấu động tỉnh nữa, từ sau tủ đi ra, vào phòng ăn rót nước. khi Trần Hành Hà nhìn thấy cô, anh gạt điếu thuốc chỉ hút vài hơi, từ ban công bước vào, đứng sau lưng cô, cúi người rất gần, khát nước. Ra, đừng dựa gần em. Tô Giao ngửi thấy mùi thuốc, đẩy Trần Ngân Hà ra. Anh không tranh thủ thời gian ngủ bù, còn ra ban công hút thuốc. Trần Ngân Hà từ phía sau ông lấy tô giao, gác cầm lên vai cô, cuốn lấy cô không muốn ngủ, ngủ là mơ thấy em, biết không phải là một giấc mộng đẹp, tô dao xoay người ra lệnh, đi ngủ, người đàn ông không hề buồn ngủ, thấy cô tức giận, anh lại bá đạo hơn, ông má cô không cho cô động đậy, hôn cô một cái rồi dừng lại để cô đi. Rạng sáng, khi tô dao thức dậy, Trần Ngân Hà đã làm bữa sáng, cửa được mở từ bên ngoài, hứa gia hải ở khách sạn một đêm, bước vào, tôi tới ăn. Thấy bữa sáng của mình hoàn toàn không có trên bàn, hứa gia hải sửa miệng, tôi lấy tài liệu công việc đi làm. Trần Ngân Hà giúp tôi dạp lau vết sữa trên khóe miệng, đút cho cô một miếng thịt bò nhỏ, đứng dậy đi tìm Hứa Gia Hải. Hứa Gia Hải cười hỏi, quà cho cậu thế nào, có phải rất kịp thời không? Hứa Gia Hải nhìn vẻ mặt của Trần Ngân Hà, không thể tin được, không phải đó chứ, đều đã ngủ chung một phòng, ngủ cùng một giường, gì cũng chưa làm, có phải cậu không được không? Thảo nào từ trước đến giờ không yêu đương, thì ra là như vậy trần ngân hà liếc hứa gia hải rồi ném hộp bu o sờ vào người anh ta cậu bớt nói nhảm lại hứa gia hải từ trong tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào vừa cài cúc áo vừa nói nói đi cậu muốn tách ra khỏi mình đúng không đồ vô lương tâm cậu mang theo một người phụ nữ khác còn muốn đuổi mình đi trần ngân hà dựa vào cửa không tôi muốn mua cho cô ấy một ngôi nhà trong tiểu khu của chúng ta tôi muốn nhìn thấy cửa sổ phòng của cô ấy từ cửa sổ phòng của tôi muốn xa xa nhìn nhau cậu giúp tôi xem nhà đi, cậu dứt khoát nói thẳng là mua tòa nhà đối diện cửa sổ phòng cậu không phải được rồi sao, còn xa xa nhìn nhau, văn thơ như vậy làm gì, không phải vẫn là xử nam già sao, hứa gia hải nhìn chầm chầm trần ngân hà, sao cậu không bảo cô ấy trực tiếp dọn vào, chẳng phải sẽ nhanh hơn sao. Trần Ngân Hà nhếch môi, cậu không hiểu, tô giao giúp Trần Ngân Hà hâm nóng ly sữa, ngẩng đầu nhìn về phía phòng của hứa gia hải, tự hỏi sáng sớm hai ông lớn này có thể nói chuyện gì mà lâu như vậy cô đã ăn no, đặt nửa bánh trứng còn lại vào đĩa của Trần Ngân Hà, đặt xong mới cảm thấy có điều gì đó không ổn, làm sao tiểu tiên nam có thể ăn thức ăn thừa của người khác, nhưng anh cũng có vẻ thích ăn thức ăn thừa từ miệng cô, thường xuyên cướp trà sữa của cô, nước trái cây, bánh ngọt, và thậm chí cả nửa viên kẹo còn sót lại trong miệng cô. Tô Giao đứng dậy cho tiêu thức ăn, lấy điện thoại di động ra lướt. Sau hành động kiên quyết của Trần Ngân Hà đêm qua, các hot search về cô trên mạng đã bị xóa bỏ. Không ai dám đăng tin mới, tình hình hỗn loạn đã hoàn toàn lắng dịu. Tô Giao lướt danh sách hot search và bị thu hút bởi một mục: "Vụ cháy trung tâm thương mại Kim Bích ở Nam An". Ngay khi Tô Giao nhìn thấy hai chữ Nam An, cô đã nghĩ đến Trần Ngân Hà, nhấp vào để xem. Cái tên trung tâm thương mại Kim Bích rất quen thuộc, Tô Giao nhớ khi cô yêu cầu cung Dương kiểm tra hành trình của Trần Ngân Hà, anh từng mua một tách cà phê tại một quán cà phê trên tầng 2 của trung tâm thương mại đó. Vụ cháy trông rất nghiêm trọng. Các bức tường bên ngoài trung tâm thương mại bị cháy đen. Một số cư dân mạng đã đăng một vài bức ảnh về trung tâm thương mại Kim Bích trước khi nó bị đốt cháy để so sánh. Tô Giao mở ra xem, vốn dĩ cô chỉ xem qua cho lướt thời gian, không quan tâm lắm. Cô bị thu hút bởi bóng lưng của một người đàn ông trong bức ảnh. Anh không phải là nhân vật chính của bức ảnh, chỉ chiếm một góc nhỏ của không gian, được nhiếp ảnh gia vô tình chụp lại. Anh mặc một chiếc áo khoác màu xám, đang ngồi trong một cửa hàng bánh ngọt không mấy nổi bật chiếc áo khoác tô dao đã quá quen thuộc là chiếc áo cô mang đến nam an người đàn ông này là trần ngân hà với thân hình và tư thế của anh cô có thể nhận ra anh dù chỉ nhìn thấy phía sau đầu của anh quay lưng về phía máy ảnh anh đang ngồi trên ghế với một chiếc bánh nhỏ trên bàn trước mặt không có ai dường như anh chỉ đói bụng và đi vào để tìm thứ gì đó ăn tô dao không phải là người bình thường cô là cảnh sát hình sự nhìn thoáng qua là cô đã nhìn thấy người phụ nữ ngồi quay lưng lại với trần ngân hà mỗi người ngồi một bàn và trông như không quen biết nhau nhưng lưng ghế lại rất gần nhau tô giao cảm nhận được rằng anh đang nói chuyện với người phụ nữ này ở góc dưới bên phải của bức ảnh có thời gian chụp của máy ảnh tình cờ là thời điểm trần ngân hà nói rằng anh đã gặp chu vũ trần tô giao yêu cầu cung dương kiểm tra phí chi tiêu của trần ngân hà ngoại trừ phí anh bắt xe và mua cà phê không hề có phí mua bánh kem cô hiểu trần ngân hà anh không để người khác đãi mình ăn bánh và anh không thích dùng tiền mặt vì anh nghĩ rằng có vi khuẩn trên đó, đến bất cứ nơi nào đều quét trên điện thoại hoặc thẻ, miễn là anh sử dụng thanh toán điện tử, cung Dương không thể không phát hiện ra, trừ khi số tiền anh sử dụng không phải do chính anh đứng tên, nhưng chỉ ăn một phần bánh kem, có cần thiết phải giấu đến tận bây giờ không, còn dùng thẻ khác, người phụ nữ này là ai, mối quan hệ của anh với cô ta là gì? Tô giao cất điện thoại di động, nhìn bữa sáng đã chuẩn bị cẩn thận trước mặt, đầu óc rối bời, ngày anh tỏ tình với cô chính anh đã nói rằng anh sẽ không nói dối cô nếu nói dối cô thì anh sẽ xuống địa ngục hóa ra anh lại nói dối cô trần ngân hà ra khỏi phòng hứa gia hải thấy tô dao không còn ở trong phòng ăn trên bàn có để lại giấy ghi chú em ăn xong rồi trong cục có chuyện đi làm trước trần ngân hà nhặt giấy ghi chú lên là chữ viết tay của cô không có gì bất thường về nội dung tin nhắn nhưng mặt sau của tờ giấy đã bị thủng bị thủng khi cô viết tô giao bận rộn cả ngày mở họp nguyên ngày buổi tối tan làm mới có thời gian hít thở trong khoảng thời gian này cô không liên lạc với trần ngân hà anh đã cố gắng nói chuyện với cô vài lần nhưng cô trốn khỏi văn phòng với lý do bận việc vì sợ cô sẽ cãi nhau mất kiểm soát với anh buổi tối tan sở tô giao không dừng lại bắt xe về nhà xuống xe cô tìm đến một nơi hẻo lánh gọi điện thoại đến trại giam ở nam an yêu cầu được nói vài lời với minh nguyệt sau khi được chấp thuận tô giao và minh nguyệt đã kết nối trực tuyến cô chỉ hỏi một câu rốt cuộc có phải trần ngân hà thả cô đi không giọng của minh nguyệt mang theo nụ cười không phải cô luôn chắc chắn tôi đang cắn anh ấy sao bây giờ lại hỏi tôi câu này rốt cuộc cô cũng bắt đầu nghi ngờ anh ấy rồi đúng chứ tôi nói anh ấy thả tôi đi cảnh sát các người không tin tôi thậm chí đã vượt qua máy phát hiện nói dối nhưng các người vẫn không tin tôi tôi giao sở dĩ cô vượt qua máy phát hiện nói dối là vì cô đã xác định nhầm người anh ấy có một người em trai trông rất giống anh ấy người để cô đi không phải là anh ấy mà là em trai của anh ấy minh nguyệt chế nhạo cho dù tôi có ngu ngốc đến đâu tôi cũng sẽ không nhận lầm người đàn ông mình thích tôi đã nói cả vạn lần rồi là anh ấy đã để tôi đi sau gáy anh ấy có một nốt ruồi màu hồng tôi không nhầm chẳng lẽ em trai anh ấy cũng có một cái sao minh nguyệt bật cười đừng tự lừa dối mình tôi đã nói rất nhiều lần rồi anh ấy là ác ma bò ra từ địa ngục các người đều bị anh ấy lừa gạt sau khi cúp điện thoại của minh nguyệt Tô Dao ngồi bên cạnh bồn hoa, ôm lấy chân mình, đầu cô gối lên đầu gối. Cô nhớ lại ngày Trần Ngân Hà tỏ tình với cô, cô hỏi anh có để Minh Nguyệt đi không, anh trả lời Chu Vũ Trần trông rất giống anh, sau đó chủ đề được đưa sang Chu Vũ Trần. Anh căn bản không trực tiếp trả lời cô, mà làm cô mê hoặc bằng những lời nói. Một lúc sau, Tô Giao từ trên bồn hoa đứng dậy, đi dọc theo con đường ra ngoài, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Trần Ngân Hà. Anh bắt máy gần như trong vài giây. Có vẻ như anh đang đợi cuộc gọi của cô, Tô Dao cúi đầu, nhìn bóng của cô trên mặt đất, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, ra ngoài nói chuyện đi, giọng điệu hơi nghẹn ngào, âm cuối hơi run rẩy vẫn phản bội cô. Anh nghe thấy vậy, dường như hiểu ra điều gì đó, dừng lại một chút, thấp giọng nói, "Được." Năm phút trước, anh nhận được một cuộc gọi từ cấp dưới cũ của mình ở Nam An, được biết cô đã nói chuyện với Minh Nguyệt, anh biết, cô đã biết, anh biết ngày này sớm muộn gì cũng đến nhưng anh không ngờ nó lại đến sớm như vậy, anh không kịp yêu cô đúng nghĩa. Thấy cô không cúp máy ngay, thừa dịp không hoàn toàn quyết liệt, anh giả vờ như không biết, lừa dối bản thân muốn ở bên cô một lúc. Anh tham lam nghe tiếng hít thở của cô qua điện thoại, còn giả vờ cà lơ phất phơ, muộn như vậy còn muốn gặp, nhớ anh sao? Nói đi, em muốn anh trai ông hay hôn đây? Hay là muốn nói cho anh trai biết em yêu anh nhiều như thế nào? Sao không nói, bị giọng nói của anh trai mê hoặc rồi à? Cô không trả lời, điều này làm cho lời độc thoại của anh có vẻ nực cười, cuối cùng chính anh cũng không thể nói được nữa, hôm nay chúng ta không gặp nhau được không? Dường như chỉ cần hôm nay không gặp nhau thì ngày mai họ vẫn yêu nhau. Tô Giao hít sâu một hơi, một giờ sau hẹn gặp ở cửa sau công viên nhỏ của cục. Nói xong cô cúp điện thoại, nhà cô ở ngoại thành, giao thông không thuận tiện lắm, đi bộ đến bến xe cũng mất hơn 10 phút, đã rất muộn, trên đường cũng không có ai, điện thoại di động của Tô Giao vang lên, cô liếc mắt nhìn đó là cuộc gọi của đồn công an cái gì phạm hà chết rồi tô giao từ chối tin rằng phạm hà sẽ tự tử cô đã đến thăm cô ấy vài lần cô ấy đã thoát khỏi nỗi đau mất tiểu phong sống và làm việc bình thường thậm chí còn kết bạn với mấy người bạn vui vẻ hơn trước mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn phạm hà nói cô ấy nhất định sẽ sống tốt bởi vì chỉ khi cô ấy còn sống mới có người đi tảo mộ tiểu phong tô giao không muốn tin cô ấy chết như thế nào Người ở đồn công an thở dài, mới 30 phút trước, cô ấy còn đang dọn dẹp khu vực làm việc của mình. Mọi thứ vẫn như bình thường, không có gì bất thường, cho đến khi một người bán khoai lang nướng đẩy xe ba gác qua đường thì bất ngờ gục xuống, nhảy xuống sông tự tử, không cứu được. Sau khi cúp máy, Tô Dao đột nhiên bật khóc, nước mắt như vỡ đê không ngăn được. Cô nghĩ Phạm Hà có thể sống tốt nếu không có Tiểu Phong, cô ấy sẽ có một khởi đầu mới, một cuộc sống mới cô ấy sẽ gặp một người đàn ông tốt trong tương lai, yêu anh ta và kết hôn với anh ta. Nhưng không, không phải vậy, người đó đã bỏ đi và mang theo linh hồn của cô ấy. Cô ấy đã cố gắng rất nhiều để sống tốt, nhưng cô ấy không thể. Cô ấy đã chết rồi, thời điểm Tiểu Phong chết, cô ấy cũng đã chết rồi. Tô Giao nghĩ đến Trần Ngân Hà, cô chợt nhận ra mình chưa bao giờ nhớ anh như lúc này. Cô nên tin anh, cũng như cô tin anh sẽ không hành hạ con mèo con. Cô không muốn nghi ngờ anh hay kiểm tra anh nữa, cô chỉ muốn anh còn sống cô không muốn xa anh cô chỉ cần cùng anh yêu nhau cho dù minh nguyệt thực sự được anh thả đi cho dù anh thực sự là một con quỷ chui ra từ địa ngục cô sẽ kéo anh ra ngoài rửa sạch bóng tối và tội lỗi trên người anh để anh sống tốt trên đời tôi giao lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho trần ngân hà để nói với anh rằng cô nhớ anh nhiều như thế nào biến cố đột ngột xảy ra bốn năm người đàn ông vạm vỡ bất ngờ lao ra từ hai bên lối đi họ bịt mặt hai người cầm cây gậy dài nửa mét đập vào vai cô. Tô dao né tránh, dùng tay trái nắm lấy cây gậy gần cô nhất, kéo mạnh, nhanh chóng nhất chân đá văng cánh tay của người đàn ông ra, cướp lấy một cây gậy rồi cầm trong tay. Cô không biết những người này địa vị thế nào, cô đã đắc tội với rất nhiều người đến nỗi không thể suy ra chúng được ai thuê đến. Đánh giá từ kỹ thuật chiến đấu ổn định và tàn nhẫn của chúng, hẳn là những tên côn đồ chuyên nghiệp. May mắn thay, chúng chỉ muốn bắt cô chứ không phải tính mạng của cô, điều này cho phép cô có cơ hội thoát ra khỏi vòng vây đối diện có bốn tên côn đồ chuyên nghiệp tô giao biết cường thế chỉ chịu thiệt cô nhân cơ hội trốn vào rừng cây bên cạnh chạy sâu vào trong rừng cô lớn lên ở khu vực này từ khi còn là một đứa trẻ rất quen thuộc với khu rừng này biết nơi nào là tốt nhất để tấn công và phòng thủ cô định dùng ngã ba trên đường để chia rẽ chúng sau đó phục kích để hạ gục chúng kế hoạch của cô thất bại chúng nhìn thấy ý định của cô không cho cô cơ hội phục kích Tô Giao đã chiến đấu với vô số kẻ tình nghi, cô chưa bao giờ sợ hãi, bọn chúng kiên kỵ cô, không dám ghế cô, vì vậy cô sẽ chỉ có thể tàn nhẫn hơn chúng. Cô không thể bị bắt đi, cô chưa gọi điện cho Trần Ngân Hà, chưa gặp anh. Cô chưa nói với anh rằng cô yêu anh nhiều như thế nào, Tô Giao cầm một cây gậy và đánh nhau với bốn người trước mặt cô. Lúc đầu bọn chúng không muốn làm cô bị thương, thấy cô khỏe như vậy, nếu không động thủ thì không thể bắt được cô, cuộc chiến này kéo dài khá lâu, Cô giao đánh ngã người cuối cùng, cô cũng ngã xuống đất vì bị thương và không còn sức lực. Cô lau vết máu chảy từ trên trán xuống mắt, che bụng với hai chiếc xương sườn bị gãy, nghiến răng nghiến lợi bò ra lề đường. Điện thoại di động của cô rơi vào bụi cỏ ven đường, cô phải nhanh chóng lấy lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu lỡ Trần Ngân Hà không đợi được cô và không thể tìm thấy cô? Mỗi lần tiến về phía trước, mỗi lần di chuyển, vết thương trên người đều xé toạc, không biết đã đổ bao nhiêu máu, trước mắt chỉ còn lại cỏ cây. Cô cố gắng hết sức để leo đến mép cỏ, tìm điện thoại di động, quay số điện thoại của Trần Ngân Hà bằng những ngón tay đẫm máu. Trần Ngân Hà không biết chuyện gì đã xảy ra với Tô Giao, anh nghĩ cô đang oán trách anh, cô sẽ rời xa anh, giọng anh rất nhẹ, anh đến rồi, em ở đâu? Tô Giao cầm điện thoại, vừa nghe thấy giọng nói của anh, nước mắt liền không ngừng chảy xuống, Trần Ngân Hà, em đau, trên người chảy rất nhiều máu, gãy xương, em sắp sửa chết vì đau, đến ông em đi anh. Cô chưa kịp nói xong thì đã thấy bóng đen xuất hiện trên mặt đường bê tông, cô nhìn lên thì thấy có năm tên côn đồ ăn mặc giống như vừa rồi, lần này cô phải chết không nghi ngờ gì nữa. Trước khi họ đến gần và đưa cô đi, cô nhìn lần cuối vào giao diện cuộc gọi với nỗi nhớ vô hạn, đôi mắt dịu dàng nhìn vào khuôn mặt anh, đôi mắt ngấn lệ, cô nói với điện thoại bằng tất cả sức lực của mình, Trần Ngân Hà, em yêu anh, cộc cộc cộc. Hứa Gia Hải đứng ở cửa văn phòng nhỏ của đội điều tra tội phạm số 3 mang theo túi cơm gõ cửa tôi vào đây. Sau khi Tô Giao bị bắt cóc, Trần Ngân Hà đã chuyển bàn làm việc của mình vào văn phòng nhỏ này, không nói chuyện với ai ngoại trừ việc đi tìm Tô Giao và về công việc. Hứa Gia Hải đặt hộp cơm lên bàn của Trần Ngân Hà, giúp anh mở hộp, ăn một ít đi, nếu không cậu sẽ chết đói trước khi tìm thấy đội trưởng Tô đấy. Đã một tháng kể từ khi Tô Giao bị bắt cóc, Trần Ngân Hà dường như không nghe thấy lời của Hứa Gia Hải, cúi đầu nhìn đóng ảnh trên bàn. Tất cả những thứ này đều được chụp tại hiện trường mất tích, bao gồm bụi cỏ, cây cối đá và nền xi măng không ngoại lệ trên đó có máu tất cả đều là máu của tô dao trần ngân hà dường như rất thích tự ngược mình buộc bản thân phải xem đi xem lại nhiều lần anh là một người sống bằng hận thù khi còn nhỏ là vậy bây giờ cũng thế hứa gia hải rót một cốc nước cho trần ngân hà đừng lo lắng đội trưởng tô sẽ không sao đâu trần ngân hà không cầm lấy cốc nước ánh mắt đã đông cứng hồi lâu mới chuyển động ngẩng đầu nhìn hứa gia hải cậu là bác sĩ pháp y ngay khi vừa mở miệng cổ họng thiếu nước đã khô đến gân cổ cũng đau rát giọng khàn đến mức người ta không thể nghe rõ anh đang nói gì như thể một tháng qua đã già đi rất nhiều trần ngân hà cầm cốc nước lên nhấp một ngụm để cổ họng mình có thể nói chuyện bình thường tiếp tục những gì vừa nói cậu hẳn là có thể xem lượng máu đã chảy ra bao nhiêu hứa gia hải đã xem những bức ảnh này không biết bao nhiêu lần cùng với tổ kiểm tra dấu vết đã khôi phục lại toàn bộ quá trình tô giao chiến đấu với bọn xã hội đen lúc bấy giờ. Tại hiện trường, có hai thanh gỗ dày dài bị gãy, cây cỏ nát thành từng mảng. Vết máu trên mặt đất và dấu vết bị kéo lê đều không đến xuể. Hứa gia hải thở dài, đội trưởng tô đã chiến đấu rất vất vả để sống sót, cô ấy có ý chí mạnh mẽ, nhất định sẽ cố gắng hết sức trốn thoát gặp cậu. Cô ấy sẽ không sao đâu, tuy nói như vậy, nhưng đã một tháng trôi qua, cô sống không thấy người chết không thấy xác như thể đã bốc hơi khỏi thế giới trong vụ án bình thường tình huống này là lành ít dữ nhiều không ai dám nói điều này trước mặt trần ngân hà trần ngân hà cô ấy nói xương của cô ấy đã bị gãy sẽ nằm ở đâu là cánh tay cổ tay chân xương sườn hay là xương cột sống mỗi lần nói một lời trái tim anh lại đau nhói giống như có thể sang sẽ nỗi đau của cô hứa gia hải chưa bao giờ nhìn thấy trần hành hà như thế này đã mấy ngày không ngủ, hai mắt mờ mịt, máu đỏ nơi khóe mắt dày đặc như mạng nhện, trên cầm lúng phúng trâu, áo sơ mi trên người đã nhăn nhúm, cả người gầy đi một vòng. Khi tô giao vừa bị bắt cóc anh không như vậy, khi đó, anh bình thường và lý trí như thể anh chỉ xử lý một vụ án bắt cóc chung chung, trật tự chỉ huy tác chiến, mở các cuộc họp phân tích vụ án, triển khai, thu thập manh mối, truy tìm, khi đến giờ ăn thì ăn, khi đến giờ ngủ thì ngủ. Người khác nói gì anh cũng sẽ đáp lại, máu lạnh và tàn nhẫn như thể anh không có cảm xúc với người bị bắt cóc. Lúc đó Hứa Gia Hải rất lo lắng, sợ rằng anh sẽ trở thành Phạm Hà thứ hai. Nhìn bề ngoài tốt đẹp nhưng bên trong đã chết. Đoạn thời gian đó, Hứa Gia Hải ngủ ở phòng khách vì sợ Trần Ngân Hà có động tĩnh mà anh ta không biết, thậm chí anh ta còn bí mật lắp máy theo dõi vào người anh, sợ anh sẽ có chuyện đột ngột xảy ra như Phạm Hà. Máy theo dõi của Hứa Gia Hải lần nào cũng bị Trần Ngân Hà ném đi như thường lệ cười nhạo anh ta, nói anh có bản lĩnh, nói anh không yếu ớt như vậy, sẽ không dễ dàng nghĩ quẩn. Cho đến khi manh mối cuối cùng bị cắt đứt, anh vẫn chưa hề nói một lời nào ngoài vụ án, giống như trước mắt đây, như bị ai đó lấy đi linh hồn, giống như một cái xác biết đi. Hứa gia hải đẩy hộp cơm đã dở ra đến trước mặt Trần Ngân Hà, căn hộ mà cậu nhờ tôi tìm lần trước đã tìm được rồi, ở tòa nhà đối diện với nhà cậu, cùng tầng, cậu đứng trước cửa sổ có thể từ xa nhìn thấy cô ấy chủ nhà nói có thể ký hợp đồng bất cứ lúc nào. Có cần tôi giúp trang trí không? Trần Ngân Hà, hợp đồng thì ký đi, không cần trang trí. Anh dường như đang cố gắng nói, miễn cưỡng nói thêm một từ nào. Hứa gia hải ra khỏi văn phòng nhỏ, giúp Trần Ngân Hà đóng cửa lại, yêu cầu Ngô Thanh Đào cho xem toàn bộ hồ sơ điều tra kể từ khi Tô Giao bị bắt cóc. Nhà của Tô Giao ở gần ngoại ô, cô muốn gặp Trần Ngân Hà, từ nhà đến bến xe buýt cần đi qua một con đường hẹp có cây cối bao quanh, chưa kể camera, ở đó có rất ít đèn đường kẻ bắt cóc rất chuyên nghiệp thậm chí còn không lái xe băng qua rừng cây rồi biến mất sau khi băng qua một cánh đồng hầu như không để lại dấu vết đã vậy trần ngân hà vẫn dẫn người đuổi theo cuối cùng manh mối bị một ngọn núi cắt đứt trần ngân hà bắt đầu chuyển trọng tâm của cuộc điều tra sang tô giao yêu cầu mọi người tìm hiểu tất cả các vụ án mà tô giao đã xử lý kể từ khi cô vào cuộc cảnh sát cho tới nay sàng lọc những người có thể trả thù cô cuối cùng phạm vi điều tra được mở rộng sang thời đi học và thậm chí cả thời thơ ấu của tô giao tất cả những người đã ăn tết với cô thậm chí cả giáo viên đã phạt cô vì chạy ra sân chơi thể dục đều đã được anh đích thân gặp mặt anh cũng không buông tha cho các mối quan hệ giữa tô quốc dân triệu hân hoa và tô tiến trần ngân hà đã sàng lọc những kẻ tình nghi nhất trong số những người này dùng nhiều cách khác nhau để đưa họ đến phòng thẩm vấn của cục cảnh sát hứa gia hải nhìn thông tin trong tay người tên là ngô nguyệt oánh này đội phó trần đã mời cô ta đến ba lần. Ngô Thanh Đào trả lời, đúng vậy, cô ta là bạn cùng bạn cấp ba của chị Tô. Quan hệ bề ngoài rất tốt, nhìn qua không có mâu thuẫn gì, nhưng đội phó trần lại rất nghi ngờ cô ta. Đáng tiếc, nên tra cũng đã tra, đội phó trần còn phái người theo dõi cô ta một thời gian, không có chứng cứ chứng minh cô ta ra tay với chị Tô. Chủ nhiệm hứa, chị Tô bây giờ rốt cuộc ở đâu, sao chúng ta không tìm ra manh mối gì? Ngô Thanh Đào vừa khóc vừa nói, lấy tay lau nước mắt toàn bộ vân gian sắp bị chúng ta đảo lộn rồi vẫn không tìm thấy chị ấy hứa gia hải đưa khăn giấy cho ngô thanh đào đừng khóc nữa lần nào tới đây tôi cũng thấy cô khóc ngô thanh đào cố gắng kiềm chế bản thân em không thể kìm được cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ đến những vết máu và dấu vết đánh nhau tại hiện trường vụ án cô ấy quay đầu nhìn phòng làm việc nhỏ nghĩ thầm ngay cả mình cũng khó chịu như vậy đội phó trần phải khó chịu thành bộ dáng gì hứa gia hải nhìn đến giọng cuối cùng của tài liệu đó là chữ viết tay của Trần Ngân Hà, cô ấy không còn ở Vân Giang nữa. Lệnh tìm kiếm toàn quốc cũng đã phát ra, việc bắt cóc đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng không phải chuyện nhỏ trong giới cảnh sát, đồng nghiệp khắp nơi đều rất hợp tác, nhưng vẫn không có manh mối. Sau khi hứa gia hải rời đi, tôi tiến bước vào văn phòng, cậu mặc đồng phục học sinh, mang cặp sách, không nói tiếng nào khi bước vào, ngoan ngoãn tìm một cái bàn trong góc để làm bài tập, giang bất phạm trót cho cậu một cốc nước, cậu thấp giọng cảm ơn, uống cạn cốc nước và tiếp tục làm bài tập, cậu thường đến đây mỗi ngày một lúc, muốn gặp chị gái mình trước tiên ngay khi cô được tìm thấy. Tô Quốc Dân và Triệu Hân Hoa nghỉ phép nửa tháng chạy đến cục cảnh sát mỗi ngày. Khi không ở trong cục, Tô Quốc Dân hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác trên ban công nhà mình, còn Triệu Hân Hoa thì khóc trong phòng ngủ, cả ngày mắt đều sưng. Tô Tiến cúi đầu làm bài tập về nhà, không một âm thanh nào trong văn phòng có thể làm cậu phân tâm, cậu chưa bao giờ học nghiêm túc như lúc này. Chị gái nói học bạ của cậu không được đẹp, cậu muốn nó ưa nhìn hơn, muốn lọc vào top 5 của lớp, chờ chị về là có thể nhìn thấy. Một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt, tô dao ngẩng đầu nhìn thấy Trần Ngân Hà, biết anh định đưa mình đi ăn tối, cậu lặng lẽ cất bài tập rồi đeo cặp trên lưng theo anh ra ngoài. Mỗi lần Trần Ngân Hà đều không ăn, anh chỉ ngồi đối diện với tô tiến nhìn cậu, ánh mắt và lông mày của cậu rất giống với tô dao, anh thích xem, tô tiến không ăn nhiều, đặt đổ xuống sau khi cắn vài miếng nói mình đã no trần ngân hà đưa cậu trở lại trường tiễn cậu đến cổng trường nhìn cậu đi vào cổng rồi quay lại cục cách đó hai con đường khi mọi người trong văn phòng tan làm anh sẽ tắt hết đèn ngồi ở bàn làm việc của cô cả đêm sáng hôm sau rửa mặt tiếp tục điều tra manh mối khi quá buồn ngủ anh nằm xuống bàn một lúc mỗi lần ngủ không quá nửa tiếng ngủ một giấc dài anh sẽ mơ thấy tô dao trong giấc mơ cô máu me bê bết khắp người nhìn anh vừa khóc vừa gọi tên anh cầu xin anh cứu cô và ông cô vào lòng. Ngay khi anh đưa tay về phía cô, cô đã biến mất, đôi khi bay đi theo làn khói, đôi khi vỡ tan trước mắt anh như một viên pha lê thủy tinh. Sau đó anh không dám ngủ thêm lần nữa. Cuối cùng, hứa gia hải không thể chịu đựng thêm được nữa, lo lắng anh sẽ tự sát nên đã bỏ thuốc ngủ vào cốc nước của anh để anh ngủ thiếp đi. Đây là giấc ngủ ngon duy nhất mà Trần Ngân Hà có được kể từ khi Tô Giao bị bắt cóc, anh lại mơ thấy Tô Giao, giấc mơ này khác với lần trước, cô không còn dính máu và không còn nước mắt cô mặc một bộ váy đỏ mà anh chưa từng thấy tóc búi cao khuôn mặt sạch sẽ trên môi nở một nụ cười ngọt ngào nói với anh trần ngân hà em đưa anh đến một nơi cô nắm tay anh chạy từ sườn đồi có hoa cúc vàng tươi đến dòng suối trong vắt nơi có thể nhìn thấy những chú cá nhỏ và cuối cùng họ nằm cạnh nhau trên bãi cỏ ngón tay đang vào nhau cho đến khi mặt trời lặn bầu trời trong phút chốc chìm vào bóng tối cô đẩy anh ra Xoay người chạy vào trong bóng tối, anh muốn vươn tay bắt lấy cô, cô đã biến thành một làn khói, biến thành thủy tinh, ở trước mặt anh tan biến. Trần Ngân Hà chập vật tỉnh lại sau cơn mơ, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay vẫn khẽ run, nhưng anh đã sớm vui vẻ trở lại, nghĩ cũng tốt, ít nhất có thể nhìn thấy cô trong mơ, chỉ cần anh tỉnh lại trước khi cô biến mất là được, anh đã tìm ra cách để gặp cô và dần phụ thuộc vào nó. Bắt đầu từ hôm nay, ban ngày anh tiếp tục tìm cô, buổi tối sau khi tan sở, anh không ở trong cục hay ở nhà, nửa đêm mới trở về nhà, khóa cửa, uống thuốc ngủ để ngủ, đôi khi sẽ tự tiêm thuốc an thần cho mình. Ông trời chiếu cố anh, mỗi lần anh có thể đạt được điều ước của mình, cho anh nhìn thấy cô trong giấc mơ của mình. Những ngày như vậy cứ tiếp tục một thời gian, thấy Trần Ngân Hà đã muốn ngủ, hứa gia hải nghĩ rằng anh đã dần khá hơn, chấp nhận sự thật rằng tô giao có thể sẽ không thể trở lại trong một thời gian. Cho đến một buổi sáng, Trần Ngân Hà đi ra ngoài trước, sau đó hứa gia hải nhìn thấy anh ném thứ gì đó vào thùng rác y tế ở tầng dưới anh ta có linh cảm không tốt sau khi trần ngân hà rời đi anh ta lục tung thùng rác thấy một lọ thuốc ngủ đã uống hết và ba chiếc kim tiêm thuốc an thần đã rỗng hứa gia hải tức giận đến mức nắm chặt hộp thuốc lẳng lặng đi theo sau trần ngân hà không nói lời nào anh ta muốn xem anh đang làm gì buổi tối sau khi tan sở trần ngân hà ra khỏi cục không về nhà hay đi ăn mà bắt taxi đến một con phố thương mại ở phía nam thành phố hứa gia hải lặng lẽ đi theo anh trong hoàn cảnh bình thường trần ngân hà không thể không nhận ra có người đang theo dõi mình trạng thái hiện tại của anh rõ ràng là không bình thường nên không để ý hứa gia hải nhìn thấy trần ngân hà đi qua phố thương mại đứng trong một con hẻm dựa vào tường trông như đang đợi ai đó những bức tường của con hẻm phủ đầy bụi và đôi khi văng tung tóe nước thải và rác thải trần ngân hà có thói sạch sẽ trước đây chỉ biết ông mũi chê bai lúc này lại không nhận ra lưng dựa vào tường quần áo lắm lem bùn đất hứa gia hải biết trần ngân hà mất tô dao không còn là trần ngân hà nữa anh đã hoàn toàn trở thành một người khác hứa gia hải không biết trần ngân hà đang đợi cái gì đoán rằng anh đang đợi người đưa tin xem có tin tức gì về tô dao hay không nửa tiếng sau một bóng người cao lớn từ trong hẻm sâu đi ra trên tay cầm lon bia vừa uống vừa ngâm nga chỉ thấy trần ngân hà người vốn dĩ đang bất động đột nhiên lao ra bóp chặt lấy cổ người đàn ông với một tiếng rầm Người đàn ông vạm vỡ bị anh ấn vào tường, dưới tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc, đối phương còn chưa kịp phản ứng, vừa phản ứng kịp thì cổ họng đã bị bóp chặt. Đối phương nhìn người đàn ông xuất hiện như ma trước mặt kia, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, nhưng trên khuôn mặt thanh tú cao quý lại không có biểu hiện gì, ánh mắt trống rỗng, giống như tử thần cầm lưỡi hái, không thương hại thế nhân. Người đàn ông cao to cố gắng thốt ra một chút giọng nói khỏi cổ họng, "Đồng chí, không phải tôi, thực sự không phải tôi." hắn ta nhận ra người trước mặt. Nửa tháng trước, hắn bị người của anh đưa vào cục cảnh sát, nói rằng nghi ngờ hắn ta bắt cóc, bàn tay Trần Ngân Hà dùng sức, hô hấp trong cổ họng của người đàn ông cao to bị cắt đứt, sắc mặt tái nhợt, môi tái xanh, vừa dãy dụ vừa chật vật há miệng vô ích, hứa gia hải sợ ảnh hưởng đến tính mạng liền bước tới, kéo cánh tay Trần Ngân Hà, cậu điên rồi sao? Đối phương ho khan mấy tiếng, vừa thở hổn hển vừa tự bào chữa, thật sự không phải tôi, tôi thừa nhận, trước kia tôi bị đội trưởng tô đích thân đưa vào tù sau khi ra tù có trả thù cô ấy có ngán chân cô ấy nhưng bây giờ tôi đã thay đổi không phải là tôi trần ngân hà lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông cao to đối phương co rụt lại sợ hãi chủ động giải thích tôi không có đánh cô ấy thật đó không hề thương tổn đến một sợi lông trên người cô ấy hứa gia hải bảo người đàn ông cao to đi đưa trần ngân hà ra khỏi con ngõ mấy ngày nay cậu chặn những người khả nghi từng bắt nạt cô ấy sao hứa gia hải tức giận nói có phải vừa rồi tôi không ra tay là cậu sẽ bóp chết hắn không vừa nói anh ta vừa nắm lấy cánh tay của trần ngân hà xắn ống tay áo sơ mi của anh lên thấy vài lỗ kim trên cánh tay đã bị kim của thuốc an thần đâm thủng hứa gia hải cảm thấy tim mình run rẩy vừa tức vừa sợ tức giận vung tay đấm vào mặt trần ngân hà cậu tỉnh lại đi không muốn sống nữa sao trần ngân hà không đánh trả xoa xoa chỗ bị hứa gia hải đánh không nói gì xoay người đi vào trong ngõ hứa gia hải đi theo cùng tôi về nhà đi. Hơn nữa, tình trạng hiện tại của cậu cần phải có sự can thiệp của bác sĩ tâm lý." Trần Ngân Hà đi qua con hẻm nhỏ, giọng nói trầm thấp, "Cậu cho rằng tôi đang trút giận gây rắc rối một cách vô lý, không phải sao? Vừa rồi người đó không phải vô tội sao?" Hứa Gia Hải cau mày, "Đúng là lúc trước hắn bắt nạt đội trưởng Tô, đáng bị cậu bóp cổ, nhưng hiện tại hắn không phải là kẻ tình nghi, cho dù là hắn, cậu cũng không nên tự mình làm như vậy." giọng của trần ngân hà bình tĩnh đến không ngờ người đó tên là bàn cường từng tham gia một tổ chức côn đồ bí ẩn phạm tội bị cô ấy bắt vào tù một ngày trước khi cô ấy bị bắt cóc thì ra tù hơn nữa không có chứng cứ ngoại phạm chứng minh mình không ở hiện trường anh không thể nói ra tên của cô đã quen thay bằng cô ấy hai chữ tô giao giống như lời nói cấm kỵ trong miệng giống như một con dao sắc bén rỉ máu vừa nói ra trái tim anh liền đau đớn hứa gia hải tôi là bác sĩ pháp y vẫn hiểu quy trình xử lý vụ án của cảnh sát nếu nghi ngờ hắn cậu cần phải có bằng chứng cậu không có bất kỳ bằng chứng nào đúng không trần ngân hà cau mày giọng nói lạnh như băng nếu tôi có chứng cứ hiện tại hắn còn sống sao hứa gia hải xoa giữa lông mày mình cậu có thể đừng nghĩ tới đánh đánh ghế ghế được không trần ngân hà bước nhanh hơn vài bước hứa gia hải không nhìn thấy mặt anh chỉ có thể nghe thấy giọng nói nặng nề của anh vang lên trong không khí thối rữa của con hẻm vào ngày hè chờ khi điều tra ra ai làm, nếu có điều gì không hay xảy ra với cô ấy, tính từng người một, tôi muốn tất cả chúng phải chôn cùng với cô ấy. Hứa gia hải cao mày, tiếp tục đi theo Trần Ngân Hà, nhìn thấy anh dừng trước một quán ba, đây không phải quán ba nơi Chu Tiểu Nhiên làm việc sao? Trần Ngân Hà đi đến một chiếc ô tô màu đen đậu cách đó không xa, mở cửa ngồi vào. Đại Vu và Triệu Dương đang theo dõi, khi nhìn thấy Trần Ngân Hà, họ báo cáo với anh, đội phó Trần ba mươi phút trước tiền binh đi vào với một cô gái trẻ đẹp khoảng hai mươi tuổi ngô nguyệt oánh cũng theo sau tiền binh là chủ của quán ba này đại vu hạ nửa cửa kính xe xuống chỉ vào một cửa sổ trên lầu ba trong phòng đó tiểu lâm đang ở chỗ cao nhìn ra tòa nhà đối diện đáng tiếc rèm cửa bị kéo nên không nhìn thấy gì bọn chúng rất thận trọng camera và máy nghe lén mà chúng ta đưa vào trước tiên đã bị chúng quét ra và phá hủy trần ngân hà trầm giọng nói tiếp tục theo dõi nói xong xuống xe, đi vào quán ba, Hứa Gia Hải không hiểu được hành động của Trần Ngân Hà, Ngô Nguyệt Oánh đã bị cậu đưa đi mấy lần rồi. Cô ta biết mặt cậu, cậu cứ đi vào thế này, không sợ đánh trắng động có sao. Những ánh đèn sặc sỡ của quán ba lần lượt nhấp nháy, tiếng nhạc tróc chói tai, Trần Ngân Hà đi ngang đến bục cạnh bức tường, nhếch khóe môi khinh thường. Cô ta là loại người như vậy, nếu tôi không đến, cô ta sẽ lo lắng hơn. Trần Ngân Hà nhận được một cuộc điện thoại từ Giang Bất Phạm, người đang làm nhiệm vụ giám sát tại một địa điểm khác. Trần Ngân Hà không chỉ nghi ngờ Ngô Nguyệt Oánh, mà còn theo dõi tất cả những người khả nghi ở Vân Giang. Nếu nhân lực không đủ, anh sẽ bỏ tiền ra thuê thám tử tư, hát bạch đạo đều có. Tất cả sức người sức của anh đều dùng tới, giải thưởng cho thông cáo tìm người mất tích của cảnh sát là 200 vạn. Anh lấy danh nghĩa tư nhân khác tuyên bố, bổ sung thêm vào giải thưởng, tăng từ 200 vạn lên 800 vạn. Con số này bán một người còn lâu mới có được giá này, rất hấp dẫn, tên bắt cóc nào khi nhìn thấy sẽ đòi tiền không cần người, sẽ đổi bắt cóc lấy tiền. Một người cho dù có xinh đẹp đến đâu, dù được chải chuốt như thế nào thì cũng vẫn là một người phàm trần, không thể bán với giá cao ngất ngưỡng 800 vạn được. Trần Ngân Hà lấy điện thoại di động ra, nhìn vào phần thưởng mà anh đã đăng. Trên cùng là bốn chữ lớn thông báo tìm vợ, bên dưới là ảnh của tô giao, mô tả ngắn gọn thông tin cá nhân của cô, sau đó là số tiền thưởng, anh thêm một con số không nữa vào con số 800 vạn. Trong quán bar có đủ người thuộc mọi tầng lớp xã hội, kiểu người nào cũng có, Trần Ngân Hà và Hứa Gia Hải đều có ngoại hình đẹp trai, thậm chí họ đang ngồi ở góc xa nhất của khán đài thì thỉnh thoảng vẫn có phụ nữ tiến đến bắt chuyện. Khi thế xung quanh người Trần Ngân Hà quá thấp, không có ai dám bắt chuyện cùng anh, cuối cùng đều nhắm đến Hứa Gia Hải. Nếu là bình thường, Hứa Gia Hải sẽ không ngại mà tán tỉnh bọn họ, nhưng lúc này anh ta không có tâm trạng nên đã đuổi toàn bộ đi. Hứa Gia Hải nhìn Trần Ngân Hà, cậu định làm thế nào, ngồi ở đây làm gì? Trần Ngân Hà, đừng vội, sẽ có người chủ động tìm đến. Hứa Gia Hải lấy điện thoại ra gọi cho Chu Tiểu Nghiên, alo, đang ở đâu thế, sao không thấy cô ở quán bar, ra đây bán rượu đi này, có khách sọc, không tóm lấy hơi phí. Chu Tiểu Nghiên, anh Hải, anh đang quán bar trước đây em làm việc sao? Hứa Gia Hải tin tưởng ý thức được, trước đây bây giờ cô không ở quán ba này nữa rồi à chu tiểu nhiên không em đổi chỗ làm rồi hứa gia hải nghĩ đến kế hoạch cuộc đời của chu tiểu nhiên làm nhân viên bán hàng ở trung tâm mua sắm hay là nhà hàng giọng nói của chu tiểu nhiên mơ mơ hồ hồ cũng tương tự vậy chỗ em còn đang bận tạm thời thế đã nhé nói chuyện sau nha hứa gia hải nhìn cuộc gọi bị ngắt rốt cuộc là cô nhóc này đang làm cái trò gì thế gần đây chu tiểu nhiên có liên lạc với cậu không không cần trần ngân hà trả lời hứa gia hải cũng biết tô dao bị bắt cóc sống chết thế nào còn không hay trần ngân hà có thể sống cho đàng hoàng tử tế đã là tốt lắm rồi lấy đâu ra thời gian mà lo chuyện của người khác trong quán bar có một buổi biểu diễn khi thời gian đến hầu hết mọi người đều đổ xô về khu vực bàn tròn giữa sang nhảy tiết mục biểu diễn là một màn múa cột người phụ nữ mặc chiếc váy ngắn hai dây màu đen mái tóc đen buông xõa môi tô son đỏ cơ thể cô ta rất uyển chuyển ông cây cột thép nhảy nhót động tác nóng bỏng, có thể thực hiện những động tác có độ khó cao trong một lần. Người phụ nữ nhìn xuống khán giả bằng đôi mắt quyến rũ, đồng thời nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi ra liếm môi, hết sức gợi cảm. Không ngừng có người hú hét, huyết sáo khiến những người vốn dĩ không chú ý đến tiết mục múa cột cũng bị thu hút. Hứa gia hải chạm vào cánh tay Trần Ngân Hà một cái, thấp giọng nói, ngô nguyệt oánh. Trần Ngân Hà chẳng thèm liếc nhìn ngô nguyệt oánh, anh cầm ly cọc tay trên tay, mắt nhìn chầm chầm vào chất lỏng màu xanh lam bên trong cậu của Ngô Nguyệt Quánh bị bỏ tù vì tội buôn người và bị kết án 15 năm vì tội buôn bán lao động xuyên quốc gia, hứa gia hải tháo kính của mình xuống, lấy khăn giấy lau lau mắt kính, nếu như Ngô Nguyệt Quánh tiếp tục sự nghiệp của cậu cô ta, thì liệu có thể đưa đội trưởng Tô ra nước ngoài không? Rõ ràng là bỏ thời gian công sức ra bắt cóc một cảnh sát rồi bán ra nước ngoài làm lao động là điều không thể, rất có khả năng là liên quan đến các giao dịch khác, cậu đã kiểm tra thử web đen chưa? Đương nhiên, Trần Ngân Hà sẽ nghĩ đến điều này, anh liếc nhìn về phía sân khấu hình tròn được bao quanh bởi đám đông, vẫn luôn phái người theo dõi rồi, anh thuê những hacker hàng đầu, chỉ cần có chút động tĩnh trên mạng, cho dù chúng được che giấu sâu đến đâu thì anh vẫn có thể nhận được tin tức ngay lập tức. Hứa Gia Hải đeo kính vào, cậu cảm thấy có bao nhiêu phần trăm khả năng kẻ chủ mưu đứng sau chính là Ngô Nguyệt Oánh. Trần Ngân Hà khó nói, tất cả đều có khả năng, có thể là cô ta cũng có thể không phải cô ta, đối với bất kỳ ai chỉ cần có một phần vạn mối nghi ngờ thì anh sẽ không buông bỏ cho đến khi tìm thấy Tô Dao. Hứa Gia Hải thấy Ngô Nguyệt Quánh nhảy xuống sân khấu, đẩy lùi những bàn tay của khán giả nam, rồi liếc nhìn về phía họ một cái. Hứa Gia Hải uống nốt nửa ly cocktail của mình trên bàn, vỗ vỗ lên vai Trần Ngân Hà, không làm phiền cậu phá án nữa, chú ý an toàn. Sau khi Hứa Gia Hải rời đi, Ngô Nguyệt Quánh thực sự đi về phía Trần Ngân Hà. Cô ta ngồi lên chiếc ghế cao trước mặt anh, chân bắt chéo, tư thế đẹp mê hồn khẽ nhướng mày mỉm cười anh đẹp trai đi một mình sao nếu đã đến đây chơi thì hà tất phải mang vẻ mặt trầm mặt thế này nó khiến người khác sợ hãi đó cô ta vừa nói vừa làm động tác vuốt vuốt ngực mình như thể thực sự đang sợ vậy cái gì cần nói tôi đều đã nói hết rồi cũng đã cung cấp bằng chứng không có mặt tại hiện trường tài chính cá nhân cũng chẳng có vấn đề gì tại sao cứ phải cắn lấy tôi không nhã vậy trần ngân hà không ngước mắt lên như thể khinh bỉ không thèm trả lời câu hỏi của cô ta Điều ngô nguyệt quánh ghét nhất chính là bị người khác phớt lờ, cô ta đã thất bị trước người đàn ông này rất nhiều lần rồi, khi cô ta nhảy, tất cả mọi người trong quán bar đều nhìn cô ta chỉ có anh là thờ ơ với cô ta. Trong mắt người đàn ông này chỉ có tô dao, thật đáng tiếc cô sẽ không bao giờ có thể quay lại nữa, nghĩ đến đây, tâm trạng của ngô nguyệt quánh tốt lên rất nhiều, khóe môi khẽ nhếch lên, phụ nữ trên đời này nhiều như vậy, anh hà tất gì phải thương nhớ không quên cô ấy, thứ lỗi cho sự vụng về của tôi quả thực tôi không nhìn ra điểm gì tốt của cô ấy, xinh đẹp thì có xinh đẹp, dù sao cũng là hoa khôi của lớp, là tâm điểm được bàn tán nhiều nhất trong ký túc xá năm của bọn tôi năm đó, có lẽ cũng là đối tượng mơ ước của bọn họ, cô ta còn chưa kịp nói hết thì một tiếng gió xẹt qua tai, khiến cổ cô ta ớn lạnh, một con dao sắc nhọn găm vào động mạch, ngô nguyệt quánh ngẩng đầu, căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, anh, anh là cảnh sát, tùy tiện dùng dao thế này là phạm pháp. Người đàn ông ngồi trong bóng tối, ngước mắt lên, ánh mắt nham hiểm, trước giờ Ngô Nguyệt Oánh chưa từng thấy cảnh sát nào như vậy, sự tà ác trên gương mặt anh còn tàn độc hơn nhiều so với đồng bọn của cô ta. Ngô Nguyệt Oánh cục mắt xuống, nhìn con dao đang chĩa vào cổ mình, mỉm cười, nói, muốn dọa người thì thôi đi, anh hoàn toàn không dám làm tôi bị thương. Nếu không tôi sẽ liên tục gửi phản ánh lên trên, khiến anh không thể làm cảnh sát, xương quai xanh râm rang đau khiến cô ta không nói được nữa, cô ta cảm nhận được giọt máu ấm đang chảy dọc từ lưỡi dao của anh và từ da thịt cô ta rồi rơi xuống cô ta hét lên một tiếng hai mắt mở to không dám tự tin nhìn anh 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 dám làm vậy với phụ nữ anh cầm dao làm công dân vô tội bị thương anh có biết điều này nghĩa là gì không trần ngân hà thu con dao lại ném con dao dính máu lên bụt mau kiện đi nói xong liền đứng dậy rời đi ngô nguyệt quánh lấy khăn giấy ấn vào xương quai xanh của mình sợ để lại sẹo sẽ không đẹp nên vội vàng lái xe đi mà chẳng kịp thay quần áo. Trần Ngân Hà ngồi trên chiếc xe xe đan, khởi động, đi theo cô ta, anh không rảnh để đấu võ mồm với Ngô Nguyệt Oánh, mục đích của anh là chọc giận cô ta, nhận cơ hội làm cô ta bị thương rồi bám theo, xem cô ta sẽ xử lý vết thương ở đâu. Giả sử kẻ chủ mưu là Ngô Nguyệt Oánh, Tô dao đã bị thương rất nặng trước khi bị bắt cóc, nếu không xử lý kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng bọn chúng không thể để cô chết nên nhất định phải đưa cô đi để điều trị vết thương các bệnh viện thông thường chắc chắn không được phòng khám cũng không dám chứng tỏ bọn họ có một bên chịu trách nhiệm giải quyết các vết thương cho đối tượng bị bắt cóc bọn chúng không thể để người cô lưu lại sẹo nên xử lý thông thường không ổn bắt buộc phải là một nơi có điều kiện tốt tay nghề bác sĩ cực cao ngô nguyệt quánh coi bản thân mình như báu vật một vạn lần không muốn trên người có sẹo đặc biệt là ở vị trí có thể phô bày sự gợi cảm là xương quai xanh cô ta sẽ đắp những nguồn y tế tốt nhất lên người, nên rất có khả năng là địa điểm chữa bệnh bí mật đó. Đại vu lái xe bám theo Ngô Nguyệt Oánh đến một bệnh viện, đội phó trần, là bệnh viện công. Triệu Dương nói, Ngô Nguyệt Oánh có năng lực đến cỡ nào cũng không thể mua cả một bệnh viện công được, điều này có nghĩa là hoàn toàn không có cơ sở điều trị kia và Ngô Nguyệt Oánh không liên quan gì đến vụ bắt cóc. Đại vu cũng có khả năng cho thấy rằng, đến bản thân Ngô Nguyệt Oánh cũng không có tư cách được biết đến sự tồn tại của cơ sở điều trị đó. Nếu đúng như vậy nghĩa là phía sau còn có một tổ chức lớn hơn và Ngô Nguyệt Oánh cùng lắm chỉ là một bên trung gian nhỏ, chẳng là cái thái gì cả. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đối mặt với một nhóm tội phạm xảo quyệt và hùng mạnh hơn. Trần Ngân Hà trầm giọng hỏi, bên phía Tiểu Lâm thế nào rồi? Đại Vu gọi điện cho Tiểu Lâm, người đang giám sát ông chủ quán ba, rồi báo cáo với Trần Ngân Hà. Có lẽ tiền binh và cô gái được ông ta đưa vào chỉ là quan hệ giữa khách hàng và gái mại dê âm. Vẫn theo dõi phải không ạ? À? Trần Ngân Hà, vẫn theo dõi. Một rưỡi sáng, Trần Ngân Hà trở về nhà, hứa gia hải đang ngồi trên sofa trong phòng khách đợi anh. Tôi đã xử lý hết thuốc an thần và ống tiêm thuốc an thần cậu để trong tủ cạnh đầu giường rồi. Nếu thực sự mất ngủ không ngủ được, thì có thể tìm tôi lấy một viên thuốc an thần. Những cái khác thì quên đi. Trần Ngân Hà không lên tiếng anh thay giày và đi vào phòng ngủ, đứng lại, hứa gia hải xăm mặt, hiếm khi nói với Trần Ngân Hà bằng giọng nghiêm túc, giải thích đi, mấy thứ này là sao? Trên bàn cà phê có một hàng dao thậm có còn có một khẩu súng. Đó là súng dự phòng của anh, mua ở chợ đen. Hứa gia hải cầm khẩu súng trên bàn lên, cộc cộc cộc, xả hết đạn bên trong súng bàn, rốt cuộc là cậu muốn làm gì, muốn hắn hạ sạch mấy người đó sao? Cậu có còn nhớ bản thân mình là cảnh sát không thế hả? Trần Ngân Hà, thế nào cũng được, như nhau cả thôi. Hứa gia hải tháo súng ngay trước mặt Trần Ngân Hà, cậu có từng nghĩ cho đội trưởng Tô không, nếu cậu thực sự phạm tội, thì cậu bảo cô ấy phải làm thế nào, tự tay bắt cậu vào tù sao? Trần Ngân Hà không đáp lại, cũng chẳng đòi lại súng từ chỗ hứa gia hải, nằm mặc định để anh ta xử lý. Anh về phòng khóa cửa lại, vào phòng tắm tắm rửa, mặc bộ đồ ngủ mà cô mua cho mình. Bộ đồ ngủ này là cô tặng cho anh vào mùa đông, áo dài quần dài, đã không thích hợp mặc mùa hè nữa anh nằm trên giường, nhớ lại lần cuối cùng họ gặp nhau trước khi cô bị bắt cóc. Đêm đó, cô ngủ trên giường của anh, anh vẫn chưa thay chăn, ga đệm, gối mà cô đã dùng. Mùi hương trên cơ thể cô dường như vẫn còn vương vẫn quanh đây, anh nằm một bên giường, quay đầu nhìn về bên trống không còn lại, cảm thấy cô cách mình vừa gần lại vừa xa, gần tới nỗi anh có thể ngửi được mùi hương của cô, nhưng xa tới mức anh vương tay ra lại chỉ thể chạm vào không khí. Đã qua 46 ngày lẻ 2 giờ rồi, đột nhiên anh cảm thấy sợ hãi sợ rằng đến một ngày nào đó anh chẳng thể nhớ được dáng vẻ của cô nữa trong điện thoại anh có không ít ảnh của cô nhưng anh cảm thấy tất cả chúng đều không phải là cô đáng lẽ cô phải tươi mới sống động sẽ mỉm cười ngọt ngào với anh sẽ dùng nắm đấm đánh anh gọi anh là chàng tiên nhỏ hoặc mắng anh là đồ lưu manh chứ không phải đóng băng như trong bức ảnh cứ nghĩ đến việc cô sẽ ngày một phai nhạt trong trí nhớ mình thì anh lại rơi vào một nỗi sợ hãi vô hình vô cùng lớn cơ thể bắt đầu khẽ run rẩy mất kiểm soát, anh sẽ chẳng còn lối về, linh hồn vất vưởng trên nhân gian của anh sẽ chẳng thể yên nghỉ. Anh cố gắng hết sức để kiềm chế, nhưng vẫn không ngừng được cơn run, thuốc an thần trên tủ đầu giường thì đã bị hứa gia hại lấy mất, anh không còn biết làm sao để khiến bản thân mình bình tĩnh và không sợ hãi nữa. Ba anh, mẹ anh, ba nuôi, tất cả những người yêu thương anh đều đã chết, đến cô cũng bạc vô âm tính, anh không người cuộn tròn trên giường, móng tay cắm sâu vào da thịt, cố gắng dùng cơn đau trên cơ thể để xua đuổi những suy nghĩ và nỗi sợ hãi trong lòng hứa gia hải ở bên ngoài gõ cửa một hồi không có ai trả lời cửa đã bị anh khóa trái dùng chìa khóa dự phòng cũng không mở được anh ta lại gọi điện cho anh một lúc lâu sau mới có người bắt máy mở ra rất nhanh cửa phòng được mở ra hứa gia hải nhìn trần ngân hà rồi đưa cho anh một viên thuốc an thần uống rồi ngủ đi đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa trần ngân hà nhận lấy một viên không đủ hứa gia hải mẹ nó, cậu, loại thuốc an thần này dễ bị phụ thuộc và nhận thuốc, nếu đã từng uống hai viên thì khi uống một viên sẽ chẳng có tác dụng. Hứa gia hải chỉ đành đưa thêm một viên cho Trần Ngân Hà, ngày mai đến bệnh viện với tôi, ngừng uống thuốc an thần đi, đổi sang điều trị đông y. Thuốc đông y vừa đắng vừa chát, đối với một người nghiện đồ ngọt như Trần Ngân Hà thì bắt anh uống thuốc đông y không bằng giết anh cho rồi. Hứa gia hải nghĩ rằng Trần Ngân Hà sẽ kịch liệt phản đối, nhưng không ngờ anh lại chẳng ý kiến lấy nửa lời, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu ưng. Trần Ngân Hà nhìn hứa gia hải, tôi tự có tính toán, trước khi tìm thấy tô dao tôi sẽ không tự giết chết mình đâu. Hứa gia hải thầm nghĩ trong bộ dạng của cậu bây giờ đâu có khác gì đã chết. Trần Ngân Hà hợp tác điều trị, thay thuốc an thần thành thuốc đông y, theo lời chỉ dặn của bác sĩ, mỗi ngày uống hai lần và không được bỏ dù chỉ là một giọt. Thuốc có vị đắng, Trần Ngân Hà không bỏ thêm đường, hứa gia hải tưởng rằng anh đã lén đổ thuốc đi, nên canh chừng anh chầm chầm mấy ngày liền thấy anh thực sự đã uống thì mới yên tâm dưới sự điều chỉnh của y học cổ truyền trần ngân hà ngủ rất ngon đã có thể không ỉ lại vào thuốc an thần mà ngủ ngon lành bốn năm tiếng đồng hồ hứa gia hải không còn canh chừng anh sát sao nữa đồng thời gọi điện cho bác sĩ điều trị của anh nói thuốc có tác dụng rất tốt và bày tỏ lòng cảm ơn ngày hôm sau trần ngân hà đã đổ sạch thuốc đi thuốc đông y có tác dụng trấn tĩnh thần kinh xoa dịu gan và giảm trầm cảm sau khi uống thuốc đã hai ngày anh không nằm mơ thấy tô dao, không được gặp cô nữa. Từ đó anh suy ra rằng đây không phải thuốc tốt mà là thuốc độc, đang hại anh, đến cả ánh mắt anh nhìn hứa gia hải cũng đã thay đổi theo. Có một lần, hứa gia hải đi làm về, anh ta vô tình thấy Trần Ngân Hà đang nhìn mình bằng ánh mắt căm thù và hàng học, như thể chính anh ta là hung thủ bắt cóc tô dao vậy. Hứa gia hải ý thức được điều gì đó không đúng, nên mời một người bạn là bác sĩ tâm lý đến cục thành phố để nói chuyện với Trần Ngân Hà một lúc. Người bạn bước ta từ văn phòng, bất lực khoát tay, chữa không nổi, tôi cố gắng thử nói chuyện tâm lý với anh ấy, nhưng anh ấy lại chỉ nói về vụ án với tôi, hoàn toàn coi tôi là một công vụ để phân tích vụ án. Người bạn vỗ vai hứa gia hải, yên tâm, sự việc không tệ như cậu nghĩ đâu, anh ấy sẽ không nửa đêm bật dậy xông vào phòng cậu giết chết cậu đâu. Sau khi xác nhận được sự an toàn của tính mạng mình, cuối cùng thì hứa gia hải cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Người bạn nói tiếp, anh ấy có chỗ dựa tâm lý vững chắc, trong chốc lát sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, nghe anh ấy nói về vụ án thì đầu óc vô cùng tỉnh táo, lo diệt rõ ràng, bình tĩnh hơn người thường nhiều, hứa gia hải cau mày, vậy nếu như chỗ dựa tâm lý đó sập đi thì sao, đã 50 ngày trôi qua kể từ khi tô giao bị bắt cóc, số tiền thưởng đã lên tới 80 triệu tệ, hắc đạo, bạch đạo, cảnh sát toàn quốc đều đang hành động nhưng vẫn không có chút tin tức gì của cô. Chỉ cần người còn sống thì nhất định sẽ có tin tức, trừ phi cô đã biến thành một xác chết hứa gia hải đã nhìn thấy đủ loại thi thể đã sớm coi thường sinh tử nhưng nghĩ đến việc có thể tô giao sẽ phải đối mặt với những điều không may mắn nghĩ tới sớm muộn gì cũng có một ngày trần ngân hạ phải đối mặt với kết quả đó khiến anh ta không khỏi rùng mình một cái người bạn thở dài nếu chỗ dựa tâm lý đó mà sập thì khuyên cậu nên cho anh ấy uống một bát canh mạnh bà điều này là vô văn cứ cũng có nghĩa là đã hết thuốc chữa hứa gia hải tiễn người bạn đến bãi đậu xe của cục công an thành phố Thấy đối phương còn đang do dự điều gì không nói, có gì cần nói thì cứ nói mà có rắm thì cứ việc thả. Người bạn, lần trước trong tiệc sinh nhật cậu có một người đẹp, họ Chu, cho tôi ID WeChat của cô ấy đi. Lần trước tôi đưa danh thiếp của mình cho cô ấy mà không thấy cô ấy liên lạc. Đây là đang nói đến Chu Tiểu nhiên, Hứa Gia Hải vội đuổi bạn mình đi, trong lòng người ta đã có người mình thích rồi. Người bạn thở dài ngao ngán, người đẹp như vậy, thật tiếc là tôi không có được vinh hạnh đó. Hứa Gia Hải đóng mạnh cửa xe của bạn mình lại biến đi sau khi người bạn rời khỏi hứa gia hải lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho chu tiểu nhiên kể từ khi tô giao bị bắt cóc anh ta luôn ở bên cạnh trần ngân hà đề phòng anh lúc muốn sống lúc lại đòi chết nên không có thời gian rảnh để ý xem thời gian gần đây chu tiểu nhiên đang bận việc gì quan hệ của chu tiểu nhiên và tô giao rất tốt theo lý mà nói thì chu tiểu nhiên phải thường xuyên xuất hiện tại cục công an thành phố để hỏi tình hình vụ án mới đúng hoặc đến nhà tô giao thăm ba mẹ và em trai cô đây mới đúng là việc mà chị em tốt nên làm nhưng chu tiểu nhiên lại như thể mất tích hứa gia hải vẫn chưa một lần gặp cô ta ngoài việc biết cô ta đã nghỉ làm ở quán ba ra thì những việc khác đều không biết hứa gia hải gọi cho chu tiểu nhiên gần đây cô làm cái gì thế anh ngân của cô sắp chết đến nơi rồi mà chẳng thấy bóng dáng cô đâu cô không phải là chân chạy số một của cậu ấy nữa à bên phía chu tiểu nhiên rất ồn ào có tiếng nói rất to của cả đàn ông lẫn phụ nữ vô cùng lộn xộn Cô ta tìm một nơi yên tĩnh, "Anh Hải, em mới đổi việc mới, bận lắm." Hứa Gia Hải, "Công việc thế nào?" Chu Tiểu Nghiên ngập ngừng, "Nhân viên phục vụ, hay, tạm thời thế đã nhé, ông chủ gọi em rồi, nói chuyện sau nhé anh Hải." Hứa Gia Hải nhìn cuộc gọi đã bị ngắt, cảm thấy ngoài bản thân anh ta ra thì những người xung quanh chẳng có lấy một người bình thường. Thật không ngờ, tối hôm đó Hứa Gia Hải đã gặp Chu Tiểu Nghiên tại cục công an thành phố. Hứa Gia Hải đẩy gọng kính, huých cánh tay vào người Trần Ngân Hà, sao tôi thấy cô gái kia có chút quen mắt nhỉ trần ngân hà ngước lên nhìn chu tiểu nhiên trong sân cục công an thành phố hai người phụ nữ trang điểm đậm mặc đồ hở bạo bước ra từ tòa nhà mại dê âm vì văn phòng của đội chống mại dê âm nằm tại tòa nhà đó nên nó bị mọi người trong cục đặc biệt danh là tòa nhà mại dê âm hứa gia hải gọi chu tiểu nhiên một tiếng chu tiểu nhiên nghe thấy quay sang nói với bạn đi cùng vài câu sau đó người bạn ra khỏi cục công an thành phố còn chu tiểu nhiên thì đi tới chỗ hứa gia hải và trần ngân hà anh ngân anh hải nồng nặc mùi bán hoa con mẹ nó đầu cô có vấn đề rồi đấy à sao lại giao du với loại không đàng hoàng đó hả hứa gia hải nhìn chu tiểu nhiên một lượt tức đến mức muốn rớt luôn con mắt cô như vậy là sao bị đội chống mại dê âm bắt hả chu tiểu nhiên cúi đầu nhìn xuống mũi chân không phải em đến đón một người bạn Hứa gia hải liếc nhìn người phụ nữ đang đứng ngoài cổng cục công an thành phố hút thuốc, rồi nhếch môi chế giễu, kiếm được chị em mới từ khi nào thế? Chu Tiểu Nhiên thấp giọng đáp, tháng trước, Hứa gia hải, chẳng phải lúc trước cô rất thích đội trưởng tô sao? Suốt ngày chị em thấm thấm thiết thiết, thế mà nhanh như vậy đã quên người ta rồi hả? Chu Tiểu Nhiên không lên tiếng, hơi dừng lại một chút rồi nói, còn việc gì không? Nếu không thì em đi trước đây, lát nữa còn có chương trình khác, chương trình gì? giọng nói của Trần Ngân Hà còn lạnh lẽo hơn cả màn đêm, tụ tập bán dê, âm, hay là bán ma tê, quý, hứa gia hải kéo cánh tay Trần Ngân Hà, mặc dù Chu Tiểu Nhiên không biết tự trọng khiến người ta bực tức, nhưng câu nói này của anh quả thực là rất khó nghe. Chu Tiểu Nhiên ngước lên nhìn Trần Ngân Hà một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó, cô ta im lặng một chút rồi đáp, phải, Trần Ngân Hà, cô đã hứa với cô ấy thế nào? điều mà tô giao muốn thấy đó là chu tiểu nhiên có thể vui vẻ, tự tin, luôn là chính mình, thoát khỏi những điều không may mắn và có một cuộc sống mới đầy tích cực. nghĩ đến tô giao, chu tiểu nhiên cắn chặt môi dưới, cố gắng không để nước mắt mình rơi xuống. hứa gia hải, về nhùm lại cái đầu vàng hoe này của cô đi. trên người mặc cái mẹ gì thế này? về mặc quần áo cho tử tế, rồi nhận lỗi với anh ngân của cô ngay. bảo cô mua nhà cô đã mua chưa? chu tiểu nhiên, không mua nữa, tiền cho người khác vay rồi. Trần Ngân Hà liếc nhìn Chu Tiểu Nhiên một cái, ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc chẳng có thuốc chữa. Anh không nói gì, cứ thế rời đi. Hứa Gia Hải hoàn toàn không biết phải nói Chu Tiểu Nhiên thế nào mới phải. Lần trước cô bị cái cô viên viên gì đó lừa mất 40 vạn tệ, là đội trưởng tô tìm lại cho cô. Bây giờ cô lại như vậy có cảm thấy có lỗi với cô ấy không? Đừng có trách anh Ngân của cô tức giận, đến tôi cũng bực đến mức muốn đánh người rồi đây. Hứa Gia Hải đuổi theo Trần Ngân Hà, nghiêm túc suy nghĩ, Chu Tiểu Nhiên không phải loại người như vậy, có phải cô ta đang muốn nằm vùng để giúp đỡ việc tìm kiếm tin tức của Tô Giao không? Trần Ngân Hà không lên tiếng, ngoài Tô Giao ra, hiện tại anh không rảnh để lo cho bất cứ ai, người khác sống hay chết, tích cực hay sụp đổ đều chẳng liên quan gì tới anh. Hứa Gia Hải thở dài, lần tới tôi lại nói chuyện với cô ta xem sao, bảo cái tên ngốc đó đừng có làm loạn nữa. Hai ngày sau, Trần Ngân Hà nhận được một cuộc điện thoại, đây là nụ cười đầu tiên hứa gia hải nhìn thấy trên gương mặt trần ngân hà kể từ khi tô giao mất tích có tin tức của đội trưởng tô rồi sao trần ngân hà cởi bỏ chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ trên người mình thay một chiếc mới rồi lại cạo sạch bộ râu đã nhiều ngày không cạo tôi đi lấy đồ một lát một tháng trước anh đã đặt một cặp nhẫn ở cửa hàng thiết kế riêng nhà thiết kế thông báo đã làm xong rồi và bảo anh đến lấy trần ngân hà cầm theo cặp nhẫn ra khỏi cửa hàng đứng bên cạnh cửa hàng mở hộp lấy chiếc nhẫn nữ nạm kim cương ra Tay của cô rất đẹp, ngón tay vừa trắng vừa dài nên chắc chắn đeo nhẫn sẽ đẹp. Trần Ngân Hà cất nhẫn vào túi, chuẩn bị về cục công an thành phố. Đúng lúc này, điện thoại của anh đổ chuông, anh liếc nhìn một cái rồi ấn nghe, giọng của Giang bất phàm vô cùng khó khăn, đội phó Trần, nhận được báo án, phát hiện một thi thể nữ giới tại con sông ở ngoại ô phía nam gần huyện Lý Trang. 50 phút sau, năm chiếc xe cảnh sát dựng bên sông ở ngoại ô phía nam, cái xác đã được vớt lên khỏi sông trên người phủ một tấm vải trắng, từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi. Hứa Gia Hải xuống xe, mang theo hộp dụng cụ pháp y, quay đầu lại liếc nhìn Trần Ngân Hà một cái, cậu đừng qua đó, đợi tin của tôi. Xuyên qua đám đông cùng giải cảnh giới nền vàng chữ đen, Trần Ngân Hà nhìn người đang nằm dưới bùn bên bờ sông rồi nhấc chân bước tới. Hứa Gia Hải đi đến trước thi thể, mở hộp dụng cụ, đeo găng tay, nhấc mép tấm vải trắng lên, rồi ngẩng đầu nói với Đại Vu và Giang Bất Phạm đang đứng bên cạnh đưa đội phó trần đi đi hứa gia hải đã mổ xẻ vô số tử thi anh ta không cần nhìn cơ thể người chết chỉ cần ngửi mùi và nhìn đống dòi bò ra từ cái xác là có thể đoán ra thời điểm chết của người quá cố là khoảng hơn một tháng trước gần với khoảng thời gian tô dao bị bắt cóc đại vu và giang bất phàm đẩy trần ngân hà nhưng bị anh từ chối hãy ra thấy trần ngân hà không đi hứa gia hải không chịu mở tấm vải trắng che trên thi thể anh ta biết hiện tượng phình to của mặt và cơ thể của một thi thể là thế nào nó mục nát hư hỏng, sưng tấy và xấu xí đến không thể dùng từ ngữ để miêu tả. Nếu xác chết này thực sự là tô dao và để Trần Ngân Hà nhìn thấy thì cả cuộc đời này anh chẳng thể quên cảnh tượng đó, anh sẽ bị tra tấn cho đến chết. Trần Ngân Hà liếc nhìn hứa gia hải một cái, cậu không mở là tôi mở đó. Trần Ngân Hà tự tay lật tấm vải trắng lên, lộ ra khuôn mặt thối rửa, sưng tấy của người phụ nữ, đến mức không thể nhìn rõ các đường nét. Trần Ngân Hà thả tấm vải trắng ra, đứng lên rồi quay người đi tới bãi cỏ đằng xa nôn mửa, anh ăn cơm chẳng được là bao, dạ dày rỗng tuyết, nên chỉ nôn ra vài ngụm nước chua. Sau khi nôn xong, lại bắt đầu ngồi xuống đất cười, anh cười đến chảy cả nước mắt. Không phải cô, không phải cô, chắc chắn cô vẫn còn sống, chắc chắn là cô đang ở một nơi nào đó trên thế giới này và đang cố gắng tìm cách để trở về bên cạnh anh. Thành phố Vân Giang rực rỡ ánh mặt trời, cách đó 10.000 km, tại một nơi bị bao trùm trong bóng tối, tô dao dần mở mắt. Tô Giao ngồi dậy, vén chăn, đi chân trần xuống giường tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ngoài cổng là hai lính canh được trang bị đầy đủ vũ khí, trên vai vác thêm khẩu súng AK. Tô Giao đóng cửa sổ và quay lại giường nằm. Sau khi bị bắt cóc, các vết thương trên cơ thể cô đã được điều trị và chăm sóc tốt, sau đó bọn chúng còn tiêm thuốc cho cô để cô chìm vào một giấc ngủ dài. Giữa chừng cô có mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần và hồi phục được nhận thức trong khoảng 10 phút, đoán ra mình đang ở trên thuyền nghi ngờ rằng bọn chúng đang vận chuyển lậu cô ra nước ngoài cuối cùng khi tỉnh lại thì đang nằm trong căn phòng này rồi bọn chúng cử bác sĩ giỏi nhất dùng thiết bị y tế và những loại thuốc tốt nhất để điều trị cho cô chấn thương bên ngoài đã bình phục hoàn toàn nhưng hai xương sườn bị gãy vẫn chưa lành hẳn cho dù nằm trên giường để xương lành lặn nhưng cô cũng chẳng nhàn rỗi mà vẫn luôn âm thầm thu thập manh mối phải nhanh chóng trở về trung quốc về vân giang phải về tìm trần ngân hà Cô giao nằm trên giường và phân tích tình trạng cùng tình hình hiện tại của mình, đồng thời lên kế hoạch bỏ trốn. Hầu hết lính canh đều là người Âu Mỹ da trắng, cũng có một số người châu Á. Cô không biết hiện tại mình đang ở quốc gia nào, chỉ biết mình đang bị nhốt trong một tòa nhà giống như lâu đài. Lâu đài này rất lớn, cửa và đại sảnh đều rất rộng, cửa sổ hình vầm, tất cả đều dùng bằng những loại vật liệu cứng cấp, bề mặt vừa dày vừa nặng. Trên tường có chạm khắc những bức phù điêu tinh xảo nội thất trang trí theo phong cách cổ điển và sang trọng, chiếc đèn pha lê trên trần nhà còn lớn hơn cả bàn ăn nhà cô, thậm chí cả bộ đồ dùng ăn uống cũng được làm bằng vàng và bạc. Hàng ngày, một người giúp việc người Philippines đến dọn phòng và cung cấp ba bữa ăn. Người giúp việc người Philippines không thể nói chuyện, cũng không hiểu tiếng Trung, thậm chí còn chẳng thể giao tiếp bằng ánh mắt. Không chỉ có mình cô bị nhốt trong tòa lâu đài này, còn có khoảng 45 người khác, nam có nữ có, nói chung tất cả đều ưa nhìn tuy ý nhặt ra một người cũng đạt được trình độ có thể đờ bút ở Hollywood. Tô Giao ngẫm nghĩ, mục đích của mấy tên xấu xa này là gì, bọn chúng vất vả lắm mới bắt được mấy người họ lại, rồi cho ăn uống ngon lành, cũng không thể là vì cho bọn họ đi du lịch, buôn bán người, bọn chúng sẽ bán cô đi, cô sẽ trở thành tài sản của người đã mua mình. Người đó có quyền kiểm soát tuyệt đối với cô như mua một món hàng, có thể tùy ý chơi, làm dụng, thậm chí sẽ giết cô theo cách thức mà anh ta thích. Cô không biết thời gian giao dịch cụ thể của bọn chúng, nhưng chắc chắn không nhanh như vậy, vết thương trên người cô vẫn chưa lành hẳn, sản phẩm bị lỗi thì giá cả sẽ giảm đi rất nhiều và như thế thì bọn chúng chẳng làm ăn được. Điều này cũng có nghĩa là cô có thời gian để tìm cách trốn thoát, Tô Giao nghĩ đến Trần Ngân Hà, mỗi ngày cô đều hối hận, đáng lẽ không nên gọi cho anh cuộc điện thoại cuối cùng đó. Vốn dĩ cô tưởng mình đánh thắng được bốn tên kia và đã thoát khỏi nguy hiểm nên mới nói với anh những đau đớn trên cơ thể mình. Thật không ngờ lại có thêm mấy tên đánh thuê xong ra và cô chỉ có thể để chúng đưa đi. Chắc hẳn bây giờ anh đang vô cùng đau khổ và thương xót cho cô, sẽ nghĩ đến những lời cô nói với mình. Cô chảy rất nhiều máu, xương trên người cũng gãy rồi, đau đớn muốn chết, nhưng lại cảm thấy như vậy cũng tốt. Để anh ngày ngày lo lắng rồi không có thời gian để ăn diện như cạnh hoa đông đưa trước gió thu ông hút bướm nữa. Tô Giao tính toán một chút, từ khi cô bị bắt tóc tới giờ đã hơn 50 ngày trôi qua. Cô nằm nghiêng nhìn những vì sao trên bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, chỉ cần nghĩ rằng ánh sáng của những ngôi sao này cũng chiếu lên người anh thì cô lại cảm thấy khoảng cách với anh thật gần, gần đến mức chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy anh. Sáng sớm hôm sau, tô giao thức dậy, bộ quần áo trước đó của cô đã không còn mặc được nữa, bọn chúng chuẩn bị quần áo mới cho cô, để đầy cả tủ, tất cả đều là váy dài, giày thì đều là giày cao gót đế nhọn, nếu mặc thì hành động sẽ vô cùng bất tiện chất liệu vải của những bộ quần áo này rất sang trọng, đường may tinh tế, từng chiếc đều được đo đạt kỹ càng, thậm chí một số còn được đính cả đá quý. Bọn chúng tiêu tốn bao nhiêu tiền của lên người cô như vậy chắc chắn không dễ dàng để cô trốn thoát. Tô Giao nhớ lại trong đầu xem trong tòa lâu đài này có tổng cộng bao nhiêu lính gác, cổng trước hai tên, cổng sau hai tên, đi tuần quanh khu vực có hai tên, tất cả đều luôn phiên đổi ca hai sau mỗi hai tiếng đồng hồ. Tô Giao dự định sẽ trèo ra từ cửa sổ trong lúc hai tên vác súng trên vai đổi ca, sau đó nhảy qua tường rào rồi bỏ trốn. Sau khi ăn sáng, đợi người giúp việc người Philippines dọn dẹp phòng xong rồi ra ngoài, Tô Giao ngồi trên ghế bên cửa sổ giả bộ đọc sách, bấm thời gian, ánh mắt liếc thấy hai tên bảo vệ tuần tra đang chuẩn bị thay ca. Cô cầm chiếc thì bằng vàng khi nãy giấu đi, bò ra ngoài cửa sổ, dẫm lên bức phù điêu trên tường, áp sát người vào tường, từng bước từng bước lần mò về phía bức tường bao. Căn phòng cô ở trên lầu 3, tất cả các phòng ở dãy tiếp theo đều chứa đầy những người bị bắt cóc đến đây. Tô Giao đi ngang qua cửa sổ, nghe thấy tiếng khóc bên trong liền ngó vào cửa sổ một cái. Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang ngồi bên giường thấp giọng khóc nức nở, trong bộ dạng thì có vẻ là mới bị bắt tới đây không lâu, nên hoàn toàn chưa thể chấp nhận tình cảnh trước mắt. Ngoài ra, trong phòng còn có một người đàn ông da vàng tóc đen, đối phương cũng đã trông thấy cô. Rất nhiều người ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước châu Á khác đều có nước da vàng và mái tóc đen, nhưng Tô Giao có thể chắc chắn đối phương là người Trung Quốc, kiểu ánh mắt nhân hậu chân thành đó thì chỉ có truyền nhân của rồng mới có, đó là một người đàn ông, có lẽ gọi cậu ta là thiếu niên thì đúng hơn một chút, trong cậu ta còn trẻ, chẳng đến 20, mắt đen tóc đen, làn da trắng như tuyết, khóe mắt trái có một nốt ruồi hứng lệ, đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc, Tô Giao tưởng rằng cậu ta cũng bị đưa tới đây sau khi bị bắt cóc, nhưng lại thấy đối phương bưng cốc sữa ngồi xuống cạnh giường bên người đàn ông đang khóc lóc nức nở đoán cậu ta là nhân viên làm việc ở đây cũng giống như người philippines trong phòng cô chuyên phụ trách chăm sóc mọi người cậu thiếu niên nhìn tô dao lắc đầu với cô một cái rồi lại tiếp tục chăm sóc người đàn ông tóc vàng mắt xanh tô dao hiểu có lẽ cậu thiếu niên đang cố gắng thuyết phục cô đừng tiếp tục bỏ trốn nhưng cô không thể từ bỏ bất cứ cơ hội chạy trốn nào vẫn tiếp tục cúi người tiến về phía trước sau khi lính tuần tra đổi ca xong, Tô Giao nhảy lên hàng rào và trốn trong lớp hoa tường vi rậm rạp bao quanh tường, nhân lúc hai lính tuần tra rẽ vào góc sau của tòa lâu đài, Tô Giao chuẩn bị nhảy qua tường ra ngoài, đích đến cô đã sớm ngắm xong rồi, chính là khu rừng nhỏ phía đối diện. Nếu như thuận lợi thì cô sẽ lặng lẽ chạy vào khu rừng nhỏ đó và chắc chắn có thể trốn thoát, nhưng vừa định nhảy xuống thì lại nhìn thấy dưới chân tường là tám, chính con chó khi nhảy lên còn cao hơn người. Từ góc nhìn của căn phòng tô giao ở không nhìn thấy mấy con chó này, tình hình hiện tại đã nằm ngoài dự tính. Không đúng, tô giao nhân lúc lính canh quay người đi, thử thò đầu nhìn xuống dưới tường, đám chó này tại sao lại không sủa. Lúc này cô mới nhìn rõ, bọn chúng hoàn toàn không phải chó mà là sói. Những con sói đã phát hiện, một số con đang nhe hàm răng sắc nhọn của mình và cố gắng trèo lên tường. Con nào con nấy đều rất gầy, bụng phẳng lì như thể đã nhiều bữa không được ăn. Tô giao không có gì nghi ngờ nếu như vừa rồi cô cứ thế nhảy xuống thì lính canh chẳng kịp bắt cô cũng đã bị đám sói này xé xác rồi nghĩ đến cậu thiếu niên người Trung Quốc vừa rồi nhìn thấy cậu ta lắc đầu với cô có lẽ là đang muốn nói rằng nếu nhảy xuống chắc chắn sẽ có nguy hiểm bảo cô từ bỏ hành động tô giao không kịp rút lui khỏi đám tường vi thì lính đi tuần đã phát hiện ra sự kỳ lạ của bầy sói và ngắm súng thẳng vào cô tô giao giơ tay ra khỏi bụi tưởng vi đưa tay chịu trói cô không quan tâm tới việc bị bắt về. Vì chắc chắn rằng bọn chúng sẽ không cam lòng giết cô, chỉ cần bọn chúng không giết cô thì cô nhất định sẽ trốn được ra ngoài. Lần này không phải là vô ích, cô phát hiện ra có đồng bào của mình, tìm hiểu được tình hình thực tế của những tên lính canh, đồng thời rút ra kinh nghiệm và bài học cho những lần vượt ngục tiếp theo. Lính canh dí hồng súng dẫn cô vào một căn phòng. Căn phòng này trông giống như một nơi để hành quyết, ở giữa có một chiếc giường, trên giường có dây đai, cạnh giường là rất nhiều dụng cụ khác nhau hai chiếc kệ bên cạnh là đủ loại công cụ khiến người ta chấn động, kẹp lửa, kéo nhổ đinh, ống tim, roi da to như cổ tay, vân vân. Lính canh nói vài câu tiếng Anh, Tô Giao nghe không hiểu, nên đứng yên tại chỗ. Ngay sau đó, hai lính canh này rời đi và một người da đen biết tiếng Trung bước vào. Người da đen vươn tay về phía Tô Giao, Tô Tiểu Thư, xin chào, tôi tên là Jessin, cô có thể gọi tôi là Tiểu Kiệt. Tô Giao liếc nhìn về phía bàn tay đang vươn ra của Jessin, rồi đảo mắt với vẻ mặt chán ghét, thể hiện rằng bản thân mình tuyệt đối sẽ không khoan nhượng. Jessin rút tay về, vẻ mặt chẳng chút ngượng ngùng, trong mắt vẫn là nụ cười ấm áp, tô tiểu thư, cô là món hàng quan trọng nhất chỗ chúng tôi, là queen của tôi và cũng là người không thể để xảy ra sai sót, tô giao đánh giá Jessin một lượt, chắc hẳn đối phương có không ít công phu. Xương sườn của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tình trạng trước mắt không thể đánh lại anh ta ngay cả khi có thắng anh ta thì bên ngoài vẫn còn mấy tên lính canh cầm súng cùng cả đàn sói đói nên tạm thời chẳng thể nào trốn thoát khỏi đây không biết người có tên jessin này giữ vị trí nào trong băng đảng nếu bắt anh ta làm con tin thì có đủ để đổi lấy bình an rời khỏi nơi này không cô không thể mạo hiểm nên dự định sẽ tìm kiếm cơ hội khác tôi giao bước tới chiếc kệ xếp đầy dụng cụ tra tấn nếu các người đã đưa tôi tới nơi này rồi vậy thì chắc chắn không phải để tôi thưởng thức chỗ dụng cụ tra tấn này nhỉ có gì cần làm thì mau lên tôi còn phải về đọc sách, giá xin định nói gì đó nhưng lại bị tô Giao ngắt lời, đừng có nói mấy lời nhảm nhí, giá xin mỉm cười giơ ngón tay cái về phía tô Giao, không hổ là cảnh sát, thú vị hơn rất nhiều so với những món hàng khác, chẳng trách bọn họ lại thích cô như vậy, tô Giao cau mày, bọn họ, giá xin không trả lời, anh ta gọi hai người vào, nói với tô dao bằng giọng dịu dàng, cô có nhan sắc huynh thành, nếu để lại sẹo thì sẽ không đẹp, nhưng nếu không bảo ban cô một chút thì không được mời cô ngồi lên chiếc ghế điện bên kia. Tô Giao nhìn ra, bọn chúng muốn tiến hành kích điện cô. Bị hỏng súng chỉ ngồi lên chiếc ghế điện, Jessin ấn nút, cổng điện bắt đầu phát điện. Các cơ trên cơ thể Tô Giao lập tức siết chặt, toàn thân cô rơi vào trạng thái tê liệt. Cô không thể cảm nhận được sự tồn tại của bản thân mình nữa, cơ thịt bắt cầu co thắt, xương cốt khắp người đang xoắn vào nhau, cơn đau dữ dội khiến cô gần như nghiến răng đến sắp gãy. Jessin dừng lại, không sao đâu, nếu cảm thấy đau thì có thể kêu lên một tiếng, sẽ rất sảng khoái, tinh thần Tô Dao bắt đầu mơ hồ, đợi đến khi định thần trở lại, cô lạnh lùng nhìn Jessin một cái, đồ biến thái, Jessin lại nhấn nút, đáng lẽ cô nên ngoan ngoãn ở lại phòng và đợi đến ngày trọng đại của mình, đây mới đúng là sứ mệnh của cô. Cô, còn muốn trốn nữa không? Cảm giác bị điện giật lại dâng lên, Tô Dao vẫn cắn chặt răng như cũ, dùng ánh mắt của mình để nói cho Jessin câu trả lời, nếu bọn chúng không giết chết cô thì cô nhất định sẽ trốn thoát. Giá xin mỉm cười, không sao đâu em yêu, bị giật điên thêm vài lần nữa là sẽ không dám cũng chẳng muốn chạy trốn nữa đâu. Tô Giao biết liệu pháp sốc điện này, nó kết nối một phản ứng hành vi nhất định của người bị điện giật với luồng điện. Một khi hành vi này xuất hiện hoặc xuất hiện trong tưởng tượng thì sẽ bị sốc điện. Sau nhiều lần mọi người sẽ trở nên chán ghét loại hành vi này của chính bản thân mình. Đây là sự kiểm soát kép của mức độ lý trí và tinh thần của con người. Di chứng để lại cũng rất rõ ràng, nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng nhận thức của con người và làm cho trí nhớ của con người ngày càng giảm sút. Một cú sốc điện khác lại đến, sau cơn đau quá lớn, Tô Giao rơi vào trạng thái hôn mê, trong toàn bộ quá trình bị sốc điện, cô đã không kêu dù chỉ là một tiếng. Giá xin nhìn người phụ nữ trên ghế điện, đúng là cái thứ cứng đầu cứng cổ, nhưng chẳng sao cả, không ai có thể thoát khỏi sự khống chế về tâm lý của bọn chúng, sốc điện chỉ là một trong số vô vàn cách thức mà thôi. Tô Giao tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều, điện giật khiến cô cảm thấy buồn nôn và chóng mặt, não bộ trống rỗng như bị moi cả ra ngoài. Sau khi ngồi trên giường một lúc, cô mới dần lấy lại được minh mẫn. Đầu óc cô bắt đầu không ngừng nhớ về Trần Ngân Hà, cô không thể quên anh, tạm thời quên cũng không được, đến cả anh cô cũng quên rồi thì sẽ không nghĩ đến việc cho dù có chết cũng phải trốn khỏi đây nữa. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại và bắt đầu thực hiện kế hoạch thoát thân cho mình trong lần tiếp theo, cô buộc phải cẩn thận, không thể để bị bọn chúng bắt lại nữa cô căm ghét việc chúng dùng diện đối phó cô, căm ghét bọn chúng xóa bỏ hy vọng của cô về Trần Ngân Hà ra khỏi trí nhớ và ý chí của cô. Nơi này không hoàn toàn kín cổng cao tường, mỗi ngày đều có người đến giao hàng, có thể lợi dụng cơ hội này để trốn thoát, giống như việc Trần Ngân Hà lén đưa con mèo đi bằng xe dao cà rốt. Bốn rưỡi chiều, Tô Giao nhìn thấy một chiếc xe trái cây và rau củ tươi đi vào từ cửa sau. Cô không hành động ngay lập tức mà cẩn thận quan sát việc bàn giao cùng vận chuyển, rồi âm thầm ghi nhớ trong đầu đồng thời, cô bắt đầu tìm cách tiếp cận với chàng trai người Hoa có thiện chí kia, cô cần sự giúp đỡ của cậu ta và muốn đưa cậu ta cùng trốn khỏi đây. Bữa sáng và bữa trưa cô ăn tại phòng mình, đến bữa tối thì xuống nhà ăn dưới lầu một, nhà ăn rất rộng, có một chiếc bàn dài trải khăn vải lanh theo hoa và những chân nến được tạo hình tinh tế, phức tạp. Trước giờ vì bị thương nên tô giao luôn ăn tối trong phòng mình, đây là lần đầu tiên cô ăn trong nhà ăn. Rất nhanh cô đã nhìn thấy cậu thiếu niên người Trung Quốc kia, Cậu ta đang giúp người đàn ông tóc vàng cắt bít tết, hàng lông mi của cậu ta cụp xuống như thể không hề quan tâm đến tất cả mọi thứ xung quanh. Người đàn ông tóc vàng vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã bị bắt cóc, anh ta mất bình tĩnh và không chịu ăn uống, còn ném những miếng bít tết đã cắt cùng đồ dùng ăn uống xuống đất. Cậu thiếu niên cúi xuống nhặt lên, cẩn thận dọn dẹp đống bừa bộn trên mặt đất. Tô giao bình tĩnh đi qua người cậu ta, rồi âm thầm ném xuống một mẩu giấy nhỏ. Cô tìm một vị trí trống ngồi xuống, rất nhanh một nữ giúp việc đã mang bữa ăn tới, biết tết, salad rau, bánh mì và bánh quy, tô giao không thích những đồ ăn này, cô muốn ăn gà kho tiêu trần ngân hà làm hay mì thịt bằm rau xanh cũng được, cô ăn đại vài miếng bánh mì để lót bụng, vừa ăn vừa quan sát cậu thiếu niên người Trung Quốc kia, câu ta nhìn thấy mảnh giấy mà cô gửi cho mình, nên nhặt lên nhưng không mở ra xem mà ném vào thùng rác cùng với đống thức ăn trên mặt đất và chẳng liếc nhìn cô lấy một cái, tất cả người làm ở đây đều không thể nói chuyện nói được chỉ có quản giáo lính canh cùng những món hàng cũng bị bắt cóc tới đây như cô tô giao nhìn xung quanh đại đa số những người bị bắt cóc đều là phụ nữ trẻ giữa chừng có đang xen bốn năm người đàn ông giữa họ không có sự quen biết bất đồng ngôn ngữ ngoài mấy người biết tiếng anh đang nhỏ giọng nói chuyện ra thì những người khác đều im lặng ăn cơm sau bữa tối bọn họ được phép đi dạo trong sân ba mươi phút hầu hết mọi người đã quen với cuộc sống ở đây nên chẳng có chút ý định bỏ trốn chỉ có người đàn ông tóc vàng đến sau là có ý đồ trốn chạy và bị lính canh dí dúng đưa về. Sau đó thì Jessin xuất hiện và đưa anh ta đến phòng tra tấn. Tô Giao đến bên cạnh cậu thiếu niên người Trung Quốc, vừa giả bộ ngắm hoa vừa nhỏ giọng nói, cảm ơn cậu, cậu thiếu niên làm như không nghe thấy, vẫn cúi đầu buông thõng hai tay đứng tại chỗ. Tô Giao nghi ngờ cậu ta không những không nói được mà tai cũng bị người ta làm cho điếc luôn rồi. Cô chỉ có thể giao tiếp với cậu ta bằng ánh mắt nhưng đối phương lại hoàn toàn không nhìn cô ngoại hình của cậu ta còn đẹp hơn mấy người đàn ông bị biến thành món hàng, nhưng thân phận lại là một người phục vụ. Tô Giao không biết cậu ta đã trải qua chuyện gì khiến đôi mắt xinh đẹp trở nên trống rỗng, tê dại, không có lấy một chút sắc màu. Đêm hôm đó, Tô Giao nằm trên giường, nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng rầm rất lớn, như tiếng vật nặng rơi từ trên cao xuống đất. Có người nhảy lầu, Tô Giao đi đến bên cửa sổ nhìn thấy nằm trên nền đất là người đàn ông tóc vàng, xung quanh nhúng màu máu đỏ tươi, giống như đóa hoa nở rộ trong đêm đen. Ngay sau đó, hai lính canh đi đến, sau khi xác nhận rằng người đàn ông đã chết, họ cho xác anh ta vào một chiếc túi ni lông đen và mang đi. Tô Giao nhìn xác anh ta bị đem qua bãi cỏ, băng qua đại phun nước rồi đi ra cổng tòa lâu đài, tiếp đến thì hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối và không còn nhìn thấy nữa. Đối với những món hàng khó khăn lắm mới chọn lựa ra rồi bắt cóc tới đây, bọn họ lại không hoàn toàn có cách chống tự sát một cách nghiêm ngặt có thể thấy món hàng như vậy là không đạt tiêu chuẩn chẳng có gì nổi bật nên bỏ đi cũng chẳng có gì ngần ngại sáng sớm ngày hôm sau tôi giao bảo người giúp việc người philippines gọi jessin tới nói mình muốn đổi người phục vụ và chỉ định muốn cậu thiếu niên người trung quốc tôi thấy đồng hương của mình thì tâm trạng sẽ tốt hơn một chút sẽ không muốn bỏ trốn nữa anh cũng tiết kiệm được sức lực của mình tưởng rằng phải năn nỉ ý ôi mới có thể đạt được mục đích thật không ngờ jessin lại đồng ý ngay lập tức ở đây cô có thể yêu cầu bất cứ điều gì, cô là quyên, tất cả mọi người ở đây đều vì cô phục vụ. tô giao mỉm cười, vậy tôi bảo anh chết anh có chết không? jessin, chỉ vì tôi là người duy nhất biết tiếng trung ở đây, nên đề nghị cô tạm thời không nên đưa ra loại yêu cầu như vậy. tô giao biến đi, jessin hơi cúi người xuống, rõ. sau khi jessin rời đi không bao lâu, thì chàng thiếu niên người trung quốc bước vào. tô giao sớm đã xác nhận, trong phòng không có máy quay cùng máy nghe lén, cô đóng cửa sổ lại nói bằng ngôn ngữ ký hiệu tay với đối phương tôi cũng là người trung quốc cậu thiếu niên ngước mắt nhìn lên tôi giao ra dấu ngôn ngữ tôi yêu cậu cậu thiếu niên tôi giao không biết làm thế nào để biểu đạt ý của bản thân trước đây khi xử lý vụ án cô đã từng gặp một người câm điếc và học được một số ngôn ngữ ký hiệu nhưng cũng chỉ biết qua loa mà thôi cô cùng cả tay và chân diễn đạt với cậu ta và sau khi ra hiệu rất lâu nhưng đối phương vẫn đứng ngay người ra đó xem ra ngôn ngữ cơ thể của cô không đủ độ chính xác. Tô Giao gấp tới mức đổ mồ hôi nhảy nhại, cô lấy trong ngăn kéo ra một sấp giấy cùng một cái bút, rồi viết lên trên, cậu có biết viết chữ không? Cậu thiếu niên liếc nhìn, tôi có thể nói chuyện, Tô Giao, cô thở vào một hơi, rồi nhỏ giọng nói, cậu có thể nghe không? Cậu thiếu niên gật đầu, Tô Giao rót cho cậu ta một cốc nước, bảo cậu ta ngồi xuống nói chuyện, lúc ở phòng ăn tôi chuyển cho cậu một mẫu giấy, sao cậu phớt lờ tôi, cậu không muốn thoát khỏi đây à? cậu thiếu niên không ngồi xuống, mà đứng bên cạnh một cách rất quy củ, thấp giọng đáp, trốn không thoát, không ai có thể trốn khỏi đây, cậu ta ngước mắt lên nhìn, cuối cùng thì gương mặt cũng có chút biểu cảm, cô sẽ sớm chết tại nơi đây thôi, tất cả những người bị bắt tới đây đều sẽ phải chết, từ miệng cậu thiếu niên, tô giao đã làm rõ được một số tình hình tại đây. Nơi này thuộc về một băng nhóm tội phạm quốc tế, bọn chúng tìm các ứng cử viên ở khắp mọi nơi, sau khi nhắm được thì bắt cóc và giam cầm ở đây chờ đến cuộc đấu giá vào giữa mỗi năm, bọn chúng có điều kiện sàng lọc khắc khe đối với những người tham gia đấu giá, mỗi một người tham gia đầu giá đều bắt buộc phải mang một món hàng đi, bọn chúng có mọi quyền sở hữu đối với món hàng đó, có thể chơi đùa, hành hạ theo sở thích cá nhân và giết chết họ. Khi đôi tay đã nhúng máu và trở thành thành viên của nhóm tội phạm này thì chúng không những không khai báo ra ngoài mà còn cố gắng hết sức để được ở lại đây. Cậu thiếu niên người Trung Quốc này là món hàng của năm ngoái sở dĩ cậu ta không chết là do người mua cậu ta là tên cầm đầu của một băng nhóm tội phạm. Mà người cầm đầu thì không cần phải giết người để tỏ lòng quyết tâm, nên cậu ta mới có thể sống sót. Tô Giao nói, cậu đã thử bỏ trốn chưa? Vô dụng thôi, trong tay bọn chúng có súng, còn nuôi đàn sói đói, cậu thiếu niên vén ống tay áo mình lên, chỉ vào vết sẹo trên cánh tay trái, bị sói cắn. Trên người cậu ta có vô số dấu vết do trốn chạy mà có, những cách có thể thử tôi đều đã thử rồi, không có tác dụng. Tô Dao, chúng ta có thể thử trốn thoát bằng xe vận chuyển hàng hóa." Cậu thiếu niên cúi xuống kéo ống quần lên, lộ ra vài vết sẹo sắc nhọn, trên xe có 5 con rắn, nhảy vào xe đồng nghĩa với việc chui đầu vào hàng rắn. Tô Dao vẫn tràn đầy tự tin, "Ghế lái thì sao? Chúng ta có thể cướp xe của bọn chúng để chạy." Chàng trai lắc đầu, "Có bom, nếu bọn chúng thấy xe bị lái đi thì chỉ cần bấm nút là bom sẽ nổ." Tô Dao không tin là không có cách chúng ta có thể giấu dao nỉa trên người trong lúc ăn cơm rồi bắt tên thủ lĩnh làm con tin chàng trai vết sẹo trên cổ jessin là do tôi để lại anh ta không quan tâm đến tính mạng của bất cứ ai tại đây nên cách này không hiệu quả tô dao phóng hỏa thì sao chúng ta có thể nhân cơ hội khi ngọn lửa đang bùng to rồi chạy trốn ánh mắt chàng thiếu niên nhìn tô dao đã có chút thương cảm vật liệu xây dựng ở đây đều là loại chống cháy ngay cả rèm cửa và khăn trải bàn cũng vậy tất cả đồ gỗ nội thất trong nhà đều có lớp bọc chống cháy. Tô Giao đã nói ra 808 kế chạy trốn nhưng đều bị cậu thiếu niên phủ định, vô dụng thôi, không trốn thoát được đâu. Tô Giao đứng bên cửa sổ, ngước mắt nhìn lên bầu trời, hiện tại đang là ban ngày, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhưng cô lại cảm thấy như đang nhìn thấy ngân hà trong màn đêm. Ánh mắt cô sắc bén, giọng nói trầm thấp nhưng chắc nịch, anh ấy đang đợi tôi, tôi phải ra trở về. Tô Giao quay lại nhìn chàng trai, có ai đó đang đợi cậu quay về không? Vẻ mặt cậu thiếu niên ngưng động trong chốc lát, ánh mắt nhất thời trở nên vô hồn, đôi lông mày hơi nhíu lại, như đang tìm tòi điều gì đó. Tô Giao có thể nhìn ra, đó là di chứng của điện giật, cậu ta đã không còn có thể nhớ ra người quan trọng nhất trong lòng mình ngay lập tức. Cô không muốn giống như cậu ta, cuối cùng cậu thiếu niên cũng nhớ ra, bà nội, bà nội đang ở nhà, Tô Giao biết được, cậu thiếu niên tên là Tô Tư Ngôn, năm nay 19 tuổi ba mẹ mất sớm và được bà nội một tay nuôi nấng. Tô Giao nhìn vào mắt Tô Tư Ngôn, cậu có muốn về tìm bà nội không? Tô Tư Ngôn gật đầu, rồi lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, vô dụng thôi, trốn không được. Tô Giao chỉ ra ngoài bức tường, giết chết lũ sỏi kia là được rồi. Tô Tư Ngôn liếc nhìn, rồi cười khổ, không thể, tổng cộng có 8 con sói, nếu muốn giết chết chúng một cách âm thầm mà không bị lính canh phát hiện thì chỉ là giấc mơ của kẻ ngốc. Đến đó, Tô Giao mặc sự khuyên nhủ, ngăn cản của tô tư ngôn cô vẫn trèo ra ngoài cửa sổ theo đường lần trước leo lên tường bao sau đó làm kinh động tới bầy sói và lính canh cuối cùng bị đưa về phòng tra tấn một lần nữa Sinh lại sử dụng hình thức sốc điện với cô tô giao tỉnh dậy trong phòng của mình mở mắt ra nhìn lên ngọn đèn pha lê trên trần nhà ngẩn người một lúc mới nhớ ra tại sao mình lại nằm ở đây trần ngân hà trần ngân hà trần ngân hà trần ngân hà, trần ngân hà cô thầm gọi tên anh trong lòng tâm trí không ngừng khắc họa hình dáng của anh. Tô Tư Ngôn đứng bên giường lo lắng nhìn cô, chẳng phải cô biết dưới tường có sói rồi sao, tại sao vẫn chạy trốn từ phía đó, để rồi bị điện giật vô ích, nghe thấy từ trốn, đột nhiên Tô Giao cảm thấy buồn nôn, cô cúi người nôn vào thùng rác, sau đó lau miệng ngồi trên giường nghỉ một lúc, cô xuống giường, đưa tay về phía Tô Tư Ngôn, tôi đã lấy trọng thứ này từ phòng tra tấn, thuốc gây mê dạng tim tự động, có thể dùng để đối phó với lũ sói, lúc này, Tô Tư Ngôn mới hiểu mục đích của Tô Giao không phải chạy trốn từ phía tường bao mà là vào phòng tra tấn để trộm đồ. Đôi mắt Tô Giao dần sáng lên, chúng ta có thể nhân lúc lính tuần tra không có mặt, ném chỗ ống tiêm thuốc mê này lên người đám sói. Trong lúc đàn sói đã gục, chúng ta sẽ nhảy khỏi tường chạy vào khu rừng trước mặt trước khi lính tuần tra quay lại, cứ chạy về phía trước chắc chắn sẽ có thể trốn thoát. Tô Tư Ngôn, nhưng chỗ này chỉ có hai ống tiêm, mà có đến tám con sói, Tô Giao cất ống tiêm đi, không sao, mỗi lần tôi trồng hai cái, bốn lần là gom đủ tám cái rồi, còn thiếu ba lần nữa, tô tư ngôn, còn mười ba ngày nữa là đến ngày tổ chức cuộc đấu giá, muốn trốn thoát thì bắt buộc phải kịp trước ngày cuộc đấu giá diễn ra, mười ba ngày ba lần, cơ thể cô sẽ không thể chịu được cường độ điện giật như vậy, cô sẽ biến thành như tôi, thường xuyên đến người thân yêu nhất của mình cũng không nhớ ra, khi nhắc đến từ điện giật, cơ thể tô tư ngôn bắt đầu rung lên không thể kiểm soát. Cả thể xác và tinh thần của cậu ta đều đang bài trừ, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt, trán đổ mồ hôi. Tô Giao vỗ nhẹ lên vai Tô Tư Ngôn, an ủi cậu ta, đừng sợ, nhóc con, chị là cảnh sát, đến lúc đó cậu cứ đi theo chị, chị đảm bảo có thể đưa cậu trốn ra ngoài để về nhà tìm bà nội. Tô Tư Ngôn chỉ lớn hơn Tô Tiến 3 tuổi nên trong mắt Tô Giao vẫn là một đứa trẻ. Trong hai ngày tiếp theo, Tô Giao lại tìm cách bỏ trốn và bị Jessin đưa đến phòng tra tấn hai lần. Sau lần bị điện giật thứ hai, Tô Giao tỉnh dậy, Cô ngồi trên giường ngơ ngẩn rất lâu nghĩ xem mình là ai và đây là đâu. Rối loạn chức năng nhận thức do bị điện giật đã khiến não bộ như bị rỉ sét, nên một vấn đề nhỏ cũng phải nghĩ rất lâu. Cô không ngừng lặp đi lặp lại trong miệng, Trần Ngân Hà, Trần Ngân Hà. Sau khi cái tên này được lặp lại rất nhiều lần, cô mới có thể nhớ được người mình đang đọc tên là ai và tại sao lại luôn phải nhẩm đi nhẩm lại tên anh. Tô Giao hồi phục lại sau trạng thái mơ màng, thiếu một lần nữa là có thể gom được đủ 8 cái rồi. Tô Tư Ngôn lo lắng cho tình trạng của Tô Giao, chị không thể đi thêm nữa. Tô Giao nở nụ cười, không sao, chị có thể chịu đựng được, giúp chị lấy một tờ giấy lại đây. Tô Giao quyết định vẽ lại ngoại hình của Trần Ngân Hà, vì sợ rằng cô sẽ không thể nhớ ra anh nữa. Cô không biết vẽ, nên vẽ anh thành ra như ma, cuối cùng đành vẽ một cây gậy thần của tiên nữ để thay thế anh, hiện tại có thể gọi anh là gậy tiên nam rồi. Tô Giao hỏi Tô Tư Ngôn, cậu có muốn vẽ lại bà nội mình không? Tô Tư Ngôn lắc đầu, em đã không còn nhớ bà tôi trông như thế nào rồi, chỉ nhớ bà thường xuyên chống nạn. Tô Tư Ngôn vẽ lại hình dáng cây nạn, hồi tưởng, nói, cây nạn của bà đánh người đau lắm, ai bắt nạt em bà sẽ dùng nạn đánh người đó, chỉ vài cái là có thể đánh cho đối phương bỏ chạy. Tô Tư Ngôn cắn chặt môi, cố kiềm nén không cho nước mắt mình rơi xuống, em muốn về tìm bà. Khi cậu ta ngẩng đầu lên thì sự trống rỗng và tê dại trong mắt đã được thay thế bằng hy vọng, đôi mắt sáng rực như những vì sao sáng trong đêm đen, chị ơi, em muốn về nhà, em muốn về. Ngày hôm sau, Tô Tư Ngôn giả vờ bỏ trốn để bị đưa vào phòng tra tấn, sau khi tỉnh lại cậu ta vào phòng Tô Giao đưa cho cô hai ống tim, tám cái rồi, đủ rồi, sắc mặt cậu tái mét, môi tím tái, trên cánh tay có vết thương do điện giật, cậu ta đã không còn là món hàng nữa, bọn chúng không quan tâm tới việc để lại sẹo trên người cậu, nên ra tay rất tàn ác. Tô Giao xoa xoa đầu Tô Tư Ngôn, tối nay chúng ta sẽ đi, khi màn đêm buông xuống, Tô Giao đứng bên cửa sổ, nhìn lên những vì sao trên bầu trời, thầm nhẩm tên của Trần Ngân Hà, cho dù có chết cũng phải quay về tìm anh. Khi các lính tuần tra đổi ca, Tô Giao dẫn theo Tô Tư Ngôn chui ra từ cửa sổ leo lên bờ tường, nhắn chuẩn, thả tám ống tiêm thuốc mê vào cổ bầy sói, sau đó nhảy khỏi tường, rồi chạy vào rừng cây ở cách đó không xa. Các lính tuần tra phát hiện bầy sói đã bị hạ gục, cảm nhận được có người bỏ trốn liền huyết sáo gọi người tới, dắt chó, cầm theo súng và đuốc vào rừng tìm kiếm tô dao và tô tư ngôn cứ thế chạy về phía trước bọn họ không dám dừng lại không biết đã chạy bao lâu chân tô dao đã bị phòng rọc cả lên cánh tay và chân đều bị cành cây cào vào mấy vết chảy máu thể lực của tô tư ngôn không tốt cậu ta mệt đến đứng cũng không vững nhưng vẫn bán mạng chạy về phía trước cuối cùng bọn họ cũng ra khỏi rừng cây chạy đến một con đường nhìn thấy một trạm xăng nhỏ và một bốt điện thoại tô dao vui mừng nói được cứu rồi Cô nhấc điện thoại, đặt ống nghe lên tai chuẩn bị gọi báo cảnh sát quốc tế, nhưng còn chưa kịp bấm số điện thoại thì giọng nói của Jessin lại phát ra từ ống nghe, quên thân yêu của tôi, dạo chơi gần cả đêm bên ngoài rồi, nên quay về lâu đài thôi. Tô Giao quay đầu lại nhìn, trông thấy cả một hàng đang chỉ súng nhắm thẳng vào đầu cô. Cuộc trốn chạy tiêu hao thể lực và tinh thần như vậy diễn ra thêm ba lần nữa, Đông, Tây, Nam, Bắc đều đã bị bọn họ chạy đủ cả, nhưng lần nào cũng bị bắt về rồi bị điện giật trí nhớ của tô giao càng ngày càng kém cô thường xuyên không nhớ được mình sẽ làm gì thậm chí có lúc còn quên mất tên của trần ngân hà sau khi nhớ ra lại tự dùng nắm đấm đánh vào đầu mình hận bản thân tại sao lại quên anh rõ ràng là cố gắng thoát ra nhưng lần nào cũng bị bắt về và bắt đầu thường xuyên cảm thấy kiệt quệ từ sự vô cùng tự tin ban đầu rồi dần dần trở thành tuyệt vọng nhưng chạy trốn đã trở thành bản năng trong xương cốt tô giao dồn chút sức lực cuối cùng đưa tô tư ngôn chạy đến bờ biển Lần này bọn ở ở ngoài cả một đêm và Jessin không thể tìm ra bọn họ. Tô Giao kích động nói, cuối cùng chúng ta cũng trốn thoát rồi, trốn thoát rồi, cuối cùng cô cũng có thể trở về bên cạnh Trần Ngân Hà được rồi. Tô Giao đưa Tô Tư Ngôn đi thẳng dọc theo bờ biển, đi cả nửa ngày cũng không tìm thấy một chiếc thuyền đánh cá hay người dân nào qua lại, sau đó vẫn quay về điểm xuất phát bên bờ biển khi nãy. Trái tim Tô Giao trùng xuống, nỗi tuyệt vọng khổng lồ cùng sự bất lực bóp chặt lấy cổ cô, khiến cô gần như tắt thở. Cuối cùng cô phát hiện bọn họ đang ở trên một hòn đảo biệt lập và mọi thứ trên hòn đảo này đều thuộc về băng nhóm tội phạm kia. Trừ phi mọc thêm cánh, nếu không bọn họ chẳng thể nào trốn thoát được khỏi đây. Tất cả những thứ gọi là lính canh chặt chẽ và sự truy đuổi không ngừng ấy chẳng có gì khác ngoài việc Jessin đang đùa giỡn với họ, cố ý cho họ hy vọng rồi lại tàn nhẫn phá hủy hy vọng của họ, cứ thế cho đến khi họ bị đẩy vào sự tuyệt vọng nghẹt thở. Tô Giao đứng bên bờ biển bật khóc, Trần Ngân Hà, em đã rất cố gắng rồi nhưng vẫn không thể trốn thoát anh mau đến cứu em đi những con sóng mang âm thanh đi xa ở một bầu trời khác nơi bên kia trái đất anh giật mình tỉnh dậy giữa một cơn ác mộng đội phó trần hay là anh về nhà ngủ một chút đi ạ à? ở đây có tụi em rồi ngô thanh đào thấy trần ngân hà ngồi ở hàng ghế sau xe đã tỉnh dậy bèn đưa cho anh một chai nước hai ngày nay anh đã không có được giấc ngủ nào tử tế rồi trần ngân hà nhận lấy chai nước vặn nắp động tác dừng lại thất thần nhìn nắp chai nước trong tay, anh vẫn không quen tự mở nắp chai, thích được tô dao mở cho. Trần Ngân Hà nhấp một ngụm nước, rồi đóng nắp vào nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bọn họ đang theo dõi Ngô Nguyệt Oánh, đi theo cô ta vào một khu dân cư, đây là nhà của bà ngoại cô ta. Trước đó, Trần Ngân Hà đánh một người có tên bạn Cường trong con hẻm, chính là tên Cưỡng Hát, ít phụ nữ, bị tô dao bắt vào tù sau đó được thả ra điều tra thì phát hiện tổ chức đánh thuê mà anh ta tham gia chính là đường dây của ngô nguyệt oánh thật tiếc là bàn cường đã sớm bị tổ chức khai trừ còn vào tù ngồi mất mấy năm nên trong tay không có manh mối gì về tổ chức chỉ nói ra được cái tên ngô nguyệt oánh ngô nguyệt oánh dừng xe xuống xe tay xách theo một hộp đồ ăn nhẹ trần ngân hà nói vào bộ đàm tiểu trương vâng đội phó trần tiểu trương người đang cải trang thành nhân viên giao hàng chạy xe điện băng qua đường xách theo hộp đồ giao hàng đi lên lầu khi ngang qua người Ngô Nguyệt Quánh đã lén dán một chiếc máy nghe trộm có kích thước bằng chiếc cúc áo vào đáy hộp của cô ta. Trần Ngân Hà đeo tai nghe, Ngô Nguyệt Quánh lên lầu và bắt đầu trò chuyện với những người thân ở nhà, không có tin tức gì hữu hiệu, cứ thế cho đến khi Ngô Nguyệt Quánh nhận một cuộc điện thoại. Máy nghe lén không thể nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia, chỉ nghe được giọng của Ngô Nguyệt Quánh. Cô ta nói một câu, "Túi sách hả? Không thích cái nào, cũng chỉ là một món đồ mà thôi." chẳng lên sân khấu được chỉ có thể tùy ý sử dụng trần ngân hà tháo tai nghe ra đại vu đại vu trả lời giám sát hiển thị cuộc gọi đến cho ngô nguyệt Quánh là quay số băng thông internet tìm không được điểm đích trần ngân hà bọn chúng chuẩn bị bắt đầu thực hiện giao dịch mới rồi hãy chú ý đến tất cả những người mà ngô nguyệt Quánh tiếp xúc bao gồm cả nam nữ già trẻ lưu ý đừng đánh rắn động cỏ mọi người rõ trần ngân hà lê thân xác mệt mỏi về nhà mở cửa ngẩng đầu nhìn thấy chiếc kẹo vẽ anh treo trên tường mà tô giao mua cho anh thay giày đi tới nhưng luôn cảm thấy màu đường đã thay đổi nó nhạt hơn trước khiến lòng anh có cảm giác khó chịu thật khó diễn tả nên dứt khoát tháo xuống bóc vỏ ra rồi lấy dao cắt trái cây cậy từng miếng kẹo ra ăn có như vậy thì bức tranh kẹo vẽ này của anh mới không bị phai màu hứa gia hải mở cửa bước vào thấy trần ngân hà đang nuốt kẹo trong vô cảm liền đi tới giật lấy kẹo của anh trần ngân hà liếc nhìn hứa gia hải hứa gia hải cảm thấy da đầu mình ngứa rang vì bị nhìn chằm chằm liền cúi đầu nhìn đống kẹo trong bát không ai muốn ăn kẹo của cậu đâu cậu có vấn đề đấy à khi treo chiếc kẹo vẽ này lên bên ngoài đã được phủ một lớp sáp chống oxy hóa bây giờ cái cậu đang ăn không phải kẹo mà là sáp trần ngân hà vẫn cứ nhìn hứa gia hải chằm chằm cứ thế cho đến khi hứa gia hải đưa bát cho anh cho cậu cho cậu ăn đi dù sao thì ăn cũng chẳng chết được trần ngân hà đang ngồi trên ghế sofa ăn kẹo sáp Hứa gia hải đi vào phòng bếp lấy bánh trôi trong tủ lạnh ra nấu hai bát. Trước đây căn bếp này là sân khấu chính của Trần Ngân Hà, nhưng từ khi tô giao xảy ra chuyện, anh vẫn chưa từng vào bếp. Hứa gia hải múc cho Trần Ngân Hà một bát bánh trôi, biết anh không ăn nhưng vẫn gọi một tiếng, lại đây ăn đi. Quả thực là Trần Ngân Hà chỉ ngồi trên ghế sofa mà không nhúc nhích, anh nhấc chiếc gối ôm bên cạnh lên ôm vào lòng, đó là hành động yêu thích của tô giao trước đây. Ngồi trên sofa ông gối ôm, nhìn anh nấu nướng trong phòng bếp, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc anh vài câu. Đã một thời gian dài anh không được nghe giọng của cô, hứa gia hải bưng bát bánh trôi đến ngồi bên cạnh Trần Ngân Hà, ăn mấy miếng rồi hỏi, điều tra thế nào rồi? Trần Ngân Hà, đang theo dõi ngô nguyệt oánh, hứa gia hải gật đầu, rất tốt, chắc chắn có thể tìm được manh mối của tô giao từ cô ta. Trần Ngân Hà, cô ta không biết hiện cô ấy đang ở đâu, hứa gia hải, ý cậu là sao? Trần Ngân Hà cười lạnh một tiếng, nếu không cậu nghĩ tại sao tôi không bắt luôn cô ta, từ ngô nguyệt oánh đến người mua cuối cùng ít nhất còn chuyển qua ba tầng nữa, những người đó đều không biết chi tiết và tung tích về nhau, giữa chừng nếu có bất cứ đoạn nào của chuỗi liên kết xảy ra sai sót, đánh trắng động có thì sẽ khiến toàn bộ chuỗi manh mối bị đứt đoạn. Trần Ngân Hà ngồi trên ghế sofa một lúc, sau đó đứng dậy ra cửa thay giày, hứa gia hải gọi anh lại, không phải vừa mới về à, sao lại ra ngoài thế? Trần Ngân Hà thay giày xong, giao dịch mới có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, tôi không yên tâm, muốn tận mắt theo dõi. Hứa Gia Hải, cậu tìm cái gương nhìn đôi mắt gấu trúc của cậu xem kìa, không nghĩ ngơi mà định đợi biến thành người mù luôn đấy hả? Anh ta còn chưa kịp dứt lời đã nghe thấy tiếng đóng cửa rầm một cái. Hứa Gia Hải ăn xong, rửa bát rồi gọi điện cho Chu Tiểu Nhiên, bảo cô nhụm lại tóc đã nhụm chưa? Chu Tiểu Nhiên, chưa à, vài ngày nữa em nhụm. Hứa Gia Hải, nhà thì sao? Tiền cho người ta vay đã lấy lại chưa? chu tiểu nghiên chưa ạ à? tạm thời em không mua nữa hứa gia hải tháo kính xuống dây dây lông mày giá nhà đất ở vân giang tăng vùng vụt cô còn thiếu bao nhiêu tiền lần này tôi bù cho cô chu tiểu nghiên khựng lại một chút ý anh là sao anh hải sao lại là lần này hứa gia hải lỡ miệng đành bật cười ha ha ý gì là ý gì chẳng có ý gì cả cô sao thế hả đã cắt đứt với đám bạn lộn xộn kia của cô chưa nói đến đây chu tiểu nhiên lại đuối lý bèn tìm một lý do rồi cúp máy cô ta nằm trên giường nhớ lại lời hứa gia hải nói anh ta nói lần này sẽ bù cho mình vậy lần trước thì sao lần cô ta bị lừa mất bốn mươi vạn là ai bù còn là ai được nữa đến ngón chân cái cũng có thể nghĩ ra đột nhiên chu tiểu nhiên nghĩ đến việc mỗi lần trần ngân hà trả phí cung cấp manh mối hoặc tiền thưởng cho cô ta đều là vào sau giờ làm việc chu tiểu nhiên gọi cho tiền du tiền du là người của trần ngân hà khi còn ở nam an nên Chu Tiểu Nhiên cũng quen biết cậu ta. Chu Tiểu Nhiên hỏi Tiền Du về cách thức nhận tiền công và tiền thưởng của người cung cấp manh mối và Tiền Du đã nói cho cô ta đầy đủ quy trình chính thức. Việc nhận tiền thưởng cần thông qua đủ loại kiểm tra và phê duyệt của các cấp, nó rất khắc khe và nghiêm ngặt, chắc chắn không phải như Trần Ngân Hà. Tăng làm là gọi cô ta đến cục công an rồi thản nhiên đưa cho cô ta một tờ đơn bảo cô ta ký tên rồi đưa thẻ cho cô ta là xong. Cuối cùng. Chu Tiểu Nhiên cũng nhận ra rằng số tiền mà Trần Ngân Hà đưa cho mình vốn dĩ không phải là tiền công của cảnh sát mà là anh và Hứa Gia Hải cùng nhau trợ cấp cho cô ta, để cô ta mua nhà, để cô ta có mái ấm để về, thực ra cũng dễ dàng nhận thấy, chỉ cần cô ta có đầu óc hơn một chút là có thể nhìn ra, làm gì có đơn vị cảnh sát nào giàu có đến mức có thể trả cho cô ta 2 triệu tệ trong vòng 2, 3 năm, đủ để cô ta mua nhà cơ chứ. Chu Tiểu Nhiên nắm tay đập đập vào đầu mình, cảm thấy trần ngân hà và hứa gia hải nói chẳng sai cô ta chính là đồ ngốc đồ không có đầu óc chu tiểu nghiên ngồi dậy khỏi giường gọi điện cho trần ngân hà nhưng không có ai trả lời cứ thế cho đến khi cuộc gọi tự động ngắt cũng đúng nhất định lúc này anh đang vô cùng chán ghét cô ta cô ta đã phụ lại sự mong đợi của tô giao chẳng tự trọng sẵn sàng tục hậu chắc chắn là anh không muốn để ý đến cô ta nữa chu tiểu nghiên ôm con thỏ trên giường trở mình cô ta nhớ tô giao rồi cũng muốn ở cạnh Trần Ngân Hà và Hứa Gia Hải, muốn đến Tết cùng bọn họ tới Nam An ngắm tuyết, rồi lại cùng nhau quay lại Vân Giang. Năm ngoái anh Ngân không để tình bạn bè đã lén lút chạy về trước để yêu đương. Giá như cô ta, Tô Giao, Trần Ngân Hà và Hứa Gia Hải, bốn người bọn họ có thể mãi ở bên nhau thì tốt biết mấy, cộng thêm đường Chu nữa, không biết bây giờ đường Chu ra sao, đã quay lại với người yêu cũ của mình hay chưa? Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Chu tiểu nhiên xuống giường mở cửa, tiểu tuyết. Lưu Tiểu Tuyết chính là người bạn lần trước cô ta đến cục công an thành phố bảo lãnh về, rồi bị Hứa Gia Hải và Trần Ngân Hà nhìn thấy. Hứa Gia Hải đã mắng cô ta một trận tơi bời, còn Trần Ngân Hà thì vô cùng thất vọng về cô ta. Chu Tiểu Nhiên cố tình làm tiếp trận Lưu Tiểu Tuyết. Lưu Tiểu Tuyết là một tình nhân của ông chủ quán ba trước đó cô ta làm việc. Cô ta luôn nghi ngờ ông chủ cũ của mình đã phạm một tội gì đó rất lớn, có lần cô ta đã gửi tin tình báo liên quan cho Trần Ngân Hà và Tô Giao cuối cùng đã được xác nhận là nhầm lẫn. Mặc dù vậy, nhưng cô ta vẫn chắc chắn rằng tiền binh, ông chủ của quán ba đó đã làm chuyện xấu. Chu Tiểu Nhiên đã bỏ công sức để tiếp cận Lưu Tiểu Tuyết và trở thành chị em tốt của cô ta, chính là để moi được tin tức từ chỗ cô ta. Chu Tiểu Nhiên bảo Lưu Tiểu Tuyết vào trong nói chuyện, thấy vẻ mặt đối phương lộ rõ buồn bực, nên tỏ ra quan tâm, hỏi, sao cô lại u quốc thành ra thế này thế? Lưu Tiểu Tuyết ngồi xuống, cô có còn nhớ bạn trai tôi không? anh tiền, bên cạnh anh ta có một người phụ nữ họ ngô, phiền chết đi được, suốt ngày tìm tôi để quấy rầy. Tôi biết cô ra ghen tị vì tôi đẹp hơn cô ta, có được ưu ái của anh tiền, cướp ánh đèn sân khấu của cô ta. Chu Tiểu Nhiên rót cho Lưu Tiểu Tuyết một cốc nước, vậy cô dự tính sẽ làm thế nào? Lưu Tiểu Tuyết nắm tay Chu Tiểu Nhiên, cầu xin, cô cho tôi mượn chút tiền đi, tôi thuê người dạy cho cô ta một trận, xem sau này cô ta có còn dám ức hiếp tôi nữa hay không? Chu Tiểu Nhiên, cô muốn vay bao nhiêu? Liêu Tiểu Tuyết vội vàng nói, không nhiều, năm vạn là đủ rồi, tháng sau tôi sẽ trả lại cô. Chu Tiểu Nhiên giả bộ không vui, mười vạn cô vay tôi lần trước còn chưa trả kìa, vốn dĩ tôi định dùng số tiền đó để mua nhà. Giá nhà đất ở Vân Giang tăng vùng vụt, tôi muốn mua càng sớm càng tốt, chẳng phải chúng ta là chị em tốt sao, tôi bị người ta bắt nạt đến tận đầu rồi mà cô vẫn còn nghĩ đến việc mua nhà à. Lưu Tiểu Tuyết lắc lắc cổ tay Chu Tiểu Nhiên, năn nỉ, đợi tôi giải quyết xong cái cô họ ngô kia, lấy được vị trí của cô ta trong quán ba, sẽ có thể kiếm được thật nhiều tiền. Đến khi đó cộng lại trả cô thành 18 vạn được không, ba vạn thừa ra kia coi như là tiền lãi. Chu Tiểu Nhiên do dự một lúc, rồi chuyển cho Lưu Tiểu Tuyết 5 vạn, vậy thì cô mau chóng giải quyết cái cô họ ngô kia đi, cố gắng trở thành bà chủ quán ba, rồi trả lại tiền cho tôi, tôi còn phải mua nhà. Chu Tiểu Nhiên không biết Lưu Tiểu Tuyết và Ngô Nguyệt Oánh đã chiến đấu công khai hay âm thầm với nhau thế nào mà đêm ngày hôm sau, Lưu Tiểu Tuyết siêu siêu vẹo vẹo chạy vào căn phòng thuê, đóng cửa phòng khách, khóa trái lại còn kéo thêm chiếc ghế sofa đơn ra chặn cửa. Chu Tiểu Nhiên từ phòng mình đi ra, sao thế Tiểu Tuyết, ai ở bên ngoài thế? Trong Lưu Tiểu Tuyết có vẻ rất sợ hãi, đôi môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nói năng cũng không lưu loát, "Đừng, đừng, đừng cho bọn họ vào, bọn họ muốn bắt cóc tôi." Chu Tiểu Nhiên vỗ vỗ lên lưng Lưu Tiểu Tuyết, "Cô trốn trước đi cái đã, đây là khu dân cư, bọn họ không dám gây ra động tĩnh quá ồn ào đâu lưu tiểu tuyết trốn trong phòng ngủ khóa trái cửa lại chu tiểu nhiên đến cửa phòng khách nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo chỉ thấy hai người đàn ông vạm vỡ đang đứng bên ngoài một trong hai người cầm thanh gỗ dày trên tay hình như cô ta đã trông thấy thanh gỗ này ở đâu đó rồi thì phải đầu óc chu tiểu nhiên chưa bao giờ tốt hơn thời khắc này cô ta nhanh chóng nhớ ra khi tô dao bị bắt cóc Cô ta có đến thăm Trần Ngân Hà và nhìn thấy những tấm ảnh chụp lại hiện trường vụ án trên bàn của anh, trong có loại gậy này. Chu Tiểu Nhiên khống chế trái tim đang đập thình thịch của mình, rồi lấy điện thoại ra liên lạc với Trần Ngân Hà, nhưng cô ta còn chưa kịp bấm gọi thì cửa đã bị đá văng từ bên ngoài. Động tác của họ quá nhanh, vừa giơ tay đã giật lấy điện thoại của cô ta rồi ném xuống sàn. Chu Tiểu Nhiên bị túng tóc, bọn chúng lôi cô ta ra ngoài. Chu Tiểu Nhiên biết bọn chúng đã nhận nhầm người. Cô ta và Lưu Tiểu Tuyết đều trang điểm đậm bằng tôn màu khói, nhùm tóc vàng, mặc đồ màu đen, chiều cao cũng tương đương nhau, nên bị nhận nhầm là chuyện dễ hiểu. Chỉ cần cô ta nói rằng mình không phải là Lưu Tiểu Tuyết, Lưu Tiểu Tuyết đang ở trong phòng thì chúng sẽ thả cô ta đi rồi vào bắt Lưu Tiểu Tuyết thực sự. Nhưng Chu Tiểu Nhiên không liên tiếng cũng chẳng dãy dụa, mặc cho mấy tên xấu xa trùm đầu cô lại bằng một chiếc túi vải đen rồi lôi cô ra khỏi nhà. Chu Tiểu Nhiên sợ rằng đã quá muộn, Sợ cảnh sát còn chưa kịp đến thì đám người này đã chạy mất rồi. Đúng là cảnh sát có thể sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để theo dõi bọn chúng và không để bọn chúng dễ dàng trốn thoát. Nhưng ngộ nhỡ, ngộ ngỡ không đuổi kịp thì sao? Khó khăn lắm mới bắt được một chút manh mối về tô giao. Chu Tiểu Nhiên không muốn từ bỏ, cho dù cô ta có chết cũng phải giúp được Trần Ngân Hà tìm thấy tô giao. Chu Tiểu Nhiên bị nhét vào một chiếc xe vận chuyển rau củ, bọn chúng tiêm thuốc cho cô. Rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ. Sau khi xe chở hàng nổ máy, một chiếc xe tư nhân màu đen từ từ bám theo, Giang bất phàm gọi cho Trần Ngân Hà, đội phó Trần, bọn chúng bắt Lưu Tiểu Tuyết đi rồi, có lẽ là mang đi giao dịch, giọng nói vô cùng lạnh lẽo của Trần Ngân Hà vang lên trong màn đêm, bám sát, tôi sẽ đến ngay, chú ý không được đánh trắng động cỏ, bọn bắt cóc rất thận trọng, chúng chạy xe vòng vèo rất lâu, dùng đủ cách ẩn nấp và đổi xe, khiến nhóm Giang bất phàm suýt chút nữa thì mất dấu. Trần Ngân Hà tự mình lái xe, lên cao tốc và bám theo xe của bọn bắt cóc đã sắp ra khỏi thành phố Vân Giang. Đúng lúc này, một chiếc xe tải chở sắt mất kiểm soát từ bên cạnh lao tới, với tốc độ 140 km trên giờ hướng thẳng về phía xe của Trần Ngân Hà. Trần Ngân Hà nhìn lướt qua gương chiếu hậu, rồi nhanh chóng xoay tay lái, bánh xe cọ sát xuống đường phát ra tia lửa, chỉ trong chốc lát thân xe đã lao khỏi đường cao tốc. Sau khi tỉnh dậy Chu Tiểu Nhiên đã thấy mình bị nhốt trong một căn nhà gỗ, căn phòng rất nhỏ, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ mà đến cả trẻ con cũng không thể chui qua cửa đã bị khóa qua khe cửa có thể nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng bên ngoài canh giữ cô ta đã được đổi thành hai người khác không còn là hai người bắt cóc cô ta đi nữa chu tiểu nhiên ngồi trên sàn nhà cô ta phải nghĩ cách thăm dò xem bọn chúng đã đưa tô dao đi đâu có phải sẽ bán cô ta đến cùng nơi đó hay không còn phải lưu lại manh mối cho trần ngân hà nữa chu tiểu nhiên gõ cửa nói với người bên ngoài tôi khác một trong hai tên lính canh cầm một chai nước đi tới, mở cửa đưa cho cô ta. Chu Tiểu Nhiên uống nước xong thì bật khóc, các anh có thể thả tôi đi không, tôi sẽ cho các anh tiền. Lính canh không thèm để ý đến cô ta. Chu Tiểu Nhiên lại cố nén thêm vài giọt nước mắt, các anh muốn đưa tôi đi đâu, tôi còn có thể về nhà được không? Lính canh mỉm cười, rốt cuộc là cô ngốc hay là tôi ngốc thế hả, cô nghĩ bọn tôi sẽ cho cô biết sao? Nói thật thì tôi cũng chẳng biết, bao gồm cả chủ thuê tôi cũng chẳng biết chỉ có người mua cuối cùng mới biết thôi nói xong liền đóng sầm cửa lại chu tiểu nhiên nhìn cánh cửa đóng chặt cười khổ một tiếng thầm nghĩ cô ta quả thực là đồ ngốc gần kẻ bắt cóc thế này rồi mà đến một chút tin tức cũng chẳng thăm dò được chu tiểu nhiên ngồi trên sàn nhà tiếp tục tìm kiếm cơ hội cứ thế cho đến khi trời gần tối có động tĩnh bên ngoài căn nhà gỗ đám người này chuẩn bị đưa cô ta đi giao dịch rồi cô ta cúi đầu nhìn xuống chiếc huy hiệu trên ngực mình nó có kích thước như một chiếc cúc áo hình con heo thực ra đây là một thiết bị ghi âm nhỏ. Cô ta đi khắp nơi dò hỏi tin tức của Tô Giao nên không phải là chẳng có chuẩn bị gì. Cô ta biết đầu óc mình ngốc nghếch, cái gì cũng chẳng thể nhớ, nghe không hiểu bất cứ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Trung. Vì vậy cô ta mới chuẩn bị thiết bị ghi âm để đề phòng bất cứ lúc nào cũng có thể dùng đến. Chu Tiểu Nghiên bí mật mở nguồn thiết bị lên, trông thấy lính canh đi vào kéo cô ta ra khỏi căn nhà gỗ. Ngay sau đó, một chiếc xe địa hình màu đen chạy tới, hai người ngoại quốc xuống xe, kiểm tra xung quanh người cô ta rồi nhét vào trong xe. Bọn chúng bịt miệng cô ta, bịt tai, rồi lại trùng đầu bằng túi màu đen. Chiếc xe phóng đi, con đường lúc thì gặp gần lúc lại phẳng phiêu Chu Tiểu Nhiên lén lúc dụi dụi tai lên vai. Khi còn nhỏ, cô ta rất thích lấy ngón tay ngoáy tai, khiến lỗ tai của mình to hơn người khác một chút. Sau vài lần chà sát cuối cùng nút bịt tai cũng bị rơi ra. Hai tên xấu người ngoại quốc đang nói chuyện, bọn chúng nói với nhau bằng tiếng Anh, cô ta chẳng hiểu câu nào. May mắn là cô ta đã mở thiết bị ghi âm và thu lại được hết lời bọn chúng nói. Một lúc sau, một trong hai người gọi một cuộc điện thoại và nói chuyện khoảng 7, 8 phút. Tuy rằng Chu Tiểu Nhiên nghe không hiểu tiếng nước ngoài, nhưng cô ta có thể nghe ra giọng điệu khi nói chuyện của bọn họ, ngữ khí rất nghiêm túc, không phải nói chuyện phím, có lẽ là đang nói đến việc giao dịch, xe chạy rất lâu, cuối cùng cũng dừng lại. Chu Tiểu Nhiên bị đưa xuống xe, cô ta không thể nhìn, chỉ nghe được tiếng sóng biển biết được trước mắt là bờ biển rất nhanh cô ta đã hiểu ra bọn chúng muốn buông lậu mình ra nước ngoài có hai người cách đó không xa đi tới hai tên xã hội đen sợ quá lộ liễu sẽ gây ra phiền phức không đáng có nên cởi bao trùm đầu của chu tiểu nhiên ra đồng thời cởi luôn dây trói trong tay bọn chúng có súng nghĩ rằng cho dù cô ta có mọc thêm cánh cũng chẳng thể nào thoát được mắt chu tiểu nhiên bị ánh mặt trời chói chang xiên vào cô ta nhìn thấy cách đó không xa có một con tàu đang tiến đến sắp vào gần đến bến cảng Cô ta cúi đầu nhìn xuống thiết bị ghi âm trên ngực mình, phải bỏ lại nó trong nước trước khi bị đưa lên thuyền, để lại cho Trần Ngân Hà. Đây là thời khắc bọn họ tiến lại gần nhất với băng nhóm tội phạm và có thể nắm bắt thời cơ này lần theo manh mối để tìm tô dao. Thấy con tàu mỗi lúc một đến gần, cô ta sắp bị đưa đi, Chu Tiểu Nhiên lo lắng đến mức tay đổ đầy mồ hôi. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào mới có thể gửi được máy ghi âm đến tay anh Ngân? Vứt sang đám có bên cạnh chắc chắn không được vậy thì có đến năm sau cũng chẳng có ai phát hiện nếu được ai đó nhìn thấy thì cũng chỉ coi đó như một chiếc huy hiệu bình thường mà cũng không nhất định được nhặt về bộ não không mấy thông minh của chu tiểu nhiên bắt đầu chạy với tốc độ cao cô ta nghĩ ra một cách có thể khiến trần ngân hà nhìn thấy thiết bị ghi âm này sớm nhất nhân lúc hai tên xã hội đen người nước ngoài không để ý chu tiểu nhiên bí mật tháo thiết bị ghi âm ra và nuốt vào bụng sau đó đập đầu vào tảng đá bên cạnh bợp một tiếng trán đau dữ dội dòng máu nóng bắt đầu chảy từ đầu xuống mặt khiến tầm nhìn của cô ta trở nên mơ hồ cô ta biết chỉ có người chết mới không bị đưa đi mới có thể được ai đó nhìn thấy và báo ngay cho cảnh sát giám định y khoa sẽ khám nghiệm tử thi của cô ta mổ bụng ra và lấy được thiết bị ghi âm trong dạ dày nếu người thực hiện khám nghiệm tử thi là hứa gia hải nếu người đứng bên cạnh quan sát là trần ngân hà thì nhất định hai người họ sẽ phát hiện ra tín hiệu mà cô ta để lại cả cuộc đời Chu Tiểu Nhiên chưa bao giờ cảm thấy mình thông minh như vậy, cô ta đã làm người đưa tin cho Trần Ngân Hà mấy năm nay, tin tình báo truyền đến cho anh thì 100% đều là giả. Cô ta nghĩ, cuối cùng cũng có một lần là sự thật, cô ta ngã xuống đất, cảm thấy mí mắt mình càng ngày càng nặng, tạm biệt anh Ngân, xin anh nhất định phải cứu được giao giao trở về, chỉ cần cô ấy sống thì anh mới không ảm đạm, mới là người đàn ông rực rỡ như bầu trời đêm đầy sao, cũng giống việc năm đó anh đã cứu cô ta khỏi tay của kẻ xấu đó là anh cảnh sát đẹp trai nhất mà cô ta từng gặp trong cuộc đời, là bầu trời sao mà cô ta ngắm nhìn khi tuyệt vọng vùng vẫy trong vũng lầy tăm tối. Đó không phải tình yêu, nhưng lại cao hơn tình bạn, là sự cứu vớt vượt lên cả sinh mệnh, còn cả hứa gia hải và đường chu cũng phải sống cho thật tốt, bọn họ phải sống thật tốt. Khi hai tên xã hội đen ngoại quốc nhìn thấy Chu Tiểu Nhiên tự sát, chúng đã hoảng sợ đá vào người cô ta một cái. Một đạp thật mạnh vào bụng cô ta, để giày của người đó rất cứng nhưng cô ta lại không hề cảm thấy đau, chỉ thấy buồn ngủ, muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Tên xã hội đen cúi xuống nhìn vết thương trên đầu Chu Tiểu Nhiên, rồi lại thăm dò hơi thở của cô ta, sau đó quay đầu lại nói với bạn mình vài câu. Cuối cùng một tên lên thuyền còn một tên thì kéo cô ta lên xe rồi lái xe rời đi. Chu Tiểu Nhiên bị bỏ lại trong đống cỏ khô ở một nơi hoang vắng, cô ta buồn ngủ đến chết đi được, không còn chịu được được nữa, rồi từ từ nhắm mặt lại. Một người dân đi ngang qua đã phát hiện ra cô ta và gọi 110 và 120. Ban đêm, Tô Giao đứng bên cửa sổ nhìn màn đêm bên ngoài tòa lâu đài, lính canh mang theo súng tuần tra, mọi thứ vẫn diễn ra như khi cô mới đến đây. Một bóng người trèo ra ngoài cửa sổ lầu 2, dẫm lên bức phù điêu trên mái hiên rồi run rẩy tiến vào vách tường, đó là món hàng mới được đưa đến mấy ngày trước. Người đó không ngừng quay đầu lại nhìn lính anh ngoài cổng, đợi lính canh quay người đi mới dám tiếp tục tiến lên phía trước chỉ với đoạn đường khoảng 5, 6 mét thôi nhưng anh ta lại đi trong tiết tấu nhịp đập thình thịch của trái tim. Tô Giao nhìn đối phương, cũng giống cô khi ấy, người đó muốn trèo lên bờ tường, nhân lúc lính tuần tra đổi ca thì nhảy xuống chạy trốn. Ngay thơ, Tô Tư Ngôn đứng sau Tô Giao, ném một hòn đá nhỏ về phía bóng người, nhắc nhở anh ta đừng có tiếng lên nữa, nếu nhất quyết muốn nhảy xuống tường thì sẽ bị đàn sói xé xác, còn không thì sẽ bị đưa về kích điện. Bóng người bị hòn đá nhỏ đập phải, tưởng rằng kế hoạch trốn thoát của mình đã bị bại lộ sợ tới mức toàn thân run rẩy suýt chút nữa thì ngã khỏi tường đến khi nhìn thấy tô dao và tô tư ngôn mới thở vào một hơi nhẹ nhõm tô tư ngôn lắc đầu về phía người đàn ông cũng giống như cậu đã lắc đầu với tô dao trong lần đầu tiên thấy cô bò ra ngoài cửa sổ và có ý đồ bỏ trốn bóng người nhìn thấy tô tư ngôn cũng đã hiểu ý của cậu ta biết rằng cậu ta đang bảo mình không nên tiếp tục chạy trốn nữa nhưng sao thể cam lòng được chứ ở lại để làm món hàng cho người ta chọn lựa, sau đó bị bạo hành đến chết, thà tìm cách bỏ trốn, cho dù có chết trên đường trốn chạy cũng không hối hận. Bóng người tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng trèo lên tường bao, nấp sau bụi hoa tường vi, cũng giống như những bước chạy trốn của Tô Giao, anh ta nhìn thấy bầy sói rồi bị lính canh phát hiện, tiếp đến là bị Jessin đưa vào phòng tra tấn. Tô Giao đứng dậy khỏi cửa sổ, đi đến một chiếc gương lớn có thể soi toàn thân, chỉ còn 5 ngày nữa là cuộc đấu giá diễn ra bọn chúng bắt đầu chăm sóc cô chi tiết hơn, cho tô tắm sữa hàng ngày và căn phòng luôn tràn ngập hương hoa hồng cùng nhạc cổ điển, còn cử một nhân viên mát xa hàng đầu đến xoa bóp cho cô, chỉ riêng việc hầu hạ cô mặc quần áo đầu tóc thôi cũng có tận năm người hầu gái, cô mặc một chiếc váy đen dài cổ chữ V, tay phòng, chiếc eo, phần dưới của chiếc váy được làm đủ 20 lớp, mỗi một tầng là các lớp vải voan mỏng xếp chồng lên nhau, sang trọng và bồng bềnh. Hầu hết quần áo mà bọn chúng chuẩn bị đều như vậy, vì cô là Queen mà bọn chúng đã lựa chọn và là trung tâm của cuộc đấu giá. Phòng của cô đã được chuyển từ tầng 3 lên tầng cao nhất, từ cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh tòa lâu đài, thậm chí đến bờ biển phía xa cũng có thể nhìn thấy. Qua tấm gương trước mặt có thể nhìn ra bầu trời đêm sau lưng, cô ngắm ánh sao sáng trong gương mà sững sờ, sau đó ánh mắt màu xám đen dần dần chuyển sang có chút ánh sáng. Nhưng ánh sáng rực rỡ ấy chỉ kéo dài trong vài giây rồi lại nhanh chóng mờ đi. Tô Tư Ngôn biết cô đang nghĩ gì, bèn đi tới, chị, chị lại muốn về nhà rồi phải không? Tô Giao cười khổ một tiếng, về không được, đây là một hòn đảo. Cô đã đoán ra rằng hòn đảo này thuộc quyền sở hữu tư nhân và không có sự đồng ý của chủ nhân hòn đảo thì không một ai có thể tùy ý vào trong. Cũng giống như nhà của một người, nếu tùy tiện vào nhà riêng mà không được sự đồng ý của gia chủ là bất hợp pháp. Hòn đảo được bao quanh bởi đại dương bao la, xung quanh thậm chí còn không có tàu bè qua lại ít nhất là khi cô nhìn từ vị trí cao của tòa lâu đài ra thì chưa từng thấy một con thuyền nào ở bên ngoài tô dao quay đầu lại nhìn tô tư ngôn em có muốn về nhà không tô tư ngôn gật đầu ánh mắt sáng ngời muốn vốn dĩ cậu ta đã tuyệt vọng nhưng từ khi tô dao xuất hiện cô đã thắp sáng hy vọng cho cậu ta hết lần này đến lần khác đưa cậu ta cùng chạy trốn tuy rằng sau đó phát hiện ra đây là một hòn đảo chẳng có đường thoát cho dù tô dao đã từ bỏ hy vọng bỏ trốn thì cậu ta vẫn không từ bỏ tô tư ngôn nhìn vào mắt tô dao vào ngày diễn ra đấu giá sẽ có rất nhiều người chúng ta nhân cơ hội hỗn loạn rồi bỏ chạy chạy đến bờ biển lén lút trèo lên tàu của bọn chúng nấp đi đợi đến khi thuyền cập bến ra ngoài được với thế giới bình thường thì chúng ta sẽ đi tô tư ngôn có đôi mắt rất đẹp đôi mắt đen tuyền giống như viên ngọc đen sáng lấp lánh cộng thêm nốt ruồi hứng lệ dưới đuôi mắt lại càng khiến nó thêm phần xinh đẹp vì vậy mới được ông Trùm của băng nhóm tội phạm nhìn trúng rồi mua về, sau đó ông Trùm cũng không nỡ giết chết cậu ta. Tô Giao bảo Tô Tư Ngôn ngồi xuống, em cho rằng đám người giết xin không nghĩ đến sao, chỗ thuyền đó sẽ được coi là trọng điểm canh gác, bất cứ ai cũng không được đến gần. Tô Tư Ngôn, đường bờ biển dài như vậy, cho dù bọn chúng có đông người thế nào đi chăng nữa cũng không thể canh giữ tất cả bến cảng trên bờ biển. Chỉ cần chúng ta xuống biển ở một nơi khuất tầm nhìn rồi bơi đến một chiếc thuyền và leo lên là được. Tô Giao lắc đầu, chúng ta sẽ chết đuối vì không đủ sức, ánh mắt Tô Tư Ngôn vẫn sáng ngời, không thử thì làm sao mà biết, có thế nào vẫn tốt hơn là ngồi đó để bị mua đi rồi chờ chết. Tô Giao nhìn Tô Tư Ngôn, đột nhiên nghĩ đến khi mình mới bị đưa tới đây, cô cũng như cậu ta, tràn đầy tự tin và hy vọng. Lúc đó, gương mặt Tô Tư Ngôn trống rỗng và tê liệt, cảm thấy mình không bao giờ có thể thoát khỏi nơi đây. Tâm lý của cả hai đã hoàn toàn thay đổi 180 độ. Tô Tư Ngôn rũ mắt, nói với tô giao có thể chị không biết mấy người đó biến thái tới cỡ nào họ đều là những người thần kinh có người thích xâm hại tình dê trục có người thích tắm bằng máu người có người lại thích nghe tiếng kêu gào thảm thiết của người khác tô giao không hỏi đến ông chủ đã mua tô tư ngôn khi ấy vì chắc hẳn đó là một hồi ức đau buồn khắc sâu trong tâm hồn tô tư ngôn chẳng phải chị vẫn muốn quay về tìm người yêu của chị sao người có ngoại hình như chàng tiên vừa đẹp trai vừa giàu có mấy ngày nay Tô Giao phát hiện trí nhớ của mình càng ngày càng kém, thường xuyên quên mất mình đang làm gì, cô sợ bản thân sẽ quên mất Trần Ngân Hà. Cô không cho phép anh phai mờ trong trí nhớ của mình, nên kể cho Tô Tư Ngôn nghe rất nhiều chuyện về Trần Ngân Hà, từng chút từng chút nhắc nhở bản thân mình không được quên. Tô Giao quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm là một màu xanh thẳm với rất nhiều ngôi sao rải rác. Em bị bắt cóc vào ngày vừa khai giảng năm nhất đại học phải không? Tô Giao hỏi Tô Tư Ngôn, em học ở trường nào? học chuyên ngành gì? Tô Tư Ngôn nói ra tên một ngôi trường, là một trường đại học có tiếng trong nước, rồi lại nói chuyên ngành mình theo học, em học ngành vật lý, thích ở trong phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm và nghiên cứu khoa học. Tô Giao thở dài, đáng lẽ em sẽ là một nhà khoa học, nhà khoa học đẹp trai nhất trong các nhà khoa học, nhưng lúc này lại chỉ có thể ở đây làm đồ chơi cho người khác, làm rất nhiều việc như bê trà rót nước, rót sữa nóng, em chỉ bị mất tích chứ không có bỏ học, có lẽ vẫn giữ được tư cách làm sinh viên. Đợi đến khi quay về vẫn có thể đi học Tô Tư Ngôn thấp giọng nói Thực ra việc đi học em không nghĩ tới Chỉ muốn về nhà gặp bà nội thôi Tô Tư Ngôn đưa địa chỉ nhà mình cho Tô Giao Ngộ nhở em không thể trốn thoát Chỉ trốn được ra ngoài thì hãy thay em đến thăm bà Bà em thích món vịt quay ở tiệm bán đồ ăn chính ngoài cổng khu nhà Chỉ giúp em mua cho bà một con Đừng bảo nhân viên bán hàng chặt sẵn Bà em thích xé cả con ăn Tô Giao cũng nói địa chỉ nhà mình và địa chỉ cục công an thành phố cho Tô Tư Ngôn tuổi em trai chị cũng tương đương với em, nhưng thằng bé không thích học hành, em thay chị mắng nó vài câu nhé. Sau đó, đến cục công an thành phố tìm người có tên là Trần Ngân Hà, nói với anh ấy rằng chị ra đi rất bình yên, không phải chịu nhơ nhuốc, tô tư ngôn bị câu nói của tô giao chọc cười, câu nói này em không thể truyền đạt lại giúp chị. Em sợ mình còn chưa nói xong đã bị anh ấy tức giận mà bóp chết mất, tô giao mỉm cười, lúc trước chị đã từng nói với em thế nào, mà lại để em nghĩ rằng anh ấy càng giận sẽ càng muốn giết người thế. Tô Tư Ngôn ngẫm nghĩ, em quên rồi, Tô Giao cũng tự nghĩ một chút, chị cũng quên rồi, hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười. Mấy ngày trước bọn họ điên cuồng muốn bỏ trốn, trung bình mỗi ngày đều bị đưa đến phòng điện giật ba lần, nên di chứng để lại ngày càng nghiêm trọng, khiến trí nhớ càng ngày càng kém. Trong nghịch đảo này, nếu sau này luyện tập điều độ và hợp lý thì chỉ cần một tháng là có thể trở lại bình thường. Tô Tư Ngôn bật dậy, chị, không còn sớm nữa, chị mau ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc xem phải trốn thế nào. Tô Giao mỉm cười, khóe môi công công, được, sau khi Tô Tư Ngôn đi ra, thì hai nữ giúp việc trẻ vào chăm sóc cho Tô Giao trước khi ngủ. Hôm nay là tắm hoa hồng, trên mặt nước trắc đầy những cánh hoa, Tô Giao ở trận bước vào bồn tắm, vùi mình trong mùi hương của hoa hồng. Cô nhớ đến mặt biển tại thôn Liễu Hà, nơi anh đã tặng cô bông hoa hồng màu hồng lớn nhất thế giới. Cô nghĩ đến lần thứ một vạn rằng không thể bỏ cuộc, phải trốn ra ngoài, phải trốn thoát để gặp anh. Ngày hôm sau, Tô Giao lại trở nên tràn đầy tự tin, trong lòng cô đã tính toán được năm kế hoạch bỏ trốn, chỉ đợi Tô Tư Ngôn vào phòng là cô sẽ kéo cậu ta lại rồi hào hứng nói kế hoạch của mình cho cậu ta nghe. Nghe thấy giọng của Tô Giao, Tô Tư Ngôn rủ mi nhắc lời cô, tối qua em đã nằm mơ thấy bà nội, bà đã mất rồi hóa thành hồn ma đến gặp em, còn đắp chăn cho em nữa. Tô Giao an ủi Tô Tư Ngôn, mơ luôn ngược lại với hiện thực chắc chắn bà nội em vẫn đang sống rất bình an đợi em về mua việc quay cho bà nữa tâm trạng tô tư ngôn trở nên cực kỳ suy sụp đây là một hòn đảo chúng ta không thể trốn thoát tô giao tiếp tục kể về kế hoạch trốn thoát của mình cho tô tư ngôn đến khi đó đánh gục hai người đến đấu giá mặc quần áo của họ vào rồi chà trộn ra ngoài tô tư ngôn lắc đầu ra vào hòn đảo nào được kiểm tra rất nghiêm ngặt không thể chà trộn tô giao nắm lấy tay tô tư ngôn chắc chắn chúng ta có thể trở về, chắc chắn có thể về nhà. Mấy ngày nay tình trạng của Tô Giao và Tô Tư Ngôn luôn như vậy, một người thì rơi vào tuyệt vọng người còn lại thì tràn đầy tự tin. Hai người mỗi người một ngày luôn phiên nhau tuyệt vọng và hy vọng, đôi khi cùng nhau tuyệt vọng, lúc ấy hai người sẽ ngồi trong phòng, không đi đâu hết, mà chỉ nhìn ra ngoài bờ biển phía xa, thay nhau nói về người mà mình nhớ nhung trong lòng, rồi thay phiên nhau nói ra những duyên nguyện cuối cùng, đôi khi cả hai lại cùng tràn đầy tự tin, lúc này họ sẽ thực hiện đủ các loại kế hoạch trốn thoát mà mình nghĩ ra, lần nào cũng bị bắt về khi chạy đến bờ biển, có lần thì bị vớt lên khỏi mặt nước, cuối cùng là đưa về phòng tra tấn giật điện. Họ giống như hai nhân cách sống trong cùng một cơ thể, cùng nhìn lên những vì sao trong nỗi tuyệt vọng. Đến chiều, Tô Tư Ngôn được Tô Giao động viên, bắt đầu hồi sinh trở lại thì tâm trạng Tô Giao lại rơi vào lạc lõng vô hạn vì nhớ đến một việc. Chỉ còn bốn ngày nữa là tới buổi đấu giá, hôm đó là ngày 14 tháng 6. Tô Giao nhìn ra ngoài cửa sổ sau buổi chiều, những mảng lớn màu hồng của hoa tường vi bám kín bờ tường, hoa trong hoa viên ngoài sân trổ từng bông hồng rực, hoa hồng màu hồng, cho dù ở trên tầng cao nhất của tòa lâu đài cũng có thể ngửi thấy mùi thơm, cô khẽ dừng lại, đó là ngày đầu tiên bọn chị gặp mặt. Tô Giao lấy cây gậy tiên lần trước mình vẽ trong túi ra ngắm, chị sắp quên mất anh ấy trông như thế nào rồi, thật kỳ lạ, dáng vẻ của anh càng mờ nhạt thì tình yêu và nỗi nhớ của cô với anh lại càng mãnh liệt. Tô Giao nói với Tô Tư Ngôn, nếu như hôm đó chị bị bán đi, không có khả năng phản đòn, thậm chí đến khả năng tự kết liễu bản thân mình cũng không có, thì em hãy giúp chị, cho dù có giết chết chị cũng đường để chị rơi vào tay bọn chúng, chị sợ rằng anh ấy sẽ phát điên khi biết, chị thà chết còn hơn. Tô Tư Ngôn không lên tiếng, cậu ta quay người ra khỏi phòng, một lúc sau quay lại trên tay cầm theo một bó hồng lớn mới hái ở hoa viên, rồi cắt tỉa từng cạnh cắm vào bình hoa, đặt lên bàn bên cạnh cửa sổ. Biết cô thích hoa hồng màu hồng, cậu ta muốn làm cho cô vui vẻ một chút, cứ cho là chúng ta không thể trốn thoát thì người chị yêu cũng sẽ đến cứu chị. Tô Giao quay người nhìn dạng lĩnh canh dày đặt bên dưới tòa biệt thự, sau đó nhìn về phía biển cả vô biên, những tên xã hội đen này quá thận trọng, chưa nói đến thuyền bè và người qua lại trên biển, chỉ cần là con chim bay trên đảo thì bọn chúng cũng sẽ bắn chết. Tô Giao còn chưa kịp dứt lời đã nghe một tiếng bằng, một con nhạn biển đã bị trúng đạn, đang từ trên không trung rơi thẳng xuống rơi vào sâu trong rừng cây. Bọn chúng lại mang thêm người mới đến, Tô Tư Ngôn chỉ ra bên ngoài, một con tàu đang lướt trên mặt biển tiến đến, không phải món hàng mà là quà tặng. Tô Giao liếc nhìn, quà tặng, Tô Tư Ngôn, những món hàng để bán đấu giá như em và chị sẽ ngồi ở chiếc thuyền lớn, còn những chiếc thuyền nhỏ như vậy là để vận chuyển quà tặng. Trong mắt bọn chúng thì quà tặng cấp thấp hơn một cấp so với món hàng, dùng để cung cấp cho lính canh ở đây, hoặc cho những trợ lý mà người tham gia đấu giá dẫn theo, vân vân, tất cả đều được miễn phí sử dụng. Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, họ sẽ bị giam cầm để cho các băng nhóm tội phạm trên đảo làm nô lệ tình dục. Tô Tư Ngôn nhìn xuống khuôn viên của tòa lâu đài, bọn họ đều bị nhốt trong tầng hầm của tòa lâu đài này. Tô Giao nhìn Jessin và những người khác bước ra từ lâu đài để chuẩn bị chào đón những món quà, đám súc sinh này thật đáng chết, những kẻ lừa bọn họ rồi bắt có tới đây cũng đáng chết. Tô Giao nghĩ đến bản thân mình, băng nhóm tội phạm này rất quen thuộc tình hình ở Trung Quốc, Bọn chúng nhắm vào cô hẳn là không phải vô tình, ở giữa nhất định có một người hoặc một tổ chức nào đó tương tự làm trung gian để giúp bọn chúng tìm ứng cử viên, tuyển chọn món hàng và quà tặng. Đầu óc Tô Dao bị điện giật đến có chút trì độn, không còn linh hoạt như trước đây, nhưng cô vẫn nhanh chóng nghĩ ra một cái tên, Ngô Nguyệt Oánh. Cậu của Ngô Nguyệt Oánh từng bị kết án tù vì tội buôn bán lao động xuyên quốc gia, tuy rằng chuỗi tội phạm đã được cảnh sát vén màn, nhưng ai mà biết được đằng sau đó còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Trần Ngân Hà nói rằng Ngô Nguyệt Oánh ghen tị với cô, bảo cô đừng bao giờ đánh giá thấp ác ý của một người. Khi Tô Giao nhìn thấy con tàu cập bến trên bờ biển, nhất thời trong lòng cô cảm thấy khó chịu, không biết lại là những cô gái nào bị bắt cóc rồi đưa đến cái địa ngục Trần gian này đây. Vào buổi chiều, Tô Giao bị hai người giúp việc đưa ra hoa viên. Theo lời của Jessin nói thì Quinn là linh hồn của tòa lâu đài này và tất cả những bông hoa ở đây đều nở rộ vì cô, chúng sẽ rất vinh dự khi được nhìn thấy cô nhiều hơn. Mà cô thì cũng cần cho hương hoa cúng lấy để hòa làm một với tòa lâu đài. Tô Giao suýt chút nữa thì nôn mửa khi nghe lời Jessin xin nói, bắt cóc là bắt cóc sao phải tỏ ra trang trọng, dùng từ cũng hoa mỹ như vậy làm cái gì. Tô Tư Ngôn rót cho Tô Giao một cốc trà hoa, rồi nhướng mi liếc nhìn về phía cổng lớn của tòa lâu đài một cái, cổng mở rồi, quà tặng đã đến. Từ hoa viên đến cổng lớn là một đoạn đường dài, ở giữa còn có một đài phun nước khổng lồ, Tô Giao nhìn người phụ nữ bên cạnh Jessin, cô cảm thấy người phụ nữ đó có chút quen mắt, đợi đến khi bọn họ đi xa rồi, cuối cùng Tô Giao cũng nhìn rõ, món quà này thế mà lại là ngô nguyệt quánh. Cô ta không phải là một mặt của băng nhóm sao, tại sao lại có thể bị đưa vào đây như một nạn nhân thế này? Khi đi ngang qua bãi đá cụi trong hoa viên, Ngô Nguyệt Quánh nhìn thấy Tô Giao, cô đang ngồi trên chiếc ghế tinh xảo, mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, chiếc váy được đính những viên kim cương xinh đẹp dài đến tận mắt cá chân, đôi giày cao gót làm bằng da dê được đính thêm hai viên ngọc trai màu trắng muốt đang nhẹ nhàng chuyển động trên mắt cá chân cô tóc cô búi lên lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn giữa hai xương quai xanh là một viên ngọc bích viên ngọc đó cực kỳ chói mắt đến mặt trời cũng phải kém cạnh nhưng viên ngọc bích không phải là chói lọi nhất mà là khuôn mặt của cô đôi môi hồng hào đôi mắt đen quyến rũ những bông hoa nở sau lưng cũng chẳng bằng một phần vạn vẻ phong tình của cô tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn cô nhưng lại không dám ngang nhiên nhìn thẳng, như thể sợ đụng chạm phải cô vậy. Cô là quyên thực sự của nơi đây. Nếu sự ghen tị trong mắt Ngô Nguyệt Oánh biến thành thật thì dường như nó có thể xé nát cả khuôn mặt Tô Giao. Ngô Nguyệt Oánh đi về phía Tô Giao, nhưng lại bị Jessin giữ cánh tay lại, cô muốn làm gì với quyên của chúng tôi? Ngô Nguyệt Oánh liếc nhìn Jessin một cái, tức giận vì sự bảo vệ của đối phương với Tô Giao, quyên của mấy người là do tôi tìm kiếm. Tô Giao đứng dậy khỏi ghế, đi tới, bàn tay buông thõng canh người nắm chặt, Ngô Nguyệt Quánh, quả nhiên là cô. Ngô Nguyệt Quánh cười lạnh một tiếng, là tôi để cô tọa nguyện, sao lại làm bộ mặt này thế, như thể muốn ăn thịt người vậy, tôi giao công môi, tọa nguyện, cho cô được tọa nguyện thế này cô có muốn không? Ngô Nguyệt Quánh quay đầu lại nói với Jessin, cuộc đấu giá vẫn chưa bắt đầu, tôi muốn thách đấu với cô ấy, tôi muốn làm Queen ở đây. Jessin nhún vai, chỉ e là cơ hội chiến thắng của cô không lớn, những ai có mắt ở đây đều có thể nhìn ra. Ngô Nguyệt Quánh hoàn toàn bị kích thích bởi ánh mắt khinh thường của Jessin, nên giọng nói cũng lớn hơn vài phần, nếu không anh cho rằng tại sao tôi lại tới đây. Ngô Nguyệt Quánh hiểu rõ hơn ai hết kết cục của món hàng và quà tặng. Tô Tư Ngôn có chút không hiểu, chị, hình như cô ta chính là người lên kế hoạch bắt cóc chị tới đây, vậy thì tại sao cô ta lại tự đưa mình vào chỗ chết? Ngô Nguyệt Quánh cáo kỉnh nhắc lời Tô Tư Ngôn, tôi không phải đến để tìm cái chết, tôi là Quyên, nữ hoàng duy nhất, Tô Giao cảm thấy nực cười, cứ cho cô là quên đi vậy thì đã làm sao kết quả đều như nhau cả bị người ta mua về rồi lại bị người ta chơi đến chết tô dao nhìn chằm chằm vào mắt ngô nguyệt oánh nói đi tại sao lại tự đưa mình vào chỗ chết ngô nguyệt oánh hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của tô dao xin thì trông có vẻ rất không vui oánh quên hỏi thì cô buộc phải trả lời ánh mắt của anh ta lướt nhìn trên người cô ta nếu không bây giờ sẽ đưa cô đi thực hiện nghĩa vụ của một món quà anh dám Ngô Nguyệt Oánh nghiến răng nghiến lợi, giọng nói tức giận, đã nói rồi, tôi chính là Quyên, tôi phải thay thế cô ấy, dám động vào tôi không sợ bị ông chủ của mấy người bắn chết à, theo quy tắc ở đây thì quả thực là bất cứ ai cũng có thể thách đấu với Quyên, chỉ cần giành chiến thắng thì họ có thể thay thế Quyên ban đầu. Hầu hết những người bị bắt cóc tới đây đều đang run sợ, lo lắng chu tính mạng và số phận của mình, chẳng có ai rảnh rỗi đi thách đấu với Quyên, dù sao thì kết cục của tất cả đều như nhau. Ngô Nguyệt Quánh là người đầu tiên thách đấu quyên Tô Giao liếc nhìn Ngô Nguyệt Quánh một cái Cô còn chưa nói tại sao lại tự đưa mình đến đây tìm cái chết Giết yes, xin trả lời một câu Quà tặng mà cô ta chuẩn bị cho bọn tôi xảy ra sai sót Đã bắt nhầm người thì chớ Mòn quá đó còn đập đầu vào đá tự tử Và cô ta đã dùng bản thân mình để thay thế cho món quà đó Tô Giao Không đúng Không phải lý do này Ngô Nguyệt Quánh bật cười Đúng Quả thực là vẫn còn lý do khác Tôi bị cảnh sát nhắm tới biết được ngày nào sẽ bị tóm vào tù, trong tù vừa tối vừa bẩn, phải mặc áo tù nhân xấu xí, bị người ta nhìn bằng ánh mắt như đang nhìn loại rác rưởi của xã hội, vậy thì chẳng thà chết còn hơn. Ngô Nguyệt Quánh nhìn Tô Dao, người đàn ông của cô đang thông báo tìm vợ, cô có biết tiền thưởng là bao nhiêu không? Nghe Ngô Nguyệt Quánh nói về Trần Ngân Hà, trái tim Tô Dao lập tức đập thình thịch, hô hấp thắt lại, cô bị nhốt ở đây đã 62 ngày rồi, không có chút tin tức nào với thế giới bên ngoài càng đừng nói đến việc liên quan đến Trần Ngân Hà. Cô háo hức muốn biết thông tin, muốn biết sau khi cô bị bắt cóc thì thế nào, mỗi ngày anh bận làm những việc gì, có dần dần lãng quên cô theo thời gian hay không. Thông báo tìm vợ, anh dùng chữ vợ, trái tim Tô giao dần lên một nỗi đau khổng lồ, đồng thời lại rất vui vẻ, anh vẫn luôn tìm cô như tìm người vợ của mình. Anh còn vì cô mà đăng tiền thưởng, Tô Dao nghe câu nói của Ngô Nguyệt Oánh, thầm nghĩ, Trần Ngân Hà nhiều tiền như vậy chắc chắn sẽ đưa ra một phần thưởng hậu hĩnh, một triệu. Ngô Nguyệt bánh công môi chế nhạo, cô đang cố ý khiến tôi buồn nôn đấy à, tôi giao lại nghĩ, nghiến răng một trăm lần mới tăng lên năm lần, năm triệu. Năm triệu tệ có thể mua hai căn nhà ở trung tâm thành phố Vân Giang rồi, cả đời cô cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như vậy, Trần Ngân Hà đã vì cô mà bỏ hết vốn liếng. Ngô Nguyệt bánh cười lạnh một tiếng, 80 triệu, tiền thưởng được trả là 80 triệu, khi nhìn thấy con số này, cô ta đã không dám tin, dựa vào cái gì mà tô giao lại đáng giá như vậy, cô ấy có giá trị vậy sao? Ngay lúc đó, lòng ghen tị với cô của cô ta đã lên đến đỉnh điểm, cô ta phải mạnh hơn cô, phải giá trị hơn và chói lọi hơn cô, cô ta mới là quyên cao quý duy nhất được săn đón trong cuộc đấu giá. Ngô Nguyệt Oánh được đưa đi, tô giao quay lại ghế ngồi ngoài hoa viên. Tiền không thể đại diện cho tình cảm nhưng nó cho thấy được mức độ quan tâm của một người đối với một người là thế nào. Tô Tư Ngôn nhỏ giọng nói với Tô Giao, anh ấy nhất định sẽ đến cứu chị. Tô Giao nhìn đóa hồng nở rộ trước mặt, đúng vậy, anh ấy nhất định sẽ đến cứu chị. Tô Giao nói với Tô Tư Ngôn, mấy ngày nay em ở gần chị một chút, không có việc gì thì cố gắng đừng rời đi, đợi anh ấy đến cứu chị thì em cùng đi với bọn chị, rồi về nhà tìm bà nội em. Tô Tư Ngôn mỉm cười gật đầu, đợi khi nào chúng ta về nhà, chị đưa em đi gặp em trai chị nhé, biết đâu em và cậu ấy có thể trở thành bạn, em sẽ đưa mọi người tới nhà em ăn cơm bà nội em nấu, cả hai lại thắp lên hy vọng và cùng nhau nhìn ra ngoài lâu đài, chờ đợi con đường được mở ra từ bên ngoài, đợi Trần Ngân Hà đến cứu bọn họ. Ở đằng xa, Jessin và một thuộc hạ đã nghe thấy Tô Giao cùng Tô Tư Ngôn nói chuyện. Thuộc hạ nói, lần nào chạy trốn cũng bị bắt lại, nhưng hình như Quynh vẫn chưa được ngoan ngoãn cho lắm, vẫn muốn trốn. ngay diễn ra cuộc đấu giá liệu có xảy ra phiền toái gì không? Jessin mỉm cười, thứ nhất, ở đây tuyệt đối an toàn, người là không thể vào. Thứ hai, tôi có cách riêng của mình để cô ấy từ bỏ hoàn toàn ý định phản kháng và trở thành một nữ hoàng thực sự của lâu đài này. Ngô Nguyệt Oánh phát đi thách đấu với Tô Giao, Tô Giao chấp nhận lời thách đấu, bọn họ sẽ chiến đấu vào sáng ngày hôm sau. Cách thức quyết đấu chưa rõ, Tô Tư Ngôn hoàn toàn không hiểu việc Tô Giao đồng ý chấp nhận lời thách đấu của Ngô Nguyệt Oánh, cậu ta biết cô không phải là người có tính cách thích nổi bật, hoàn toàn không quan tâm đến vị trí quyên, vậy thì tại sao lại cạnh tranh với Ngô Nguyệt Quánh? dù thắng hay thua thì kết quả vẫn như nhau chẳng có ý nghĩa gì cả tô giao giải đáp thắc mắc của tô tư ngôn bởi vì anh ấy tô giao mỉm cười em có biết người đó kiêu ngạo và cao quý tới mức nào không cái anh ấy ăn anh ấy dùng anh ấy mặc đều phải là tốt nhất cảm thấy những thứ tốt nhất trên thế giới này mới xứng đáng với mình anh ấy là kiên vị vua duy nhất trên thế giới mà vợ của kiên thì là quyên chị không thể phụ thông báo tìm vợ của anh ấy cũng không được có lỗi với số tiền thưởng là 80 triệu mới đúng, tô tư ngôn, tình yêu thật là sến súa, tô giao mỉm cười, khẽ xoa đầu cậu ta, em còn nhỏ, đời sau này gặp được cô gái mà mình thích thì chắc chắn còn sến súa hơn thế này, tô tư ngôn không đáp lại, một người đã ô uế bị chơi đùa thì làm gì còn tư cách hy vọng vào tình yêu, xin đưa tô giao và ngô nguyệt oánh đến bãi cỏ trong sân lâu đài. Xung quanh là những chiếc ghế trắng tinh được trang trí bằng hoa tươi và tất cả món hàng đều được đưa ra để xem Quynh chiến đấu. Giá xin mở một chiếc hộp nhỏ xinh xắn vừa dày vừa nặng, bên trong được bọc bằng vải nhung đen, ở giữa là chiếc vương miệng. Vương miệng được làm bằng vàng và đá quý, chế tác tinh xảo, xung quanh đính một loạt những viên kim cương lớn nhỏ, ở giữa là một viên đá quý màu hồng chói lọi. Giá xin cung kính giơ chiếc vương miệng lên, rồi liếc nhìn quanh những món hàng của mình người chiến thắng sẽ là nữ hoàng của cuộc đấu giá, ngoài ngô nguyệt quánh ra còn ai muốn thách đấu không, không ai đáp lại, trong mắt những người bị bắt cóc thì chiếc vương miệng này chẳng có ý nghĩa gì cả, dù sao cũng sẽ bị tra tấn cho đến chết, còn ai quan tâm đến những thứ này làm gì. Ngô Nguyệt Quánh nhìn chiếc vương miệng chói mắt trước mặt, đôi mắt sáng ngời như sắp nuốt chửng chiếc vương miệng chỉ trong một ngụm, cô ta vừa nuốt nước miếng vừa đưa tay ra, muốn chạm vào viên ngọc hồng trên đó, Jessin liếc cô ta một cái, hiện tại nó vẫn chưa thuộc về cô jessin đưa cho to dao và ngô nguyệt oánh mỗi người một thanh kiếm dài chỉ được chạm vào không được làm hại đối phương chỉ cần để lại sẹo trên cơ thể đối phương thì coi như thua ngô nguyệt oánh liếc nhìn thanh kiếm trong tay việc này không công bằng cô ấy là cảnh sát sao tôi đánh lại được cô ấy jessin khoát tay hết cách quy trình chính là như vậy ngô nguyệt oánh không phục nếu đã là quyên của buổi đấu giá thì sao không đọ tướng mạo và khí chất đọ bản lĩnh hầu hạ đàn ông là được rồi tại sao lại phải đấu kiếm giá xin mỉm cười bảo ngô nguyệt oánh nhìn những món hàng đang ngồi trên ghế cô nhìn bọn họ xem đâu có người nào là không khuynh nước khuynh thành vậy thì tại sao bọn họ lại không được chọn làm quyên giá xin nhìn tô dao cô cầm thanh kiếm trên tay dung mạo xinh đẹp đường nét cơ thể vừa mềm mại vừa mạnh mẽ vẻ hoang dại và dịu dàng trên người cô hoàn toàn hợp nhất một mỹ nhân như vậy thì không phải năm nào cũng có thể gặp được tô dao hướng thanh kiếm về phía ngô nguyệt oánh chỉ vào cô ta vẻ mặt nghiêm nghị, hôm nay tôi quyết chiến với cô, một mặt là vì tôi muốn làm nữ hoàng, mặt khác, tôi là cảnh sát, mà cô thì là phần tử tội phạm tàn ác. Nghĩ đến những cô gái bị cô hại rồi bắt đi, cô cảm thấy tôi có thể để cô thắng không? Ngô Nguyệt oánh nhếch khóe môi, cô không cần phải nói mình thật hoành tráng vậy đâu, còn muốn đại diện cho chính nghĩa, nói vậy khiến tôi có vẻ rất ác vậy, cô ta còn chưa dứt lời, tô dao đã vung kiếm của mình chém tới, đến kiếm Ngô Nguyệt oánh cũng chẳng cầm chắc cô ta lúng túng nghiêng sang một bên, suýt chút nữa thì ngã nhào ra đất. Đây là một trận đấu tay đôi chẳng có gì hồi hộp, tô giao vung kiếm về phía cổ ngô nguyệt oánh. Tất cả mọi người có mặt đều hít sâu một hơi, vì sợ tô giao sẽ cắt cổ ngô nguyệt oánh, chỉ thấy ngay giây tiếp theo, lưỡi kiếm của tô giao xoẹt qua cổ ngô nguyệt oánh, từng lọn tóc của cô ta rơi xuống. Ngô Nguyệt Quánh thấy tóc mình rơi xuống thì hét toán lên, khuôn mặt tái nhật, tô giao thu kiếm lại, hoảng hốt cái gì, Đợi đến khi vào tù thì cô cũng phải cắt tóc như vậy, tôi chỉ giúp cô trước mà thôi." Ngô Nguyệt quấn sờ lên mái tóc dài bị cắt mất một nửa của mình, một nửa ngắn một nửa dài, khiến cô ta trông nực cười như một chú hề. Cô ta nhặt thanh kiếm dưới đất lên, như một con sư tử đang giận dữ, nhắm về phía đầu Tô Dao mà chém, nhưng quả thực là cô ta quá yếu, Tô Dao chỉ khẽ tránh người một cái, khiến cô ta chém vào không khí, đồng thời bị thanh kiếm trên tay kéo về phía trước, loạn choạng ngã nhào ra đất mặt mũi lắm lem bùn đất, tóc dính đầy cỏ, quần áo trên người cũng bẩn thỉu. cô ta bò dậy khỏi mặt đất trong hệt một con chó rơi xuống nước. Một vài tên lính canh ở đằng xa nhịn không được đã bật cười một tràng. Tô Dao không có chút đồng tình nào với Ngô Nguyệt Oánh, trước giờ cô chưa bao giờ dành thiện cảm với bọn tội phạm. Đôi mắt của Ngô Nguyệt Oánh trở nên điên cuồng, nhìn chầm chầm vào Tô Dao. cô ta đem tất cả sự xấu hổ của mình quy hết lên người Tô Dao. Trước đây khi còn đi học cũng vậy, chỉ cần chỗ nào có cô thì mọi người xung quanh sẽ không nhìn cô ta nữa cô dễ dàng nhận được sự quan tâm và chú ý mà cho dù cô ta có cố gắng thế nào đi nữa cũng chẳng đạt được jessin nâng cao chiếc vương miệng trên tay và dõng dạc tuyên bố tô Giao giành chiến thắng cô ấy sẽ là nữ quyên của buổi đấu giá tô Giao khinh thường liếc nhìn jessin cùng chiếc vương miệng trong tay anh ta cảm thấy đầu óc đám người này đều vô cùng bệnh hoạn ngô nguyệt quánh nhìn vào ánh mắt tô dao vậy mà cô dám khinh thường cái mà cô ta bán mạng cũng không giành được, cô đang xúc phạm cô ta. Ngô Nguyệt Quánh lại cầm kiếm lên muốn đến nhìn tô dao nhưng bị hai tên lính canh túng cánh tay đẩy đi. Số ngày đến ngược cho đến ngày diễn ra buổi đấu giá chỉ còn lại bốn ngày, trong mấy ngày tiếp theo cứ thế cho đến tận ngày diễn ra buổi đấu giá, tô dao và tô tư ngôn đều không từ bỏ việc bỏ trốn. Họ cố gắng nghĩ cách và đặt dự định bỏ trốn vào ngày diễn ra đấu giá, nhân lúc người đông phức tạp, chắc chắn sẽ có sơ hở để bọn họ lọt qua. Hai giờ trước khi buổi đấu giá bắt đầu, Tô Giao được đưa vào một phòng thay đồ riêng trong sảnh đấu giá, ba người giúp việc phụ trách trang điểm cho Tô Giao còn Tô Tư Ngôn thì đứng bên cạnh cô để phục vụ trà, đồng thời rót nước cho cả ba người phục vụ. Khi ba nữ giúp việc gục xuống, Tô Giao quay lại nhìn Tô Tư Ngôn, thấp giọng nói, em bỏ thuốc vào nước à, thuốc ở đâu ra thế, kể từ khi Jessin phát hiện ra bọn họ ăn trộm kim tim gây mê, thì trong phòng tra tấn không còn để thứ đó nữa, càng đừng nói đến thuốc mê. Tô Tư Ngôn nở nụ cười ranh mảnh, nốt ruồi hứng lệ dưới đuôi mắt cũng trở nên sinh động hơn, em phát hiện ở góc vườn có cây mạng Đà La, nên trộn nó với cỏ và gỗ mung rồi làm thành thuốc mông hàng, đủ để khiến bọn họ ngủ một lúc. Tô Giao cởi giày cao góc dưới chân ra, thay bằng dép đi trong nhà cho dễ hành động, từ kẻ hở trong phòng thay đồ liếc nhìn ra bên ngoài, em có thể lấy trộn hai bộ quần áo của lính canh không? Tô Tư Ngôn gật đầu, chị ở đây đợi em, tô giao không yên tâm, dặn dò, nếu gặp phải nguy hiểm hãy từ bỏ hành động, đừng để lộ bản thân, phải bình an trở về nghe không. Nếu không phải vì thân phận của cô quá đặc biệt, đi đến đâu cũng lập tức thu hút sự chú ý thì cô sẽ không bao giờ sẵn lòng để tô tư ngôn phải mạo hiểm. Trong 66 ngày cô bị nhốt trên đảo, cô và tô tư ngôn đã sớm biến thành một người, nếu không có cậu ta thì cô khó lòng mà đứng vững. Cũng may là rất nhanh tô tư ngôn đã quay lại, tô giao thở phào một hơi, chúng tay mau thay quần áo đi. Tô Tư Ngôn chỉ mang về một bộ, chị, chỉ có một bộ, chị thay vào đi, em đã để một con thuyền nhỏ sau tảng đá khổng lồ bên bờ biển. Lương thực trên thuyền có thể cầm cự được một tháng, chị hãy lên thuyền về nhà và tìm người yêu của chị đi. Không được, muốn đi thì cùng đi, chị không thể bỏ em lại. Tô Giao nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Tô Tư Ngôn, bà nội vẫn đang ở nhà đợi em, tuổi tác bà đã cao, em đành lòng để bà đợi em mãi vẫn không đợi được sao. Bên ngoài phòng thay đồ truyền đến giọng nói của Jessin, anh ta dùng tiếng Anh nói với các món hàng, các vị khách quý đều đã lần lượt đến rồi, bảo bọn họ nhanh lên một chút, buổi đấu giá long trọng sắp bắt đầu rồi. Tiếng bước chân ầm ầm vọng đến, tiếp theo là tiếng gõ cửa. Tô Dao nhìn mấy nữ giúp việc ngất xỉu trên mặt đất, nói với ra bên ngoài, tôi đang thay quần áo. Giọng nói nhẹ nhàng của Jessin truyền đến, được, cô sẽ là ngôi sao chói lọi của đêm nay. Khi tiếng bước chân của Jessin đã đi xa, Tô Tư Ngôn nhét bộ quần áo lính canh trong tay vào tay Tô Giao, chị, còn không đi thì không kịp đâu, Tô Giao ném bộ quần áo lính canh xuống đất, thay bộ quần áo người hầu vào rồi kéo tay Tô Tư Ngôn, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết, Tô Tư Ngôn nhìn Tô Giao, mỗi một người làm có ý đồ bỏ trốn, bọn chúng sẽ bắn chết mà chẳng thèm nhìn, chị bắt buộc phải mặc bộ quần áo lính canh mới không bị phát hiện. Một vài bên mua đã đến rồi, lính canh rất bận, chị trà trộn vào trong nhất định có thể trốn thoát giọng nói của cậu ta mỗi lúc một trầm, thực ra em đã sớm cảm thấy chắc chắn bà nội em đã qua đời rồi, tuổi tác của bà đã cao, chịu không nổi đã kích, nên không sống được, không còn ai đang đợi em nữa, người yêu của chị vẫn còn sống, chị đi tìm anh ấy đi. Tô Giao nhặt bộ quần áo lính canh khoác lên người Tô Tư Ngôn, nói với giọng không cho đối phương phản bác, mặc vào, đi với chị, Tô Giao đi đến cửa, thấy xin cùng thuộc hạ của anh ta không có ở bên ngoài, cô khẽ mở cửa, dẫn theo Tô Tư Ngôn bước ra phòng thay đồ chung rất lớn, có 45 người bị bắt cóc đang trang điểm, quần áo giày dép của người nào người nấy đều vô cùng lộng lẫy. Nhưng bọn họ hoàn toàn chẳng hề vui vẻ, có mấy cô gái đang khóc đến mức chẳng thể trang điểm nổi. Tô Giao thầm nghĩ, đợi đến khi trốn thoát ra được bên ngoài, cô sẽ dẫn cảnh sát của Liên Hợp Quốc đến, tóm cả cùng băng đảng buôn người độc ác này. Tô Giao mặc quần áo của người giúp việc, bưng một khay bạc đựng cốc nước, hơi cúi người diễn vai một cô hầu gái. Tô Tư Ngôn đi bên cạnh Tô Giao, dáng người cậu ta hơi gầy, bộ quần áo lính canh hoàn toàn không phù hợp với cậu. May mắn thay là những người có mặt đều không để ý đến bọn họ, rất nhanh Tô Giao và Tô Tư Ngôn đã đi qua được phòng thay đồ chung, không thể đi qua lối cổng, ở đó có lính canh, bọn họ vòng qua sân khấu lớn được nối liền với bên ngoài để tới cánh cổng nhỏ. Khoảng 20 người tham gia đấu giá đã đến kháng phòng, cộng với các trợ lý và thư ký bên cạnh, dường như đã chiếm gần một nửa hội trường. Những người này ở đủ mọi lứa tuổi, trẻ thì khoảng ngoài 20, già thì râu tóc bạc phơ, nam có nữ có, giữa chúng chẳng có nhiều giao tiếp với nhau. Mắt người nào người nấy đều sáng ngời, đó là sự hưng phấn của những con giả thú khi ngửi được mùi vị của con mồi. Một lũ biến thái, tô giao nhìn chu tư ngôn, thấy sắc mặt của cậu ta tái nhợt, hàng lông mày nhíu chặt, đoán được cậu ta đang nhớ đến những ký ức khi bị làm món hàng rồi bị đấu giá. Tô giao nắm lấy tay tô tư ngôn, thấp giọng nói, đừng sợ, chỉ nhất định sẽ đưa được em ra ngoài. Tô Giao cảm nhận được cơ thể của Tô Tư Ngôn đang run rẩy. theo tầm mắt của cậu ta, cô thấy một người đàn ông Ây Mỹ khoảng 50 tuổi đang hút xì gà. Trong lòng Tô Giao dâng lên một sự kinh tởm, ông ta chính là trùm của băng nhóm tội phạm này sao? Hầu hết mọi lúc Tô Tư Ngôn đều vô cùng dũng cảm, nhưng lúc này trong lòng cậu ta chỉ có nỗi sợ hãi. Tô Giao không dám tưởng tượng đến những gì cậu ta đã phải trả qua khi bị ông trùm kia mua về. Tô Giao nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay Tô Tư Ngôn, dịu dàng an ủi, chị là một cảnh sát, một cảnh sát Trung Quốc, còn là chị của em nữa, chị nhất định sẽ đưa em về nhà. Cuối cùng cơ thể Tô Tư Ngôn cũng không còn run rẩy nữa, cậu ta nắm chặt bàn tay Tô Giao rồi cùng nhau bước ra ngoài. Jessin xin bước vào kháng phòng, đang nói chuyện cùng ông chủ của mình. Tô Giao dẫn Tô Tư Ngôn nấp sau một dãy rèm tường dậy, từ từ hé mở cửa, nhận lúc có một nhóm người tham gia đấu giá mới đến rồi trốn vào giữa bọn họ, lẻn ra ngoài. Tô Tư Ngôn đã sống trong tòa lâu đài này hơn một năm, Tô Giao cũng ở được hơn hai tháng, nên rất quen thuộc với mọi thứ nơi đây. Họ băng qua khu vườn, nấp sau tác phẩm điêu khắc thực vật khổng lồ, chuẩn bị tìm cơ hội leo lên tường chạy ra ngoài. Sợ vô tình làm tổn thương tới những vị khách quý trọng đến tham gia đấu giá, nên Jessin đã dẫn bầy sói ngoài bờ tường đi, đây chính là cơ hội hiếm có của họ. Tô Giao kéo Tô Tư Ngôn, còn thiếu một bước nữa thôi, chỉ cần chúng ta nhảy khỏi bức tường và tiếp tục chạy về phía trước, là có thể lên thuyền rời đi, chị chị đi trước đi tô tư ngôn chỉ vào đùi trái mình em không trèo lên được đùi cậu bị dao chém vào một đường máu vẫn đang không ngừng chảy vì cậu ta đang mặc quần màu đen nên vừa rồi tô dao mới không nhìn ra chân em làm sao thế tô tư ngôn phòng của bọn chúng đều đã khóa em không lấy trộm được quần áo của chúng nên đã tấn công một lính canh ngoài hành lang vì cướp quần áo của đối phương nên đã đánh nhau với anh ta vì thế đùi mới bị trầy một chút nhưng chị yên tâm em đã đánh ngất anh ta rồi giấu đi rồi tạm thời không bị ai phát hiện đâu tô tư ngôn vừa nói vừa mở khóa bộ quần áo lính canh muốn mặc lên người cho tô dao chị mặc đi cho dù mà bị phát hiện thì bọn chúng cũng phải xác nhận trước xem có phải người bên mình hay không không dám bắn ngay đâu chị chạy nhanh một chút chắc chắn có thể chạy thoát cậu ta đã bị thương cho dù có trèo lên tường nhảy được ra ngoài thì cũng chẳng thể chạy nhanh chỉ có thể làm gánh nặng cho tô dao mà thôi tô dao ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương trên chân tô tư ngôn Vốn dĩ cậu ta đã không phải kiểu đàn ông cường tráng, lúc này bị thương nên lại càng yếu ớt. Vết thương dài đến 7, 8 phân, có thể nhìn thấy cả thịt bị lật ra, máu vẫn còn đang chảy, chỉ sau chút nữa là nhìn thấy cả xương. Cũng không biết cả quãng đường cậu ta đã chịu đựng thế nào mà chẳng kêu ca lấy một tiếng. Tô Dao đứng dậy, "Có đau không?" Tô Tư Ngôn lắc đầu, rồi quay lại nhìn về phía cổng một cái, lính canh bắt đầu đổi ca rồi, "Chị mau đi đi, hãy về nhà tìm người yêu của chị." nếu có thời gian thì đến thăm nhà em, mua cho bà nội em một công việc quay, còn nếu bà em mất rồi thì chị hãy thay em đến mộ đốt cho bà chút tiền giấy. Tô Giao nhìn Tô Tư Ngôn, ánh mắt kiên định, bất luận là bà nội em còn sống hay không, thì chắc chắn bà đều sẽ hy vọng em có thể sống thật tốt, đi với chị. Nếu Jessin phát hiện ra cô trốn thoát rồi, thì chắc chắn việc đầu tiên mà anh ta làm chính là di chuyển hoặc giết chết những món hàng lẫn quà tặng trên hòn đảo này càng sớm, càng tốt để tiêu hủy bằng chứng. Vậy nên để Tô Tư Ngôn ở lại cũng đồng nghĩa với việc bảo cậu ta chờ chết, Tô Giao kéo Tô Tư Ngôn đến bên tường, em dẫm lên lưng chị, đừng sợ vết thương ở đùi, cố chịu đựng một chút, nhất định chúng ta có thể trốn thoát, Tô Tư Ngôn vừa cười vừa lau nước mắt, được, chúng ta cùng rời đi, rời khỏi cái nơi quái quỷ này, Tô Giao nhìn Tô Tư Ngôn, đưa ngón tay lên vuốt ve nốt rồi hứng lệ nơi khóe mắt cậu, đi thôi, nhà khoa học đẹp trai của chúng ta về nhà tìm bà nội em thôi, cô còn chưa kịp dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng bằng, một viên đạn găm vào ngực tô tư ngôn, ngay lập tức ngực cậu ta nhuộm đầy máu đỏ, tác động lực cực lớn của viên đạn khiến cậu ta ngã ngửa ra sau. Dường như cậu ta không biết gì cả, sự sững sờ và choáng váng nhất thời xuất hiện trên khuôn mặt, chỉ cậu ta không kịp nói một lời tạm biệt với tô giao, thậm chí còn chẳng kịp phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, mà cứ thế ngã vào lòng cô sự việc diễn ra đột ngột khiến cậu ta không kịp phòng bị, cứ thế nhắm mắt ngay trước mặt cô, tô dao ông chặt tô tư ngôn, hét lên một tiếng đau xé tâm can, tư ngôn, tô dao đưa bàn tay run rẩy thăm dò hơi thở của tô tư ngôn, hô hấp của cậu ta yếu đến mức khiến người ta khó có thể cảm nhận được, máu trên ngực vẫn không ngừng chảy, nhuộm đỏ cả bàn tay cô, cậu bé chỉ vài giây trước thôi còn đang hướng đến tự do và mong muốn được về nhà, lúc này lại chẳng thể cử động, đáy lòng tô dao phát lạnh, đôi môi bất giác run rẩy lửa giận trong lòng gần như có thể thiêu rụi cả tòa lâu đài. Tô Giao quay lại nhìn thấy một tên lính canh đang cầm súng, là người có tên Kari, thường xuyên đi theo Jessin. Tô Giao nhẹ nhàng đặt Tô Tư Ngôn bên tường, để cậu ngồi dựa vào tường, rồi quay người đi về phía Kari, nhấc chân đạp vào bụng anh ta. Kari bị đạp đập lưng vào bức tượng điêu khắc bằng kim loại, súng cầm trên tay rơi xuống cũng không nhặt, cô là Queen, anh ta không dám nổ súng với cô. Nếu không anh ta có 10 cái mạng cũng chẳng đủ. Kari đứng dậy, làm động tác tư thế cận chiến, miệng nói vài câu tiếng Anh, Tô Giao nghe không hiểu, cũng không quan tâm đến việc anh ta đang nói cái gì, cứ thế tiếp tục tấn công. Hận thù đã hoàn toàn kích thích sức mạnh trong xương cốt cô, cho dù hình thể của cô rất nhỏ bé khi đứng trước một Kari to lớn thì cô cũng vẫn đánh cho anh ta phải nôn ra máu, bò rạp dưới đất, Tô Giao dẫm lên lưng Kari, đầu ngón chân dí mạnh trên vai anh ta. Rồi ngồi sổng xuống túng lấy đối phương, nhấc lên, ai cho anh nổ súng, ai cho anh nổ súng, Carrie nhổ một chiếc răng ra khỏi miệng, khóe môi vẫn đang rỉ máu, hơi thở yếu ớt nói vài câu tiếng Anh. Tô Giao ấn chặt đầu Carrie xuống đất, rồi đứng dậy đi tới chỗ Tô Tư Ngôn, cô muốn đưa cậu ta đi, cho dù đó là thi thể của cậu thì cũng muốn đưa nó về nhà. Chỉ nghe thấy một tiếng bằng, Tô Giao quay người lại, nhìn thấy Jessin không biết xuất hiện từ bao giờ đã bắn cho Carrie một phát, Jessin cất súng, vẫn nói với giọng điệu nhẹ nhàng thường ngày. Dám làm Queen của chúng ta không vui, đúng là đáng chết carrie trợn to mắt nhìn jessin và đã sớm tắt thở jessin nhìn tô dao vẻ thù địch trên người cô vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan ánh mắt như ẩn chứa lưỡi dao sắc bén dường như có thể chém người ta thành hàng nghìn hàng vạn mảnh bất cứ lúc nào jessin tán thưởng đây mới đúng là quyên đích thực người đâu đưa quyên tôn quý nhất của chúng ta lên trang điểm buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi anh ta cho phép cô tiếp cận tô tư ngôn dung túng cho họ chạy trốn hết lần này đến lần khác rồi làm tiêu tan hy vọng của họ khiến họ rơi vào tuyệt vọng rồi nhìn họ động viên nhau trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau kế hoạch của anh ta chính là giết chết tô tư ngôn trước mặt tô dao rồi nhìn cô tức giận anh ta muốn kích thích sự hoang dã và sát khí trong xương cốt cô để cô hoàn toàn hòa nhập với tòa lâu đài này và trở thành một nữ hoàng hoàng mỹ thực thụ tô dao bị hai tên lính canh đưa đi cô quay người lại nhìn tô tư ngôn đang ngồi rủ đầu bên tường đôi mắt xinh đẹp ấy nhẹ nhàng nhầm lại nốt ruồi hứng lệ dưới đuôi mắt giống như cánh hoa đào nhỏ sắp bị gió thổi bay chứng kiến cậu chết ngay trước mặt trong mắt cô dường như có thứ gì đó vỡ vụn và chẳng bao giờ có thể ghép lại được nữa cô biết mình chẳng thể chạy thoát cũng giống như cậu ta mãi mãi bị chôn vùi trên hòn đảo bẩn thỉu này cô còn chưa được gặp trần ngân hà thấy tô dao bị đưa vào trong lâu đài xin quay người lại nói với hai tên lính canh ném hai cái xác này xuống biển cho cá ăn hai lính canh một người kéo xác cari người còn lại kéo tô tư ngôn. Đúng lúc này, một người phục vụ đi tới, nói với Jessin bằng tiếng Anh, có một vị khách muốn mua lại thi thể của tô tư ngôn, đây là thư mời của vị khách đó. Nói xong lại báo giá tiền, Jessin nhìn tấm thiệp mời, cho anh ta, đó là một vị khách mới gia nhập, có vẻ như rất có tiền, trả giá rất cao. Jessin bắt đầu buôn người từ năm 17, 18 tuổi, đến hòn đảo này đã được năm, 6 năm rồi, không có loại khách hàng nào mà anh ta chưa từng gặp. Sở thích của những vị khách này rất đa dạng, xác chết của con người đối với họ mà nói là dục vọng vui vẻ nhất hoặc là món ăn ngon nhất trên thế giới này. Jessin quay trở lại lâu đài và đi thẳng đến phòng thay đồ dành riêng cho Quinn, một nữ hầu gái chạy đến nói bằng tiếng Anh, không hay rồi ngại Jessin. Có một món quà chạy ra khỏi tầng hầm và đang ở phòng thay đồ, cô ta, cô ta làm hỏng lễ phục của Quinn. Jessin bước nhanh vào phòng thay đồ thì trông thấy Ngô Nguyệt Oánh đang ngồi trước gương trang điểm trên người mặc chiếc váy dạ hội đỏ được sản xuất công nghiệp, cô ta đang trang điểm cho bản thân, tô son đỏ lên môi, vừa nhìn vào gương vừa nhìn tô dao, loạn thần, nói, Quynh chỉ có thể là tôi. Nói xong liền đứng dậy, đứng trước một tấm gương lớn ngắm nghía toàn thân, lát nữa là đến tôi lên sân khấu rồi, tất cả mọi người có mặt đầu dồn ánh mắt mê mẩn về phía tôi, tôi sẽ được bán với giá đắt đỏ nhất thế giới, còn cao hơn cả 80 triệu tệ. Tô Giao nhìn Ngô Nguyệt Oánh như nhìn không khí, cô đã không còn bận tâm tới những thứ này nữa rồi, trong đầu chỉ nghĩ đến dáng vẻ của Tô Tư Ngôn khi ngã vào vòng tay mình, cô đã hứa sẽ đưa cậu ta về nhà nhưng không làm được. Còn cả Trần Ngân Hà nữa, rốt cuộc là anh đang ở đâu, tại sao lại không đến cứu cô cơ chứ? Nếu như anh không đến thì cô sẽ bị người ta mua rồi giết chết. Ngô Nguyệt Oánh nhìn mình trong gương, mái tóc của cô ta đã bị tô dao cắt mất một nửa, một nửa dài tới eo còn một nửa dài tới cổ, trông rất buồn cười. Cô ta cầm chiếc kéo trên bàn trang điểm, cắt bỏ nửa dài còn lại rồi ném chiếc kéo xuống đất. Thật xấu xí, các đoạn không đều nhau, trông như bị chó gặm, cô ta tức giận đến cực hạn, quay đầu nhìn chầm chầm vào tô dao, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nhưng cơn giận của ngôn nguyệt oánh chỉ kéo dài trong vài giây, không hiểu tại sao đột nhiên cô ta lại bật cười, đi đến trước mặt tô dao, phải rồi, quên mất không chia sẻ cho cô một tin tức mới, con ngươi của tô dao khẽ động, Cô nhìn Ngô Nguyệt Oánh nhưng không muốn nói chuyện với cô ta. Sự hững hờ của Tô Giao hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Ngô Nguyệt Oánh, cô ta càng vui vẻ hơn, có phải cô vẫn đang chờ bạch mã hoàng tử của mình đến cứu không? Nghe thấy tên Trần Ngân Hà, Tô Giao ngước mắt lên, trong mắt tràn ngập sự lạnh lùng, cô có ý gì? Cô không xem tin tức à, Ngô Nguyệt Oánh nhìn Tô Giao, ồ cũng đúng, đây là một hòn đảo nên không có báo, cũng chẳng có điện thoại. Trong lòng Tô Giao có linh tính chẳng lành, dường như có một tảng đá khổng lồ đang đè lên trái tim cô. Ngô Nguyệt Quánh nhìn hàng lông mày hơi nhíu lại của Tô Giao, hài lòng mỉm cười, đừng vội, điều thú vị còn ở phía sau. Cách đây bốn ngày, trên một đoạn đường cao tốc ra khỏi thành phố Vân Giang đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, một chiếc xe tải lớn hơn chục tấn mất lái đâm vào chiếc ô tô màu đen. Hãy đoán xem ai là người ngồi trên chiếc xe màu đen kia và tại sao anh ta lại xuất hiện ở đó, đại não Tô Giao như bị nổ tung, không thể nào, không thể là Trần Ngân Hà ngô nguyệt oánh tiếp tục nói để cánh cú va chạm với xe tải lớn chiếc xe con đã lao ra khỏi đường cao tốc và tông vào một bia đá bên cạnh đến xe cũng nát tan thành ha ha sắc mặt tô dao ngay lập tức tái nhợt nỗi sợ hãi trong lòng dường như đã nhấn chìm cô anh không thể chết không thể ngô nguyệt oánh khẽ cười có biết vì sao anh ấy lại phải lên cao tốc không vì cô anh ấy đang bám theo những kẻ bắt cóc anh ấy muốn tìm thấy cô muốn cứu cô hãy nhớ lấy tô dao là cô hại chết anh ấy, là cô hại chết người đàn ông mà mình yêu nhất, nếu không phải do cô thì anh ấy sẽ không chết. Tô Giao vương tay bóp cổ Ngô Nguyệt Oánh, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, cô dùng lực rất mạnh, suýt chút nữa thì bẻ gãy cổ Ngô Nguyệt Oánh, đồ ngu đần tung tin đồn nhảm, cút, khụ, 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 Ngô Nguyệt Oánh thoát khỏi tay Tô Giao, há mồm hít lấy không khí, vừa không ngừng ho khan vừa cười, đừng có tự lừa dối bản thân mình nữa, cho dù cô không muốn tin tôi thì đó cũng là sự thật, Ngô Nguyệt Oánh đứng soi gương, lấy kem nền che khuyết điểm che đi vết đỏ trên cổ, đứng giữa phòng thay đồ nhìn chiếc hộp nhỏ màu xanh đậm đựng chiếc vương miệng trên bàn. Miệng lẩm bẩm, vương miệng là của tôi, tôi mới là quyên duy nhất được vạn người kỳ vọng. Cô ta run rẩy mở chiếc hộp ra, nhìn vào chiếc vương miệng lấp lánh trên nền vải nhung đen, ánh mắt gần như hóa điên. Cô ta vươn tay ra, ngón tay sắp chạm được tới vương miệng, lại chỉ nghe bằng một tiếng súng bắn. Tâm mày Ngô Nguyệt Oánh bị một viên đạn xuyên qua, cô ta nhìn chiếc vương miệng ở gần nhưng chẳng thể nào với tới, cơ thể mềm nhũng ngã ra đất, lập tức trút hơi thở. Mắt mở to như con cá chết, chết không nhắm mắt, giá xin cất súng đi, ra lệnh cho hai nữ giúp việc, ném mụ điên này xuống biển cho cá ăn, tôi nhìn cô ta lâu lắm rồi, thi thể ngô nguyệt oánh được mang ra ngoài, vết máu trên sàn nhà cũng được xử lý sạch sẽ. Giá xin cầm chiếc vương miệng trong hộp đội lên cho tô dao, cô mới đúng là quyên thực sự, ánh mắt tô dao nhìn ra khoảng không bên ngoài, vừa cất tiếng mới phát hiện giọng mình đã khàn đặc cô ta nói dối phải không nhất định là cô ta đang nói dối jessin rất hài lòng với tình trạng hiện tại của tô giao cô đang trên đà suy sụp anh ta không ngại để cô đau lòng hơn chút nữa rất xin lỗi quên thân yêu của tôi cô ta không nói dối cảnh sát người trung quốc đó quả thực là xảy ra tai nạn và chết trong khi theo dõi người của chúng tôi phải nói rằng anh ấy rất giỏi khi có thể điều tra được đến bước đó cũng vô cùng dũng cảm xin cô hãy bớt đau buồn Jessin lấy điện thoại ra mở một trang tin tức Trung Quốc, nhấp vào một bản tin mới rồi mở ảnh lên, đưa đến trước mặt Tô Giao. Tô Giao rủ mắt, nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen gần như bị hất tung, đúng như lời Ngô Nguyệt Oánh nói, chiếc xe đã trở thành một đống phế thải. Jessin không dùng bừa một tấm ảnh chụp lại vụ tai nạn ô tô để lừa cô, Tô Giao vừa nhìn đã biết, đây là xe theo dõi và giám sát của cảnh sát. Trong cục có vài chiếc xe như vậy, nhưng chỉ có chiếc này là Trần Ngân Hà thích lái nhất, cũng không hẳn là thích lái, anh cực kỳ chê bôi nó, cảm thấy xe của cục công an thành phố như rác, không phải ghế ngồi quá cứng thì lại là tiếng động quá ồn, chủ yếu là do chúng đều xấu như nhau và không xứng với nhan sắc trên trời của anh. Nếu không phải do chiếc Bentley của anh không thích hợp thể bám đuôi và theo dõi thì có chết anh cũng không lái xe của cục công an thành phố. Chiếc xe trong hình là xe mới mua hồi đầu năm, bình thường ra ngoài làm nhiệm vụ đều là Trần Ngân Hà lái, anh vô cùng làm kiêu, không có chiếc xe này sẽ không chịu làm việc cũng vì thế nên bị tô dao mắng rất nhiều lần tô dao nhìn vào bức ảnh trước mắt muốn phóng to bức ảnh lên nhưng lại phát hiện ngón tay của mình đang run lên chẳng thể kiểm soát người trong xe đã được đưa ra ngoài cô nhìn chằm chằm vào chiếc ghế lái trống không phát hiện sau lưng ghế phủ có một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt một nửa chiếc áo nhuốm máu đỏ đến mức gần như khiến người ta mù mắt tô dao lướt màn hình điện thoại đang muốn xem nội dung bản tin thì jessin lại lấy điện thoại khỏi tay cô rồi bảo hai nữ giúp việc giúp cô chỉnh trang. Sau đó cuối người lùi ra ngoài, xin cô bớt đau buồn. Phiên đấu giá đang diễn ra và hầu hết các món hàng đều đã được mua, những người tham gia đấu giá đã đạt được mục đích của mình cũng không đành lòng rời đi. Bọn chúng ở lại để xem màn kết của vở kịch, càng về cuối, bầu không khí càng náo nhiệt, nữ MC mặc váy dài màu đen đi ra giữa sân khấu, dùng tiếng Anh thông báo quyên chuẩn bị lên sàn. Một tràng pháo tay bùng nổ tại hội trường, những người tham gia đấu giá nhìn chầm chậm lên sân khấu và rất vinh dự khi được nhìn thoáng qua phong thái của Quyên. Những người có tham vọng bắt đầu âm thầm tính toán tài sản mà mình mang đến, không biết Quyên của ngày hôm nay sẽ được bán đấu giá với mức cao ngất ngưỡng nào. Đèn pha lê trên trần kháng phòng đã tắt, chỉ còn lại đèn trang trí của rèm bên tường đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng mờ ảo, khiến cả không gian chìm vào bóng tối sâu thẳm. Nghệ sĩ Vĩ cầm ngồi ở một bên sân khấu chơi bản nhạc cổ điển, đèn trên sân khấu vụt tắt, ánh đèn led ấm áp màu trắng tinh chiếu xuống chiếc vương miệng hình tròn được in dưới sàn chính giữa sân khấu để chuẩn bị chào đón quyên cao quý nhất của tòa lâu đài từng cánh hoa hồng từ trên sân khấu rơi xuống tạo thành một lớp dưới đất hương hoa hồng phảng phất trong không khí khiến người ta say mê một bục hình tròn màu đen có đường kính khoảng một mét từ từ hạ xuống đứng giữa là một người phụ nữ tóc cô được búi gọn phía sau đội trên đầu chiếc vương miệng nạm đá quý trên người là chiếc váy dài màu hồng phấn đính kim cương tinh xảo ở viền váy, đứng dưới ánh đèn trông giống như một bầu trời đầy sao, làn da cô trắng như tuyết, đôi môi màu hoa hồng đỏ quyến rũ, con người đen lấy, trong mắt hiện lên một tia mơ hồ, mờ ảo, đỉnh đạt, gợi cảm, mỏng manh như gốm sứ lại có chút phóng túng khó có thể diễn tả, cô cao cao tại thượng, cao quý vô song. Chỉ những người có giả tâm bá đạo mới dám ảo tưởng tới việc nhắc cô xuống dấu làm của riêng. Khung cảnh của buổi đấu giá trở nên im lặng, những người tham gia đấu giá bắt đầu nín thở, vì sợ phát ra một tiếng động nhỏ cũng khiến cô hoảng hốt đến tan vỡ. Đứng giữa sân khấu, Tô Dao nhìn xuống những cánh hoa hồng dưới chân mình, cảm thấy chúng thật buồn tẻ. Trước giờ chưa từng có bông hoa nào có thể so sánh với bông hoa mà anh thắp sáng trên mặt biển dành cho cô tại thôn Liễu Hà. Cô đứng bất động, không quan tâm mình đang ở đâu, tâm hồn như mắc kẹt trong quá khứ, nó cứ lang thang trong từng khung cảnh có anh. Cô còn chưa kịp nhìn anh lần cuối. Dáng vẻ của anh đã trở nên mơ hồ sau những lần điện giật. Cô sắp phải chết rồi, cô không còn nhớ rõ anh nữa. Mắt, mũi, môi, yết hầu, mỗi một nơi cô hôn cô đều không nhớ nữa. Đã bao nhiêu ngày rồi, 60 ngày hay là 70 ngày, cô đã không còn nhớ rõ bọn họ đã chia ra bao lâu, lần gặp trước đó như thể là từ kiếp trước, khoảng cách xa như vậy cho dù cô có cố hết sức cũng chẳng thể nào chạy tới. Cô không thể đi tới, chẳng thể đi tới sao anh lại có thể đối xử tàn nhẫn với cô như vậy tại sao không đến tìm cô cô vẫn luôn đợi anh mà tại sao anh lại không đến tại sao anh lại không đến hình ảnh chiếc áo sơ mi màu hồng dính máu chợt lóe lên trong tâm trí cô đầu cô bắt đầu đau nhói trái tim như bị một mũi tên tẩm độc đâm thủng khiến toàn thân đau đớn đôi mắt của những người tham gia đấu giá như con rắn quanh quẩn cơ thể cô cô mặc trên người bộ quần áo cao quý đứng trên sân khấu lộng lẫy nhất nhưng linh hồn đã bị kéo vào một nhà tủ bẩn thỉu và lạnh lẽo nhất đèn trên góc hai bên kháng phòng bật sáng con người tô dao khẽ chuyển động ánh mắt của cô vô tình quét qua đám người bên dưới rồi đột nhiên dừng lại ở giữa kháng phòng va và vào đôi mắt đẹp như hoa đào cô sững sờ trong giây lát như thể không hề quen biết anh ánh mắt vướng víu quấn chặt lấy anh nước mắt bắt đầu không ngừng chảy xuống vừa khóc lại vừa cười họ nhìn nhau quyên qua đám đông chỉ với một ánh mắt cô đã được anh kéo từ nhà tù lạnh lẽo đến thế giới của những vì sao. Hết chương 81, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.